Đại hào môn, tiêu phàm. Tập 71 Hai tên đại tu sĩ đồng thời truy sát mà đến, tiêu phàm lắc một cái ống tay áo, trên ngón tay thúy chiếc nhẫn màu xanh lục chỗ trắng sáng nóng lánh, xương chim bắn ra, đảo mắt hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, đáy mắt chỗ sâu ngọn lửa lập lè, ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, âm thanh trấn vân tiêu, uy phong lẫm liệt. Tiêu phàm vùng ống tay áo lên, một luồng kinh phong càn quét mà ra, đem ba mươi mấy tên đệ tử cấp thấp cuốn lại, cùng một chỗ leo lên xương chim phần lưng. Cánh tay vừa nhấc, đem phong vô tẩu cao tốc thu về. Đi, tiêu phàm dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. To lớn xương chim lần nữa ngửa mặt lên trời huyết dài, hai cánh chấn động, như mũi tên, hướng về phía đông nam hướng kích bắn đi. Tại đại tề quốc cảnh bên trong, bị hạo thiên tông hai vị hậu kỳ đại tu sĩ truy sát, tình hình sự nguy hiểm, cảm thấy khó khăn nói đồng hồ. Nhưng thực bức nơi đây, cũng là bất đắc dĩ. Cái này xương chim không hổ là biển kiêu di hài luyện chế mà thành, tốc độ nhanh chóng, không cùng luân so, tại thần Long Uyên đầm lầy, đã từng cùng Huệ Thiên Hào truy đuổi hồi lâu, tại ban sơ trong một đoạn thời gian, song phương lực lượng ngang nhau, đem lôi độn thuật tu luyện tới cảnh giới cực cao Huệ Thiên Hào, cũng vô pháp đem lẫn nhau khoảng cách rút ngắn mảy may. Bây giờ hai năm qua đi, xương chim tu vi so sánh với lúc trước lại tăng tiến vào một chút, tốc độ bay cố nhiên khó mà càng nhanh một phân, chắc hẳn về thời gian khẳng định càng có thể bền bỉ Mắt thấy phong vô tàu cao tốc đã thấy ở xa xa, Lớn Chấp Pháp vốn trong lòng mừng thầm, bỗng nhiên ở giữa, xương chim lại đem lẫn nhau khoảng cách lại một lần nữa kéo ra, Lớn Chấp Pháp không khỏi sướng sờ. "Sư huynh, đó là vật gì?" Theo sát phía sau Lam Sam tu sĩ rốt cục chạy tới, hỏi, trong giọng nói có chút kinh ngạc. "Xương chim loại này kỳ quái hình thái, để hai vị kiến thức rộng rãi đại tu sĩ cũng có chút không nghĩ ra." "Không rõ ràng lắm, nhìn qua, tựa hồ là một loại nào đó khôi lỗi." lớn chấp pháp trưởng lão ngữ khí 10 điểm nghi hoặc, khôi lỗi, kia khả năng không lớn, cái gì khôi lỗi có thể có dạng này tốc độ bay. Nguyên Anh cấp khôi lỗi đã cực kỳ hiếm thấy, dù coi như là lấy khôi lỗi thuật văn danh thiên hạ ngàn linh tông, cũng chưa từng nghe nói qua có thể luyện chế ra có thể so Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cơ quan khôi lỗi thú. Kia thực tế quá nghịch thiên, nếu thật là ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ đẳng cấp cơ quan khôi lỗi đều có thể luyện chế ra tới. Kia trong thiên hạ, còn có cái kia một tông cái kia một phái sẽ là ngàn linh tông đối thủ những vật khác lời nói càng thêm không có khả năng lam sam tu sĩ lập tức nghẹn lời sư huynh nói rất có lý thứ này nếu như không phải khôi lỗi còn có thể là cái gì đây chẳng lẽ vẫn là cái vật sống không thành hắc hắc cái này cũng không có gì quá kỳ quái có thể là loại kia chuyên môn dùng để phi hành khôi lỗi dù coi như như thế kia cũng đã phi thường khó lường chẳng lẽ hắn là ngàn linh tông thế nhưng là chúng ta cùng ngàn linh tông cũng không có quá lớn nghỉ lễ. Dưới mắt lại không phải chính mà đại chiến thời điểm, ngàn linh tông người, êm đẹp chạy đến chúng ta hạo dương thành đến giết người làm cái gì. Làm sam tu sĩ càng thêm có chút khó mà suy nghĩ. Hừ, liền xem như ngàn linh tông vậy thì thế nào. Hắn dám chạy đến hạo dương thành đến giết người, chúng ta như cứ như thế mà buông tha hắn. Vậy sau này còn có người đem chúng ta hạo thiên tông coi ra gì sao? Cái này hiển nhiên, quyết không thể như vậy bỏ qua. Âu Dương uy thế nhưng là đại trưởng lão đều rất xem trọng con cháu vãn bối, nói đến cũng là có hy vọng nhất đặt chân người ta như vậy cảnh giới người. Hiện tại không hiểu thấu liền vẫn lạc rơi, nếu là không đem người này bắt về, đại trưởng lão nơi đó. Như thế nào bàn giao, lớn chấp pháp hừ lạnh một tiếng, nói, Âu Dương uy ngày bình thường không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu, nhất quán tự cho là đúng. Ta đã từng khuyên bảo qua hắn, phong mang không nên quá rất. Nên thu liếm thời điểm nhất định phải thu liếm chút, hắn xưa nay không nghe lúc này rốt cuộc chọc đại phiền toái từ vị này lớn chấp pháp trong giọng nói nghe tới hắn đối âu dương uy cảm nhận quả thực chẳng ra sao cả dù coi như âu dương uy đã vẫn lạc tựa hồ cũng không có chút nào đồng tình chi ý sở dĩ đối tiêu phàm theo đuổi không bỏ hoàn toàn bởi vì chức trách cho phép hắn nếu không phải hạo thiên tông lớn chấp pháp trưởng lão chỉ sợ chưa chắc sẽ đuổi theo lam sam tu sĩ nhẹ gật đầu nói lời tuy như thế âu dương uy tu vi cũng không tính quá thấp người này xâm nhập tổng đàn Đem Âu Dương Uy đánh chết, có thể thấy được thủ đoạn cao minh. Không phải là kia yêu nữ không thành, không giống, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng cũng có thể cảm giác được, trên người người này khí tức đường hoàng chính đại, không có chút nào tà khí. Thiên Diệu cung truyền thừa, tuyệt không phải như vậy lớn chấp pháp quả quyết lắc đầu. Là người trong chính đạo, người này còn mang đi vô cực môn còn lại những cái kia đệ tử cấp thấp, hẳn là cũng là vô cực truyền nhân. Lam Sam tu sĩ trầm ngâm nói lớn chấp pháp mặt âm trầm không lên tiếng, chốc lát, mới hừ một tiếng, nói, quả thật như thế, người này nói không chừng chính là lần trước dẫn động đô lương thành thất sát trận người. Xem ra đại trưởng lão bói toán, có thể muốn ứng tại trên người người này lam sam tu sĩ lấy làm kinh hãi, nói, sư huynh chỉ ý, người này chẳng lẽ chính là tổ sư tiên đoán cái kia vô cực môn thiên tài. Lớn chấp pháp cười lạnh một tiếng, nói, không phải. Hắn đã hiện đang lộ đầu, liền không khả năng là người kia Lam Sam tu sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không sai, xác thực như thế người này đã bị bọn họ hai vị hậu kỳ đại tu sĩ để mắt tới, nếu là còn có thể chạy thoát, quả thực chính là trò cười. Một khi bị bắt lại, mặc kệ hắn ra sao chờ thiên tài, đều là một con đường chết, còn nói gì trung hưng vô cực môn. Hai năm trước tại thần Long Uyên đầm lầy trên không xuất hiện một màn, lần nữa tại đại tề nước trên trời cao tái diễn. Chỉ bất quá lần này, truy sát tiêu phàm biến thành hai vị hậu kỳ đại tu sĩ. Mà tiêu phàm muốn chiếu cố người, lại từ một cái biến thành ba mười cái. Song phương một đuổi một chạy, mấy chục canh giờ quá khứ, xương chim tốc độ rốt cục bắt đầu giảm chậm lại. Nơi xa, một đạo nguy nga kéo dài sơn mạch, xuất hiện tại tiêu phàm trong tầm mắt, tại trong mây mù loáng thoáng, biết bao phiêu miểu. Tiêu phàm trong mắt sáng lên, đây là tề quốc cùng thả nước biên giới dưới núi. Tại Đô Lương Thành, hắn thứ nhất ưu tiên chính là thu thập các quốc gia địa đồ, càng kỹ càng càng tốt. Tề quốc, thà nước, trần quốc những này đại quốc địa đồ, càng là hắn coi trọng nhất. Đã tại chạy trốn, không có địa đồ sao được, vượt qua chỗ này sơn mạch, tiếp tục hướng đông nam phương hướng, chính là đại ninh quốc địa giới. Hạo thiên tông thế lực, chỉ có thể tại giới núi chi bắc, càng bất qua phía nam đi. Bởi vì thà nước thái thượng tông cũng là thập đại chính đạo tông môn một trong, thực lực mạnh, mảy may cũng không tại hạo thiên tông phía dưới. Dựa theo thiên diệu tiên tử tự thuật, Thái Thượng Tông cùng Hảo Thiên Tông mặc dù cùng thuộc chính đạo 10 đại tông môn, lẫn nhau ở giữa giao tình, cũng chỉ là hời hợt mà thôi. Trừ tại chính ma đại chiến thời điểm kề vai chiến đấu bên ngoài, ngày bình thường rất ít nghe nói bọn hắn lẫn nhau ở giữa có cái gì lui tới. Song phương phân thuộc nước láng giềng, có chút trên lợi ích xung đột, dẫn đến quan hệ không thân, ngược lại là rất có thể. Đây cũng là tiêu phàm không chút do dự liền hướng thả nước chạy như bay đến nguyên nhân nếu là thái thượng tông cùng hạo thiên tông quan hệ mật thiết thậm chí là đồng minh hắn như thế một đầu sông tiến vào thả nước đi tuyệt đối là từ tìm phiền toái sư huynh lại đi về phía nam chính là thả nước lam sam tu sĩ song nghi cao lại có chút lo âu nói lớn chấp pháp hừ một tiếng nói vậy thì thế nào chẳng lẽ thái thượng tông những tên kia còn dám ngăn trở chúng ta không thành chỉ cần phía trước kia tiểu tử cùng thái thượng tông không có có quan hệ gì Thái Thượng Tông tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cùng Hạo Thiên Tông kết thù. Huống chi đến chính là hai tên hậu kỳ đại tu sĩ, phổ thông Thái Thượng Tông trưởng lão, còn thật không dám tùy tiện ra mặt. Về phần những tông môn khác cùng đệ tử cấp thấp, càng là hoàn toàn sẽ không đặt tại hai vị này đại tu sĩ trong mắt. Nói thì nói như thế, nếu như có thể tại chúng ta tề quốc cảnh giới giải quyết hết cái phiền toái này, kia là tốt nhất làm sam tu sĩ tính cách rõ ràng so hắn sư huynh phải cẩn thận mấy phân. Lớn chấp pháp lại khe khẽ hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Nếu là có thể tại nhà mình một mẫu ba phần đất bên trong giải quyết phiền phức, đó còn cần phải nói a. À. kia tiểu tử túc hạ xương chim cũng thật sự là tà môn. Tại hai tên đại tu sĩ toàn lực đuổi theo phía dưới, vậy mà kiên trì lâu như vậy. Cũng may trước đó không lâu rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi, cứ theo đà này, dù coi như không thể tại tề quốc cảnh nội giải quyết, cũng khỏi phải xâm nhập thá quốc cảnh bên trong quá xa, khẳng định là có thể đuổi kịp. Không thể nghi ngờ, tiêu phàm cũng biết đây là cái đại phiền toái siêu xương chim vỗ cánh bay nhanh, một đầu chui tiến vào giới trên núi trống không sương mù bên trong. Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, hắc mang lấp lóe, hắc lân bắn ra, ở giữa không trung lộn một cái, rơi vào tiêu phàm trong ngực, còn buồn ngủ, tựa hồ mộng đẹp say xưa thời điểm bị người đánh thức. Sự thật cũng là như thế, từ khi phun ra nuốt vào ly dao nội đan về sau, hắc lân vẫn luôn tại nằm ngáy o o, cực ít có lúc thanh tỉnh. Nhân loại tu sĩ đã tỏa thổ nạp, hấp thu thiên địa linh khí đến tiến giai, Hắc Lân lại là một bên đi ngủ một bên tiến dai, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu đồ lười. Thời khắc này Hắc Lân, khí thức rõ ràng so tất cả cấp 9 yêu thú đều cường đại hơn, một chân đã đạp tiến vào hóa hình kỳ phạm trù, chỉ cần lại có một đoạn thời gian, nàng hoàn toàn luyện hóa ly giao nội đan, cái này tiến hóa liền có thể hoàn thành. Ai ngờ lại bị hai vị đại tu sĩ khí tức cường đại ngạnh sinh sinh đánh thức. Hắc Lân, ngươi làm cho ta một chuyện tiêu phàm không có bất kỳ cái gì khách sáo hàn huyên, trực tiếp nói. Người nói hắc lân dùng lông xù đại hắc đầu tại cánh tay hắn bên trên ma sát mấy lần, lười biếng nói. Người giá chiếc này tàu cao tốc, thành những đệ tử này đưa đến thả nước bảy quan thành đi, căn cứ điển tịch ghi chép, nơi đó có một cái truyền tống trận có thể thông hướng phương Nam. Trên thực tế, tiêu phàm cũng không có khả năng luôn luôn mang theo cái này ba mươi mấy tên trúc cơ kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp đào thoát hai vị đại tu sĩ truy sát, kia hoàn toàn không thực tế. Bất quá tiêu phàm rất rõ ràng, kia hai tên đại tu sĩ mục tiêu nhất định là mình, chỉ cần khí thức của mình còn cùng xương chim cùng một chỗ, hai người kia liền tuyệt sẽ không tách ra đuổi theo phong vô tàu cao tốc. Bất kể nói thế nào, mình diệt sát Âu Dương Uy cũng là một tên trung kỳ tu sĩ. Thật muốn bắt sống hắn, hay là hai tên đại tu sĩ đồng loạt ra tay tương đối ổn định chút. Về phần một chút đệ tử cấp thấp, chết cũng tốt sống cũng tốt, hai tên đại tu sĩ như thế nào lại để ở trong lòng. Lấy hắc lân cảnh giới bây giờ, tự mình điều khiển chiếc này phong vô tàu cao tốc, dù coi như tốc độ bay so với mình điều khiển thời điểm hơi thua, cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần đến thả quốc cảnh bên trong, hẳn là có rất lớn tỷ lệ dẫn bọn hắn an toàn thoát hiểm. Cùng an toàn đưa tiến những này đệ tử cấp thấp về sau, Hắc Lân tự sẽ trở về cùng hắn tụ hợp. Hắc Lân là hắn bản mệnh linh sủng lẫn nhau ở giữa đã sớm tâm thần tương thông, dù là cách ngàn dặm nhìn dặm, đều có thể tương hỗ cảm ứng được. Điểm này, hoàn toàn không cần lo lắng. Chủ nhân, phía sau hai cái lão gia hỏa đều rất mạnh đại hắc lân có chút lo lắng nói yên tâm ta có thể ứng phó được tiêu phàm ngữ khí vẫn như của người điểm bình tĩnh nói thật lần này hắn thật là có chút thấp thỏm dù sao bị hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ truy sát với hắn mà nói cũng là trước nay chưa từng có phải chăng có thể thuận lợi thoát khỏi thực tế là ẩn số sau một lát phòng vô tàu cao tốc cùng xương chim mỗi người đi một ngả hướng về phía đông nam hướng bay đi xương chim hai cánh mở ra hướng chính đông phương hướng phi đi Sư huynh, Lam Sam tu sĩ kêu lên, Lớn chấp pháp cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử kia khí tức vẫn còn, không cần để ý người bên ngoài. Bất quá là chút đề dài sâu kiến thôi ừm, kia xương chim tốc độ tựa hồ so lúc trước chậm một điểm kia là tự nhiên. Cứ việc tạm thời vẫn không rõ sợ kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng bất kể như thế nào, nó cũng không thể vĩnh viễn lấy tốc độ như vậy chạy xuống đi liền xem như cơ quan khôi lỗi thú, muốn lấy loại này không dưới hậu kỳ đại tu sĩ tốc độ bay chạy vội. Nhất định phải tiêu hao cao giai linh thạch, thượng phẩm linh thạch cấp trung đều khó mà cung cấp như thế linh lực khổng lồ. Nhưng mà cao giai linh thạch chi thưa thớt, lại là mọi người đều biết, vô luận ai cũng không thể liên tục không ngừng cung ứng cao giai linh thạch. Đối với pháp lực hùng hậu hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, dạng này cực tốc phi độn mấy chục canh giờ, lại còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Đương nhiên, trong tay hai người cũng đã sớm cầm hai viên thượng phẩm linh thạch cấp trung, một bên theo đuổi không bỏ một bên từ linh thạch bên trong không ngừng hấp thu linh lực bổ sung phía trước kia tiểu tử thế nhưng là đứng tại xương trên lưng chim mình cũng không hao phí một điểm chân nguyên pháp lực thời gian dài như vậy tiêu hao xuống tới nếu như không bất cứ lúc nào bổ sung linh lực coi như đuổi kịp muốn bắt sống kia tiểu tử chỉ sợ sẽ gia tăng không nhỏ độ khó hay là dự làm chuẩn bị tương đối ổn thỏa nếu không hai tên đại tu sĩ liên thủ thế mà mất dấu một tên hậu sinh tiểu bối kia thật đúng là chuyện cười lớn như là tiêu phàm sở liệu hắc lân thuận lợi mang theo những cái kia đệ tử cấp thấp rời đi hai tên lão quái vật ngay cả con mắt cũng không từng hướng phong múa tàu cao tốc nhìn lên một chút chỉ là gấp chằm chằm hắn không thả nhưng là tiêu phàm mình lại gặp phải một cái càng ngày càng vấn đề nghiêm trọng đó chính là hắn thể nội chân nguyên pháp lực càng thêm không bị khống chế rõ ràng chỉ cần hảo hảo điều trị khơi thông một chút liền vạn sự đại cát lại vẫn cứ chính là đằng không ra một đoạn như vậy hoàn chỉnh thời gian tới đình lấy hai tên hậu kỳ đại tu sĩ truy sát để hắn ngay tại xương trên lưng chim đả tọa điều tức tiêu phàm coi như tâm lý năng lực chịu đựng mạnh hơn cũng còn chưa tới dạng này khó lường tình trạng loại chuyện này nửa điểm đều sơ sẩy không được hơi có sai lệch chân khí đi xóa kinh mạch đó chính là tàu hỏa nhập ma đại hỏa thân là lang trung tiêu phàm đối này hết sức rõ ràng mà bây giờ vấn đề này đã nghiêm trọng đến nhất định phải lập tức giải quyết tình trạng tiêu phàm nhẹ nhàng nhăn lại lông mày dẫm chân xuống xương chim huyết dài một tiếng lập tức dừng thế đi tiêu phàm cánh tay một dương xương chim cấp tốc co lại nhỏ, thu tiến vào thúy chiếc nhẫn màu xanh lục bên trong. Cùng lúc đó, một đầu ngân rực đại bằng hư ảnh phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu. Tại không bên trong một cái xoay quanh, phi thân mà xuống, chui vào tiêu phàm thể nội không thấy bóng dáng. Sau một khắc, tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, liền đi mấy chục trượng bên ngoài, tốc độ bay nhanh chóng, đủ để cho đại bộ phận phân nguyên anh trung kỳ trở xuống tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm. Xa xa suýt tại phía sau hai tên đại tu sĩ lại vui mừng quá đỗi sư huynh, vật kia rốt cuộc chống đỡ không nổi đây là tự nhiên tiểu tử này phong độn thuật cũng coi như phải 10 điểm cao minh, khó trách Âu Dương Uy sẽ chết ở trong tay của hắn lớn chấp pháp hử lạnh một tiếng, nói, dám giết ta hạo thiên tông trưởng lão, lá gan quả thực không nhỏ, luôn luôn tự cao có chút bản sự mới đúng lam sam tu sĩ nói, bắt lấy hắn, định phải thật tốt thẩm nhất thẩm, nhìn hắn cùng kia yêu nữ có cái gì quan hệ. Không có yêu nữ trong tay địa đồ, thiên hương ngọc lộ trung quy chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi lớn chấp pháp khẽ vuốt cằm hai người miệng bên trong đối đáp, dưới chân không chậm chút nào, trong chốc lát liền đem khoảng cách kéo gần thêm không ít. Lấy tiêu phàm tu vi hiện tại, thì triển ra phong độn thuật, đại đa số nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã không đuổi kịp hắn, nhưng cùng hậu kỳ đại tu sĩ tương đối mà nói, hay là có tranh lệch không nhỏ. Bất quá tiêu phàm vốn không có ý định dựa vào bản thân độn thuật thoát khỏi truy sát. Lại phi độn một lát, phía trước tiêu phàm bỗng nhiên vừa hóa thành hai, chia ra hướng phương hướng khác nhau bay nhanh mà đi ừm đuổi sát ở phía sau hai tên đại tu sĩ không khỏi lấy làm kinh hãi sau nghi nhào lên thần niệm chi lực vội vã nhô ra đáy mắt quang mang lấp lánh lại không phân biệt được đến cùng cái nào mới là chân thân lúc này mới ý thức được tiêu phàm thu hồi xương chim liền là muốn đùa nghịch dạng này mánh khóe xương chim khí tức thực tế rất cổ quái bình thường huyễn hóa chi thuật căn bản liền không thể gạt được hai tên hậu kỳ đại tu sĩ thần niệm điều tra lẽ nào lại như vậy lam sam tu sĩ giận tím mặt quát chia ra truy, lớn chấp pháp vô cùng có quyết đoán, lập tức thấp giọng quát nói. Được Lam Sam tu sĩ thân là một trăm bộ viện thủ tỏa, cũng nghiêm túc, lúc này thân thể nhoáng một cái, phía bên trái bên cạnh đạo nhân ảnh kia mau chóng đuổi mà đi. Lớn chấp pháp thì cắn người bên phải ảnh, chăm chú đuổi theo, uy nghiêm khắp khuôn mặt là nộ khí. Hạo thiên tông uy chấn thiên hạ, hôm nay mặt mũi này, thực tế ném đến có chút lớn, bị người lấn tới cửa đến, giết tông chủ cháu ruột không nói, nếu là lại bị hung thủ từ hai tên hậu kỳ đại tu sĩ dưới mí mắt chạy mất, lan truyền ra ngoài coi là thật sẽ trở thành người trong thiên hạ cho cười. Tề quốc cùng thả nước chỗ giao giới mảnh này dưới núi, có thể xương rộng lớn, kéo dài mấy chục ngàn bên trong rộng. Nếu là tại nhà Tây như thế vắng vẻ địa khu, dạng này rộng lớn sơn mạch liền có đầy đủ tư cách trở thành lệ thú sơn mạch nhân loại như vậy tu sĩ cấm địa. Nhưng ở Nam Châu đại lục phồn hoa nhất địa khu, lại cũng chỉ là bình thường. Sơn mạch bên trong cao dài yêu thú, sớm đã bị vô số tu sĩ bắt giết sạch, chỉ còn lại có một chút tương đối đê gia yêu thú ở trong dãy núi phồn diễn sinh sống. đây cũng không phải là bởi vì những này yêu thú có cái gì đặc thù sinh tồn kỹ năng, mà là nhân loại tu sĩ hạ thủ lưu tình, cố ý để bọn chúng sống sót. những này tương đối đê gia yêu thú là xung quanh quốc gia nhân loại tu sĩ nuôi dưỡng linh thú trọng yếu nơi phát ra. dưới núi bên trong cấp 10 trở lên hóa hình yêu thú sớm đã tuyệt tích, ngược lại là tại nhân loại tu sĩ linh thú điểm bên trong còn có không ít hóa hình yêu thú tồn tại, đều là bị nhân loại thu làm linh sủng về sau, không tiếc chi phí, cho ăn lượng lớn đan dược, ngạnh sinh sinh cất cao đến như thế cảnh giới. Thật giống như Hắc Lân, chẳng mấy chốc sẽ đột phá bình cảnh, tiến giai thành 10 cấp linh thú. Vì vậy tiêu phàm tại giới trên núi không phi đột lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ đụng đến bất kỳ có can đảm ngăn cản yêu thú của hắn yêu cầm, cũng không lúc có thể nhìn thấy top 5 top 3 ở trong dãy núi đuổi bắt yêu thú nhân loại tu sĩ, trong đó không ít tu vi đều tại Nguyên Anh Kỳ trở lên. Loại tình hình này, tại nhạc Tây địa khu là hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy, nơi đó mỗi một cái nguyên anh tu sĩ đều như bức phải không được, sẽ rất hít tự thân xuất mã đi săn bắt yêu thú, chỉ cần ngồi hưởng các đệ tử cung phụng là được. Khó trách Nam Châu đại lục tại nhạc Tây quốc tu sĩ trong suy nghĩ, quả thực chính là tu luyện thánh địa, không phải là không có đạo lý. Những này đi săn yêu thú nhân loại tu sĩ, cũng là có người phát hiện từ không trung bay vụt mà qua độn quang, giật nảy cả mình chi dư, lập tức dẫn theo môn nhân đệ tử tránh ra thật xa. Tốc độ bay nhanh đến loại trình độ này, độn quang bên trong chủ nhân tu vi cực cao, có thể nghĩ, tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc được. Lại là gần nửa canh giờ trôi qua, dần dần tiến vào dưới núi chỗ sâu, sương mù trùng điệp. Cho dù lớn chấp pháp trưởng lão đem linh mắt thần thông vận làm đến cực hạn, cũng rất khó nhìn thấy nơi xa tiêu phàm thân ảnh. Bất quá tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khổng lồ thần niệm chi lực bao phủ phía dưới, mặc kệ sương mù đa trọng, phía trước tiểu tử trung quy là khó mà ẩn trốn mắt thấy khoảng cách song phương một chút xíu rút ngắn, lớn chấp pháp trưởng lão hai mắt, có chút hít mắt khâu lại, tay phải cũng kìm lòng không đặng nắm thành quyền đầu. Không bao lâu, phải bắt đến tiểu tử này, đúng lúc này, lớn chấp pháp trưởng lão bỗng nhiên lại là sướng sờ. Cảm giác bên trên, sương mù chỗ sâu cực tốc phi độn tiêu phàm vậy mà lại vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn đạo giống nhau như đúc bóng người, hướng phương hướng khác nhau kích bắn đi. Mỗi một bóng người tốc độ bay cùng khí tức đều cơ hồ hoàn toàn giống nhau, dù coi như tại lớn chấp pháp thần niệm chi lực bao phủ phía dưới, cũng khó có thể phân phân biệt rõ ràng. Hừ, lớn chấp pháp trưởng lão giận tím mặt, đột nhiên lắc một cái ống tay áo, một cái tiểu xảo bình ngọc bắn ra, lớn chấp pháp một thanh chộp trong tay, nhổ bình ngọc cái nắp, trở tay đổ ra một giọt kinh doanh dị thường màu xanh biếc linh dịch, giọt tại trên ngón tay, hướng hai mắt chỗ một vòng, trong hai mắt, bỗng nhiên lục mang đại phóng, nháy mắt đâm xuyên trùng điệp xương mù. Chỉ thấy phía đông nam hướng na đạo độn quang lập tức trở nên đặc biệt rõ ràng quả nhiên vẫn là muốn chạy trốn đến thả nước đi. Lớn chấp pháp cười lạnh một tiếng, thu hồi bình ngọc, dưới chân độn quang cùng một chỗ, nhanh như điện chấp hướng na đạo nhân ảnh thẳng đuổi theo. Sau một lát, lớn chấp pháp liền từ thương khung chi đỉnh bay vụt mà qua, hóa vì một cái điểm đen nho nhỏ, biến mất ở phương xa chân trời. Sương mù phía dưới trong rừng cây rậm rạp, một viên số ôm thô cổ thụ to lớn, tán cây phía dưới, mở ra một đôi mắt, đồng dạng lục mang lấp lánh, chính là đem thiên nhãn thần thông vận sử đến thực hạn tiêu phàm mắt thấy lớn chấp pháp trưởng lão thân hình rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Thiên diệu cung cái này phân thân huyễn thuật, quả nhiên thần kỳ vô so. Tiêu phàm tự lầm bẩm một thân, những này lấy biến dị thiên diện Nga chứng trùng luyện chế mà thành huyễn ảnh phân thân, là thiên diệu tiên tử tự tay giao cho hắn, để hắn tại thời khắc mấu chốt thoát thân sử dụng. Tại đô lương thành trì hoãn hơn mấy tháng thời gian, siêu tập đến đa số vật liệu, đều là luyện chế huyễn ảnh phân thân. Quan trọng trước mắt, Quả nhiên lên rất mấu chốt tác dụng. Bất quá tại vừa rồi cái kia đạo phân thân bên trong, hắn cố ý thêm đồng dạng phổ thông pháp bảo đi vào, tại kiện pháp bảo kia bên trên nhiễm mình một giọt máu tươi. Phía sau truy binh quả nhiên mắc lừa, trực tiếp hướng Na nói phân thân đuổi tới. Thiên Diệu Cung Huyền Ảnh phân thân cố nhiên kỳ diệu tuyệt luân, tiêu phàm nhưng cũng tuyệt không dám đánh giá thấp Hạo Thiên Tông Nguyên Anh hậu kỳ lớn thủ đoạn của tu sĩ vạn nhất người này có được một loại nào đó có thể xem thấu huyễn thuật thần thông, mình cái này ve sầu thoát xác kế sách coi như chưa hẳn có thể có hiệu quả. Bởi như vậy, mình sẽ phải đối mặt một tên thịnh nộ hậu kỳ đại tu sĩ. Mặc dù thành công diệt sát một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tiêu phàm cũng không cho là mình đã có cùng hậu kỳ đại tu sĩ chính diện ngạnh kháng thực lực. Nhất là hạo thiên tông loại này danh môn đại phái hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ có so cái khác hơi môn phái nhỏ đại tu sĩ pháp lực càng thêm thâm hậu. Hay là cẩn thận tốt hơn, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, mấy chục mặt trận kỳ trận bàn bay đi, liền trong rừng rậm một mảnh núi đá bên cạnh bày ra hoa đào huyễn trận. Cái này hoa đào huyễn trận, nghiệp đã qua mấy lần cải biến. Tiêu Phàm đem mình đối trận pháp chi đạo lĩnh ngộ không ngừng gia nhập vào huyễn trong trận, uy lực mạnh, sớm đã không phải lúc trước vừa mới tại hoa đào trại học được thời điểm có thể so sánh. Tiêu Phàm thậm chí dự định, tương lai khi có cơ hội, muốn đem từ thiên diệu tiên tử nơi đó học được huyễn thuật cũng gia nhập vào, trận pháp uy lực khẳng định có có thể được tiến một bước tăng cường. Giả thiết huyến trận có thể cùng vẩy rồng kiếm trận kết hợp với nhau, lại không thông báo sẽ không đạt thành không tưởng được hiệu quả. Chỉ bất quá dưới mắt, tiêu chân nhân tự nhiên không có thời gian đến cân nhắc những này, việc cấp bách là nhanh lên đem thể nội sôi trào ngoại lai chân khí đặt vào quỹ đạo. Lập tức tại trong huyến trận trung tâm khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vận khởi thiên nhãn thần thông nội thị chi pháp, đem trong cơ thể mình tình hình thấy nhất thanh nhị sở. Mặc dù tại Hạo Thiên Tông chặt chẽ khống chế phía dưới, Hạo Dương Thành vô cực môn đệ tử tu vi đều không phải rất cao, nhưng tu luyện lại là cực kỳ chính tông Hạo Nhiên chính khí, năm đó từ vô cực sơn thiên tôn lĩnh bên trên vô cực cung thân truyền thừa, chính tông nhất truyền thừa. Chỉ là những đệ tử này đều không ngoại lệ, đều bị phục dược vật, cưỡng ép kích phát thể nội tiềm lực, dẫn đến Hạo Nhiên chính khí cuối cùng trở nên có chút không thuần. Tiêu Phàm hiện tại không có thời gian đến thanh lý những này chân khí bên trong tạp chất chỉ có thể mau chóng đem đạo nhập tự thân kinh lạc bách hải, trước cùng tự thân hạo nhiên chính khí hòa làm một thể lại nói, về phần tạp chất, đến tương lai có thời gian rảnh, lại ổn định lại tâm thần chậm rãi thanh lý không muộn. Cứ việc làm như vậy khẳng định có phong hiểm, thực bước nơi đây, cũng là bất đắc dĩ. Những này ngoại lai chân khí, suốt từ mười mấy tên vô cực môn đệ tử, nguyên bản cực kỳ hùng hậu, nhưng trải qua trước sau hai lần chuyển di. Tiêu hao cũng là không tiểu, bất qua tổng thể mà nói, Cùng tiêu phàm bản thân hạo nhiên chính khí so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ cần triệt để luyện hóa những này chân khí, cùng tự thân hòa làm một thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tiêu phàm đoán chừng, coi như không thể nhất cử đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh, cũng kém không nhiều có thể vừa bước một bước vào nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hạo Thiên Tông bộ này đại chu thiên vận chuyển đại pháp, quả thật bá đạo, vậy mà có thể cưỡng ép đem người khác pháp lực lấy về mình dùng. Loại sự tình này, liền xem như tà ma ngoại đạo bình thường cũng không dám vì đó hạo thiên tông đường đường chính đạo lãnh tụ tông môn danh xưng chính đạo thập đại tông một trong lại công nhiên khinh người giết hại vô cực môn đệ tử đơn giản chính là cầm lấy thực lực hùng hậu lão tử nắm đấm lớn nghĩ thế nào liền thế nào ngươi không phục không phục kìm nén có gan đến chơi ta chỉ cần ngươi không hối hận chỉ bất quá hạo thiên tông các đại nhân vật nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn hắn tân tân khổ khổ sáng chế bộ này hại người ích ta công pháp giết hại nhiều như vậy vô cực môn đệ tử cuối cùng cũng không có chiếm được tiện nghi gì ngược lại lại truyền về vô cực môn người trên thân còn không công dựng vào một tên nguyên anh trung kỳ trưởng lão tính mệnh quả nhiên là thiên lý theo điểm báo ứng xác đáng trọn vẹn sáu canh giờ trôi qua tiêu phàm mới rốt cuộc sắp tán tại toàn thân bên trong ngoại lai chân khí một chút xíu đặt vào mình kinh lạc trong đan điền ngay tại tiêu phàm chuẩn bị chậm rãi thanh lý đan điền khí hải bên trong vẫn như cũ loạn cả một đoàn chân nguyên pháp lực thời điểm bỗng nhiên bỗng nhiên mở mắt ra một cỗ khiến người dùng mình khí tức nguy hiểm đập vào mặt người cho rằng chút tiểu thủ đoạn này liền thật sự có thể tránh thoát được a à, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên phảng phất liền ở bên tai ngữ khí băng lãnh hạo thiên tông lớn chấp pháp tiêu phàm đứng dậy cái này huyến trận các hạ hay là mình mở ra tốt tránh khỏi tự dước lấy nhục còn không có cùng tiêu phàm mở miệng lớn chấp pháp trưởng lão thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh chỉ thấy một tên uy nghiêm 40 nam tử, hai tay chắp sau lưng, đứng tại huyễn trận cách đó không xa, trong mắt cũng là lục mang lấp lóe, thẳng tắp tiếp cận hắn chỗ huyễn trận vị trí trung tâm. Cơ hồ là lập tức, Tiêu Phàm liền kết luận, đối phương quả thật có thể xem thấu hắn huyễn trận bố trí. Thân là Hạo Thiên Tông lớn chấp pháp trưởng lão, thành danh đã lâu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, người này từ có qua người chi năng. Cũng không phải là bất luận một vị nào hậu kỳ đại tu sĩ đều có thể đảm nhiệm Hạo Thiên Tông chấp pháp đường thủ tịch trưởng lão, có thể ở nơi này vị người, tất nhiên có không tầm thường thủ đoạn. Tiêu phàm vốn cho là, kẻ đuổi giết muốn tìm về đến nơi này, chỉ ít cũng cần khoảng 10 canh giờ, đến lúc đó, hắn sớm đã sắp xếp như ý thể nội sôi trào chân khí, chạy bóng dáng không gặp. Xem ra chính mình hay là qua phân đánh giá thấp hạo thiên tông những này hậu kỳ đại tu sĩ năng lực. Cứ việc cách huyến trận, tiêu phàm cũng có thể cảm giác được này người khí tức trên thân cực kỳ bức nhân, cho người cảm giác áp bách, càng tại hắn thấy qua huệ thiên hào, mang trưởng quý vũ văn chu cùng đại tu sĩ phía trên. Thậm chí ngay cả thiên diệu tiên tử đều có vẻ không bằng. Bất quá, thiên diệu tiên tử là có thương tích trong người, dạng này so sánh, có sai lầm công bằng. Cùng người này cứng đối cứng, tiêu phàm tự nhận còn không có thực lực này. Chỉ là tình thế trói buộc, lúc này coi như muốn đi, cũng tuyệt đối không kịp, lại đi một bước nhìn một bước lại nói. Nếu thật là không có chút nào chuyển cơ, nói không chừng cũng chỉ có kiên trì một trận chiến chẳng lẽ còn thúc thủ chịu trói không thành tiêu phàm nhưng không có cái thói quen này ống tay áo lắc một cái trận kỳ trận bàn bay vụt mà lên một trận gợn nước vặn vẹo về sau trong rừng rậm tình cảnh đại biến lộ ra đứng tại núi đá một bên tiêu phàm hậu sinh báo lên tính danh suốt cục nhìn thấy tiêu phàm chân diện mục lớn chấp pháp ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc ánh mắt lập tức liền trở nên lạnh như băng không mang mảy may tình cảm sắc thái trầm giọng nói vô cực môn tiêu phàm thấy qua đạo hiếu không dám thỉnh giáo bạn họ gì đại danh, tại hạo thiên tông ở gì vị. Tiêu phàm thần sắc chấn định như hằng, hai tay ôm quyền chắp tay, cao giọng nói. Vô cực môn, ngươi thật sự là vô cực môn truyền nhân, lớn chấp pháp lần nữa giật mình, tựa hồ tiêu phàm cái thân phận này để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí vượt qua tiêu phàm cái tên này bản thân cho hắn tạo thành chấn động. Cứ việc tiêu phàm là bọn hắn hạo thiên tông treo thưởng giết chết đối tượng, tại lớn chấp pháp trong suy nghĩ, cũng chỉ bình thường mà thôi. Hạo Thiên Tông giết người còn thiếu a." À. Tiêu Phàm từ tốn nói, "Chẳng lẽ tại hạ cái thân phận này, rất làm cho đạo hữu giật mình a?" À? Quý Tông đối với chúng ta vô cực môn, thành kiến không khỏi quá sâu lớn, chấp pháp cười lạnh một tiếng, nói, người sai, Hạo Thiên Tông đối vô cực môn không có có thành kiến. Các ngươi truyền thừa sớm đã xuống dốc ngàn năm lâu, ngày nay chi thế, sớm đã không có vô cực môn một chỗ cắm rùi. Chỉ là một cái vô danh tiểu phái, có tư cách gì để chúng ta Hạo Thiên Tông đối các ngươi có thành kiến?" lớn chấp pháp ngữ khí lãnh đạm, tựa hồ đây hết thảy đều là như vậy đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, hôm nay chi vô cực môn, có lẽ xác thực tên không nổi danh. Nhưng ở năm đó, nghe nói bị môn long tượng tổ sư đã từng đã đánh bại quý tông Âu Dương Hùng Âu Dương Tông Chủ, chuyện này chắc hẳn đạo hữu cũng là biết đến A. À. Năm đó long tượng tổ sư có thể chiến thắng Âu Dương Tông Chủ, làm sao biết ngày sau vô cực môn sẽ không đông sơn tái khởi. Lớn chấp pháp cười lạnh, nói, cho dù có một ngày như vậy, chỉ ít ngươi là không nhìn thấy đối long tượng tổ sư đánh bại Âu Dương Hùng sự tình, tựa hồ cũng không cãi lại. Xem ra cái này tại năm đó, là mọi người đều biết đại sự, coi như muốn chống chế, cũng vô dụng. Ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói vẫn là phải lão phu xuất thủ. Tiêu phàm liền cười, nói, đạo hữu thật đúng là rất tự tin. Tiêu mỗ từng nghe người qua hạo thiên tông hiển hách thanh danh, đối quý tông hảo hảo ngưỡng mộ. Ai ngờ thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó, quý tông chẳng những làm việc hèn hạ, cũng chưa chắc giống trong truyền thuyết cường đại như vậy thần sắc thản nhiên, không hề sợ hãi. Hắc hắc, hậu sinh, ngươi cho rằng may mắn thắng Âu Dương Uy, liền dám khinh thường toàn bộ hạo thiên tông A. Quả nhiên là ngồi tiến vào xem trời, cùng cùng giai tu sĩ tương đối mà nói, ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng bằng chút tu vi ấy, liền tự cho là có thể đối kháng chúng ta hạo thiên tông, không khỏi quá ngây thơ vốn tới thăm ngươi tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới dưới mắt cảnh giới, quả thực không dễ, muốn cho ngươi lưu mấy phân mặt mũi đã ngươi không chịu thúc thủ chịu trói thì nên trách không được lão phu. Ngươi có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra đi, lão phu không lấy lớn lấn nhỏ, để ngươi xuất thủ trước. Lớn chấp pháp bình tĩnh đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, một tay từ đầu đến cuối cõng tại sau lưng, một mực tiếp cận tiêu phàm, không chậm không nhanh nói, tràn đầy uy nghiêm chi sắc. Tốt, tiêu phàm cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, lập tức thanh quang lóa mắt, phải rồng giáp nổi lên, đem toàn thân đều bao khỏa trong đó, đồng thời cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sậm viêm linh chi nhận nổi lên nắm trong tay cứ việc hai thứ này pháp bảo đều đều không phàm lớn chấp pháp lại ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút dù sao lấy chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi liền có thể diệt sát âu dương uy tổng cũng là có mấy phân bản lĩnh thật sự có mấy thứ bất phàm pháp bảo chính hợp tình hợp lý hắc hắc tiêu huynh đệ ngươi vụng trộm trốn ở chỗ này cùng người đánh nhau vì cái gì không gọi ta một tiếng quá không có suy nghĩ đi ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm một cái hào sảng thanh âm bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên. Dù là tiêu phàm nhất quán chấn định tự nhiên, nghe tới thanh âm này, cũng không khỏi phải ngơ ngẩn, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Trừ cửu, vậy mà là trừ cửu thanh âm, vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục trượng bên ngoài, một nhân thân mặc áo bảo bạc, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng, nhưng chẳng phải là trừ cửu. Chỉ bất quá lúc này cửu công tử, càng thêm thần thái bay dương, từ bên trong mà bên ngoài, tản ra một loại cực độ tự tin khí chất, cùng năm đó ở lệ thú hoang nguyên xuất sinh nhập tử, sinh tử treo ở một tuyến tu sĩ kim đan trừ cửu, cơ hồ tưởng như hai người, chỉ có trên mặt loại kia đối hết thảy đều khắp không quan tâm tiếu dung, còn cùng ngày xưa giống nhau như đúc, không có chút nào cải biến. Cửu ca, tiêu phàm sắc mặt thay đổi, trong lúc nhất thời, thật muốn hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Trước mắt vị này trừ cửu, cùng hắn trong ấn tượng trừ cửu có khác biệt rất lớn, điểm khác biệt lớn nhất chính là, hắn trong trí nhớ trừ cửu là một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, trước mắt trừ cửu lại ẩn nhưng đã có nguyên anh trung kỳ tu vi. Năm đó ở lệ thú hoang nguyên, trừ cửu liền đã nói với hắn, nếu không phải bị quản chế tại đoạn tràng thảo chi độc, đã sớm tiến dai. Nhưng tiêu phàm nhưng cũng không nghĩ tới, chỉ là mấy chục năm không gặp, trừ cửu chẳng những sớm tiến dai đến nguyên anh kỳ, lại còn bước vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Mặc dù nhìn qua, trừ cửu cũng là mới tiến dai không lâu, ngay cả cảnh giới đều còn không có hoàn toàn vững chắc. Nhưng trung kỳ tu sĩ chính là trung kỳ tu sĩ, điểm này tuyệt sẽ không giả. Audio điện tử võ tấn bền Nguyên bản một mực chấn định tự nhiên, mảy may cũng không đem tiêu phàm để ở trong lòng lớn chấp pháp, nhìn thấy trừ cửu về sau, sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi, cũng có mấy phân không tưởng được kinh ngạc. Trừ cửu lại chính mắt cũng không hướng hắn nhìn lên một cái. Hoàn toàn đem vị này uy nghiêm hạo thiên tông lớn chấp pháp trưởng lão xem như không khí, thân thể nhoáng một cái, mấy chục trượng khoảng cách một bước mà qua, nháy mắt liền tới tiêu phàm trước người, cẩn thận nhìn hắn một cái, cười ha ha, giang hai cánh tay, ôm lấy tiêu phàm, không ngừng vuốt lưng của hắn, mừng rỡ chi tình, xuất phát từ nội tâm. Hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi cát nhân thiên tướng, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tiêu phàm cùng trừ cửu cửu biệt trùng phùng, trong lòng kích động, từ cũng khó nói lên lời, bất qua đối cách đó không xa vị tiêu uy nghiêm nam tử, nhưng lại không thể không treo lên 12 phân tinh thần đến phòng bị. Thấp giọng nói, cửu ca, còn có khách ở đây đúng a à, người nhìn ta, thanh cái này gốc giả quên. Trừ cử cười to, xoay người lại, mặt hướng lớn chấp pháp trưởng lão. Lớn chấp pháp một mực tại lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nhưng cũng cố kỵ thân phận của mình cùng mặt mũi, cũng không có xuất thủ đánh lén bọn hắn, chỉ bất qua sắc mặt vẫn như cũ khó coi như vậy, không có nửa phân hòa hoãn. Thái thượng tông trừ cửu gặp qua vạn đạo hiếu, trừ cửu cười ôm quyền vái chào, đĩnh đạc nói, đối vị này hậu kỳ đại tu sĩ cũng không có cái gì vẻ kính sợ, chử thiếu chủ lớn chấp pháp cũng hai tay ôm quyền đáp lễ lại trầm giọng nói hạo thiên tông lớn chấp pháp trưởng lão đại giá quang lâm thả nước thái thượng tông không có từ xa tiếp đón quả nhiên là thất lễ mời vạn đạo hữu thứ lỗi lớn chấp pháp hừ lạnh một tiếng nói không dám nhận chử thiếu chủ khách khí vạn mẫu này đến cùng quý tông không quan hệ chỉ là muốn đem cái này hậu sinh bắt về thôi a à, lại là vì sao không đợi lớn chấp pháp nói xong trừ cửu liền không khách khí chút nào đánh gãy hắn. Người này tại ta hạo thiên tông tổng đàn phạm phải trọng tội, hại chết bị tông Âu Dương tông chủ cháu ruột, nội đường dài lão Âu Dương uy. Lão Phu nhất định phải đem hắn bắt về, trừ thiếu chủ sẽ không quấy nhiễu lão Phu chấp pháp A. Lớn chấp pháp ngữ khí trở nên xâm nghiêm, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Đương nhiên sẽ, ai ngờ lớn chấp pháp vừa dứt lời, trừ cửu liền không chậm chế chút nào nói. Lớn chấp pháp một gương mặt lập tức hoàn toàn chìm xuống dưới, ánh mắt trở nên âm lãnh vô so. Gắt gao tiếp cận trừ cửu, thần sắc cực kỳ bất thiện. Tựa hồ ngay tại cưỡng ép kiềm chế mình đầy ngập lửa giận, lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Trừ cửu đối này lại cũng không thèm để ý, đứng thẳng tại tiêu phàm bên người, khóe miệng mang theo một sợi ý bất cần đời, nói, vạn đạo hiếu, ta mặc kẻ tiêu huynh đệ phạm vào chuyện gì. Đã hiện tại hắn đến thả nước, tại ta thái thượng tông địa bàn bên trong, bất kỳ người nào muốn mang đi hắn, đều phải trước hỏi qua ta trừ cửu điểm này không có thương lượng, mà lại, căn cứ ta đối tiêu huynh đệ hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Nói thật với ngươi, ta trừ cử nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua so hắn càng thêm người chính trực. Nếu như hắn giết quý tông Âu Dương tông chủ chất nhi, xin thứ cho trừ cử vô lễ, kia Âu Dương uy trưởng lão nhất định có không giết không được đường đến chỗ chết. Vạn đạo hữu hay là trước làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn rồi nói sau. Lời nói này phải, kiên cường, lớn chấp pháp sắc mặt tái xanh lạnh như băng nói, trừ đạo hữu hẳn là cho là ngươi là Thái Thượng Tông Thiếu Tông Chủ, Lão Phu cũng không dám giết ngươi sao. Thái Thượng Tông Thiếu Tông Chủ, tiêu phàm không khỏi giật nảy cả mình, quay đầu nhìn trừ cửu một chút, tựa hồ muốn nhận thức lại vị huynh trưởng này. Tại lệ thú hoang nguyên thời điểm, trừ cửu chưa hề đề cập đến xuất thân lai lịch của mình, ngẫu nhiên cùng tiêu phàm cho tới cái đề tài này. Đều sẽ lắc đầu liên thanh nói hổ thẹn, sau đó đem chủ đề chuyển hướng. Nhưng trừ cửu khí độ phi phàm, người mang các loại trọng bảo, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được, tại Nam Châu đại lục, trừ cửu thân phận nhất định không đơn giản. Cũng rốt cuộc không nghĩ tới, vậy mà không đơn giản đến tình trạng như vậy. Thái thượng tông quy mô thế lực thậm chí hiển hách uy danh, may may cũng không tại Hạo Thiên tông phía dưới, là hoàn toàn xứng đáng Nam Châu đại lục chính đạo 10 đại tông môn một trong, trong tông cao thủ nhiều như mây. Trừ cửu nguyên lai đúng là Thái thượng tông thiếu tông chủ, khó trách như vậy khí độ tốt, dù coi như thân ở cực đoan nghịch cảnh, kia phần coi nhẹ hết thảy chấn định thong dong khiến tiêu phàm say mê không thôi. Trừ cửu cười hắc hắc, nói, hạo thiên tông lớn chấp pháp trưởng lão thanh danh hiền hách, trừ cửu cũng là cửu ngưỡng đại danh, ai ngờ thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Vạn đạo hữu nói như vậy, chính là không giảng đạo lý, dự định lấy mạnh hiếp yếu. Vậy rất tốt, ta trừ cửu cũng không thích lắm giảng đạo lý, tu chân giới vốn là nắm đấm lớn định đoạt. Vạn đạo hữu nếu là có nắm chắc đem trừ nào đó cùng tiêu huynh đệ đều xử lý, kia liền thỉnh suốt tay tốt, hai anh em chúng ta nguyện ý cùng ngươi hảo hảo luyện luyện. Một lời chưa tất, trừ cử ống tay áo lắc một cái, một ngụm cổ phát chuông đồng bắn ra, đón gió căng phồng lên, trong chốc lát hóa thành cao khoảng một trượng thấp, tại hắn cùng tiêu phàm trên đỉnh đầu xoay chậm chậm, từng đạo nhu hòa tia sáng màu vàng chiếu nghiêng xuống, đem hai người đô hộ ở trong đó. Càng hoàng chuông, lớn chấp pháp hai mắt khẽ hít một cái, hư một tiếng, âm trầm trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. Cái này miệng càng hoàng chuông, tiêu phàm tại lệ thú hoang nguyên cùng trừ cửu kề vai chiến đấu thời điểm, đã từng thấy trừ cửu vận dụng qua, không cẩn thận hơi chỗ tựa hồ hơi có sự khác biệt. Ban đầu ở lệ thú hoang nguyên, trừ cửu vận dụng càng hoàng chuông, tựa hồ vẫn chưa cho tiêu phàm dạng này áp lực nặng nề. Lúc ấy hắn bất quá là chỉ là trong kim đan kỳ tu sĩ, bây giờ đã đạt đến tại nguyên anh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, cái này miệng càng hoàng chuông lại cho hắn càng thêm áp lực nặng nề. Xem ra hai kiện bảo vật chỉ là bên ngoài biểu tượng như bản chất khác biệt vô cùng có khả năng năm đó trừ cửu sử chính là càng hoàng chuông hàng nhái, mà trước mắt cái này mới là chính phẩm. Bá thanh sáng lóng lánh, 72 phiến nắm đấm lớn ly dao long vảy bắn ra, chui vào hư giữa không chung, không thấy bóng dáng. Đã trừ cửu bày ra quyết nhất tử chiến tư thế, tiêu phàm cũng liền không chút do dự, bày ra vảy rồng kiếm trận. Trừ cửu, lớn chấp pháp quát lạnh một tiếng, không nên quá tùy hứng, người này giết ta hạo thiên tông trưởng lão, Tội ác tài trời, lão phu nhất định phải đem hắn chọc nã quy án. Ngươi làm như vậy, liền không sợ làm cho hai tông ở giữa tranh đấu sao? Trọng đại như vậy trách nhiệm, ngươi gánh xứng đáng. Ta biết nghĩa phụ của ngươi coi trọng ngươi, ngươi thân là thái thượng tông thiếu tông chủ, liền càng hẳn là vì cả cái tông môn tương lai suy nghĩ. Dạng này tùy hứng, há lại một tông chi chủ diễn xuất. Trừ cửu trên mặt vẫn như cũ là ý bất cần đời, nói đa tạ lớn chấp pháp chỉ điểm ta nếu để cho ngươi ở ngay trước mặt ta thanh huynh đệ của ta bắt đi, kia mới thật sự là cho Thái Thượng Tông mất mặt. Dạng này nhu nhược không coi nghĩa khí ra gì một tông chi chủ, về sau ai bà nội hắn sẽ để mắt. Ai còn sẽ đi theo ta, ngay cả huynh đệ của mình đều không gánh nổi, dạng này tông chủ, không giờ cũng a. À. Người cuồng vọng, lớn chấp pháp kiên nhẫn rốt cuộc bị mài tận, xanh mặt một tiếng quát lớn, ống tay áo lắc một cái, hư giữa không chung, nháy mắt điện tránh lôi minh, vô số kim sắc lôi điện nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt hóa làm một con kim quang lóng lánh cự thủ, dài đến mấy trượng, ở giữa không trung hơi dừng một chút, liền ôm đồm xuống dưới. Bất quá cái này kim quang lóng lánh cự thủ, bắt lại không phải càng hoàng chuông, mà là hướng trừ cửu lúc trước ẩn thân địa phương chộp tới. Cút ra đây, lớn chấp pháp lại là một tiếng gầm thét, chỗ kia lúc trước trốn tránh liền không chỉ trừ cửu một người, lớn chấp pháp chỉ là tạm thời khoan dung mà thôi. Sự chú ý của hắn đều đặt ở tiêu phàm cùng trừ cửu trên thân, những người khác mảy may cũng không thả trong mắt hắn. Lúc này, lớn chấp pháp trong lòng nổi giận phừng phừng, đương nhiên phải tìm người ra xả cơn giận này. Suy một đạo óng ánh vô so kiếm quang phóng lên tận trời, hướng kim sắc cự thủ nghênh kích mà lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ ẩn thân chỗ phi độn mà ra, hướng trừ cửu bên này kích xạ mà tới. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thấy được rõ ràng, người này ước chừng 50 tuổi khoảng chừng dáng người còm nhom, dưới hàm một bộ dâu dê, hình dung tương đối hèn mọn, nhưng thân pháp nhanh nhẹn vô so, thấy sự tình minh bạch, mắt thấy kim sắc cự thủ khí thế hung hung lập tức đứng dậy liền chạy tuyệt không mạnh kháng dù là người này xem thời cơ cực nhanh đến cùng hay là đánh giá thấp hậu kỳ đại tu sĩ xuất thủ một kích huy năng chỉ nghe một tiếng gào thét cái kia đảo óng ánh kiếm quang cùng kim sắc cự thủ đụng vào nhau đồng thời lập tức bày biện ra chống đỡ hết nổi thái độ lộ ra dài hơn thước phi kiếm diện mục thật sự ngay sau đó răng rắc một tiếng nứt làm vô số mảnh vỡ linh tính hoàn toàn biến mất từ không trung rơi thẳng xuống dâu dê không chịu được thân thể nhoáng một cái, qua một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cho thấy phải thanh phi kiếm này cùng hắn tâm thần tương liên, bảo vật bỗng nhiên bị hủy, không có chút nào phòng bị phía dưới, lập tức tâm thần bị thương. Liền như thế chậm phải dừng một chút, kim sắc cự thủ mang theo anh minh lôi điện phích lịch, hướng dâu dê tật bắt mà hạ. Suy liền tại nguy cấp này thời điểm, khác một đạo tinh xảo ngân sắc hồ quang điện bắn ra, trong khoảnh khắc liền trùng điệp đánh vào kim sắc cự thủ phía trên lập tức tiếng xét đánh âm thanh điện quang đại tác trong hư không bạo liệt ra từng đoàn từng đoàn vàng bạc hai màu hỏa hoa lộng lẫy vô so ngân sắc hồ quang điện nhìn như tinh thế lại là cuồn cuộn không dứt kéo chặt lấy kim sắc cửa thủ phải này cơ hội thở dốc dâu dê dưới chân độn quang lóe lên liền đến trừ cửu bên người lại há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi nhìn qua có mấy phân chật vật càng hoàng trung nhu và tia sáng màu vàng lập tức đem hắn cũng bao phủ tại hạ Kỳ thật này dâu dê lão giả cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi, tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tiện tay một kích phía dưới, vậy mà không có chút nào kháng cự chi lực, nếu không phải tiêu phàm kịp thời xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ cũng phải bị thương không nhẹ. Cố nhiên là bởi vì dâu dê vừa mới tiến cấp nguyên anh sơ kỳ không lâu, cảnh giới bất ổn, nhưng lớn chấp pháp trưởng lão thủ đoạn mạnh, nhưng cũng có thể thấy được chút ít. Mắt thấy dâu dê bình yên thoát hiểm, tiêu phàm hơi nhấc ngón tay, thu thần thông. Bất quá ngân sắc hồ quang điện dây dưa lâu như vậy, Kim sắc cửa thủ huy năng cũng cơ bản hao hết, ầm vang một tiếng, ở giữa không trung vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư không. Lớn chấp pháp ánh mắt lại híp mắt một chút, họ Tiêu này hậu sinh, quả nhiên có chút môn đạo, khó trách Âu Dương Uy sẽ chết ở trong tay của hắn, cũng chưa chắc chính là đánh lén đắc thủ. Trước đó, lớn chấp pháp nhận định Âu Dương Uy là lấy Tiêu Phàm đạo nhi, bị đánh lén mà chết. Nếu không, song phương chênh lệch một cảnh giới, lại là tại Hạo Thiên Tông tổng đàn, Tiêu Phàm chỉ là một cái kẻ ngoại lai có thể nào tại mọi người ngay dưới mắt giết Âu Dương Uy. Hiện tại xem ra, người này thật đúng là không thể lấy bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ nhìn tới. Vạn đạo hiếu, đây chính là người chủ động lên hấn, đã thương ta thái thượng tông người trừ cửu thanh âm cũng nghiêm túc, sắc mặt trở nên âm trầm. Xem ra đạo hiếu là không tiếc gây nên quý hai ta tông toàn diện xung đột lớn chấp pháp cười lạnh, nói, hừ, gây nên hai tông toàn diện xung đột, người cái này hậu sinh không khỏi quá đề cao mình. Người cho rằng thái thượng tông sự tình, người thật có thể làm chủ được sao? Ngữ khí cao cao tại thượng, khinh thường chi ý, hiển lộ không bỏ sót. Bọn hắn Hạo Thiên Tông cũng có thiếu tông chủ, cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, không quá sớm đã tiến giai nguyên anh trung kỳ nhiều năm, hoàn toàn không phải trừ cửu loại này vừa mới tiến cấp tu vi có thể chịu được so sánh, dù là như thế, Hạo Thiên Tông chân chính đại sự, cũng là bọn hắn mấy lão già làm chủ, tại Hạch Tâm trong hội nghị, nào có những người khác xen vào phần. Trừ cửu còn trẻ như vậy, tại Thái Thượng Tông địa vị, chỉ có càng kém. Chỉ sợ thái thượng tông những cái kia chân chính đại nhân vật, còn tại coi hắn làm không dành thế sự lăng đầu thanh đến xem. Thái tử cùng hoàng đế ở giữa khác biệt to lớn, cho dù ai cũng biết. Trừ cửu lạnh lùng đáp, trừ nào đó nếu như không làm chủ được, ngoại nhân vậy thì càng thêm không làm chủ được lớn chấp pháp mặt đen lên, mặt giận dữ. Trừ cửu ngang như vậy cắm một gậy che tiến đến, thật đúng là để hắn 10 điểm khó giải quyết. Họ tiêu này tiểu tử, cố nhiên nhất định phải bắt về, nhưng trừ cửu cũng xác thực không dễ giải quyết. Mặc dù hắn có 100% tự tin, dù coi như đối diện ba người liên thủ, mình cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh bại, nhưng ở bắt sống Tiêu Phàm đồng thời còn muốn không thương tổn đến Trừ Cửu, liền có nhất định độ khó. Trừ Cửu có lẽ không thể quyết định thái thượng tông đại kế, nhưng Hạo Thiên Tông lớn chấp pháp trưởng lão tại thần nước địa bàn, đã thương thái thượng tông thiếu tông chủ, lại cùng Trừ Cửu tại thái thượng tông thực tế địa vị không hề có một chút quan hệ. Đây là thái thượng tông mặt mũi, phương thánh nhân lão gia hỏa kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói từ khi trừ cửu bị người ám toán qua một lần về sau, Thái Thượng Tông đối vị này thiếu tông chủ nhìn đến rất nặng. Phương Thánh Nhân đã từng thả ra ngoan thoại, ai còn dám làm bị thương trừ cửu một cây mồ hôi mau, chính là cùng toàn bộ Thái Thượng Tông là địch, Thái Thượng Tông sẽ không tiếc bất cứ giá nào gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Lão gia hỏa kia tính tình nhưng không bình thản, vì vậy lớn chấp pháp dù coi như tại dưới cơn thịnh nộ, cũng cuối cùng không có trực tiếp đối trừ cửu xuất thủ nếu thật là không cẩn thận làm bị thương vị này tiểu thiếu ra công tử ca, chọc giận phương thánh nhân. Cái sọt liền đâm lớn, không nói Thái Thượng Tông thật sẽ toàn diện cùng Hảo Thiên Tông khai chiến, chỉ cần đem quan hệ triệt để chơi cứng, tổn thất cũng là không nhỏ. Đương nhiên, vô luận là Hảo Thiên Tông hay là lớn chấp pháp, đều có thể chịu đựng nổi tổn thất như vậy, mấu chốt là, dạng này có đáng giá hay không? Hẳn là còn có biện pháp giải quyết tốt hơn, ngay tại lớn chấp pháp lửa giận công tâm nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình thời điểm một cố cường đại vô so uy á khí tức từ xương mù bên trong lộ ra lớn chấp pháp đen kịt trên mặt hiện lên một vòng ý cười sau một lát một đạo lam sam bóng người tại xương mù bên trong hiện thân mà ra chính là hạo thiên tông một vị khác nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một trăm bộ viện thủ tọa trưởng lão sư huynh bắt lấy kia tiểu tử rồi trong nháy mắt lam sam tu sĩ liền đến rừng cây trên không lớn tiếng hỏi ánh mắt sáng ngời hướng tiêu phàm trừ cửu bọn người trên thân đảo qua đi ở đây, lớn chấp pháp cười lạnh, nói, Lam Sam tu sĩ ánh mắt tại trừ cửu cùng dâu dê trên mặt quét qua, lập tức liền nhìn về phía lớn chấp pháp, mắt trong mang theo trưng cầu chi sắc. Sao lại thêm ra đến hai cái? Lớn chấp pháp hừ một tiếng, nói, sư đệ, cho người dẫn giới một chút, vị này chính là thái thượng tông thiếu tông chủ trừ cửu trừ đạo hữu tự xưng cùng bên cạnh tiêu phàm tiêu đạo hữu là huynh đệ tiêu phàm. Chính là chúng ta ngay tại treo thưởng cái kia hoắc sơn quốc lang chung. Lam Sam tu sĩ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, đúng vậy, ta không nghĩ tới tiêu đạo hữu lá gan lớn như vậy, biết rõ chúng ta tại treo thưởng đuổi bắt hắn cùng thiên diệu cùng yêu nữ, còn dám chạy đến hạo dương thành đi giết người. Hiện nay hậu sinh, làm việc đều chẳng qua đầu óc sao. Lam Sam tu sĩ cười lạnh nói, muốn qua cái gì đầu óc. Sớm đã bị kia yêu nữ mê phải đầu óc choáng váng lập tức chuyển hướng trừ cửu, hơi liền ôm quyền, nói, trừ thiếu chủ, hạnh ngộ trừ cửu hai mắt nhíu lại, cười ha hả ôm quyền hoàn lễ, nói, không dám nhận. Đạo hữu chắc hẳn chính là Hạo Thiên Tông 100 bộ viện thủ tịch cầu đạo Hiếu. Nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, trừ cửu câu nói này ngược lại là xuất từ nội tâm, Hạo Thiên Tông 100 bộ viện danh xưng nhiên tận thiên hạ tuyệt học, cố nhiên là khuyết đại chi từ, nhưng 100 bộ viện trưởng lão Tri Uyên Bác, nhưng cũng là mọi người đều biết. Người này ở 100 bộ viện thủ tọa, nó hơn người chỉ có thể từ khỏi cần nói. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một vị có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều đều là 10 ngàn có một kỳ tài ngút trời. Vô luận thiên phú, cố gắng hay là vận khí, gặp gỡ, thiếu một thứ cũng không được. Lam Sam tu sĩ trầm giọng nói, trừ thiếu chủ, người này là ta hạo thiên tông cửu địch, chắc hẳn ngươi đã biết. Ta cùng vạn sư huynh truy hắn mấy ngày mấy đêm, khẳng định phải đem hắn chóc nã quy án. Tin tưởng trừ thiếu chủ sẽ không ngăn cản A. Trừ cửu cười ha ha một tiếng, nói, cầu đạo hiếu, trừ nào đó thái độ, đã hướng vạn đạo hiếu biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Tiêu Phàm là huynh đệ của ta, tại thà nước địa bàn bên trên, cho dù ai muốn bắt hắn, đều là cùng ta trừ cửu không qua được Lam Sam tu sĩ sầm mặt lại, lạnh lùng nói, tại sư huynh đệ ta hai người liên dưới tay, trừ đạo hữu nói loại lời này, chẳng lẽ không phải lừa mình dối người A. À? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, lệnh tôn không có khả năng không có dạy qua người đạo lý này A. Trừ cửu ngửa mặt lên trời cười ha hả, không để ý chút nào nói, hai vị đại tu sĩ chỉ sợ không biết trừ cửu tính cách. Hôm nay ta ở đây, các người muốn đem huynh đệ của ta mang đi, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì, làm Sam tu sĩ quặng mặt lại, lạnh như băng hỏi. Thanh ta làm nằm xuống, đánh phục ta, các người muốn làm gì đều được chỉ mới nghĩ hù dọa ta, khó mà làm được trừ cửu vẫn như cũng mỉm cười, lời nói ra, lại là mất thăng bằng, không có nửa điểm lượn vòng chỗ trống. Tiêu phàm một mực an tĩnh đứng bên cạnh hắn, đối trừ cửu nói ra câu nói kia làm ra mỗi cái quyết định tựa hồ cũng là vô điều kiện đồng ý có một cái dạng này huynh đệ, nói cái gì đều là dư thừa. Hắn nói cái gì chính là cái đó, biết rõ không địch lại, cũng muốn tử chiến đến cùng. Lúc này chỉ cần cùng trừ cửu giảng một lời nói khách sáo, đó chính là đánh mặt. Rất tốt, lớn chấp pháp gật đầu mạnh một cái. Sư đệ, người coi chừng cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Họ tiêu hậu sinh giao cho ta. Tốt, làm sam tu sĩ không có nửa điểm dị nghị. Mặc dù sư huynh đệ hai người cùng là hậu kỳ đại tu sĩ, tu luyện công pháp lại hoàn toàn khác biệt. Lớn chấp pháp xuất thủ uy mãnh vô so, chỉ cần cùng người giao thủ, cơ hồ đều muốn phán sinh tử thắng bại. Lam Sam tu sĩ thân là một trăm bộ viện thủ tịch, tinh thông các nhà tuyệt kỹ, cực kỳ uyên bác, từ hắn tới đối phó trừ cửu, tất nhiên là so lớn chấp pháp càng thêm phù hợp. Bất kể như thế nào, tại thà quốc cảnh bên trong, tốt nhất vẫn là không muốn tổn thương phương thánh nhân lão gia hỏa kia cục cưng quý giá tương đối đáng tin cậy. Chỉ cần cuốn lấy cái này không nói đạo lý tiểu tử, lớn chấp pháp cầm xuống tiêu phàm dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ còn có ai có thể từ trong tay bọn họ cướp người không thành? nghe qua hạo thiên tông lớn chấp pháp trưởng lão hạo dương thần lôi lô hỏa thuần thanh, trừ nào đó bất tài, rất muốn lãnh giáo một chút, mời lớn chấp pháp vui lòng chỉ giáo. trừ cửu lại vẫn cứ không để bọn hắn toại nguyện, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ống tay áo lắc một cái, càng hoàng chuông lượn vòng mà trước, trừ cửu tay trái bấm quyết, tay phải vừa nhấc, đương một tiếng, một đạo pháp quyết đánh ra đánh vào càng hoàng chuông bên trên, lập tức một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm cuồn cuộn hướng về phía trước, thẳng đến lớn chấp pháp mà đi. Vậy mà cho hắn đến cái tiên hạ thủ vi cường, đừng nhìn trừ cửu bên ngoài đồng hồ thô hào, tựa hồ đối với hết thảy đều không thèm để ý chút nào, bên trong quả thực tinh tế. Mặc dù đối mặt hai người đều là đại tu sĩ, rõ ràng lớn chấp pháp tu luyện công pháp càng thêm bá đạo, mình trước cuốn lấy hắn, người này sợ ném chuột vỡ bình, chắc hẳn cũng không dám coi là thật đối thái thượng tông thiếu chủ thống hạ sát thủ. Để tiêu phàm cùng dâu dê liên thủ đối phó Lam Sam tu sĩ, tính nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều. Tiêu huynh đệ, không muốn cùng hắn ngạnh giang, cuốn lấy hắn, viện binh lập tức tới ngay. Xuất thủ đồng thời, trừ cửu vẫn không quên truyền âm nhắc nhở tiêu phàm một câu. Nơi này mặc dù còn tại giới núi chỗ sâu, trung quy đã là thả nước địa giới, cũng chính là thái thượng tông địa bàn. Dâu dê núp trong bóng tối thời điểm, phát hiện tình hình không đúng, đã sớm lặng lẽ đem cầu cứu tin tức phát ra. Đối dâu dê đến nói, tiêu phàm sống hay chết, không hề có một chút quan hệ, nhưng thiếu chủ tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nếu không, lão tông chủ không phải lột mình ra không thể. Làm càn, mắt thấy trừ cửu cũng dám chủ động hướng tự mình ra tay, lớn chấp pháp giận tím mặt, đối cuồn cuộn mà đến sóng âm nhìn như không thấy, một tiếng quát lớn, cánh tay một dương. Vô số đạo kim sắc lôi điện, lăng không oanh kích mà xuống, nháy mắt hư giữa không trung đều đều là tung hoành lấp lẽ phích lịch. Nhưng ở cái này ầm ầm lôi điện tiếng sét đánh bên trong, càng hoàng chuông sóng âm lại rõ ràng có thể nghe, cũng không có chút nào bị che lại bộ dáng. Trong khoảnh khắc, kim sắc lôi điện liền nhau nhau bổ tiến vào sóng âm bên trong, tiếng gầm gừ càng là kinh thiên động địa. Trừ đạo hiểu, hay là cầu mũ đến lãnh giáo một chút người thái thượng vong tình quyết đi. Lam Sam tu sĩ cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, nhìn như nhàn nhã, lại đào mắt liền đến trừ cửu bên người, ống tay áo lắc một cái, hai đầu màu xám sắt dây thường như là hai đầu như rắn độc, từ ống tay áo của hắn bên trong bắn thẳng đến mà ra, hướng trừ cửu quấn quanh mà đi. Hậu sinh, tiếp chiêu, lớn chấp pháp gặp một lần lam sam tu sĩ xuất thủ, thân thể nhoáng một cái, liền từ trừ cửu trước mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, tại tiêu phàm trước người hiện thân mà ra, năm ngón tay xòe ra, lại một lần nữa ngưng tụ ra một con mấy trượng lớn kim sắc cửa thủ, vào đầu bắt đem xuống tới. Đường đường hai vị đại tu sĩ, đương nhiên sẽ không bởi vì trừ cử một quấy rối liền là cải biến ban sơ định ra đến sách lược. Tiêu phàm sau mi có chút một dương, từ tốn nói, vạn đạo hiếu, muốn đánh, liền xin nghiêm túc điểm dạng này cao cao tại thượng đấu pháp, cũng không nên lật thuyền trong mương. Thật sao, chờ ngươi tránh trước một chiêu này rồi nói sau, lớn chấp pháp cười lạnh một tiếng, kim sắc cự thủ bỗng nhiên ra tốc vồ xuống. Tiêu phàm tay phải vừa nhấc, chỉ thấy một con trắng lóa mấy trượng quả đấm to nổi lên, hướng về không bên trong rơi xuống kim sắc cự thủ mãnh kích đi lên. Cũng là uy mãnh bá đạo thần thông sấm sét, đào mắt vàng bạc hai màu lôi điện liền đụng vào nhau, ầm ầm phích lịch thanh âm, kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, ven rừng rậm điện tránh lôi minh, đánh làm một đoàn, ngay cả đầy trời sương mù, đều bị vén phải hướng bốn phía lật lăn đi, hiển lộ ra đỉnh đầu xanh thẳm bầu trời. Ha ha, vạn đạo hiếu, cầu đạo hiếu tốt như vậy hào hứng, ở đây cùng bị tông thiếu tông chủ chơi đùa. Chính đánh túi bụi thời điểm, xanh thẳm trên bầu trời xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, một cái cởi mở thanh âm, ầm ầm vang lên, cứ việc phía dưới đánh cho điện tránh lôi minh, ầm vang không dứt, mọi người cũng là nghe được thanh thanh sở sở. Lớn chấp pháp cùng Lam Sam tu sĩ giật mình, lập tức thu tay lại, trong chấp nhoáng liền thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài, liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên âm trầm, hết sức khó coi. Kia mấy đạo nhân ảnh thế tới cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trên rừng rậm không, một cái xoay quanh, liền chậm rãi chậm lại. Đi đầu một người, là một vị dâu bạc trắng bồng bềnh lão đạo sĩ, người khoác đan hạc bát quái áo khoác, túc hạ trèo lên mây dày, trong tay một cây phất trần, sắc mặt hồng nhuận, không nhìn thấy bao nhiêu nếp nhăn, hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, vừa nhìn liền biết là cao nhân đắc đạo. Trên thân lộ ra khí tức thâm bất khả chắc, vậy mà cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Theo sát phía sau ba người, cũng từng cái tu vi không yếu, đều đều có lấy nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, nhìn về phía lớn chấp pháp cùng Lam Sam tu sĩ ánh mắt rất là bất thiện. Sư thúc, vừa thấy được vị này tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, ngay cả nhất quán tùy tiện trừ cửu cũng nháy mắt trở nên kính cẩn, tiến lên mấy bước, khom người làm lễ. Lão đạo sĩ khoát tay áo, con mắt chỉ là tiếp cận cách đó không xa hạo thiên tông hai vị đại tu sĩ, nhìn qua tiếu dung chân thành, ánh mắt lại là sắc bén như đao, không chậm không nhanh nói, vạn đạo hiếu, cầu đạo hiếu, hai vị không tại hạo dương thành thanh tu hưởng phúc, Nhìn dặm xa xôi chạy đến chúng ta thả nước tới làm khách, còn cùng bị tông thiếu tông chủ luận bàn so chiêu, quả nhiên là thật hăng hái. Lão đạo hâm mộ gấp, ha ha, lớn chấp pháp hừ lạnh một tiếng, nói, đạo sĩ, ngươi cũng đừng âm dương quái khí. Vạn mỗ không có nhiều như vậy thời gian rỗi, lão phu là vì bên cạnh ngươi kia họ tiêu hậu sinh đến. Người này tại ta hạo dương thành làm xuống thông thiên tội án, hại chết bỉ trong tông đường dài lão Âu Dương Uy, đây là tử thù lão phu cùng cựu sư đệ đương nhiên muốn đem người này bắt về, minh chính điển hình. Quý tông chử thiếu chủ ngạnh sinh sinh chặn ngang một gậy che tiến đến, che chở họ tiêu này hậu sinh, chẳng lẽ khi ta hạo thiên tông mềm yếu dễ bắt nạt không thành. Lão đạo sĩ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, đánh cái chắp tay, nói, quý tông nội đường Âu Dương uy trưởng lão ngộ hại rồi. Ân, nhiều năm trước, lão đạo từng cùng Âu Dương trưởng lão từng có gặp mặt một lần, đúng là tuổi trẻ tài cao thiếu niên tài tuấn, không nghĩ tới lại không biết là nguyên nhân nào mới dẫn phát thảm như vậy hỏa. Lam Sam tu sĩ có chút không kiên nhẫn nói, thanh bình đạo trưởng. Đây là ta hạo thiên tông việc nhà, cũng không nhọc đến đạo trưởng xin hỏi. Lão phu cùng vạn sư huynh, đối quý tông đều không có nửa được chia tội chi ý, chỉ cần đem họ tiêu này hậu sinh mang đi, nơi này sự tình liền đã chấm dứt. Cần gì phải phức tạp, trừ cửu cười ha ha một tiếng, nói, cầu đạo hữu nói hay lắm không nhẹ, tiêu phàm là huynh đệ của ta, các người nói mang đi liền mang đi coi ta là bài trí không thành, lớn chấp pháp lạnh lùng nói, tiêu phàm giết ta tông chủ cháu ruột, chính là hạo thiên tông tử địch. Phàm ta hạo thiên tông trên dưới, đều cùng nó không đội trời chung. Chữ đạo hữu trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, tính thích xúc động. Lão Phu cũng không tính toán với ngươi, đạo sĩ, ý của ngươi như nào. Hắn thấy, thanh bình lão đạo đã đến nơi đây, mới thật sự là nói lời giữ lời người, tất nhiên là khinh thường tại cùng một cái lời trẻ con trẻ con đi tranh chấp, thắng mà không võ, lão đạo sĩ vuốt vuốt dưới hàm tuyết trắng dâu dài, chậm rãi nói, hai vị đạo hữu lời nói, cố nhiên hữu lý, nhưng bị tông thiếu tông chủ nói như thế, lại cũng chưa chắc chính là cố tình gây sự. Nơi này như là đã là thả nước địa giới, xin thứ cho lão đạo mạo muội muốn trước hết mời tiêu đạo hữu về Long Tuyền Thành đi, biết rõ sự tình ngọn nguồn, lại làm quyết đoán đạo sĩ, người đang nhạo báng lão phu không thành. Lớn chấp pháp giận tím mặt, sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Hắn thấy, thanh bình lão đạo đây quả thực là nói đùa người đem người mang đi, đến lúc đó chúng ta lại đi đâu tìm hắn đây. Thanh bình lão đạo chậm rãi nói, mọi thứ cũng nên biết rõ cái đúng sai. Mạng người quan trọng, cũng không thể quý tông nói cái gì chính là cái đó hừ, ai đến trọng tài. Ngươi, hay là các ngươi thái thượng tông, lớn chấp pháp không khách khí chút nào nói. Thanh bình lão đạo vẫn như cũ không chậm không nhanh nói, vạn đạo hiếu, công đạo tự tại lòng người. Như tiêu đạo hiếu quả thật làm sằng làm bậy, vô tội sát hại quý tông Âu Dương Đạo Hiếu, ta Thái Thượng Tông cũng sẽ không lung tung bao che với hắn. Đến lúc đó nên xử trí như thế nào, tự có công luận. Nếu không, nếu là bị tông thiếu tông chủ bằng hiếu, nhưng cũng tuyệt không cho phép người khi dễ tiếng nói bình tĩnh lạnh nhạt, ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt. Hiện trường lập tức an yên tĩnh, lớn chấp pháp cùng Lam Sam tu sĩ liếc nhau, lập tức nói, tốt, đạo sĩ, ta liền cho ngươi mặt mũi này. Bất quá, nếu là họ tiêu này hậu sinh, tại các ngươi long tuyển thành đi, lại nên làm như thế nào? Thanh Bình lão đạo ánh mắt tại tiêu phàm trên mặt đảo qua, chậm rãi nói, hai vị đạo hữu yên tâm, tại không có biết rõ sự tình ngọn nguồn trước đó, tiêu đạo hữu sẽ tại bỉ tông làm khách. Nếu quả thật đi, lão đạo phụ trách lại mời về lời nói này phải khách khí, trên thực tế chính là cho hạo thiên tông hai tên đại tu sĩ một cái hứa hẹn. Thật chạy, ta phụ trách cho các ngươi bắt trở lại. Đi, lớn chấp pháp không nói thêm lời nào, dưới chân độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng phía tây bắc hướng bay trốn đi, Lam Sam tu sĩ theo sát phía sau, trong khoảnh khắc liền biến mất ở phương xa chân trời. Trừ cửu lúc này mới cho Tiêu Phàm dẫn giới, nói: "Tiêu huynh đệ, đây là sư thúc ta Thanh Bình chân nhân, cũng là ta Thái Thượng tông thủ tịch đại trưởng lão sư thúc, vị này chính là Tiêu Phàm, ta đã từng cùng ngươi nhắc qua Tiêu Phàm bận biểu tức cung cung kính kính khom người thi lễ." Cao giọng nói, Vô Cực môn sau tiến vào vãn bối Tiêu Phàm, gặp qua Thanh Bình tiền bối khó trách vị này Thanh Bình đạo trưởng cho áp lực của hắn như thế chi rất so bình thường hậu kỳ đại tu sĩ uy áp chi lực càng thêm cường đại mấy phân. Lại nguyên lai like vậy mà là Thái Thượng Tông thủ tịch đại trưởng lão. Dù coi như tại Thái Thượng Tông hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, Thanh Bình chân nhân cũng coi là số một đại cao thủ. Hạo Thiên Tông hai vị đại tu sĩ, chịu như vậy sạch sẽ lưu loát đi rơi, cũng là bởi vì lý do này. Bây giờ không có nửa phân thủ thắng nắm chắc, cần gì phải dây dưa không ngớt. Vạn nhất không nể mặt mũi, coi là thật động thủ, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Vô Cực môn, Thanh Bình lão đạo tuyết trắng thọ lông mày lập tức nhẹ nhàng dương lên, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tiêu đạo hữu là vô cực truyền nhân, này cũng có chút ý tứ, lão đạo đã rất nhiều năm chưa nghe nói qua, vô cực môn bàng chi truyền thừa, xuất hiện qua nguyên anh kỳ đồng đạo xem ra Thanh Bình lão đạo đối vô cực môn tình hình, cũng người điểm hiểu rõ. Lại không biết hắn cùng toàn bộ Thái thượng tông đối vô cực môn là cái thái độ gì. Đang lúc Tiêu Phàm ở trong lòng phỏng đoán thời điểm, Trừ Cửu đã kêu lên, "Tiêu huynh đệ, Ngươi là vô cực truyền thừa. Ngươi làm sao không nói sớm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói, "Vô cực truyền thừa sớm đã xuống dốc, tựa hồ còn đắc tội qua cái gì khổng lồ thế lực thần bí, tiểu đệ một mực cẩn thận từng ly từng tí, lại nào dám lung tung lộ ra sư thừa lai lịch." Trừ cửu trọng trọng gật đầu, nói, "Như thế, chỉ ít Hạo Thiên Tông những tên kia, liền đối các ngươi vô cực môn không có hảo ý." Thiếu tông chủ nói cẩn thận Thanh Bình lão đạo lập tức sau nghi nhân lại, nghiêm nghị nói, trên mặt rất có trách cứ chi sắc. Nếu như trừ cử chỉ là Thái Thượng Tông một tên bình thường nguyên anh trưởng lão, như thế đánh giá hạo thiên tông, cũng là không làm đại sự. Thái Thượng Tông nguyên anh tu sĩ gần trăm, bình thường nguyên anh trưởng lão nhưng đại biểu không được Thái Thượng Tông. Nhưng trừ cử lại là công nhận Thái Thượng Tông thiếu chủ, tương lai Tông chủ người thừa kế, mỗi tiếng nói cử động đều có phần bị chú ý, cũng như thế không che đậy miệng, một khi lan truyền ra ngoài lại sẽ khiến hạo thiên tông đại đại bất mãn đồng thời cũng sẽ để trong tông môn những lão quái vật kia nhận định trừ cửu còn quá trẻ làm việc không ổn định không thích hợp kế thừa vị trí tông chủ mặc kệ tại tu chân giới hay là tại phàm tục thế giới đông cung thái tử mãi mãi cũng quan hệ đến nước căn bản bất kỳ lần nào chữ vị chi tranh cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng đến cả cái tông môn thậm chí quốc gia hương suy thái thượng tông đã từng xảy ra một lần đoạt đích phong ba trừ cửu thân chúng kịch độc bị ép lưu lạc tha hương mai danh ẩn tích nhiều lần đều kém chút vẫn lạc. Tại Lệ Thú Hoang Nguyên bên trong, nếu không phải phải tiêu phàm viện thủ, từ lâu ở nơi đó chôn xương, lại cũng không trở về được Cố Hương. Nếu như một lần nữa đoạt đích, còn đến mức nào? Mặc Kệ Thanh Bình lão đạo ở sâu trong nội tâm có phải là thích vị sư điệt này, vì toàn bộ Thái Thượng Tông đại cục suy nghĩ, hắn đều phải phải đem hết toàn lực giữ gìn trừ cửu thái tử chi vị, miễn cho Thái Thượng Tông lại lại phát sinh cái gì nội loạn. Đây cũng là thủ tịch đại trưởng lão chỗ chức trách trừ cửu liền thoảng qua rụt cổ lại, cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng, tựa hồ đối với vị sư thúc này có chút kính sợ. Tiêu đạo hiếu, người xuất thân nơi nào vô cực tông cửa. Thanh bình lão đạo nhìn về phía tiêu phàm, trầm giọng hỏi. Tiêu phàm bận biểu tức đáp, cực khổ đại trưởng lão xin hỏi, vãn bối trước đây tại Tây Nam Hoác Sơn Quốc Kim Châu Thành thu luyện tại Kim Châu Thành thời điểm, hắn đem xuất thân của mình chuyển qua nhạc Tây địa khu, bây giờ ngay trước trừ cửu trước mặt, lại nói như vậy, lại không khỏi muốn bị vạch trần hoang ngôn, chỉ bất quá trung thổ giới cùng địa cầu, lại là nhất định phải bảo thủ bí mật, một khi bị người truy tra ra, sẽ khiến rất nhiều không tưởng được phản ứng dây chuyền. Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành, nói như vậy, đạo hữu chính là Hạo Thiên Tông vẫn luôn tại treo thưởng đuổi bắt vị kia Tiêu Phàm Tiêu Y Thánh rồi. Tiêu Phàm khóe miệng lóe lên nụ cười khổ, nói, đúng vậy huynh đệ, Hạo Thiên Tông treo thưởng cái kia Tiêu Phàm, thật đúng là ngươi a. Ta còn đang kỳ quái đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người y đạo xác thực cao minh cực kỳ, Ngô Huynh vẫn luôn rất bội phục. Người có thể trở thành Hoắc Sơn Quốc Y Thánh, chính là đương nhiên chỉ là, người tại sao lại cùng thiên diệu tiên tử quấy nhiễu đến cùng nhau đi rồi. Còn đắc tội hạo thiên tông, chuyện này, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ trừ cửu nói, lắc đầu liên tục, song nghi chăm chú nhào lên, tựa hồ cũng cảm thấy chuyện này 10 điểm khó giải quyết. Chuyện khác cũng liền thôi, giết hạo thiên tông tông chủ cháu ruột, cái này là không thể hóa giải tử thù, quan hệ đến hạo thiên tông mặt mũi, trừ phi tiêu phàm chết, nếu không tuyệt đối không cách nào thiện A. À. Nơi đây không phải tự thoại chỗ, về trước Long Tuyền Thành lại nói Thanh Bình lão đạo lập tức làm quyết định. Một tiếng thanh thúy êm tai huyết dài, thẳng lên cửu tiêu. Phía chân trời xa xôi, hạo dương thành phương hướng, dần dần hiện ra một đạo thất thải thân ảnh, trói lọi phi thường, như cùng một con thiêu đốt hỏa phượng, tại thương khung chi đỉnh tự tại bay lượn. Ngay tại cắm đầu hướng hạo dương thành đi đường lớn chấp pháp cùng lam sam tu sĩ liếc nhau, trên mặt đều lộ ra giật mình thần sắc là đại trưởng lão tòa kỵ, cái này hỏa phượng, hai người bọn họ thực tế quá quen thuộc, hạo thiên tông tất cả nguyên anh trở lên trưởng lão đều quen thuộc, đây là đại trưởng lão nuôi dưỡng bản mệnh linh sủng hạo dương chim, có được hỏa phượng hoàng huyết mạch, là trời sinh hỏa thuộc tính linh cầm, đối hết thảy hỏa thuộc tính công pháp, đều có ngoài dự liệu siêu cường năng lực lĩnh ngộ, nhất là hỏa độn thuật xuất thần nhập hóa. Cái này hạo dương chim, chính là đại trưởng lão tiêu ký, gần đây đã rất ít gặp đến linh cầm lộ diện. Lam Sam tu sĩ nhẹ nói, Đại trưởng lão không phải đang bế quan sao? Hừ, phát sinh chuyện lớn như vậy, Âu Dương Uy thế nhưng là nàng cháu ruột, nàng coi trọng nhất vãn bối đệ tử, thậm chí so Thiếu tông chủ phân lượng còn nặng. Nếu là lần này Âu Dương Uy có thể thuận lợi đem Vô Cực môn Hạo Nhiên chính khí cùng chúng ta Hạo Thiên tông Hạo Dương quyết hòa làm một thể, có lẽ liền có thể sáng chế một bộ công pháp mới tới Lam Sam tu sĩ lắc đầu, nói, tự sáng tạo công pháp không phải là không thể được, nhưng đại trưởng lão việc này từ có phải là bước quá hơi lớn. Vô luận là Hạo Dương Quyết hay là Vô Cực Môn Hạo Nhiên chính khí, đều là trải qua mấy chục ngàn năm truyền thừa, thiên truy bách luyện công pháp, coi như muốn cải biến một chữ cũng khó khăn. Đem hai loại trấn giáo thần công hòa làm một thể, không phải 10 nghìn năm kỳ tài khó gặp, quả quyết khó mà làm được. Âu Dương Uy Tư chất dù tốt, cũng còn không có đạt tới tình trạng như vậy, hắn là một trăm bộ viện thủ tọa trưởng lão, tinh nhiên các phái công pháp, nguyên bác vô so, lời nói ra, tự nhiên rất có một phen đạo lý. Tư chất của hắn, hừ lớn chấp pháp lời còn chưa dứt, nhưng trên mặt khinh thường chi ý, lại cực kỳ rõ ràng. Âu Dương uy tư chất không kém, nhưng mà lại không chịu chịu khổ cực, tập trung tinh thần chỉ muốn đi đường tắt, nội tình không nện vững chắc. Thời khắc mấu chốt liền sẽ xảy ra vấn đề, bằng không mà nói, đường đường một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, như thế nào tại nhà mình tông môn tổng đàn, bị một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lấn tới cửa đến, tại chỗ diệt sát. Chỉ bất quá người chết vì lớn, lớn chấp pháp cuối cùng cũng không nói đến cái gì lời khó nghe tới. Hạo Dương chim thế tới cực nhanh, sau một lát, liền ở chân trời hiển lộ ra rõ ràng thân hình, chỉ thấy cái này linh cầm hai cánh triển khai, chừng năm sáu trượng, hai đầu thật dài lông đuôi, càng là dài đến hơn 10 trượng. Lóng lánh hừng hực liệt diễm, trong hư không biến ảo thành thất thải rắt ánh sáng, cùng trong truyền thuyết hỏa phượng hoàng đồng dạng, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Hạo Dương chim đồng dạng liệt diễm bốc hơi sống lưng trên lưng chân trần đứng vững một cô gái áo đỏ, đầu đầy tuyết tóc trắng. Đón gió bay múa, hai ngọn núi cao ngất, dáng người ngạo nhân đến cực điểm. Nhưng bất kỳ hạo thiên tông đệ tử, tại trước mặt đại trưởng lão, đều tuyệt không dám có chút thất lễ, nhất là tại một chút vãn bối đệ tử trong lòng, đại trưởng lão kia đạm mạc khuôn mặt, tuyệt đối so xinh đẹp vô so hiểu điệu càng có lực hấp dẫn. Đừng bảo là tại hạo thiên tông, tại đại tề nước, coi như tại toàn bộ Nam Châu đại lục Đông Bắc Bộ, Hảo Thiên Tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt đều là công nhận tướng mạo đẹp nhất, dáng người xinh đẹp nhất tuyệt thế giai nhân một trong, cùng lúc đó, Âu Dương Minh Nguyệt đối nam nhân lạnh lùng vô tình, so với nàng xinh đẹp càng thêm nổi danh. Đã không biết có bao nhiêu không rõ nội tình, tùy tiện tiến lên bắt chuyện nam tu, chết tại nàng tiêm tiêm làm dưới tay. Âu Dương Minh Nguyệt chí mạng sát thủ chi danh, thậm chí so thiên diệu tiên tử càng sâu. Xa xa, lớn chấp pháp cùng Lam Sam tu sĩ liền đè xuống độn quang, an tâm chờ. Phút chốc, hạo dương chim huyết dài một tiếng tại hai người mấy trượng bên ngoài dừng lại thân hình hai cánh nhẹ nhàng vỗ từng vòng từng vòng sóng lửa không ngừng hướng bốn phía khuếch tán mà đi tựa hồ ngay cả hư không đều tại nhiệt độ nóng bỏng bên trong không ngừng vặn vẹo không đuổi kịp nhìn thấy lớn chấp pháp cùng lam sam tu sĩ âu dương minh nguyệt trên mặt lãnh đạm thoảng qua lộ ra một tia kinh ngạc điều này tựa hồ có chút khả năng không lớn trừ chính nàng bên ngoài tỏa chấn hạo thiên tông tổng đàn hai đại hậu kỳ cao thủ cùng cái khác mạnh nhất nguyên anh trung kỳ trưởng lão cơ hồ dốc hết toàn lực lại còn là truy mất đi tên này hung thủ chẳng lẽ cũng là hậu kỳ đại tu sĩ không thành nhưng ở hạo thiên tông tổng đàn bất kỳ cái gì một vị ngoại tông đại tu sĩ tiến vào đều sẽ lập tức dẫn phát phòng hộ pháp trận kịch liệt phản ứng nếu như hung thủ không là hậu kỳ đại tu sĩ kia không khỏi quá kỳ quái đuổi kịp bắt không trở lại xảy ra chút ngoài ý muốn lớn chấp pháp đơn giản đáp Âu Dương Minh Nguyệt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn, chậm đợi đoạn dưới. Lớn chấp pháp lấy ngắn gọn nhất ngôn từ đem dưới núi bên trong phát sinh hết thảy tự nói một lần. Vô cực môn, họ tiêu này hậu sinh, thật sự là vô cực môn đệ tử. Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, lớn chấp pháp nhìn Lam Sam Tu Sĩ một chút, Lam Sam Tu Sĩ gật gật đầu nói, hẳn là, trên người người này có hết sức rõ ràng hạo nhiên chính khí khí thức, mà lại phi thường tuần khiết Lam Sam Tu Sĩ thân là một trăm bộ viện thủ tọa, tinh nhiên các phái công pháp từ hắn đến trả lời đại trưởng lão vấn đề này tốt nhất thế mà còn có hay không cực truyền nhân tu luyện tới nguyên anh cảnh giới cựu trưởng lão người cảm thấy người này chân thực cảnh giới đến cùng như thế nào cựu trưởng lão trầm ngâm nói người này tuổi tác rất nhưng nội tình đánh cho phi thường dày đặc mảy may cũng không giống là tham công bốc lên tiến vào dáng vẻ từ trong cơ thể hắn lộ ra linh lực ba động đến xem hẳn là có nguyên anh sơ kỳ đại thành cảnh giới nguyên anh sơ kỳ một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tuổi còn trẻ, liền có thể giết Âu Dương Uy ở vô hình. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng lăng lệ chi sắc. Âu Dương Uy mặc dù không phải nàng thân truyền đệ tử, lại là nàng cháu ruột, ngày bình thường nàng tại Âu Dương Uy trên thân chút xuống tâm huyết, quả thực không ít, thậm chí vượt qua một tên khác chất nhi, đương nhiệm Hạo Thiên Tông thiếu chủ. Âu Dương Minh Nguyệt tự tin, đừng bảo là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, liền xem như cường đại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc là Âu Dương Uy đối thủ cần gấp nhất chính là Hạo Thiên tông Âu Dương gia tộc nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bị vô cực môn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ giết. Đây mới là Âu Dương Minh Nguyệt hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Lớn chấp pháp trầm giọng nói, chính là bởi vì họ Tiêu hậu sinh là vô cực truyền nhân, Âu Dương uy cách đối phó khả năng không giống bình thường Âu Dương uy cưỡng ép hấp thu vô cực đệ tử pháp lực cho mình dùng, chuyện này, lớn chấp pháp cùng Cửu trưởng lão đều là rất rõ ràng. Cao thủ tranh chấp, vốn là dung không được nửa phân sai lầm lớn chấp pháp lại bổ sung một câu người ta toàn lực ứng phó muốn giết ngươi ngươi lại chỉ muốn lấy muốn hấp thu người khác pháp lực hơi một sơ thất chính là tai họa ngập đầu lớn chấp pháp điều phỏng đoán này cũng là có một bộ phân tiếp cận sự thật âu dương uy đúng là muốn hút làm tiêu phàm pháp lực bất quá bọn hắn mấy cái đều không có đem tiêu phàm biến thái cường hãn cân nhắc ở bên trong tiêu phàm chân thực sức chiến đấu sớm đã vượt xa khỏi cảnh giới của hắn thì ra là thế khó trách trời diệu sẽ tự hạ mình cùng cái này trẻ tuổi hậu sinh cùng một chỗ quả nhiên đánh tốt tính toán. Âu Dương Minh Nguyệt khe khẽ hừ một tiếng, lớn chấp pháp cùng cửu trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ đại trưởng lão lời này ra sao chỉ. Âu Dương Minh Nguyệt cũng chưa giải thích, lập tức hỏi, nói như vậy, dưới mắt họ tiêu này hậu sinh, là tại Thái Thượng Tông trong tay. Là, kia trừ cửu luôn miệng nói tiêu mỗ là huynh đệ của hắn, lại không biết giao tình của bọn hắn từ đâu mà tới Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, phương thánh nhân cái này nghĩa tử, nhất quán bay dương nhảy thoát, cho tới bây giờ đều là làm theo ý mình. Thái thượng tông tương lai giao đến trong tay người này, sợ rằng sẽ là phương thánh nhân cả đời này phạm sai lầm lớn nhất lầm đúng vậy. Thật lâu chưa từng nghe tới phương thánh nhân tin tức, sợ là lão hồ đồ hắn lão hồ đồ, thanh bình lão đạo nhưng còn không có hồ đồ. Cái này lão nghiêu cái mũi khôn khéo một thế, chắc hẳn cũng sẽ không ở thời điểm này phạm hồ đồ. Xem ra cần thiết đi trọng thiên cung đi một lần lớn chấp pháp cùng cựu trưởng lão lướt nhau, trầm giọng nói, đại trưởng lão, chúng ta hạo thiên tông cùng thái thượng tông giao tình nhất quán hời hợt, đại trưởng lão hòa thanh bình lão nói ở giữa, càng là có chút tiểu nghỉ lễ. Lúc này đi trọng thiên cung, có thể hay không chính giữa nói ý muốn Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt khôi phục im lặng, bình thản nói, ta hòa thanh bình lão nói ở giữa ngày xưa những cái kia tiểu nghỉ lễ, cũng sớm đã tan thành mây khói. Người tu chân, trong ngực phiền muộn nếu là như vậy chi trọng, ngày nào mới có thể chứng nói trường sinh. Thế gian này không có gì không có thể giao dịch, chỉ cần ra đại giới đầy đủ, đạo sĩ kia không phải người hồ đồ, sẽ biết lựa chọn thế nào lớn chấp pháp trên mặt lại hiện lên sắc mặt giận dữ, nói, việc này vốn là cùng hắn Thái Thượng Tông không quan hệ, nhất định phải chống giống cắm một gậy che tiến đến, quả thực chính là khinh người ngẫm lại cũng thế, tiêu phàm giết Hạo Thiên Tông trưởng lão, là Hạo Thiên Tông tử thù, Hạo Thiên Tông muốn đem hắn bắt về hỏi tội, chính là thiên kinh địa nghĩa. Dựa vào cái gì Thái Thượng Tông muốn chặn ngang một đạo, tiến đến làm dối. Bọn hắn bao che Hạo Thiên Tông cử nhân, lại muốn hạo thiên tông tốn hao to lớn đại giới đi từ trong tay bọn họ muốn người đây không phải khi dễ người a à. hạo thiên tông lúc nào biến thành dạng này mặc người nắm quả hồng mềm nếu như tiêu phàm coi là thật cùng trừ cửu có chút giao tình lời nói chuyện này liền không thể nói cùng thái thượng tông không quan hệ trừ cửu người này cho tới bây giờ đều không tuân theo quy củ ngược lại là cùng lúc tuổi còn trẻ tiết phương thánh nhân có chút tương tự rất giảng nghĩa khí lại không thế nào giảng đạo lý âu dương minh nguyệt ngữ khí càng thêm bình thản tựa hồ đối với trừ cửu sư đồ phụ tử đều hiểu rất rõ. Tự nhiên, trừ cửu nếu như chỉ là một tên phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, kia là tuyệt đối đều nhập không được Âu Dương Minh Nguyệt Pháp nhãn. Đã thân là Thái Thượng Tông thiếu chủ, tình hình tất nhiên là khác biệt. Hạo Thiên Tông Thái Thượng Tông bì lân nhi cư, lẫn nhau ở giữa đều sẽ có chút ảnh hưởng, đây là khó mà tránh khỏi. Cứ như vậy, chẳng phải là yếu thế tại người. Lớn chấp pháp tựa hồ đối với đại trưởng lão đề nghị cũng không tán đồng. Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, nói sách lược thôi vô luận là ai cũng vô luận cái nào tông môn cũng không thể vĩnh viễn chiếm hết thượng phong co được giãn được mới là sinh tồn chi đạo chúng ta lần này cho bọn hắn mặt mũi mặt mũi này bọn hắn sớm muộn muốn trả lại lớn chấp pháp vẫn như cũ nén giận không nói âu dương minh nguyệt khe khẽ thở dài nói ngươi nếu là thực tế không nguyện ý vậy coi như ta cùng cửu trưởng lão đi trọng thiên cung là được đi chốc lát lớn chấp pháp từ yết hầu chỗ sâu lóe ra một chữ như vậy Sắc mặt âm trầm. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, dưới chân trắng bóc gót sen một điểm, Hạo Dương chim trùng thiên huyết dài, bảy thải hà quang lóe lên, hướng về phía trước kích bắn đi. Tha quốc đô thành Long Tuyền thành, cùng đô lương thành đồng dạng, Long Tuyền trong thành cũng có một cái cao vút trong mây sơn phong, sườn núi trở lên, liền cả ngày bị sương mù bao trùm, nhìn qua mông lung, đẹp không sao tả xiết. Ngọn núi này, tên là Phiếu Miểu Phong, còn có một cái khác tên, gọi Tam Thập Tam Trọng Thiên. Đủ thấy nó cao, dạng này cao phong, người bình thường là vô luận như thế nào đều leo trèo không lên. Cho nên trừ tại chân núi bộ vị xây dựng một chút cầu thang, trên sườn núi liền lại không có cầu thang. Mãi cho đến tiếp cận đỉnh núi chỗ, cầu thang mới lại lại xuất hiện, lại là bởi vì vùng này bắt đầu có đại lượng công trình kiến trúc. Phiếu Miểu Phong bên trên Trọng Thiên Cung, chính là Nam Châu Đại Lục thập đại chính đạo tông môn một trong thái thượng tông tổng đàn sở tại địa. Phiếu Miểu Phong tam thập tam Trọng Thiên biệt danh, vì vậy mà tới trong mắt ngoại nhân trọng thiên cung, chỉ chính là cái này trên đỉnh núi tất cả công trình kiến trúc, tại Thái Thượng Tông đệ tử trong mắt, chỉ có đỉnh núi kia một cái cung điện to lớn, mới gọi trọng thiên cung. Chỉ có tại trong tông môn có nặng đại khánh điển thời điểm, mới có thể bắt đầu dùng trọng thiên cung, ngày thường nghị sự, đái khách, tự nhiên đều có khác chỗ. Tại đại đa số đệ tử cấp thấp trong mắt, trọng thiên cung là chân chính nhân gian tiên cảnh, thánh khiết vô so. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại trọng thiên cung một cái thiền điện hậu hoa viên bên trong, vậy mà lại dâng lên một cỗ khói bếp, xen lẫn từng đợt thịt nướng hương khí, cùng các loại thịt nướng. Xin nhờ, đây là đang trọng thiên cung, ở tại trọng thiên cung nguyên anh tổ sư nhóm, ai còn cần ăn nhân gian yên hỏa a? À? Có mắt sắc người nhận ra, kia thế mà là thiếu tông chủ tẩm điện. Thiếu tông chủ đang nướng thịt ăn, dù nhưng đáp án này như thế khiến người ngoài ý, nhưng là duy nhất đáp án chính xác. Trừ trừ cửu mình, những cái kia phục thị nô tỳ vú già, tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy có can đảm tại thiếu tông chủ tẩm điện hậu hoa viên thịt nướng. Một lớn bụi tản ra nhàn nhạt thanh hương kỳ hoa dị thảo bên cạnh, trừ cửu cùng tiêu phàm ngồi trên mặt đất. Trước mặt giấy lên một đống lửa, trừ cửu giơ trong tay một cái xiên sắt, xiên sắt bên trên cắm một đầu thú nhỏ, nướng đến khô vàng thơm nức, dầu trơn suy suy nhỏ xuống tại đống lửa phía trên, phát ra tất tất ba ba bạo hưởng thanh âm. Mạnh mẽ đem người thèm côn trùng câu lên, một đám vú già người hầu xa xa đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, từng cái hé miệng mỉm cười, tựa hồ cảm thấy chuyện này hình cực kỳ thú vị. Tuy là vú già người hầu, lại chỉ ít đều có chút cơ kỳ tu vi, trong đó không ít hay là chút cơ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim đan kỳ. Mặc dù bọn hắn hầu hạ vị này thiếu tông chủ ngày bình thường làm việc lấy thoải mái nghe tiếng, cho tới bây giờ đều không đạo quy thủ cự. Mà ở hậu hoa viên ngồi trên mặt đất thịt nướng ăn, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được, hôm nay đến vị khách nhân này, tại thiếu tông chủ trong suy nghĩ phân lượng ra sao cùng chi trọng tiêu phàm khóe miệng cũng hiện lên một vòng ý cười, uy chấn đại ninh quốc thái thượng tông thiếu tông chủ, đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nướng cái thịt lại làm phải tự mình luống cuống tay chân, ngay cả nhất quán thận trọng tiêu chân nhân cũng không nhịn được mỉm cười. Trừ cử cổ tay khẽ đảo, một ngụm óng ánh đoản kiếm nổi lên, ước chừng dài 6, 7 tấc bá một tiếng, cắt khối tiếp theo khô vàng thịt nướng tới. Trước thả tiến vào mình miệng bên trong, chậm rãi nhấm nuốt, tinh tế phân biệt vị, hài lòng gật gật đầu lúc này mới dùng đoàn kiếm lại cắt khối tiếp theo thịt nướng, đưa cho tiêu phàm, cười ha hả nói, đến, huynh đệ, có thể ăn, hương vị thật đúng là không tệ. Tiêu phàm không nói hai lời, từ trong tay hắn tiếp nhận bóng nhảy đoàn kiếm, đem thịt nướng đưa tiến vào trong miệng của mình, cười nói, ăn ngon, cửu ca thịt nướng thủ đoạn càng thêm cao ha ha, kia là. Không dối gạt huynh đệ nói, ca ca ta thèm trùng đi lên lúc, đã từng đi ra ngoài thành, hóa thành phàm nhân. Cùng trong thế tục những cái kia người buôn bán nhỏ hốn cùng một chỗ, uống chén rượu lớn ngoạo miếng thịt lớn, khi thật là sảng khoái cực kỳ. Còn nhận biết mấy cái bằng hữu chỉ tiếc, đều không có cái gì linh căn, tu luyện không được pháp thuật, qua mấy thập niên, cả đám đều hóa thành đất vàng, ta cũng liền hứng thú tẻ nhạt. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi lại tới, thật sự là quá tốt, ca ca ta hôm nay cái cao hứng. Đến, uống rượu, nói, nắm lên trong tay đỏ cho tử hồ lô, hướng tiêu phàm nâng một chút. Tiêu phàm cũng nắm lên trong tay đỏ cho tử hồ lô, cùng trừ cửu đụng một cái, hai người đều ngước cổ lên, dơ lên tử hồ lô, ừng ực ừng ực uống mấy ngụm lớn, đồng thời phun ra một khẩu đại khí, liếc nhau, cười lên ha hả. Trốn ở xa xa người hầu vú già nhóm càng là kinh ngạc, thật không biết thiếu tông chủ còn có loại kinh nghiệm này, thế mà hóa thành phàm nhân đi cùng người buôn bán nhỏ uống rượu với nhau ăn thịt, còn cùng phàm nhân kết giao bằng hữu. Ngoại giới đều nói thái thượng tông thiếu tông chủ hoang đường, xem ra thật đúng là có chút đạo lý đâu. Huynh đệ, đem ngươi những năm này kinh lịch, nói cho ta nghe một chút, ta vẫn luôn tại ghi nhớ lấy ngươi. Trước đó không lâu tại Hạo Thiên Tông bà nội hắn kia cái dám chó lệnh treo giải thưởng bên trên nhìn thấy có một cái gọi là tiêu phàm, ta liền hoài nghi là ngươi, chỉ tiếc đại trưởng lão tóm đến gấp, không để ta rời xa thả nước, bằng không, ca ca đã sớm đi hoắc sơn quốc tìm ngươi trừ cửu vừa nói vừa lắc đầu, rất có điểm tự diếu hương vị. Tiêu phàm cũng không khỏi bật cười, xem ra trước kia náo qua trận kia đoạt đích phong ba về sau, thái thượng tông đối vị này mất mà được lại thiếu tông chủ bảo bối đến tột đỉnh trình độ, vậy mà cấm chỉ hắn rời đi thả nước thật giống như yêu chiều con cái phụ mẫu đối tử nữ an nguy coi trọng đến cố chấp tình trạng đường đường một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ lại bị cấm túc năm đó tiểu đệ đánh bậy đánh bạ xông tiến vào lệ thú sơn mạch chỗ sâu uống một ngụm rượu tiêu phàm liền bắt đầu giảng thuật mình cái này mấy chục năm kinh lịch hắn vốn không phải nói nhiều người cũng không quen thêm mắm thêm muối miêu tả khó tránh khỏi có chút bình thản bất quá đoạn trải qua này thực tế là mạo hiểm vạn phân Trừ Cửu nghe được hết sức chăm chú, không phải trùng điệp vỗ đùi, chửi rủa vài tiếng. Thấy những cái kia phục vụ người hầu vú già từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Nếu như vị này tương lai thật làm bên trên Thái Thượng Tông tông chủ, còn thật không biết sẽ đem Thái Thượng Tông quản thành cái gì bộ dáng. Trừ Cửu lại không thèm để ý chút nào, thậm chí cái này Thái Thượng Tông tông chủ tương lai đến cùng có thể hay không lên làm, hắn cũng không có chút nào quan tâm. Duy đại anh hùng có thể bản sắc quả thật đối với cùng thiên diệu tiên tử cùng một chỗ đoạn này tiêu phàm cũng mảy may đều không có hướng trừ cửu giấu giếm đối trừ cửu hắn là hoàn toàn tín nhiệm trừ trung thổ dưới cùng địa cầu kia một đoạn cơ hồ cái gì đều có thể buông ra nói đương nhiên dính đến thiên diệu cung bí mật tiêu phàm cũng lướt qua không đề cập tới hắn cùng trừ cửu là bằng hữu có thể chia sẻ bí mật nhưng thiên diệu cung bí mật cũng không thuộc về với hắn điểm này là nhất định phải phân rõ ràng ha ha tốt tốt nói như vậy, huynh đệ người thật sự là nhân họa đắc phúc. Cái này rất nhiều gặp trắc trở, cuối cùng ngược lại thành toàn ngươi gian nan khốn khổ, ngọc nhữ tại thành. Đúng vậy đến, uống uống rượu rượu, hai người dơ lên tử hồ lô đụng một cái, lại ừng ực ừng ực uống mấy ngụm lớn. Cửu ca, người nằm đó là như thế nào từ hắc sa môn cát lão quái trong tay rời khỏi. Nuốt xuống rượu, lại ăn một khối thịt nướng, tiêu phàm hỏi. Mày may cũng không để ý hình tượng, dơ lên ống tay áo sát một chút miệng dính mỡ, tiêu chân nhân thường ngày thận trọng thực chất bên trong đầu lại đầy cõi lòng hiệp liệt chi khí hắc hắc năm đó vây khốn ta chính là đoạn tràng thảo chi độc huynh đệ giúp ta thanh độc này giải hết chỉ là một cái cát lão quái tính được cái gì coi như ta khi đó còn không giết được hắn muốn từ trong tay hắn rời khỏi lại là không tốn sức chút nào coi như hắn thức thời không tiếp tục theo đuổi đuổi ta trừ cử vừa cười vừa nói cũng không có bao nhiêu phiền muộn chi ý tựa hồ đối với năm đó bị cát lão quái bắt lấy cưỡng bức tham gia kia lệ thú hoang nguyên đánh cược cũng không phải 10 điểm ghi hận. Mọi thứ có nhân liền có quả, thẳng nếu không phải cát lão quái buộc hắn tham gia lệ thú hoang nguyên đánh cược liền không đụng tới tiêu phàm, tự nhiên cũng liền không người thay hắn giải đoạn tràng thảo chi độc, kia về sau hết thảy liền đều muốn sửa. Nói đến, cát lão quái cũng là trong lúc vô tình thúc đẩy trừ cửu trở về. Tự nhiên, như là trừ cửu lời nói, tại hắn rời đi thời điểm, cát lão quái không có đuổi giết hắn. Bằng không mà nói, chỉ sợ lúc này Hắc Sa Môn đã sớm cả nhà bị diệt. Chỉ là một cái vực ngoại bang phái, chỉ có hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tỏa chấn, Thái Thượng Tông tùy tiện phái mấy tên nguyên anh trưởng lão xuất mã, liền có thể đem Hắc Sa Môn giết không còn một mống. Đủ thấy trừ cửu bên ngoài đồng hồ thô hào, bên trong nhưng tuyệt không phải người hiếu sát. Có lẽ, đây cũng là Thái Thượng Tông các tiền bối đem hắn chọn làm Thái tử nguyên nhân chủ yếu. Thái Thượng Tông dạng này siêu cấp chính đạo Đại Tông, nếu như một ngày kia bị tàn nhẫn người hiếu sát trưởng khống, làm hại chi liệt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, cửu ca tu luyện thái thượng vong tình quyết quả nhiên lợi hại, tiến giai tốc độ cực nhanh trừ cửu cười ha hả nói, hắc hắc, ta tình hình này, cùng huynh đệ ngươi không sai biệt lắm, cũng coi là hậu tích bạc phát đi. Năm đó ở Kim Đan hậu kỳ chậm trễ thời gian tương đối nhiều, đột phá bình cảnh về sau, tiến cảnh hay là rất nhanh. Lại nói, cái này cũng không hoàn toàn là ca ca ta công lao của mình, ha ha. Điểm này, Tiêu Phàm tự nhiên lý giải thật vất vả, mất tích thiếu tông chủ trở về, vậy còn không phải vật gì tốt đều trước tăng cường hắn A. À. Lấy thái thượng tông thế lực to lớn cùng thân gia chi phong phú, muốn cho dự trữ tông chủ ăn chút nghịch thiên chi vật, ngạnh sinh sinh đem hắn được tiến vào nguyên anh trung kỳ, độ khó thật đúng là không lớn. Huống chi, trừ cửu cơ sở vốn là đánh cho cực kỳ vững chắc. Huynh đệ, cái kia Âu Dương Uy là chuyện gì xảy ra, cũng nói cho ta một chút, xem chừng hảo thiên tông những tên kia, rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa trừ cửu đem một khối thịt nướng đưa tiến vào miệng bên trong, nói. Người này tàn nhẫn bạo ngược, chết chưa hết tội, tiêu phàm không khách khí chút nào nói, lập tức liền đem việc này tiền căn hậu quả đều nói một lần. Lấy vô cực môn đệ tử vì lô đỉnh, thời gian 20 năm giết hại hơn mấy chục người, tên vương bát đản này, trừ cửu nghe xong, liền là giận tím mặt, mắng. Huynh đệ, loại này đồ hỗn trướng giết đến tốt, không có chút nào oan. Đổi lại là ca ca ta, cũng giống vậy diệt hắn bà nội hắn đúng vậy chẳng cần biết người nọ là ai cũng mặc kệ hắn lớn bao nhiêu chỗ dựa tiểu đệ ta đều tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình kia là tự nhiên huynh đệ người yên tâm tốt chuyện này đã ta biết liền nhất định sẽ quản đến cùng dù là như vậy cùng hạo thiên tông trở mặt khai chiến cũng sẽ không tiếc trừ cửu nói ngữ khí mười điểm tùy ý tựa hồ hết thảy đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa đương nhiên ương tiêu phàm chỉ gật gật đầu cũng không nói cái tạ chữ xác thực đã không còn gì để nói hắn là trừ cửu huynh đệ trừ cửu cũng là huynh đệ của hắn cái này liền đầy đủ đến uống rượu từng tiếng càng chim hót vang vọng trọng thiên xa xa thương khung một đám lửa mây đem nửa phía bầu trời đều nhiễm phải đỏ rực phảng phất muốn bốc cháy lên chính đoan lên đỏ chót hồ lô chuẩn bị uống rượu trừ cửu xong nghi nhân lại đem đưa tới bên miệng hồ lô để xuống hư một tiếng nói âu dương minh nguyệt đến rồi đại trưởng lão tiêu phàm lông mày cũng nhẹ nhàng nhau một chút. Đối với vị này vang danh thiên hạ hạo thiên tông đại trưởng lão, thiên diệu tiên tử đã từng hướng hắn nói tới, miêu tả lời nói không nhiều, ngữ điệu cũng rất bình thản. Bất quá thiên diệu tiên tử cuối cùng phảng phất rất tùy ý nhắc nhở tiêu phàm một câu nếu như đụng phải nữ nhân này, chạy. Câu nói này lưu cho tiêu phàm ấn tượng quá sâu sắc. Nâng lên hạo thiên tông những người khác thời điểm, bao quát lớn chấp pháp cùng 100 bộ viện đại trưởng lão những này hậu kỳ đại tu sĩ, thiên diệu tiên tử đều chưa hề nói qua dạng này lời nói. Ừm, xem ra hạo thiên tông cũng là tình thế bắt buộc a. À. trừ cử thì thảo nói. sau một lát, toàn thân dục hỏa hạo dương chim liền dừng ở trọng thiên cung phía trên, vỗ hai cánh, đem phiếu miểu phong bên trên mây mù đều ấn phải đỏ tươi một mảnh. đồng dạng là hậu kỳ đại tu sĩ lớn chấp pháp cùng cửu trưởng lão, mặc dù liền đứng tại hạo dương chim hai bên, lại bị đại trưởng lão hào quang hoàn toàn che giấu ánh mắt hơi kém một chút, cơ hồ muốn đối hai vị này làm như không thấy. Chỉ chốc lát, phiếu miểu phong bên trên vang lên vang dội tiếng chuông, mỗi một cái đều âm thanh dung thiên địa, xa xa truyền ra. Tiếng chuông một chút một chút gõ vang, trọn vẹn 19 vang về sau mới ngưng xuống. Lập tức, êm tai tiên nhạc chi tiếng vang lên, ba đạo nhân ảnh từ trọng thiên cung phi thăng mà lên, đi đầu một người, đạo bào áo choàng dâu bạc trắng bồng bềnh chính là thái thượng tông đại trưởng lão thanh bình chân nhân theo sát thanh bình chân nhân sau lưng hai người, trên thân cũng tản ra kinh khủng linh áp, thình linh đều là hậu kỳ đại tu sĩ. Thái thượng tông bày ra hoàn toàn đối trở trận thế, vô lượng thọ phúc, nguyệt tiên tử đại giá quang lâm bỉ tông, lão đạo không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Thanh bình chân nhân khẽ cười nói, khí độ nghiễm nhiên. Thiếp thân tới đường đột, đạo huynh chớ trách là hạnh âu dương minh nguyệt từ tốn nói, mặc dù là lời khách khí, nghe vào người trong lỗ tai lại luôn cảm thấy có như vậy một chút quái dị. Thực tế là bởi vì, Âu Dương Minh Nguyệt ngữ khi quá bình thản, bình thản phải thật giống như tại máy móc. Cũng may song phương làm nhiều năm như vậy hàng xóm, Thanh Bình chân nhân đối Âu Dương Minh Nguyệt tính tình biết sơ lược. Cũng sẽ không cùng nàng đi so đo, lập tức khách khí một câu, lại cùng lớn chấp pháp, cựu trưởng lão bọn người một gặp một lần lễ. Bên cạnh hắn hai vị hậu kỳ đại tu sĩ, cũng là thái thượng tông đỉnh tiêm đại nhân vật, lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Riêng phần mình thi lễ hàn huyên một trận, Nguyệt tiên tử, vạn đạo hiếu, cầu đạo hiếu, mời hàn huyên đã xong, thanh bình chân nhân lắc một cái ống tay áo, đưa tay mời khách. Đạo huynh khách khí, mời, Âu Dương Minh Nguyệt tố thủ vừa nhất, to lớn hạo dương chim nhanh chóng biến nhỏ, cuối cùng thu nhập linh thú điểm bên trong, trắng bóc sen dưới bàn chân. Sâng lên một đoàn tuyết trắng mây mù, nâng nàng yểu điệu thân thể, chậm rãi hướng xương mù lượn lờ trọng thiên cung trên quảng trường hạ xuống đi. Trọng thiên cung cửa hông, sớm đã lập hoan nghênh hai nhóm hàng dài, mười mấy tên tuấn nam mỹ nữ, phi hồng quải thải, các loại sáo trúc êm tai. Bày ra hoan nghênh khách quý nguyên bộ lễ nghi, đương nhiên, nếu như là hạo thiên tông tông chủ tự mình đến nhà, kia là muốn mở trọng thiên cung đại điện cửa chính đón lấy. Bất quá đã có rất nhiều năm, hạo thiên tông tông chủ đều chưa từng tại ngoại giới lộ mặt qua, có người nói ngay tại bế sinh tử quan, cũng có người nói sớm đã sung kích bình cảnh thành công, tiến giai thành ngộ linh kỳ tu sĩ, đương nhiên phải vì sau cùng phi thăng làm chuẩn bị, nơi nào còn có thời gian dỗi đến để ý tới những này tục vụ thật giống như Thái Thượng Tông Tông chủ phương thánh nhân, cũng đã rất nhiều năm chưa từng lộ diện. Thái Thượng Tông sự vụ lớn nhỏ, trên thực tế là thanh bình chân nhân cùng giải quyết mấy vị đại tu sĩ, cùng thiếu tông chủ trừ cửu cùng một chỗ xử trí, đa số thời điểm là lấy thanh bình chân nhân làm chủ. Bất quá thanh bình chân nhân rất cường điệu bồi dưỡng trừ cửu uy tín, chỉ cần không phải quá chuyện gấp gáp vụ, một khi trừ cửu làm quyết định, dù là quyết định này cùng thanh bình chân nhân nội tâm suy nghĩ có chỗ khác biệt, thanh bình chân nhân cũng sẽ không lại tiến hành cải biến bọn hắn những lão gia hỏa này cuối cùng là phải từ trong bang tục vụ bên trong giải thoát ra một lòng theo đuổi vĩnh sinh đại đạo sớm muộn muốn đem trong tông đại quyền giao lại cho trẻ tuổi một đời chỉ bất quá trừ cửu là tính tình người có khi tương đối tùy hứng thanh bình chân nhân từ đầu đến cuối đều khó mà hoàn toàn yên tâm lại nói trừ cửu vừa mới tiến cấp nguyên anh trung kỳ tại thanh bình chân nhân mấy vị sư thúc trong mắt cảnh giới còn là còn thiếu rất nhiều phải làm cho hắn đem nhiều thời gian hơn thả tại trên việc tu luyện cũng nên chờ hắn hoàn toàn vững chắc trung kỳ cảnh giới lại nói. Tỷ như lần này, lúc đầu chỉ là đi giới bên kia núi đi săn một chút, giải sâu một chút, ai ngờ liền đụng tới như thế một việc sự tình, nếu không phải thanh bình chân nhân tiếp vào cầu cứu tin tức kịp thời cảm thấy, kém chút liền ra lớn đường rẽ. Kia họ tiêu hậu sinh vận mệnh như thế nào, thanh bình chân nhân còn có thể không quan tâm, nhưng trừ cửu không thể thụ tổn thương chút nào. Bây giờ Âu Dương Minh Nguyệt tự mình đến nhà, thanh bình chân nhân trên mặt mang cười, lại sớm đã âm thầm kinh hãi dù coi như tại thập đại chính đạo tông môn đại trưởng lão bên trong hạo thiên tông âu dương minh nguyệt cũng nhất là đại danh đỉnh đỉnh nguyên bản bị ngoại giới mong đợi vì có hy vọng nhất sau khi đột phá kỳ bình cảnh đặt chân ngộ linh kỳ tuyệt thế thiên tài nhiều năm như vậy nhưng thủy trung tại hậu kỳ đại tu sĩ trạng thái đỉnh phong bồi hồi lại cũng khó có thể tất tiến vào không biết là thời vận không đủ hay là cơ duyên chưa tới dù sao tiến giai ngộ linh kỳ là thật cần tuyệt đại cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu từ xưa tới nay cũng không biết có bao nhiêu kỳ tài ngút trời, trung thân dừng bước tại nguyên anh kỳ cảnh giới, nghĩ hết tất cả biện pháp, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tắc, bị thiên đạo chi lực không chút lưu tình ngăn tại ngộ linh kỳ bên ngoài, cuối cùng chỉ có thể cực độ không cam lòng ôm hận tỏa hóa. Nhưng rất rõ ràng, Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt không phải phổ thông hậu kỳ đại tu sĩ. Tính cả làm hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới đại thành thanh bình chân nhân, tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt đều cảm nhận được áp lực thực lớn thâm bất khả chắc, đây là Âu Dương Minh Nguyệt cho Thanh Bình chân nhân cùng Thái Thượng Tông hai gã khác hậu kỳ đại tu sĩ cảm giác. Lập tức mấy tên đại tu sĩ tại Trọng Thiên Cung thiền điện bên trong phân chủ khách ngồi xuống. Sớm có thanh thuần thị nữ dâng lên linh quả, trà thơm. Nguyệt tiên tử đại giá Quang Lâm Bỉ Tông, chắc là có chỉ giáo rồi. Lại lại khách sáo vài câu, Thanh Bình chân nhân ôm quyền chắp tay, nói: "Âu Dương Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói: "Cũng là để cho đạo huynh trò cười, thiếp thân có một vị chất nhi Âu Dương Uy, cũng là Bỉ tông nội đường trưởng lão, ngày trước tại Tổng đàn Ngộ hại. Hung thủ là từ lớn Tây Nam cái nào đó vắng vẻ tiểu quốc đường xa mà đến một tên vô cực môn bàng chi truyền nhân, tên gọi Tiêu Phàm. Nghe nói đạo huynh đã đem người này bắt giữ, vì vậy Thiếp thân hôm nay đến nhà, là muốn hướng đạo huynh cầu cái mặt mũi, đem người này giao cho ta Hạo Thiên tông xử lý. Còn xin đạo huynh xem ở quý hai ta tông bao năm qua giao tình phân thượng, thành toàn Thiếp thân lần này tiểu tâm tư thanh bình chân nhân vuốt vuốt dâu bạc trắng, trầm ngâm nói. Nguyệt tiên tử phân phó, nên nghiêm túc tuân theo. Chỉ bất quá, bần đạo biết, lại hơi có xuất nhập. Vị này tiêu đạo hiếu, chính là bỉ tông thiếu tông chủ bằng hiếu. Tiêu đạo hiếu dưới mắt xác thực ngay tại bỉ tông làm khách, muốn đem hắn giao cho tiên tử mang về quý tông, lại là có chút không tiện bằng hiếu. Âu Dương Minh Nguyệt liền cười, tiếu dung rất nhạt. Đạo huynh có thể mời chử thiếu chủ cùng tiêu đạo hiếu ra, thiếp thân muốn làm mặt hỏi một chút đây là tự nhiên thanh bình chân nhân cũng không có cự tuyệt, lập tức nhẹ gật đầu, phân phó bên người hầu hạ đệ tử vài câu, tên đệ tử kia lập tức khom người lĩnh mệnh mà đi. Từ khi sau khi vào cửa, lớn chấp pháp liền một mực mặt đen lên, trong lòng không vui, có thể nghĩ, nhưng cũng vẫn luôn không có mở miệng, cũng coi là tuân thủ nghiêm ngặt lấy quy củ, hết thảy từ đại trưởng lão làm chủ. Chỉ chốc lát, một thân ngân bào trừ cửu cùng bạch y tung bay tiêu phàm cùng nhau mà tới, xảy bước đi tiến vào thiền điện đại sảnh. Vừa thấy được hai người này, lớn chấp pháp đen sắc mặt như ướt át xuống nước đến, trong hai mắt lửa giận như rực, hận không thể một ra tay liền đem tiêu phàm đánh chết tại chỗ, nếu có thể lời nói, lớn chấp pháp cũng không ngần ngại chút nào đem trừ cửu cùng lúc làm sạch, hai gia hỏa này thực tế quá làm hắn tức giận. Từ khi tiến giai đại tu sĩ, đảm nhiệm hạo thiên tông thủ tịch lớn chấp pháp trưởng lão về sau, liền rốt cuộc không có động phải có người dám ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng phách lối. Bất quá hai gia hỏa này, tựa hồ cũng cũng không thèm để ý lớn chấp pháp ánh mắt, nhất là trừ cửu, trên mặt từ đầu đến cuối treo tùy tiện tiếu dung, lộng lẫy ngân sắc bào phục phía trên, thậm chí còn dính lấy mấy điểm mỡ đông, ẩn ẩn có thể nghe được một cỗ thịt nướng mùi thơm. Đây cũng không phải là lôi thôi lách thích, mà là không cho hạo thiên tông mặt mũi. Các người thân phận lại tôn quý thì sao? Bổn thiếu chủ không quan tâm, nơi này là thái thượng tông trọng thiên cung, là bổn thiếu chủ địa bàn. Trừ cử gặp qua Âu Dương Đại trưởng lão, gặp qua vạn đạo hiếu, cầu đạo hiếu. Trừ cử bước nhanh đến phía trước, ôm quyền chắp tay, cười ha hả nói. Âu Dương Minh Nguyệt phiêu nhiên đứng dậy, không người một chút, từ tốn nói, trừ thiếu chủ khách khí trừ cửu cứ việc trẻ tuổi, tu vi cũng so với bọn hắn thấp rất nhiều, lại đường đường chính chính là thái thượng tông thiếu tông chủ, phương thánh nhân người thừa kế duy nhất, công nhận tương lai tông chủ, cái này thân phận địa vị không thể coi thường. Âu Dương Minh Nguyệt không nguyện ý mất cấp bậc lễ nghĩa, lưu lại đầu để câu chuyện. Mắt thấy đại trưởng lão đều đứng dậy đáp lễ, lớn chấp pháp cùng cửu trưởng lão cố nhiên rất không tình nguyện, cũng không thể không đứng dậy theo, bất quá sắc mặt kia từ đầu đến cuối không có mảy may thư giãn, Muốn bao nhiêu âm trầm liền có bao nhiêu âm trầm. Âu Dương Minh Nguyệt như nước biển ánh mắt thâm thúy, chỉ ở trừ cửu trên thân hơi ngừng lại, liền lách đi qua, rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, ánh mắt bên trong cũng không có thống hận phẫn nộ chi ý, bình tĩnh như trước như gương. Tiêu Phàm có chút khom người, cao giọng nói, vô cực môn Tiêu Phàm gặp qua Âu Dương đại trưởng lão. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói, nghe nói Tiêu đạo hữu là lớn Tây Nam Hoắc Sơn quốc Kim Châu thành lang trung, còn từng thu được y thánh tôn hiệu. Tiêu phàm mỉm cười đáp, tại hạ đúng là Kim Châu Thành Lang Trung, Y Thánh vân vân, bất quá là hạnh lâm đồng đạo nâng đỡ thôi. Tiêu phàm không dám tự xưng Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, chậm rãi ngồi xuống lại, ánh mắt đạm mạc, ai cũng nhìn không ra đến, nàng ở sâu trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng mọi người tại chỗ lại có thể rõ ràng cảm ứng được từ trên người nàng lộ ra uy áp chi khí so sánh với lúc trước càng nặng ba phân. Trừ cửu cùng tiêu phàm trong lòng đều là run lên, liếc nhau một cái, tại thanh bình chân nhân cùng ba tên thái thượng tông đại tu sĩ dưới tay ngồi xuống, nghiêng nghiêng đối mặt Âu Dương Minh Nguyệt. Tiêu đạo hiếu, người hại chết cháu của ta, cũng nên cho Âu Dương Minh Nguyệt một cái công đạo A. Âu Dương Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trong ghế, bình thản hỏi, ngữ khí không có chút rung động nào. Thanh bình lão đạo cùng thái thượng tông tu sĩ vẫn không khỏi phải âm thầm nhíu mày. Không hổ là hạo thiên tông đại trưởng lão, lời này quả nhiên biết bao lợi hại, vậy mà trực tiếp đem hạo thiên tông vứt sang một bên, vừa lên đến liền lấy âu dương uy cô mẫu thân phận nói chuyện lập tức liền đem thanh bình lão đạo bọn người chắn trở về đúng sai cũng đừng muốn nhắc lên ngươi giết cháu của ta ta liền muốn tìm ngươi tính sổ sách quản ngươi là đúng hay sai nếu như là tại phàm tục thế giới có đầy đủ luật pháp hệ thống án giết người kiện từ về quan lại cai quản lại không phải người chết thân nhân có thể tự tiện trả thù trả thù nhưng tại tu chân giới một mực thừa hành chính là luật rừng cường giả vi tôn âu dương minh nguyệt nói rõ không cùng ngươi giảng đạo lý chỉ cùng ngươi giảng nắm đấm, người bên ngoài thật đúng là không tốt lung tung nhúng tay. Bằng không mà nói, liền không chỉ là liên lụy đến Hạo Thiên Tông cùng Thái Thượng Tông hai đại tông môn quan hệ trong đó, mà là trực tiếp cùng Âu Dương Minh Nguyệt là địch. Bất kể là ai, đều phải hảo hảo nghĩ rõ ràng. Tiêu Phàm cũng ngồi ngay ngắn ở trong ghế, cái eo thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên, nhìn thẳng Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt, không có chút nào lùi bước chi ý, không chậm không nhanh nói, đại trưởng lão Âu Dương Uy đến cùng đối ta vô cực môn đệ tử làm cái gì, chắc hẳn đại trưởng lão hẳn là nhất thanh nhị sở A. À. Tiêu phàm thân là vô cực truyền nhân, nhất định không dung người ức hiếp như vậy giết hại vô cực đệ tử. Âu Dương Uy chết chưa hết tội, ta giết hắn chính là đương nhiên. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, thanh bình lão đạo bọn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được vẻ kinh ngạc. Như bọn hắn như vậy lão quái vật, sống mấy trăm năm, thật là cái gì việc đời chưa thấy qua lại kỳ quái sự tình trong mắt bọn hắn đều chỉ là bình thường. Nhưng đối mặt Âu Dương Minh Nguyệt dạng này có nghiền ép thực lực hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, tiêu phàm lại dám nói lời như vậy, có thể nói dũng khí rất hào. Cái này hậu sinh hoặc là có cực mạnh chỗ dựa, hoặc là thật đưa sinh tử tại ngoài suy xét, kinh ngạc chi dư, thanh bình chân nhân ngược lại là đối tiêu phàm sinh ra mấy phân hào cảm. Đừng nhìn lão đạo này bên ngoài đồng hồ nhu hòa khiêm cung, rất được thái thượng vô vi chi chân lý, thực chất bên trong đầu kỳ thực cũng là hiệp liệt người lúc tuổi còn trẻ tiết, càng là ghét ác như cừu, bị đồng đạo hảo hữu gọi đùa là Long Tuyền Hảo Hán. Những năm này theo tu vi tinh tiến vào, thân phận địa vị càng ngày càng cao, trong tay quyền hành càng ngày càng nặng, dần dần cũng liền không thế nào cùng người tức giận. Thực tế cũng không có mấy người dám chọc hắn sinh khí. Nhưng cái này lại không có nghĩa là thanh bình chân nhân là cái nhu nhược khiếp đảm người, trên bản chất, hắn hay là vị kia cương liệt tử Long Tuyền Hảo Hán. Tiêu phàm nếu là vừa lên đến liền nguyễn đản, thanh bình lão đạo đối với hắn ấn tượng lập tức liền sẽ trở nên kém vô so âu dương minh nguyệt cũng không tức giận từ tốn nói những cái kia vô cực đệ tử tiên tổ năm đó chính là chúng ta hạo thiên tông cứu được nếu như không có ta hạo thiên tông trưởng nghĩa xuất thủ bọn hắn tiên tổ sớm đã bị người giết đến tinh quang làm sao đến bọn hắn những người này hạo thiên tông đối bọn hắn ân trọng tại núi bọn hắn chẳng lẽ liền không nên hồi báo a à? tiêu phàm trầm giọng nói đại trưởng lão lời ấy xin thứ cho tại hạ không thể gật bừa thi ân không nhìn báo, chính là ta chính đạo tông môn nên có mỹ đức, còn nữa, người không phải xúc, dù coi như hạo thiên tông năm đó cứu những này vô cực đệ tử tiên tổ, kia cũng không phải hôm nay giết hại bọn hắn lý do Âu Dương Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn tiêu phàm một chút. Lập tức chuyển hướng trừ cửu, chậm rãi nói, trừ thiếu chủ. Nghe nói người này là bằng hữu của ngươi, xin thứ cho thiếp thân hiếu kỳ, có thể hay không mời trừ thiếu chủ nói rõ một chút, hai vị ở giữa, đến cùng có gì loại liên quan nàng tự mình đuổi tới trọng thiên cung. Không phải đến cùng tiêu phàm giảng đạo lý, thật muốn giảng đạo lý, nơi này cũng không có người đủ tư cách cho nàng làm bình phán. Nàng chỉ là nghĩ làm rõ ràng, Thái thượng tông đối cái này tiêu phàm che chở, đến cùng có thể đạt tới trình độ nào, có thể hay không vì người này, không tiếc triệt để cùng Hạo Thiên tông vạch mặt. Thái thượng tông cố nhiên thực lực hùng hậu, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không thật sự sợ hãi cùng Thái thượng tông toàn diện trở mặt. Nhưng muốn nhìn có đáng giá hay không, chí ít vì một cái chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, khẳng định không đáng âu dương minh nguyệt tự nhận có rất nhiều loại biện pháp tại không đắc tội thái thượng tông điều kiện tiên quyết làm thỏa đáng chuyện này trừ cửu cười ha ha một tiếng nói làm phiền đại trưởng lão rủ xuống tuân tiêu huynh đệ đã từng đã cứu trừ cửu tính mệnh lại không biết loại quan hệ này có thể hay không khiến đại trưởng lão hạ thủ lưu tình miệng thảo luận phải khách khí nhưng trong lời nói loại kia ý tứ bất kỳ người nào đều nghe được đây là ân nhân cứu mạng của ta mặc kệ ai muốn mang đi hắn đều muốn trước hỏi qua ta trừ cửu có đáp ứng hay không. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ gật đầu, vẫn không có sinh khí, chỉ là trầm ngâm. Trong thiên điện mỗi người đều kìm lòng không đặng bình tức tĩnh khí, không phát ra nửa điểm tiếng vang, miễn cho quấy giày vị này đại trưởng lão. Nhìn qua, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn luôn rất ôn hòa, rất tốt nói chuyện. Nhưng cường giả chính là cường giả, nàng tâm tình có được hay không, quyết định bởi tại chính nàng, những người khác là cải biến không được nàng. Âu Dương Minh Nguyệt trầm ngâm thời gian cũng không quá dài, bất quá cái này ngắn ngủi một cái trước mắt tại mọi người trong suy nghĩ lại đặc biệt dài dằng dặc mà nàng trầm ngâm qua đi nói ra câu nói đầu tiên cũng làm cho tất cả mọi người đều thất kinh có chút khó có thể tin trừ thiếu chủ thiếp thân có thể cho ngươi mặt mũi này Âu Dương Minh Nguyệt bình thản thanh âm thanh thúy tại mọi người bên tai tiếng vọng đã tiêu đạo hữu đối trừ thiếu chủ có ân cứu mạng như vậy hắn tại thả nước mấy ngày này thiếp thân có thể làm hắn là thái thượng tông khách quý xem ở quý tông cùng trừ thiếu chủ trên mặt thiếp thân có thể không động hắn nếu như tiêu đạo hữu nguyện ý có thể một mực tải thà nước ở lại đi kia an toàn của ngươi chính là có bảo hộ âu dương minh nguyệt ánh mắt trong suốt tại tiêu phàm trên mặt chậm rãi đảo qua không vội không chậm nói đại trưởng lão lớn chấp pháp cùng cửu trưởng lão đều kinh hãi nhịn không được lên tiếng kinh hô đại trưởng lão thế mà lại làm ra quyết định như vậy hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn căn bản liền không hề nghĩ tới âu dương minh nguyệt nhẹ dơ lên tố thủ bầy bãi xuống thanh bình chân nhân nhẹ nhàng thở phào một cái tại trong ghế khom người một chút, nói, như đại trưởng lão ý đẹp, bần đạo 10 điểm nhớ ơn giọng nói vô cùng nó thành khẩn. Âu Dương Minh Nguyệt như thế thông tình đạt lý, đừng bảo là lớn chấp pháp cùng cửu trưởng lão không tưởng được, liền xem như thanh bình chân nhân cũng hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Âu Dương Minh Nguyệt xem như cho đủ thái thượng tông mặt mũi. Đến cùng không hổ là một phái chi tôn, cái nào nặng cái nào nhẹ được chia thanh thanh sở sở. Cứ như vậy, mặc kệ tiêu phàm cùng thái thượng tông là loại quan hệ nào, chỉ cần hắn sau này rời đi thả nước, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hạo Thiên Tông những người khác liền có ra tay với hắn lý do. Dù coi như là trừ cửu như thế Giảng nghĩa khí người, đều không tốt lại cưỡng ép vì hắn ra mặt ta cho ngươi sống sót cơ hội, chính ngươi không chân quý, cứng rắn muốn hướng thả quốc chi bên ngoài chạy, thì nên trách không được ta. Lấy Âu Dương Minh Nguyệt thân phận địa vị, cho trừ cửu dạng này hậu sinh vãn bối to lớn mặt mũi, lại am hiểu hung hăng cản quấy người đều không lời nào để nói. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, chuyển hướng tiêu phàm, nhẹ giọng hỏi, tiêu đạo hiếu, ý của ngươi như nào? Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đại trưởng lão tựa hồ cũng không có cho tại hạ lựa chọn nào khác có thể như thế trước mặt mọi người hỏi hắn một tiếng, đã coi như là cho thiên đại mặt mũi. Đương nhiên, càng nhiều còn là vì hiển lộ rõ ràng Âu Dương Minh Nguyệt mình tuyệt đỉnh cao thủ phong độ ta liền cấp cho ngươi sống lâu chút thời gian lại có thể thế nào? Người cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, một ngày kia, sẽ rơi trong tay ta ở trong đó gãy hiện ra là tràn đầy tự tin. Ngược lại là phi thường phù hợp Âu Dương Minh Nguyệt đại trưởng lão thân phận. Người biết liền tốt bất quá, thiền điện chi bên trong nguyên bản đã kinh biến đến mức có chút hòa hoãn bầu không khí lập tức lại ngưng kết. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt kia tuyệt khuôn mặt đẹp, chậm đợi đoạn dưới. Nguyên cũng biết, Âu Dương Minh Nguyệt tự mình đến nhà, sẽ không liền dễ dàng như vậy chấm dứt việc này, nếu không, nàng chuyến này liền biến thành chuyên hướng Thái Thượng Tông lấy lòng. Vô duyên vô cớ, Hảo Thiên Tông đại trưởng lão cần gì phải như thế từ đoạ uy danh. Tiêu đạo hữu tự xưng là vô cực truyền nhân, thiếp thân lại không phải như vậy tin tưởng. Tiêu đạo hữu như quả thật là vô cực truyền nhân, vì những cái kia vô cực đệ tử ra mặt, có lẽ coi như cái lý do. Thẳng nếu không phải vô cực truyền nhân, chỉ là coi đây là lấy cớ lời nói, thiếp thân sẽ phải rơi xuống cho cười Âu Dương Minh Nguyệt một đôi mắt đẹp rất chuyên chú nhìn qua Tiêu Phàm Tuấn lãng khuôn mặt, không chậm không nhanh nói. Trừ cử cười nói, Tiêu huynh đệ đương nhiên là vô cực truyền nhân, đại trưởng lão nhạy cảm, điểm này, trừ cửu có thể thay hắn làm chứng loáng thoáng, trừ cửu đã đoán được Âu Dương Minh Nguyệt dụng ý, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, nói, trừ thiếu chủ, thiếp thân càng muốn tin tưởng cảm giác của mình. Tiêu đạo hiếu, thiếp thân muốn đích thân xác nhận một chút không đợi tiêu phàm mở miệng, trừ cửu đã đoạt tại trước, kêu lên, Âu Dương đại trưởng lão muốn thế nào xác nhận. Không phải là muốn hướng tiêu huynh đệ xuất thủ a? À? đại trưởng lão công tham gia tạo hóa thử hỏi vị kia nguyên anh sơ kỳ đồng đạo có thể cùng đại trưởng lão ngang tay đối đầu ngươi luôn mồm nói là cho chúng ta thái thượng tông mặt mũi cho ta trừ cửu mặt mũi nguyên lai đánh lấy dạng này chủ ý nếu như tiêu phàm coi là thật cùng nàng đối đầu kết quả nhất định là không chết cũng bị thương đơn đả độc đấu cái này thiền điện bên trong đám người bao quát thanh bình chân nhân ở bên trong chỉ sợ đều không người là âu dương minh nguyệt đối thủ âu dương minh nguyệt lạnh nhạt nói chỉ sợ tiêu đạo hữu không có lựa chọn khác tiếng nói bình tĩnh ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt không có chút nào khoan nhượng thanh bình chân nhân vuốt vuốt sâu bạc trắng nói nguyệt tiên tử đã chỉ là xác nhận một chút tiêu đạo hữu xuất thân lai lịch vậy xong phương chạm đến là thôi như thế nào ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào âu dương minh nguyệt trên mặt có thể thiếp thân như là đã đáp ứng chỉ cần hắn tại thản nước liền không thương tổn tính mạng hắn các vị đạo hữu hẳn là không tin được thiếp thân hứa hẹn a à. không đám người mở miệng Âu Dương Minh Nguyệt lại nói tiếp, đã như vậy, tiêu đạo hiếu, ngươi chỉ cần tiếp thiếp thân một chiêu. Một chiêu qua đi, mặc kệ sống hay chết, ngươi tại thà nước mấy ngày này, thiếp thân sẽ không lại làm khó ngươi tốt, tại hạ bất tài, nguyện ý lĩnh giáo đại trưởng lão cao chiêu. Trừ cửu còn muốn mở miệng, tiêu phàm đã trầm giọng đồng ý. Rất tốt Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái đầu, đứng dậy. Không có người nhắc lại ra dị nghị, ngay cả trừ cửu đều ngậm miệng lại. Âu Dương Minh Nguyệt có thể lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ, đã đại đại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, lúc này lại cùng nàng tranh chấp, tuyệt đối là không sáng suốt cách làm. E là cho dù là Thái Thượng Tông Tông chủ phương thánh nhân ở đây, cũng không tiện nói gì. Trừ cửu cũng tịnh không 10 điểm vì tiêu phàm lo lắng, hắn cùng tiêu phàm kề vai chiến đấu qua. Ngay lúc đó tiêu phàm, bất quá là chỉ là trong kim đan kỳ tu vi, liền mạnh hơn đại bộ phận phân kim đan hậu kỳ tu sĩ, cơ hồ tất cả cấp 9 yêu thú, đều không phải tiêu phàm đối thủ, ngay cả lúc ấy đã kim đan hậu kỳ đại thành, vượt xa đa số cùng giai tu sĩ trừ cửu, đối tiêu phàm chân thực sức chiến đấu đều rất là tán thưởng. Bây giờ tiến giai Nguyên Anh, đồng thời đã đạt đến tại Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù nói có một bộ phương pháp phân loại lực là từ Âu Dương Uy nơi đó hấp thu đến, còn không thể vận dụng tự nhiên, nhưng ít ra xa tại bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ phía trên. Có thể diệt sát Nguyên Anh trung kỳ Âu Dương Uy, bản thân liền đã rất nói rõ vấn đề. Cùng Âu Dương Minh Nguyệt buông tay tranh chấp, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, nếu như chỉ tiếc một chiêu lời nói, chắc hẳn vẫn có thể chống xuống tới. Bất quá trừ cửu hay là tại trong lúc lơ đãng nhìn Thanh Bình chân nhân một chút, lão đạo sĩ mặt không biểu tình, trừ cửu lại trong mắt hắn đọc được mình muốn đáp án. Nếu thật là Tiêu Phàm ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, quan trọng trước mắt, Thanh Bình chân nhân tử sẽ xuất thủ cứu giúp. Về phần sẽ hay không cùng Hạo Thiên tông toàn diện trở mặt, lại là không cần cân nhắc. Đã trừ cửu trước mặt mọi người thừa nhận Tiêu Phàm là ân nhân cứu mạng của hắn vậy hắn liền tuyệt đối không thể tại trọng thiên cung chết tại Âu Dương Minh Nguyệt trong tay. Bằng không mà nói, việc này lan truyền ra ngoài, nói Thái Thượng Tông Thiếu Tông chủ ân nhân cứu mạng tại trọng thiên cung, ngay trước thanh bình chân nhân cùng ba tên đại tu sĩ trước mặt, bị hạo thiên tông đại trưởng lão diệt sát. Kia Thái Thượng Tông mặt mũi liền ngay cả nửa điểm đều không thừa dưới, lập tức liền sẽ biến thành tu chân giới trò cười. Cũng may từ tiêu phàm chấn định tự nhiên thần sắc xem ra, cái này hậu sinh trong lòng tựa hồ cũng có chút tính toán trước. Nguyệt tiên tử, phải chăng muốn đi bỉ tông diễn võ trường? Thanh Bình chân nhân theo thường lệ hỏi một câu, Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, không cần, chỉ là một chiêu mà thôi, không cần lao sư động chúng được. Ta cùng tính hậu tiên tử cao chiêu ửm Âu Dương Minh Nguyệt hơi một gật đầu, liền như thế đứng ở nơi đó, hai mắt yên lặng nhìn lại tiêu phàm, vẫn như cũng bình tĩnh như vậy như nước, không có chút rung động nào, mảy may đều không có đại chiến trước khẩn trương chi ý. Tiêu phàm đứng tại mấy trượng bên ngoài, cũng không chấp mắt tiếp cận Âu Dương Minh Nguyệt hắn nhìn chính là âu dương minh nguyệt con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nửa điểm đều không tị hiềm cùng người giao chiến tiêu phàm cho tới bây giờ đều là nhìn thẳng ánh mắt của đối phương vô luận là ai trước khi xuất thủ ánh mắt đều sẽ có biến hóa rất nhỏ đây là nhất trực quan dự cảnh tín hiệu so nhìn bất kỳ địa phương nào đều có tác dụng còn tại phàm tục thế giới thời điểm thân là tuyệt đỉnh võ thuật cao thủ tiêu phàm chính là như vậy giờ này khắc này tại tiêu phàm trong mắt Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt mỹ dung nhan hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, phảng phất biến thành không khí trong suốt, có, chỉ là Âu Dương Minh Nguyệt kia như nước biển thâm thúy cắt nước song đồng. Ngay tại tất cả mọi người chờ đến có chút không kiên nhẫn thời điểm. Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên động, chậm rãi nâng lên một con tiêm tiêm tố thủ, động tác nhu hòa, tư thế uyển chuyển phi phàm, như là cắm hoa yêu nhã, bất kỳ người nào đều khó mà đưa nàng động tác này cùng hành động công kích liên hệ đến cùng đi. Tương phản, Tiêu Phàm động tĩnh liền phải lớn hơn nhiều. Tại Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ dơ lên tố thủ nháy mắt, thanh mang lấp lánh, giáp lá giao kích đinh đương thanh âm thanh thúy vang vọng, phải rồng giáp nổi lên, đem thân thể của hắn chăm chú bao khỏa trong đó, tinh xảo dày đặc mũ giáp, cơ hồ đem toàn bộ diện mạo đều che lấp, chỉ lộ ra hai mắt cái mũi cùng miệng. Cùng lúc đó, một cỗ hùng hậu man hoang khí tức phóng lên tận trời, Tiêu Phàm không chút do dự toàn lực kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông. Yêu thú luyện thể thuật, mấy tên đại tu sĩ cơ hồ là đồng thời từ miệng bên trong lóe ra một câu nói như vậy lấy bọn hắn kiến thức rộng rãi tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra tiêu phàm cái này hai đại thiên phú thần thông chân thực lai lịch cơ hồ tất cả nhân loại tu sĩ đều rất rõ ràng yêu thú luyện thể thuật biến thái cường hoành chỉ tiếc thật có cơ hội tu luyện cái này cường hoành luyện thể thuật nhân loại tu sĩ lại là lác đác không có mấy giống tiêu phàm như thế bị người làm cho nuốt vô số cự linh quả cùng cự linh thú nội đan tinh huyết chỉ sợ chỉ lần này một người tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ, một trận càng thêm tang thương viễn cổ man hoang khí tức lần nữa bộc phát ra, tuyết trắng huyền vũ giáp lượn vòng, đón gió căng phồng lên, hóa thành vài thước lớn nhỏ trắng noãn tấm thuẫn, che lấp tại Tiêu Phàm trước người. Đã nói xong chỉ tiếp Âu Dương Minh Nguyệt một chiêu, Tiêu Phàm liền không chút do dự đem tất cả áp đáy hòm bảo vật cùng tuyệt chiêu đều làm sắp xuất hiện tới. Nếu như đụng phải nữ nhân kia, chạy, Tiêu Phàm trong đầu một mực ghi khắc lấy thiên diệu tiên tử từng nói với hắn câu nói kia. Tiêu chân nhân tin tưởng, thiên diệu tiên tử tuyệt không phải cố ý hù dọa hắn. Không phải như thế tính cách, mấy tên đại tu sĩ trong mắt đều lộ ra giật mình thần sắc. Người này tuổi còn trẻ, lại có can đảm trực tiếp đối mặt hạo thiên tông đại trưởng lão, mảy may đều không luống cuống, quả nhiên có chút thủ đoạn. Mặc dù không có trực tiếp kiểm nghiệm qua tiêu phàm những thủ đoạn này chân chính năng lực phòng ngự, nhưng mấy tên đại tu sĩ đều tự nhận, muốn một chiêu liền cầm xuống người này, chỉ sợ rất khó toại nguyện. Đối tiêu phàm cái này tầng tầng lớp lớp phòng ngự thủ đoạn, Âu Dương Minh Nguyệt hoàn toàn nhìn như không thấy, chỉ tiếp tục nâng lên nàng kia cái tay nhỏ bé, thần tình trên mặt bình tĩnh như trước, không có biến hóa chút nào. Nhưng mà, theo nàng động tác này, một cỗ nhàn nhạt, nhạt uy áp chi khí thấu thể mà ra, cánh tay mỗi nhấc cao nhất thốn, uy áp chi khí liền tăng thêm một phân. Quá trình này cũng không nhanh, lại dần có dần tăng thêm xu thế, Âu Dương Minh Nguyệt cánh tay nhấc phải càng cao, uy áp chi khí liền tăng lên gấp bội, đợi cho cánh tay của nàng hoàn toàn hất lên thời điểm, rộng rãi thiền điện bên trong, đã sớm bị to lớn uy áp chi khí tràn ngập phải tràn đầy. Bao quát thanh bình chân nhân ở bên trong, tất cả năm tên đại tu sĩ đều kìm lòng không đặng mở ra hộ thể lồng ánh sáng, kiệt lực ngăn cản kia từ bốn phương tám hướng đẻ ép mà đến, cơ hồ đâu đâu cũng có to lớn uy áp. Tiêu phàm càng là cảm thấy toàn thân siết chặt, xung quanh chỗ có không khí đều trở nên cứng như kim thiết, đem hắn toàn thân đều đẻ ép quá chặt chẽ, ngay cả nâng lên một ngón tay đều cảm thấy cực kỳ phí sức chỗ có đường lui nháy mắt đều bị phong kín, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, không có bất kỳ biến hóa nào, càng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Cứ như vậy cứng đối cứng, ngẫm lại lấy Âu Dương Minh Nguyệt thân phận, đây cũng là nàng có khả năng lựa chọn duy nhất đấu pháp. Đường đường Hạo Thiên Tông Đại trưởng Lão, uy chấn Nam Châu Đại Lục Đông Bắc mấy trăm năm lâu Nguyên Anh Hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, đối mặt một tên tuổi tác rất vừa mới ngưng kết nguyên anh không bao lâu vô cực môn hậu sinh vãn bối nếu như còn cần đầu cơ trục lợi sử dụng những cái kia xinh đẹp thủ đoạn, không khỏi quá mất mặt. Chỉ là, đem nguyên bản bá đạo tuyệt luân chiêu số khiến cho như thế yêu nhã thong dong trừ Âu Dương Minh Nguyệt, chỉ sợ cũng không có có người khác có thể làm được đến. Nhưng cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu phàm tiếp nhận áp lực, tại Âu Dương Minh Nguyệt tiêm tiêm tố thủ cải thành hướng phía dưới chân áp thời điểm, trở nên càng thêm khổng lồ. Huyền vũ thuẫn bay lên, trắng noán tấm thuẫn hướng na cỗ to lớn cự lực nghinh kích mà lên vừa mới cùng cự lực đụng một cái, cơ hồ là lập tức, huyền vũ thuẫn liền gào thét một tiếng, cấp tốc co lại nhỏ, đánh lấy mâm tráng bánh, bay trở về tiêu phàm trong tay, biến thành vài tắc lớn nhỏ huyền vũ giáp. Huyền vũ thuẫn mặc dù cũng là vô cực môn chấn giáo tam bảo một trong, tiêu phàm nhưng lại chưa hoàn toàn lĩnh ngộ huyền vũ giáp những chức năng khác, huyền vũ giáp biến ảo mà thành huyền vũ thuẫn, chủ yếu cũng là chống cự pháp bảo pháp khí công kích, giống như bây giờ, thuần túy pháp lực chấn áp, kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, không có chút nào mưu lợi cơ hội huyền vũ giáp tự nhiên lập tức chống đỡ hết nổi. Tiêu phàm sau nghi một dương, phải rồng giáp bên trên thanh lóng lánh, 72 chuôi vảy rồng kiếm bắn ra, lên đỉnh đầu tạo thành ba đạo kiếm trận, một vòng phủ lấy một vòng, như là nở rộ thiên sơn tuyết liên, ở giữa không chung không ngừng xoay tròn, hình thành một đóa từ lợi kiếm tạo thành màu xanh hoa sen. Kiếm trận, mấy tên đại tu sĩ trong mắt càng là lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Họ tiêu này hậu sinh, thật đúng là có chút ý tứ, thế mà đem một kiện giáp trụ cùng kiếm trận luyện đến cùng một chỗ, cái này cần ra sao chờ sáng ý. Loại này lấy thần niệm cùng pháp lực đồng thời khống chế kiếm trận, xác thực đưa đến tác dụng, vậy mà khó khăn lắm đứng vững kia chậm rãi chân áp mà dưới to lớn cự lực. Tiêu phàm pháp lực xa sau so cùng giai tu sĩ thâm hậu, mấy tên đại tu sĩ đều có thể nhìn ra được, nhưng ai cũng không tưởng được, tiêu phàm thần niệm chi lực, càng thêm vượt qua hắn chân thực cảnh giới rất nhiều. Ừm, Âu Dương Minh Nguyệt tinh xảo họa mi nhẹ nhàng dương lên, không có chút rung động nào trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, mình một kích này, thế mà lại còn bị tiêu phàm ngạnh sinh sinh đứng vững. Chỉ bất quá, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, phải rồng kiếm trận cũng không có chi chống bao lâu. Ô tầng thứ nhất kiếm trận tan giã, tại khiến người hít thở không thông trọng áp phía dưới, đảo mắt hóa thành 24 chiếc phải rồng bay trở về tiêu phàm giáp trụ phía trên. Ngay sau đó, chính là tầng thứ hai kiếm trận tan giã, lại là 24 chiếc phẩy rồng bay trở về. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, hoa một tiếng, tầng cuối cùng kiếm trận cũng rốt cục không kiên trì nổi, sụp đổ, hóa thành vảy rồng, lần nữa bám vào tại lân giáp, linh khí lớn mất, cho thấy phải lần này cứng đối cứng, làm bị thương những này vảy rồng giáp nguyên khí. Kia cỗ to lớn cự lực, tiếp tục chậm rãi chân áp mà hạ. Tốc độ không nhanh, lại không thể ngăn cản, Âu Dương Minh Nguyệt loại này đấu pháp, nhìn như vụng về, lại đập chúng yếu hại, dạng này đánh, để tiêu phàm chỉ có thể ngạnh giang, ngay cả nửa phân đầu cơ trục lợi cơ hội đều không có. Người này mặc dù diệt sát so hắn cao một cấp Âu Dương Uy, nhưng đây chẳng qua là may mắn mà thôi, Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt không tin, tiêu phàm thật là bằng thực lực mình đánh bại Âu Dương Uy. Sơ kỳ chính là sơ kỳ, cảnh giới này tuyệt sẽ không là giả, tiêu phàm hét lớn một tiếng, thân thể nửa ngồi, bỗng nhiên đi lên sông lên, một quyền đánh ra. Một quyền này, ẩn chứa cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông giao phó hắn khủng bố cự lực. Một quyền đánh ra, ngay cả toàn bộ thiền điện đều tại ẩn ẩn chấn động. Tốt, một bên quan chiến trừ cửu không khỏi mặt mày hớn hở, lớn tiếng gọi tốt. Cự linh tộc luyện thể thuật khi thật là mạnh mẽ hơn người. Một kích này đúng là như thế uy danh. Audio điện tử võ tấn bền Một cố cuồng bạo đến cực điểm lực đạo, trong hư không bỗng nhiên vỡ ra bất luận cái gì nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không dám chính diện ngạnh kháng tiêu phàm một quyền này thực tế đã vượt qua nhân loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cực hạt thậm chí ngay cả phổ thông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không nguyện ý đón đỡ nhưng âu dương minh nguyệt là một ngoại lệ vị này hạo thiên tông đại trưởng lão thực tế quá mạnh dù coi như tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng giả thậm chí có thể nói ngộ linh kỳ trở xuống đều vô địch cái này kinh thiên động địa một quyền vẫn như cũ dung chuyển không được Âu Dương Minh Nguyệt nhìn như tùy ý một kích. Rất nhanh, tiêu phàm bạo phát đi ra kia cỗ cuồng bạo lực đạo, liền bị Âu Dương Minh Nguyệt vô thanh vô tức áp chế xuống, không trung to lớn cự lực, tiếp tục chấn áp xuống. Tiêu phàm hai mắt bắt đầu híp mắt, hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Đã sớm biết Âu Dương Minh Nguyệt rất cường đại, nhưng chưa từng nghĩ đến, thế mà cường đại đến thế. Cơ hồ toàn không cái gì kháng cự chi lực khó trách thiên diệu tiên tử để hắn vừa thấy được Âu Dương Minh Nguyệt liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Thực tế không phải nữ nhân này đối thủ, mắt thấy bốn phía không khí càng thêm gấp cố, đem hắn toàn thân trên dưới đi cầm cố lại, ngay cả nửa bước đều khó mà di động. Thanh bình lão đạo trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng dị sắc, nắm chặt ở trong tay phất trần. Vì thái thượng tông mặt mũi, nói không chừng, chỉ có thể xuất thủ cứu giúp. Vô luận như thế nào, không thể để cho tiêu phàm bị tại chỗ diệt sát ở đây. Đúng lúc này, một cái kim quang lóng lánh hoàng kim như ý tháp, từ Tiêu Phàm thể nội bắn ra, đối bốn phía giam cầm chi lực hoàn toàn không nhìn, đón gió căng phồng lên, đảo mắt liền biến thành cao khoảng một trượng thấp. Ngân sắc lôi hồ lập lè, xoay tròn lấy hướng không trung to lớn cự lực nghinh kích mà lên. Ừm, Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh lần nữa thoảng qua lên chút biến hóa, song mi nhẹ nhàng giơ lên. Tựa hồ món bảo vật này để nàng cũng cảm thấy có ăn chút gì kinh. Mấy vị khác hậu kỳ đại tu sĩ, cũng đồng loạt lộ ra vẻ giật mình. Cứ việc như ý lôi quang tháp hết sức thu liếm khí thức của mình, những này hậu kỳ lão quái vật hay là bằng trực giác liền có thể cảm ứng được. Món bảo vật này không hề tầm thường, nó khí thức thậm chí so đại đa số cực phẩm bảo vật còn cường đại hơn, chỉ ít là một kiện thượng đẳng pháp bảo cực phẩm, thậm chí có thể là thông huyền linh bảo hàng nhái. Về phần thông huyền linh bảo chính phẩm, ngược lại là không người nghĩ như vậy qua. Mấy chục ngàn năm đến, tại toa ma giới chân chính bị mọi người công nhận chính phẩm thông huyền linh bảo, bất quá ba vài kiện nhiều, Mỗi một kiện đều có to lớn địa vị, đã từng trên giang hồ nhấc lên to lớn phong ba, hiện tại đa số đã không biết tung tích, chỉ ít có rất nhiều năm không có tại tu chân giới lộ mặt qua. Ở đây sáu vị hậu kỳ đại tu sĩ, tăng thêm một vị thái thượng tông thiếu chủ, cũng không phải người người đều mang theo thông huyền linh bảo hàng nhái. Tại Tiêu Phàm dạng này chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trong tay, đã liên tiếp nhìn thấy hai kiện pháp bảo cực phẩm trở lên bảo vật, thật đúng là khiến người không tưởng tượng được cũng không biết là như ý lôi quang tháp bản thân uy lực phi phàm, hay là món bảo vật này vừa vặn cùng Âu Dương Minh Nguyệt phát ra to lớn cự lực tướng khác, lôi quang tháp vừa hiện thân, giam cầm tại tiêu phàm bốn phía luồng sức mạnh lớn đó bỗng nhiên buông lỏng. Lập tức cả người đều thở phào một hơi, Âu Dương Minh Nguyệt cái này nhìn như bá đạo dị thường, không thể ngăn cản một kích, vậy mà liền dạng này hóa giải mất rồi. Tiêu phàm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng như trước vẫn là cảm thấy rất không nỡ. Sự thật cũng chứng minh, lúc này thở phào thật đúng là cao hứng quá sớm. Ngay tại tiêu phàm chuẩn bị mở miệng thời khắc, bỗng nhiên đầu não một chóng, chỉ cảm thấy có cỗ lạnh như băng khí tức, chui tiến vào thần trí của hắn trong biển, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu phàm giật nảy cả mình, vội vàng toàn lực vận chuyển thần niệm chi lực đi lần theo cỗ khí tức kia tung tích, lại là không thu hoạch được gì. Chỉ trong nháy mắt, kia cỗ lạnh như băng khí tức thật giống như đã từ trong cơ thể hắn rời đi. Rốt cuộc tìm không được nửa điểm vết tích. Tựa hồ chỉ là một loại ảo giác mà thôi, nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định, kia tuyệt không phải ảo giác, mà là thật sự rõ ràng cảm thụ. Đồng thời, Âu Dương Minh Nguyệt thả ra cỗ khí tức này chui vào thần trí của hắn trong biển. Tuyệt không phải vì muốn điều tra cái gì, không có đơn giản như vậy. Lúc này, trừ Cửu đã mở miệng, nói: "Âu Dương đại trưởng lão, nếu như chữ nào đó không có nhìn lầm, một chiêu đã qua đi." Kia cỗ khiến cho mọi người đều rất cảm thấy nặng nề to lớn tự lực, sớm đã biến mất, điểm này trừ cửu minh liền cảm ứng được. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không nhìn hắn cái nào, tố thủ nhẹ dơ lên, hướng thanh bình chân nhân cùng cái khác hai vị thái thượng tông đại tu sĩ vừa chắp tay, từ tốn nói, quấy giày chư vị, cáo từ. Đã nói xong chỉ đối tiêu phàm ra một chiêu, bây giờ một chiêu đã qua, vô luận tiêu phàm sống hay chết, đều đã không có quan hệ gì với nàng, cũng cũng không cần phải tại trọng thiên cung đợi tiếp nữa. Thanh bình lão đạo bọn người liền vội vàng đứng lên ôm quyền hoàn lễ, nói mấy câu khách khí. Âu Dương Minh Nguyệt hơi một gật đầu, trắng bóc sen dưới bàn chân mây mù cùng một chỗ, chậm rãi hướng thiền điện bên ngoài bay trốn đi, nhàn nhạt ánh mắt tại tiêu phàm trên mặt mang qua, không mang mảy may cảm giác màu, phảng phất thời khắc này tiêu phàm ở trong mắt nàng đã trở thành người qua đường giáp. Lớn chấp pháp mặt đen lên, không nói một lời, theo sát ở phía sau. Cựu trưởng lão càng là không nói nhiều, thanh bình chân nhân cùng mấy vị đồng đạo cùng đi đưa đến lệch cửa đại điện, đưa mắt nhìn ba người đằng không mà lên, phiếu miểu phong bên trên, một tiếng thanh thúy huyết dài, bảy thải hà quang chợt hiện, Hạo Dương chim thân thể to lớn đem bốn phía sương mù đều nhiễm phải đỏ rực, Âu Dương Minh Nguyệt chân trần bước lên, Hạo Dương chim hai cánh mở ra, hướng phía tây bắc hướng bay đi. Đại trưởng lão, vạn nhất họ Tiêu này vẫn luôn tại thả nước tiếp tục chờ đợi, lại nên làm như thế nào? Chốc lát, tại Hạo Dương thân chim bên cạnh cưỡi gió mà đi lớn chấp pháp, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, yên tâm tốt, hắn sẽ không ở thả nước đợi quá lâu. Hắn cố nhiên hao tổn nổi, nhưng trời diệu lại hao không nổi Cửu trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Theo Huệ Thiên hào lời nói, trời diệu bản thân bị trọng thương, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiến vào các nàng thiên diệu cung bí điện, tìm cái kia đạo mật phù bảo mệnh. Đã họ Tiêu này hậu sinh bị kia yêu nữ mê hoặc bản tính, liền nhất định sẽ liều lĩnh giúp nàng bị trời diệu mê hoặc bản tính. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một tia xem thường cười nhạt ý. Không có, họ Tiêu này hậu sinh từ đầu đến cuối linh đài thanh minh, tu luyện chính là chính tông nhất hạo nhiên chính khí. Dạng này người, muốn dựa vào nữ sắc đi mê hoặc hắn, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Trời diệu mặc dù dáng dấp không tính khó coi, thiên diệu cung cũng không ít kỳ kỹ dâm xảo, tại chính tông vô cực truyền nhân trước mặt, cơ bản không có chỗ kỳ kỹ Âu Dương Minh Nguyệt lần này phá lệ nói thêm vài câu. Bất quá, thiên diệu tiên tử dạng này công nhận tuyệt sắc mỹ nữ, tại trong miệng nàng, lại vẻn vẹn chỉ là không khó coi mà thôi, xem ra mặc kệ nữ nhân này tu vi bao sâu, địa vị cao bao nhiêu, cỡ nào kiến thức rộng rãi, liền không có không ăn dấm. Đều thuyết văn người tương khinh, kỳ thật mỹ nhân càng tương khinh. Như vậy, không nên quên, vô cực môn tiền bối cao nhân cùng thiên diệu cung trước đây cung chủ những cái kia chuyện tình gió trăng. Năm đó vô cực môn thời kỳ toàn thịnh đối thiên diệu cung còn chưa đủ thiên vị A. Có lẽ thiên diệu cung bí điện bên trong cũng cất giữ lấy vô cực môn một ít điển tịch. Vô cực môn bây giờ xuống dốc đến thế, bất kỳ cái gì một bản điển tịch đều rất trọng yếu lớn chấp pháp cùng cửu trưởng lão liền đều nhẹ nhàng gật đầu, rất là tán đồng đại trưởng lão cái này phân tích. Hảo hảo cho một chút cái này tiêu phàm nội tình, bắt buộc, phái người đi hoắc sơn quốc đi một chuyến. Phô cực môn đã xuống dốc nhiều năm như vậy, cũng không cần phải đông sơn tái khởi. Tu chân giới vốn là không nên có trường thịnh không suy tông môn đại trưởng lão lãnh đạm nói, xinh đẹp tuyệt luân trên mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt chi ý. Ừm lớn chấp pháp âm mặt đáp ứng, phiếu miểu phong bên trên, trọng thiên cung thiền điện bên trong, nhưng lại là một phen khác quang cảnh. Trừ cửu hưng phấn vỗ tiêu phàm bả vai, nói, khá lắm, vừa rồi ta còn thực sự có chút lo lắng đâu, thủ đoạn của nữ nhân này coi là thật cao minh, chỉ có so trong truyền thuyết ác hơn. Thanh bình chân nhân không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra muốn xen vào ở thiếu tông chủ cái miệng này, độ khó là thật rất lớn. Tiêu phàm mỉm cười, không có lên tiếng, hắn đã vận khởi thần niệm chi lực, ở trong cơ thể mình điều tra một lần lại một lần, lại nửa điểm vết tích cũng không tìm tới. Biết rõ bị người tại thể nội dưới cấm chế, nhưng Thủy Trung không tìm ra được, cái này tại tiêu phàm mà nói, thật đúng là trước nay chưa từng có hiếm lạ sự tình. Có thể khẳng định là, Âu Dương Minh Nguyệt đưa ra một chiêu ước hẹn, kỳ thật liền là muốn ở trong cơ thể hắn dưới cấm chế này. Kia Thái Sơn áp đỉnh bá đạo khí thế, bất quá là nghĩ che giấu tai mắt người, đồng thời cũng là hướng thanh bình lão đạo bọn người lập uy. Tiêu đạo hiểu, thanh bình chân nhân chậm rãi chuyển trở về, trầm giọng kêu lên. Đại trưởng lão, tiêu phàm vội vàng khom người, rất chuyên chú nhìn qua lão đạo, chậm đợi đoạn dưới. Đạo hữu đã từng đã giúp bỉ tông thiếu tông chủ, thái thượng tông không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, sẽ làm hậu báo. Thanh bình chân nhân chậm rãi nói, giọng nói vô cùng nó nghiêm túc. Tiêu phàm bận biểu tức nói, đại trưởng lão nói quá lời, kia là cửu ca cố ý nói, tiêu phàm không dám giành công. Hậu báo chi ngôn, mời đại trưởng lão đừng nhắc lại, tiêu phàm không dám nhận thanh bình chân nhân nhẹ gật đầu, nói, nói thật, tiêu đạo hiếu, người lần này xông hỏa xác thực không nhỏ, hạo thiên tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay mặc dù xem ở ta thái thượng tông trên mặt, tạm thời không cho truy cứu, nhưng giữ được nhất thời bảo đảm không được một thế. Lấy lão đạo xem ra, tiêu đạo hiếu sau này hay là tại long tuyển thành ở lại đi, tùy tiện không muốn rời thành. Âu dương đạo hiếu cố nhiên sẽ không từ hủy hứa hẹn. Lại khó đảm bảo hạo thiên tông những người khác không có cái gì khác biệt ý nghĩ, hay là không nên mạo hiểm tốt chúng ta Thái thượng tông che chở ngươi lần này, lại không dám đảm bảo có thể bảo đảm ngươi một thế. Ngươi nếu thật là bị Hạo Thiên tông người khô rơi, ta Thái thượng tông tuyệt không có khả năng báo thù cho ngươi. Điểm này, xin ngươi nhất định phải làm rõ ràng, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Hạo Thiên tông nhưng thật ra là không có bao nhiêu lo lắng, chỉ cần không làm trừ cửu trước mặt, vậy liền không gì kiêng kỵ. Thanh bình chân nhân có thể nói như vậy, đã đủ chứng hắn đối tiêu phàm rất có hảo cảm không nguyện ý nhìn xem hắn bạch bạch nộp mạng. Huynh đệ, sư thúc nói không sai, ngươi ngay tại ta trọng thiên cung ở lại, ta nhìn ngươi cũng đã đến sơ kỳ đỉnh phong, nếu như vận khí tốt, không bao lâu liền có thể tiến giai trừ cửu liên tục gật đầu, nói. Chỉ cần ngươi tiến giai thành công, hạo thiên tông có thể làm gì phải ngươi người cũng không phải là rất nhiều. Mất đi tiêu phàm bách hùng bang, nhìn qua không có biến hóa quá lớn. Ra ngoài dạo chơi đinh sán biết được tin tức về sau kịp thời chạy về, tiếp tục tại Bách Hùng đường tỏa chấn. Dưới mắt Bách Hùng Bang, vẫn như cũ giống như trước đây, có bốn tên nguyên anh tu sĩ trèo trống, có y thánh tỏa trấn Bách Hùng Đường, tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi gì. Tiêu phàm tại Bách Hùng Bang tổng đàn Tây Nam chỗ kia dinh thự, tự nhiên còn bảo lưu lấy, cơ khinh xa ở chỗ này. Trước đó không lâu, tiêu phủ bỗng nhiên trở nên 10 điểm náo nhiệt, lập tức thêm ra 30, 40 người. Đây là lăng thiên hoa xuất lĩnh vô cực môn đệ tử, trải qua đường dài truyền tống, nhiều lần chắc trở về sau, rốt cục an toàn đến Kim Châu Thành cầm tiêu phàm tín vật, tìm được bách hùng bang tổng đàn. Biết được tiêu phàm không chết, hồng thiên đàm phu nhân bọn người vui mừng quá độ quá đỗi, lập tức nhiều lần hỏi thăm tiêu phàm tình huống, nghe tới vô cực môn đệ tử cấp thấp nói, tiêu phàm vậy mà diệt sát hạo thiên tông một tên nguyên anh trung kỳ trưởng lão, bách hùng bang mấy vị này thủ lĩnh không khỏi lại là ngoài ý muốn vừa lo lắng. Nguyên cũng biết tiêu phàm tiến dài về sau, thực lực mạnh, xa tại bình thường cùng dài tu sĩ phía trên, nhưng lấy vừa mới tiến cấp nguyên anh sơ kỳ tu vi, thế mà diệt sát một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thực tế ngoài ý liệu. Cần biết đánh bại cùng diệt sát là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Nếu như nói tiêu phàm có thể đánh bại cao hơn chính mình nhất giai trung kỳ tu sĩ, cũng là sẽ không quá khiến người ngoài ý. Có lẽ đối thủ đặc biệt yếu, có lẽ vừa vặn hai người công pháp tướng khắc, tình hình như vậy cũng không hiếm thấy. Nhưng diệt sát một tên trung kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối rất không bình thường. Nhất là diệt sát hạo thiên tông như thế siêu cấp đại tông trưởng lão, càng là khó càng thêm khó. Bình thường đến nói, siêu cấp đại tông môn đệ tử đều sẽ so cái khác cùng giai tu sĩ phổ biến càng mạnh hơn một chút, đây là bởi vì siêu cấp đại tông môn hệ thống tu luyện càng thêm hoàn tất, công pháp trải qua thiên truy bách luyện, cơ sở đặc biệt nền vững chắc. Chém giết thời điểm, càng thâm hậu nội tình thường thường liền đại biểu cho càng hùng hậu pháp lực, sức chiến đấu tự nhiên càng mạnh. Mặc dù nói kiếm tàu thiên phong thường thường cũng có thể thu đến không tưởng được hiệu quả, nhưng toàn diện cân nhắc, hay là siêu cấp đại tông môn đệ tử chỉnh thể càng mạnh. Tiêu phàm lại trực tiếp đem hạo thiên tông nguyên anh trung kỳ trưởng lão cho diệt. Bất quá đây không phải hồng thiên chú ý trọng điểm, chỉ cần tiêu phàm còn sống, đây chính là thiên đại tin vui. Mặc dù bách hùng bang thực lực cùng hạo thiên tông hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên, nhưng đại tề nước thực tế quá xa. Hạo thiên tông hiển hách uy danh, còn với không tới cái này tây nam biên thủy. Tại Hoác Sơn Quốc, cho dù ai cũng biết, là Vũ Văn Chu Hoác Đô Tông Cường đại nhất lập tức Hồng Thiên liền tự mình làm an bài, để Lăng Thiên Hoa bọn người tạm thời ở tại tiêu phàm phủ đệ phụ cận, cũng chưa để bọn hắn gia nhập Bách Hùng Bang, chỉ là làm Bách Hùng Bang khách nhân. Những này vô cực môn đệ tử, cuối cùng muốn như Hà An đưa, luôn luôn muốn cùng tiêu phàm trở về về sau, mới tốt định đoạt. Đến tận đây, Lăng Thiên Hoa bọn người mới rốt cục an tâm, từng cái thở phào một hơi. Rốt cục tạm thời chạy ra hạo thiên tông ma trường, tiêu sư tôn chỗ bang phái, đối bọn hắn lại chiếu cố như vậy, Quả nhiên là không thắng niềm vui. Đoàn người tại Tiêu phủ bái kiến sư mẫu đại nhân, liền an tâm tại trăm hùng đầm lầy ở lại. Nghe nói bọn hắn là vô cực môn đệ tử, lại là Tiêu phàm tự tay dựng cứu được. Cơ khinh xa thái độ đối với bọn họ tự nhiên cực kỳ hòa khí, ban thưởng Lăng Thiên Hoa cùng không ít người đồ tốt. Mặc dù lấy tu vi mà nói, Lăng Thiên Hoa cũng miễn cưỡng xem như trong kim đan kỳ, cùng Cơ khinh xa tính được cùng giai tu sĩ, nhưng vô cực đệ tử tại Hạo Dương thành thực tế nghèo đến kịch liệt nơi nào giống tiêu sư mẫu dạng này tài đại khí thô. Tất nhiên là từng cái vui mừng hớn hở, nằm mơ đều cười tỉnh lại, thân là bách hùng bang thủ lĩnh, hồng thiên đàm phu nhân mã trưởng lão bọn người lại còn lâu mới có được nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn biết rõ, diệt sát hạo thiên tông trưởng lão chuyện này, tuyệt không có khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức quá khứ. Tiêu phàm nhất định phải cho hạo thiên tông một cái công đạo, nếu như tiêu phàm không cho cái này bàn giao, hạo thiên tông rất có thể sẽ tìm tới bách hùng bang tới. Một ngày này, Hồng Thiên Đàm phu nhân mã trưởng lão đinh sán bốn người chính ở phòng khách tự thoại, nói chính là tiêu phàm diệt sát Âu Dương uy sự tình, môn ngoại đệ tử vội vã tiến đến bẩm báo. Khởi bẩm bang chủ, hạnh lâm bang phương bang chủ khiến người trước tới mời bang chủ, mời bang chủ tiến về hạnh lâm huyền một lần Hồng Thiên sau nghi dương lên, trầm giọng nói, xem ra đã hỏi tội tới cửa mã trưởng lão Trần An nói, chuyện này cũng chưa chắc, có lẽ là sự tình khác cần thương nghị phương phi dương làm kim châu thành bảy đại tông môn cùng đề cử minh chủ, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ triệu tập bảy đại tông môn thủ lĩnh tại cùng nhau tụ tập nói chuyện phiếm nói chuyện đồng thời đối trong thành phát sinh một chút đại sự tiến hành thảo luận cuối cùng làm ra xử trí quyết định hội nghị địa điểm đồng dạng đều là tại hạnh lâm uyển hạnh lâm uyển cùng hạnh lâm bang tổng đàn cũng không cùng một chỗ mà là xây ở phồn hoa nhất y quán khu dù sao làm y quán là phải được thường tiếp đãi bệnh nhân một đống lớn bệnh nhân cùng cùng đi bằng hữu thân thích tại hạnh lâm bang tổng đàn chạy tới chạy lui cũng không phải chuyện gì tại hạnh lâm huyền triệu tập bảy đại tông môn thủ lĩnh tụ hội sớm đã trở thành lệ cũ sau một lát hồng thiên tại hạnh lâm huyền trên không đè xuống độn quang nguyên bản bách hùng bang bang chủ kim châu thành đi tuần đều có mình chuyên dụng xa hoa xe thú một thân một mình điều khiển độn quang mà đi thực tế mất thể diện lúc này hồng thiên nơi nào có tâm tình đi để ý tới những chi tiết này sớm có hạnh lâm bang đệ tử chấp sự vội vã tiến lên cung nghênh hồng bang chủ tiến về hạnh lâm huyền một góc tòa nào đó độc lập nhà nhỏ viện kỳ thật căn bản liền không cần đến đệ tử chấp sự chỉ đường, Hồng Thiên đối với nơi này sớm đã quen thuộc vô so. Rộng rãi trong xương phòng, hạnh lâm bang bang chủ phương phi dương đang bưng chén trà, suy nghĩ xuất thần, song nghi cao lại, tựa hồ tâm sự rất nặng, mắt thấy Hồng Thiên vào cửa, cũng chỉ là hơi một gật đầu, cũng không đứng dậy đón lấy. Bạn cũ lâu năm, lẫn nhau ở giữa không thể quen thuộc hơn được, một chút hư đầu ba não lễ tiết, đã sớm giảm bớt. Hồng Thiên cũng không nói chuyện, trực tiếp tại trên vị trí của mình ngồi, sớm có thị nữ dâng lên trà thơm hai người lẳng lặng thưởng thức nước trà ai cũng không lên tiếng bình thường tham gia dạng này thủ lĩnh tụ hội phương phi dương cũng sẽ không đơn độc cùng những tông môn khác thủ lĩnh nói tới tụ hội chủ đề tránh khỏi bị những tông môn khác thủ lĩnh nghĩ lầm hắn cùng mặt khác tông môn đạt thành một loại nào đó càng thêm quan hệ mật thiết bảy đại tông môn nhất trí đối ngoại nhưng ngày bình thường cũng hơi có thân sơ xa gần duy chỉ có làm minh chủ phương phi dương cùng hạnh lâm bang không thể có phương diện này biểu hiện trung lập, công chính, là ngồi vững vàng minh chủ bảo tỏa trọng yếu nhất hai đại nhân tố. Một khi Phương Phi Dương cùng Hạnh Lâm Bang biểu hiện ra cùng cái kia cái tông môn đặc biệt thân cận, lập tức liền lại nhận cái khác bang hội tông môn chất vấn. Nếu như Hạnh Lâm Bang minh chủ địa vị bắt đầu dao động, liền mang ý nghĩa toàn bộ Kim Châu thành quyền lực hệ thống đều sẽ sụp đổ, tất nhiên sẽ dẫn phát phiền toái rất lớn. Bất quá Hồng Thiên cái thứ nhất chạy tới nơi này, liền đã rất nói rõ vấn đề. Ngày hôm nay, Phương Phi Dương là ngay lập tức thông chi Hồng Thiên tới tụ hội. Chuyện này liền khẳng định cùng Bách Hùng băng tương quan, lấy Hồng Thiên khôn khéo cơ trí, làm sao có thể không biết. Lăng Thiên Hoa cùng vô cực môn người vừa vừa đuổi tới Kim Châu Thành không lâu, Hạo Thiên Tông người liền theo đuôi mà tới, đủ thấy tiêu phàm lần này là thật đâm cái cái sọt lớn. Hai tên Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, trong xương phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ chốc lát, Thanh Dương cùng trưởng giáo vô vi chân nhân cùng thủ lĩnh cũng lần lượt đến, thấy Phương Phi Dương cùng Hồng Thiên sắc mặt đều 10 điểm ngưng trọng, vốn muốn mở miệng nói câu nói đùa, cũng đều ngạnh sinh sinh đem lời đến khóe miệng ngữ nuốt trở vào. Xem ra là phát sinh đại sự, đoàn người sắc mặt cũng đi theo trở nên nặng nề. Sau một lát, bảy đại tông môn thủ lĩnh liền tề tụ nơi đây, mọi người đồng loạt hướng ở giữa chủ vị Phương Phi Dương nhìn lại. Phương Phi Dương đặt chén trà xuống, chậm rãi rất thẳng người, tăng hắng một cái, đang muốn mở miệng, nhưng lại mãnh nhìn về phía ngoài cửa, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc một đầu còm nhom, không chút nào thu hút bóng người, xuất hiện tại cửa xương phòng miệng. Thình linh chính là hạnh lâm bang đại trưởng lão, hạnh lâm huyền thủ tịch đại lang bên trong, kim châu thành nổi danh nhất y thánh bính lão tiên sinh. Sư huynh, phương phi dương bận biểu tức đứng dậy, kinh ngạc kêu lên. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, hướng bính lão tiên sinh ôm quyền thi lễ. Mặc dù lần này tân y thánh danh hiệu bị tiêu phàm cướp đi, nhưng ở đoàn người trong suy nghĩ, Kim Châu Thành y thuật tối cao, thụ nhất kính trọng y đạo đệ nhất nhân, tự nhiên hay là trước mắt vị này còm nhom lão nhân. Làm sao ngươi tới rồi? Đối đoàn người ôm quyền thăm hỏi, bính lão tiên sinh thật giống như căn bản liền không nhìn thấy, chậm rãi đi vào trong nhà, thở hào hển đáp, ta tới nghe một chút, nhìn xem chư vị đồng đạo đối với chuyện này đều có ý kiến gì trước đó. Bính lão tiên sinh xưa nay không tham gia loại này thủ lĩnh tụ hội, hắn chỉ là làm tốt chính mình y thánh, rất ít can thiệp trong bang sự vụ lớn nhỏ. Phương Phi Dương cũng không cần hắn nhúng tay, đem hạnh lâm bang kinh doanh phải phong sinh thủy khởi, cực thịnh một thời. Hai người phối hợp chi ăn ý, có thể nói là hợp tác điển hình. Hiện tại, Bính Lão Tiên Sinh chợt xuất hiện ở đây, Minh Sắc biểu thị muốn tham gia tụ hội, lại không biết sắp công bố chính là đại sự cỡ nào, đến mức ngay cả Bính Lão Tiên Sinh đều có chút kìm nén không được mình lòng hiếu kỳ. Cái này hiển nhiên, sư huynh mời ngồi, Phương Phi Dương nhường ra mình chiếm cứ chính giữa vị trí, cung thỉnh Bính Lão Tiên Sinh ở giữa ngồi xuống. Bính Lão Tiên Sinh cũng không khách khí, chậm rãi đi qua, đặt mông ngay tại phương phi dương ngồi qua trong ghế ngồi xuống đối với những ngày việc nhỏ không đáng kể đồ vật bính lão tiên sinh cho tới bây giờ đều không thèm để ý lấy thanh danh của hắn cùng tu vi hắn cũng xác thực sớm đã có tùy tâm sử dụng tư cách phương phi dương liền tại cái ghế một bên bên trong ngồi xuống thị nữ vú già vội vã vì lão y thánh dâng lên nóng hôi hổi linh trà bính lão tiên sinh cái này không giống bình thường động tác càng là khiến một đám thủ lĩnh tâm tình nặng nề trong xương phòng bầu không khí lộ ra 10 điểm khẩn trương kiềm chế. Phương Phi dương tay một dương, tại trong xương phòng hầu hạ hầu các nữ đệ tử, lập tức cung cung kính kính cúi đầu làm lễ, nối đuôi nhau lui ra ngoài, xương phòng cửa nhẹ nhàng cài đóng, gian phòng bên trong cấm chế lập tức khởi động. Loại cấm chế này vô cùng đơn giản, chỉ có thể che đậy thần niệm quan sát, không có bất kỳ cái gì cái khác phòng ngự tác dụng. Có 8 tên tu vi thâm hậu nguyên anh trung kỳ tu sĩ tụ ở đây, cũng xác thực không cần quá đặc biệt cấm chế khác phòng hộ nơi này đã tập trung Kim Châu thành đỉnh cao nhất chiến lực. Phương Phi Dương ngồi thẳng người, trước hướng bên cạnh thân bính lão tiên sinh hơi hạ thấp người, liền là trầm giọng nói, chư vị, đại tề nước Hạo Dương thành bên kia, phái người tới Hạo Thiên Tông 100 bộ viện thủ tỏa trưởng lão cầu ngàn đi, một vị hậu kỳ đại tu sĩ bây giờ ngay tại ta hạnh lâm huyền khách quý quán nghỉ ngơi. a à, mấy tên thủ lĩnh lập tức hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lăng Thiên Hoa cùng vô cực môn đệ tử đầu nhập bách hùng bang sự tình, bọn hắn cũng mơ hồ nghe nói, dù sao lúc trước Hồng Thiên vẫn chưa yêu cầu trong bang đệ tử giữ bí mật, dạng này mới mẻ sự tình, khẳng định sẽ bị coi như lớn tin tức truyền bá rộng rãi, nhưng Bách Hùng Bang không có chính thức thông báo, những tông môn khác cũng liền cũng không phải là 10 điểm coi trọng việc này. Trung Quy bất quá là một chút đệ tử cấp thấp thôi, tối cao chỉ là trong kim đan kỳ tu vi, không đáng ngạc nhiên. Ngược lại là những này vô cực đệ tử lai lịch cùng tiêu phàm tin tức, để những tông môn khác có chút để ý. Tiêu phàm lại còn còn sống, lúc trước Huệ Thiên Hào từ thần Long Uyên lúc đi ra, không phải nói cho mọi người, tiêu phàm cùng kia yêu nữ song song vẫn lạc tại thần Long Uyên đáy nước lớn vòng xoáy bên trong A. Làm sao thời gian qua đi 2-3 năm, tiêu phàm lại xuất hiện, mà lại là tại xa xôi đại tề nước, to gan lớn mật giết hạo thiên tông trưởng lão. Người này nhìn qua ôn tồn lễ độ, thực chất bên trong đầu thật đúng là cái có thể gây chuyện chủ A. Vừa nghe tới lời đồn đại này thời điểm, các đại tông môn trưởng giáo liền đều cảm thấy việc này 10 điểm khó giải quyết, Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng may Tiêu Phàm đã không tại Kim Châu Thành, cũng là không có gì đáng lo lắng. Hạo Thiên Tông tổng không sẽ bởi vì cái này sự tình, đem Kim Châu Thành bảy đại tông môn cũng làm thành địch nhân. Không nghĩ tới Hạo Thiên Tông nhanh như vậy liền phái người tới, hơn nữa còn là một tên hậu kỳ đại tu sĩ. Kim Châu Thành mặc dù tịch chỗ Tây Nam, cùng đại tây quốc tướng cách ngàn tỷ bên trong xa, nhưng Hạo Thiên Tông uy danh thực tế quá đáng, đang ngồi đám người đối Hạo Thiên Tông nội bộ phân công cũng có biết một hai, biết cái này 100 bộ viện là Hạo Thiên Tông chuyên môn tinh nghiên những tông môn khác công pháp đường khẩu, 100 bộ viện thủ tịch tại Hạo Thiên Tông nội địa vị đáng tôn sùng, liền không cần phải nói. Bây giờ Hạo Thiên Tông vậy mà chuyên môn cắt cử một vị dạng này quyền cao chức trọng đại tu sĩ trưởng lão đến đây Kim Châu Thành, đủ thấy đối với chuyện này coi trọng trình độ. Đã vượt qua đoàn người đoán trước, vị này cựu trưởng lão, vì sao mà đến? Chốc lát, Lăng Vân Tông Tông chủ trầm giọng hỏi hắn muốn chúng ta đem trước đó vài ngày từ Hạo Dương Thành phản bội chạy trốn mà đến vô cực môn đệ tử Lăng Thiên Hoa bọn người giao cho hắn mang về Hạo Dương Thành đi. Mặt khác, còn muốn mời tiêu phàm tiêu đạo hữu song tu bạn lữ, bách hùng bang lụa mỏng tiên tử cũng cùng hắn cùng đi Hạo Dương Thành phương phi dương ngược lại là không có che giấu, trực tiếp nói. Nói đùa cái gì, lập tức liền có mấy vị thủ lĩnh sắc mặt chìm xuống dưới, 10 điểm không vui nói. Mặc dù cầu ngàn đi nói ra yêu cầu đều là nhằm vào bách hùng bang cùng tiêu phàm, nhưng bảy đại tông môn tại Kim Châu thành đồng khí liên chi nhiều năm như vậy, nhiều khi ý nghĩ đều là không kém bao nhiêu. Hạo Thiên Tông trưởng lão hôm nay có thể đối bách hùng bang mạnh mẽ như thế vô lễ, tương lai cũng liền có thể đối bọn hắn làm như vậy. Những cái kia vô cực môn đệ tử nếu thật là từ Hạo Dương thành phản bội chạy trốn mà đến, giao mang về cho hắn còn nói còn nghe được. Tiêu đạo hiếu xong tu bạn lữ, dựa vào cái gì cũng muốn giao cho hắn mang đi. Quả nhiên là vô lý, Lăng Vân Tông Tông chủ tức giận nói. Lăng Vân Tông Nghiễm Dương Tử cùng Đan Nghĩa cố nhiên bởi vì vì một số việc nhỏ cùng Bách Hùng Bang Đàm phu nhân Tiêu Phàm bất hòa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lăng Vân Tông cùng Bách Hùng Bang minh ước, Lăng Vân Tông Tông chủ cùng Hồng Thiên giao tình. Nhất quán 10 điểm thâm hậu, mà lại tại Thần Long Nguyên đầm lầy bên trong, Tiêu Phàm còn đã cứu Nghiễm Dương Tử cùng Đan Nghĩa tính mệnh, ngày xưa những cái kia tiểu nghỉ lễ đã sớm tan thành mây khói. Hạo Thiên Tông là Hạo Thiên Tông, vô cực môn là vô cực môn. Làm sao vô cực môn đệ tử lại biến thành hạo thiên tông phản đồ rồi cái này vừa vẫn rất tốt sinh khiến người khó mà tác giải thanh dương cung trưởng giáo vô vi chân nhân vuốt vuốt sâu dài dưới hàm nhíu mày nói đúng vậy trong xương phòng lại là một trận quần tình xúc động phương bang chủ việc này tiền căn hậu quả đến cùng như thế nào còn xin phương huynh cho mọi người giải thích một hai một vị trưởng giáo trầm giọng nói chính là mời phương huynh nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra phương phi dương rũi ra hai tay hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái, gian phòng bên trong lập tức an yên tĩnh. Các vị đạo hiếu, theo cầu ngàn đi nói, Phương Phi Dương lời ít mà ý nhiều đem việc này tiền căn hậu quả nói một lần. Tự nhiên đều là theo cầu ngàn đi lời nói, nhưng Hồng Thiên nghe lại ám thầm bội phục, trên cơ bản, Phương Phi Dương đối với chuyện này tiền căn hậu quả đã mò được nhất thanh nhị sở, ngay cả Lăng Thiên Hoa bọn người hướng hắn bẩm báo một chút nội tình. Phương Phi Dương đều nói đến rõ ràng, nhưng lại không biết hắn là từ chỗ nào được đến tin tức hạnh lâm bang có thể trở thành kim châu thành lãnh tụ tông môn phương phi dương được tôn là minh chủ tuyệt không phải hạnh gây nên phương phi dương vừa dứt lời lăng vân tông tông chủ liền nói quả thật như thế đó chính là bọn họ hảo thiên tông tàn bạo trước đây tiêu đạo hiếu bất quá là vì cứu hộ tông môn của mình đệ tử lại có cái gì không nên rồi đúng vậy kia âu dương uy tự cao pháp lực cao cường vậy mà muốn cầm tiêu đạo hiếu khi lô đỉnh tiêu đạo hiếu vì tự vệ thất thủ giết hắn chính là thiên kinh địa nghĩa có cái gì tốt chỉ trích lại là một trận căm giận thanh âm. Phương Phi Dương khoát khoát tay, song mi nhíu chặt, nói, lời tuy như thế, nhưng mà Hạo Thiên Tông thế lớn, có thể làm gì? Phô Vi chân Nhân lạnh lùng nói, Hạo Thiên Tông thế lực lại lớn, cũng được phân rõ phải trái. Việc này bọn hắn đối lý trước đây, bây giờ lại nghĩ lấy mạnh hiếp yếu, khó nói chúng ta Kim Châu Thành liền dễ khi dễ như vậy không thành. Phô Vi Đạo Huynh nói rất có lý, Hạo Thiên Tông cố nhiên thế lớn, chúng ta Kim Châu Thành bảy đại tông môn lại cũng chưa từng sợ qua sự tình huống chi tiêu đạo hiếu không phải phổ thông bách hùng bang trưởng lão, mà là ta Kim Châu Thành khóa mới y thánh, thân phận tôn quý. Thẳng nếu chúng ta Kim Châu Thành ngay cả nhà mình tuyển ra đến y thánh đô không gánh nổi, từ nay về sau, có tư cách gì tại Hoác Sơn quốc tu chân giới đặt chân. Chỉ sợ đến lúc đó, những cái kia đại tông cửa đều muốn chui vào kiếm một chén canh một tên trưởng giáo lập tức phụ hỏa theo đuôi. Tiêu phàm tại Kim Châu Thành quật khởi thời gian quá nhanh, cùng những tông môn khác thủ lĩnh cũng vô quá lớn giao tình, nhưng hắn thân là kim châu thành y thánh cái thân phận này không thể coi thường một mực ngồi ngay ngắn luôn luôn một từ bính lão tiên sinh khẽ vuốt cằm tựa hồ rất tán thành phương phi dương âm thầm gật đầu kỳ thật chuyện này nên khi xử trí như thế nào phương phi dương trong lòng sớm đã có ý đã định chỉ là còn cần tại trong hội nghị thuyết phục cái khác trưởng giáo mới được không ngờ mọi người lại là như thế muôn miệng một lời ngược lại để phương phi dương bớt rất nhiều miệng lưỡi việc này nhìn như chỉ cùng bách hùng bang có quan hệ kỳ thực cùng toàn bộ Kim Châu Thành đều cùng một nhịp thở. Bách Hùng Bang không gánh nổi nhà mình trưởng lão, mất mặt vẫn chỉ là Bách Hùng Bang, nhưng Kim Châu Thành không gánh nổi y thánh, người ta phái vị hậu kỳ đại tu sĩ trèo lên một lần cửa, Kim Châu Thành bảy đại tông môn ngay cả cái giám cũng không dám thả, liền ngoan ngoãn đem tiêu phàm xong tu bạn lữ cùng môn nhân đệ tử giao ra, chiêu bài này xem như triệt để nền. Như là vị kia trưởng giáo lời nói, bảy đại tông môn nhất trí đối ngoại minh ước sợ rằng sẽ lập tức tan rã cái khác thế lực lớn siêu cấp đều sẽ cắm một gậy che tiến đến, cưỡng ép tại Kim Châu Thành kiếm một chén canh. Cứ thế mãi, bảy đại tông môn cộng đồng khống chế Kim Châu Thành cục diện liền sẽ triệt để kết thúc, Kim Châu Thành khối này lớn thịt mỡ, cuối cùng sẽ rơi vào những cái kia thế lực lớn siêu cấp trong tay đi. Đối bảy đại tông môn mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu. Bính lão tiên sinh sở dĩ nhất định phải tới tham gia cái hội nghị này, chỉ sợ cũng thật sự là lo lắng chuyện này. Lấy hắn Kim Châu Thành y giới đệ nhất nhân cao thượng danh vọng, thời khắc mấu chốt phát câu nói, vẫn rất có lực uy hiếp. Nhưng mọi người ý thấy như thế nhất trí, vậy liền không thể tốt hơn. Phương bang chủ, việc này chúng ta có phải là hẳn là thông báo hoác đô tông Vũ Văn Tông chủ một tiếng. Chốc lát, một tên trưởng giáo nhắc nhở, bất kể nói thế nào, Vũ Văn Chu cũng là hoác sơn quốc tu chân giới duy nhất một vị hậu kỳ đại tu sĩ, hoác sơn quốc các tông môn công nhận đại minh chủ. Đại sứ như vậy, đương nhiên hẳn là thông báo Vũ Văn Chu. Lão phu mới từ Hoắc Đô tông trở về vừa dứt lời, Bính lão tiên sinh thanh âm già nua liền chậm rãi vang lên. Trong sương phòng lập tức an yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt rơi vào Bính lão tiên sinh che kín nếp nhăn khô cạn mặt già bên trên. Việc này Vũ Văn Đạo Hữu đã biết, hắn nhờ lão phu mang câu nói. Tiêu Phàm là con của hắn ân nhân cứu mạng, Vũ Văn Chu tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa người Bính lão tiên sinh không chậm không nhanh nói. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở phào một cái, gật đầu không ngừng chỉ cần Vũ Văn Chu là thái độ như vậy, kia liền không có gì đáng lo lắng. Hạo Thiên Tông thế lực lại lớn, cũng khả năng không lớn cùng toàn bộ Hoắc Sơn Quốc tu chân giới là địch. Mặc dù bọn hắn không sợ, nhưng đại tề nước cùng Hoắc Sơn Quốc cách xa nhau thực tế quá xa, khả năng không lớn thật phái đại lượng nhân thủ đến lớn Tây Nam địa khu đến cùng Hoắc Sơn tu chân giới toàn diện khai chiến. Loại kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, mỗi truyền tống một người đều cần tốn hao không ít linh thạch vì đem lăng thiên hoa cùng 30 mươi mấy tên vô cực môn đệ tử cấp thấp truyền tống về hoắc sơn quốc tiêu phàm thế nhưng là giao cho hắc lân một số lớn linh thạch đã như vậy vậy chuyện này liền không cần bàn lại phương mỗ cái này liền lấy người đi mời cầu đạo hữu tới hướng hắn báo cho ta kim châu thành đồng đạo quyết nghị phương phi dương vung tay lên nói mọi người nhao nhao gật đầu xưng thiệt, hồng thiên đứng dậy hai tay ôm quyền làm cái tứ phương vái chào cao giọng nói các vị đạo hữu cao thượng hồng mỗ cảm kích ở đây thay mặt bách hùng bang mấy ngàn đệ tử cùng tiêu hiền đệ hướng các vị đạo hữu sâu tỏ lòng biết hơn chỉ bất quá hạo thiên tông dù sao thế lớn tục ngữ đều nói oan ra nên giải không nên kết tiêu hiền đệ đã ngộ thương hạo thiên tông âu dương trưởng lão tính mệnh bị giúp tình nguyện bồi tội mặc dù hạo thiên tông nhất định không quan tâm một chút linh thạch tóm lại cũng muốn biểu thị ta bách hùng bang thành ý đang ngồi đám người đều là một phái tri tôn tinh thông nhân tình thế sự nghe hồng thiên nói như vậy liền nhao nhao biểu thị có lý đối mặt hạo thiên tông loại này quái vật khổng lồ cùng quan hệ đến một vị hậu kỳ đại tu sĩ mặt mũi tại cho thấy kim châu thành bảy đại tông môn cường ngạnh thái độ đồng thời cũng nhất định phải có nhất định hòa giải biểu thị một mực cường ngạnh đến cùng coi là thật đem hạo thiên tông triệt để chọc giận bách hùng bang cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh việc này muốn chấm dứt cuối cùng vẫn là muốn cùng giải mới tốt phương phi dương mỉm cười nói hồng huynh có thể như thế thông tình đạt lý kia là không thể tốt hơn chỉ bất quá khoảng thời gian này còn nhiều hơn thêm cảnh giác mới là. Vạn nhất bị người chui chỗ trống, coi như lưu lại trò cười đến Trung quy là một vị hậu kỳ đại tu sĩ, còn không biết Hạo Thiên Tông phải chăng có những hậu thủ khác, nếu thật là không cẩn thận bị bọn hắn đem cơ khinh xa lăng thiên hoa bọn người bắt đi, phiền phức thế nhưng là không tiểu. Cái này hiển nhiên, Đa Tạ Phương huynh nhắc nhở Hồng Thiên chắp tay nói, "10 điểm chân thành." Tắc Phương biển, đại Ninh Quốc Đông Bộ nội hải, cách Long Tuyền thành hẹn hai mấy chục nghìn bên trong từ cái danh xương này liền có thể nhìn ra được, tắc vuông biển là một cái không lớn đất liền biển. Nhưng cái này cái gọi là không lớn, lại là cùng chân chính viễn dương biển cả tương đối mà nói. Tại Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ đất liền trong biển, tắc vuông biển diện tích cũng không tiểu. Nhưng mà tắc vuông biển chân chính nổi danh nhất, tự nhiên không phải diện tích của nó, mà là nó chiều sâu. Không có người biết tắc vuông biển sâu bao nhiêu, dù coi như là những cái kia tinh thông nhất nước độn thuật cao nhân, hoặc là có được cường đại nhất thủy thuộc tính bảo vật tu sĩ, đều chưa từng thăm dò qua tắc vuông biển chân chính dưới đáy. Có lẽ bọn hắn đều đã từng sờ qua tắc vuông biển đáy biển, lại ai cũng không thể bảo đảm, đó chính là tắc vuông biển sâu nhất địa phương. Dùng trên địa cầu âm thanh A trinh sát biện pháp đến đo đạc toa ma giới hải dương chiều sâu là làm không được. Toa ma giới tuyệt đại bộ phân hải dương chỗ sâu đều có thần kỳ lực lượng, có thể hữu hiệu che đậy dạng này thăm dò. Biện pháp duy nhất chính là trực tiếp dò xét ngọn nguồn. Nhưng mà sinh hoạt tại biển sâu những cái kia trong biển yêu thú, tuyệt đối không cho phép nhân loại tu sĩ như vậy mà đơn giản thăm dò bọn chúng gia viên hư thực. Một khi có nhân loại tu sĩ xâm nhập gia viên của mình, biển sâu yêu thú liền sẽ nổi giận, không chút do dự đối nhân loại tu sĩ phát động công kích. Làm một chỗ thủy vực diện tích không tính 10 điểm rộng lớn đất liền biển, hơn nữa là tại Nam Châu Đại Lục Đông Bắc Bộ dạng này tu sĩ cấp cao tụ tập tu chân thánh địa, tắc vuông trong biển cao gia yêu thú, nhưng Thủy Trung chưa từng diệt tuyệt, thậm chí còn thường xuyên cùng nhân loại tu sĩ tranh phong nhất là tại tắc vùng biển sâu nhất khu vực đông bộ, loại tình hình này càng là không phải thường minh hiển. Mặc dù như thế, đến đây tắc vuông trong biển săn bắt động vật biển tu sĩ hay là không ít. Bất quá thu hoạch được ngọn nguồn như thế nào, kia sẽ rất khó nói. Một ngày này, tắc vuông hải đông bộ thủy vực, mặt trời chó trang, tình không nhìn dặm. Trường thiên một bích, là khó được thời tiết tốt, xanh thảm trên mặt biển, một vị trẻ tuổi bạch bào tu sĩ ngồi xếp bằng dưới thân thể của hắn, là một đóa lơ lửng trên mặt biển màu xanh hoa sen. Vị này bạch bào tu sĩ khuôn mặt tuấn lãng, khí độ ung dung. Chính là tiêu phàm, nhìn thật kỹ, hắn tỏa hạ hoa sen bảo tỏa, vậy mà là từ vô số vảy màu xanh tạo thành. Tiêu phàm không chấp mắt nhìn qua cách đó không xa một chỗ vòng xoáy. Chỗ này vòng xoáy không lớn, đường kính ước chừng mấy trượng, vòng xoáy trung tâm, sâu cũng bất quá mấy trượng. Tại tắc vuông biển dạng này uông dương cự thấm bên trong, mấy trượng lớn mấy trượng sâu vòng xoáy thực tế quá phổ biến sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào đặc biệt chú ý nhưng giờ phút này vòng xoáy này ở trung tâm lại có một đầu nho nhỏ màu đen thú nhỏ chính im ắng nằm ở nơi đó nếu như lúc này có tu sĩ đi ngang qua nhất định sẽ giật nảy cả mình bởi vì ghé vào biển vòng xoáy nước trung tâm con vật nhỏ kia thình lình đúng là một con mèo một con màu đen mèo to vô luận bên ngoài đồng hồ hay là khí tức chính là một đầu mèo nhà chỉ là so phổ thông mèo nhà lớn hơn một chút nhưng giờ phút này, ngủ say hắc lân trên thân, lại ẩn ẩn lộ ra một sợi khí thức cường đại. Chẳng những cường đại, mà lại yêu dị, tiêu phàm rất rõ ràng, hắc lân đã đến tiến giai tối hậu quan đầu. Trước đó không lâu, hắc lân từ thả nước bảy quan thành chạy về, tìm được ngay tại trọng thiên cung đả tỏa tính dưỡng tiêu phàm. Âu Dương Minh Nguyệt rời đi về sau, tiêu phàm liền tại trọng thiên cung ở lại, một bên luyện hóa những cái kia ngoại lai chân nguyên pháp lực. Vững chắc cảnh giới, một bên tiếp tục tìm kiếm Âu Dương Minh Nguyệt lưu ở trong cơ thể mình kia một tia ấn ký. Vô luận như thế nào, muốn đem cái này ấn ký tìm ra. Nếu không, sẽ thành tiêu phàm vĩnh viễn đại họa trong đầu. Tiêu phàm có thể kết luận, đây là một sợi truy tung ấn ký. Âu Dương Minh Nguyệt không giết hắn, mà là ở trên người hắn gieo xuống truy tung ấn ký, nó dụng ý như thế nào, có thể nghĩ. Tiêu phàm tin tưởng, Thái thượng tông cùng trừ cửu đối với hắn ủng hộ, cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng tuyệt sẽ không là duy nhất nguyên nhân. Âu Dương Minh Nguyệt đang bán Thái Thượng tông một cái mặt mũi đồng thời, cũng không có quên mục đích của mình. Nhưng mà kẻ Tiêu Phàm dùng dạng gì phương pháp, cái này ấn ký liền phảng phất không khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng ngay cả nhất quán kiên nghị vô so Tiêu chân nhân cũng có chút nản lòng thoái chí, không thể không tạm thời từ bỏ phương diện này cố gắng. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Mà huống hồ, Hắc Lân trở về không lâu, liền đi tới tiến giai một bước cuối cùng. Tiêu Phàm lập tức đem tất cả sầu lo cùng lo lắng đều ném đến lên 9 tầng mây. Sẽ không có gì so Hắc Lân thuận lợi tiến dai càng quan trọng đại sự. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt lập tức tìm tới cửa, Tiêu Phàm cũng sẽ không vứt xuống Hắc Lân mặc kệ. Đến đây tắc vuông hải đông bộ hải vực độ khiếp là Hắc Lân tự chọn. Mặc dù Hắc Lân là lần đầu đến Đại Ninh Quốc, nhưng trong cõi U Minh tựa hồ tự có chỉ dẫn, Hắc Lân trực tiếp dẫn dắt Tiêu Phàm đến khu này minh mông vô bờ rộng lớn hải vực, bắt đầu phóng ra một bước cuối cùng linh thú tiến giai cùng nhân loại tu sĩ tiến giai khác biệt, tựa hồ mỗi loại linh thú đều có không giống nhau tiến giai hình thức. Trước đó, Hắc Lân vẫn luôn là tại ngủ say bên trong tiến giai. Lần này, không giống bình thường, có lẽ bởi vì linh thú từ cấp 9 đến 10 cấp là một cái bay vọt về chất. Đại đa số yêu thú một khi đột phá cấp 9 bình cảnh, bước vào 10 cấp cảnh giới, liền có thể bỏ đi thú thân, hóa thành nhân hình. Yêu thú hóa hình kỳ xương hô chính là như vậy đến. Tiêu phàm đối này tràn đầy chờ mong, hắn rất muốn nhìn một chút, Hắc Lân tiến dài đến hóa hình kỳ về sau, là có hay không có thể hóa thành nhân hình, hóa hình về sau Hắc Lân, hình tượng phải chăng cùng nàng trước đây huyễn hóa ra đến đồng dạng. Bất quá, tại tiêu phàm ở sâu trong nội tâm, đến cùng là ưa thích lông xù mèo muôn lớn thời thời khắc khắc bồi bạn mình, còn là ưa thích xinh xắn xinh đẹp mỹ thiếu nữ thời thời khắc khắc bồi bạn mình, coi như không được biết. Chỉ có một điểm là khẳng định, đó chính là, mặc kệ là mèo muôn lớn hay là mỹ thiếu nữ, Hắc Lân đều sẽ một mực làm bạn tại tiêu phàm bên người. Một ngày một đêm trôi qua, phòng xoáy bên trong lộ ra khí tức càng ngày càng đậm. Tiêu phàm song mi có chút nhau, hắn tựa hồ từ cỗ khí tức này bên trong cảm nhận được một loại nào đó không ổn, giống như tràn đầy dụ hoặc chi ý. Đến cùng là loại nào dụ hoặc, lại không được biết. Tiêu phàm chỉ biết, đối quan tâm loại khí tức này sinh linh đến nói, loại này dụ hoặc là rất khó ngăn cản. Tình hình như vậy, tiêu phàm chưa hề tận mắt chứng kiến, nhưng lại tại nào đó vốn trong cổ tịch đọc được qua, một ít có thánh linh huyết mạch linh thú tiến dài thời điểm, sẽ phát ra dạng này tràn ngập dụ hoặc khí tức. Cái này kỳ thật chính là lịch kiếp, còn không có cùng tiêu phàm nghĩ được rõ ràng, xa xa trên mặt biển, bỗng nhiên sóng lật dâng lên, lấp kín cao tới mấy chục trượng cửa tường, hướng bên này mãnh liệt mà tới. Ngập trời sóng lớn bên trong, thỉnh thoảng lộ ra một cái cự đại lưng, đen nhánh, sống lưng trên lưng, là một mảnh cao tới hai ba trượng to lớn vây lưng, như là lưỡi dao, bổ sóng chảm biển. Sóng lớn tốc độ tiến lên cực nhanh, phút chốc, liền từ sóng lớn bên trong ngẫu nhiên lộ ra một cái huyết bồn đại khẩu, miệng đầy răng nanh um tùm, chừng hơn một trượng chiều dài. Đúng là một đầu hiếm thấy to lớn hải ngư, hai con to lớn lồng đèn lớn trong ánh mắt, lóng lánh cực kỳ tham lam cùng khát máu quang trạch. Không hề nghi ngờ, cái này to lớn hải ngư là hướng về phía ngay tại lịch kiếp hắc lân mà đến, đối lơ lửng tại vòng xoáy trên không tiêu phàm nhìn như không thấy. Tại lớn trong mắt cá, tiêu phàm cũng thực tế nhỏ đến có thể, ngay cả cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Trong nháy mắt, cá lớn nhấc lên gợn sóng đã đến hơn trăm trượng bên ngoài, mắt thấy dưới một cơn sóng liền muốn trực tiếp đánh vào hắc lân đỉnh đầu. Tiêu phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, chỉ thấy sóng lớn một bên, không có dấu hiệu nào từ trong hư không toát ra 24 chuôi màu xanh đoản kiếm, mỗi một chuôi đều là dài khoảng hai thước, hàn lóng lánh, thanh mang lóa mắt. Cái này khu khu dài hai thước đoản kiếm, đối với hải ngư thân thể khổng lồ mà nói, thực tế là không có ý nghĩa. Một kiếm cắt xuống đi, có thể hay không cắt nó làn ra bên ngoài rìa một tầng mỡ, đều rất khó nói. Song phương hình thể to lớn khác biệt, dưới tình huống bình thường, những này vảy rồng kiếm áp cây liền không khả năng tổn thương đến cá lớn. Nhưng mà 24 chuôi vảy rồng kiếm nhất hiện thân, cá lớn thật giống như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, bỗng nhiên dừng lại vào tới trước tình thế, hai con mắt nhỏ nhanh như chấp nhất chuyển, lộ ra vẻ sợ hãi, cực kỳ không cam lòng hướng vòng xoáy trung tâm ngủ say hắc lân nhìn một cái, xoay người chạy. Chỉ tiếc, như thế một trì hoán, liền đã ủ thành mãi mãi cũng không cách nào vãn hồi sai lầm. Mà như thế sai lầm muốn trả ra đại giới là sinh mệnh. Ngay một khắc này, thanh quang đại phóng, 24 chuôi vảy rồng kiếm hướng phía to lớn hải ngư, cắt mà hạ. Ngay sau đó, trên mặt biển liền vang lên kinh thiên động địa gào thét thanh âm. Cái này hải ngư phát ra tiếng kêu thảm thiết, như là như xét đánh, to đến cực điểm đừng nhìn hải ngư khí thế hung hung hình thể cũng cự đại vô bằng có vẻ như hung mãnh vô so kỳ thực chỉ có cấp chín yêu thú tu vi chỉ là cấp chín động vật biển mặc kệ nó như thế nào cao minh cũng tuyệt không có khả năng chống cự được từ ly dao long vải luyện chế mà thành vải rồng kiếm trận rất nhanh trên mặt biển liền máu tươi cuồn cuộn trong chốc lát liền đem xung quanh nước biển nhuộm thành đỏ bừng nhan sắc cá lớn tiếng gào thét nhanh chóng từ lớn chuyển yếu đảo mắt liền từ kinh thiên động địa rú thảm biến thành gào thét trên thân lộ ra khí tức cũng tại lấy tốc độ cực nhanh yếu bớt. Tiêu phàm vẫn như cũng ngồi tại hoa sen bảo tỏa bên trên, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả chính mắt cũng không làm sao hướng bên kia nhòm lên một chút. Từ cái này quái ngư tiếp cận vòng xoáy hơn trăm trượng bên trong, liền đã nhất định là kết quả như vậy. Để bảo đảm hắc lân bình yên độ kiếp, tiêu phàm đem không chút nào nương tay, vô luận đầu kia trong biển yêu thú muốn quắp đi hắc lân, đều nhất định phải trước qua tiêu phàm cửa này. Mà cửa này, thường thường chính là sinh tử quan, suốt cục, to lớn hải ngư phát ra một tiếng sắp chết gào thét, xa xa truyền ra, 24 chuôi vẩy rồng kiếm bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại, ánh kiếm màu xanh dài đến mấy trượng, từ bốn phương tám hướng hướng to lớn hải ngư cắt gọt mà hạ. Tại to lớn hải ngư sắp chết gào thét bên trong, thanh quang lóe lên, 24 chuôi vảy rồng kiếm từ đó bay ra, một lần nữa hóa thành dài khoảng hai thước đoàn kiếm, ẩn vào hư không không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm rất rõ ràng, diệt sát dạng này đẳng cấp trong biển yêu thú, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại Hắc Lân Tiến Giai trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu hải dương chỗ sâu yêu thú liều lĩnh từ đáy biển xuất hiện, hướng Hắc Lân Tiến Giai lịch kiếp vòng xoáy tiến công. Đến cùng ai trở thành ai con mồi, thật đúng là khó mà nói. Nhưng ở Hắc Lân Tiến Giai hoàn thành trước đó, tiêu phàm đều phải kiên thủ tại chỗ này, không thể ra cái gì sơ hở. Mặc dù một đầu cấp 9 động vật biển nội đan, tiêu phàm đã không thế nào để mắt, nhưng vẫn là đem cá lớn to lớn nội đan lấy ra ngoài. Cũng không thể lãng phí không đến hai canh giờ, liền trước sau đến 3 nhóm động vật biển. Trong đó hai nhóm đều là cấp 9 động vật biển, mặc dù số lượng nhiều đạt 5 6 đầu, Tiêu Phàm tế ra kiếm trận, không tốn sức chút nào liền diệt sát đi. Nhưng ngay sau đó lại đến một đầu 10 cấp động vật biển, ngược lại để Tiêu Phàm phí một phen tay chân mới giải quyết hết. 10 cấp động vật biển trên lý luận cùng nhân loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thông tương đương, nhưng mà yêu thú vừa tiến vào hóa hình kỳ, linh trí mở rộng, tăng thêm nhục thân cường hãn, lại là tại tác chiến trong nước. Thường thường so cùng giai nhân loại tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. 10 cấp động vật biển cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ chém giết không rơi vào thế hạ phong, có chút bình thường. Chỉ bất quá, nó lúc này đụng tới chính là Tiêu Phàm. Hoàn toàn luyện hóa Ly Thủy Long Châu cùng Long Lân chiến giáp Tiêu Phàm, trong nước thần thông đột bay mãnh tiến vào, bình thường 10 cấp động vật biển sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Đầu này động vật biển còn tính là tương đối đặc biệt tại 10 cấp động vật biển bên trong có thể xưng cường đại, lúc này mới cùng tiêu phàm chém giết mấy hiệp. Diệt sát đầu này 10 cấp động vật biển về sau, trên mặt biển lại hòa yên tĩnh. Bình thường đến nói, tại một vùng biển sẽ chỉ có một đầu cao dài động vật biển. Yêu thú có cực mạnh lãnh địa quan niệm, cao dài yêu thú càng hơn, sẽ không để cho cái khác cao dài yêu thú xâm nhập lãnh địa của mình. Liền nhìn hắc lân thể nội lộ ra kia cỗ dụ hoặc khí tức, có thể truyền ra bao xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiêu phàm lẳng lặng chú ý vòng xoáy trung tâm hắc lân vẫn là không có biến hóa quá lớn chỉ là thể nội lộ ra dụ hoặc khí tức càng mạnh bỗng dưng một tiếng chấn thiên gào thét vang lên xa xa trên mặt biển sóng lật dâng lên lại là cao mấy chục trượng sóng lớn phóng lên tận trời một cỗ khí tức kinh khủng xa xa truyền đến nhắm mắt tĩnh tọa tiêu phàm song mi dơ lên mở mắt ra từ này khí tức phán đoán lần này đến lại là một đầu cấp 10 trở lên yêu thú khả năng so lúc trước đầu kia 10 cấp động vật biển còn cường đại hơn mấy phân. Tiêu phàm đáy mắt lục mang chấp động, hướng sóng lớn ngập trời phương hướng nhìn lại. Sóng biển dù lớn, thiên nhãn thần thông hay là thấy nhất thanh nhị sở, mấy chục trượng sóng lớn bên trong, ẩn ẩn bọc lấy một đầu ngũ thải ban lan quái thú, dài đến hơn 20 trượng, quơ hai chi cự ngao, khí thế hùng hổ. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là một đầu cự tôm, ở địa cầu thời điểm, tôm hùng là tiêu phàm thích đồ ăn, chỉ bất quá nhưng chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy ngũ thải gấm tôm. Tiêu phàm đứng dậy, dưới chân màu xanh hoa sen một trận lấp lóe hóa thành thanh lóng lánh vảy rồng giáp đem toàn thân hắn đều bao vây lại. Hướng ngũ thải gấm tôm nghênh đón tiếp lấy, thứ này khí thế hung hung, cũng đừng làm cho nó quấy dày đến hắc lân tiến dai. Bất quá tiêu phàm rất nhanh liền đè lại độn quang, đáy mắt lục mang lóe lên, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy số đạo độn quang bỗng nhiên từ một phương hướng khác bay vụt mà đến, độn quang bên trong bao vây lấy mấy đạo nhân ảnh. Rõ ràng là mấy vị nhân loại tu sĩ. Cái này mấy tên nhân loại tu sĩ vừa thấy được ngũ thải gấm tôm nhấc lên thao thiên cự lãng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhao nhao tế ra các loại pháp bảo, hướng ẩn thân ở sóng lớn phía dưới ngũ thải gấm tôm mãnh kích mà đi. Mặc dù cách khá xa, lấy tiêu phàm cường đại dị thường thần niệm chi lực vẫn là có thể cảm ứng được, mấy vị này nhân loại tu sĩ tu vi đều đều không yếu. Đi đầu một người, có nguyên anh trung kỳ tu vi, người đồng hành bên trong còn có hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, mấy tên khác thì là Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Từ thúc làm pháp bảo binh khí đến xem, hẳn là cùng một cái tông môn tu sĩ, có thể là sư huynh đệ cùng quan hệ thầy trò. Đã có người chủ động hỗ trợ chặn đường ngũ thải gấm tôm, tiêu phàm liền mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt. Hắn lần này đến đây tắc vuông biển, cũng không phải vì săn bắt động vật biển. Hiển nhiên hắc lân tiến dài còn tại tiếp tục, không biết muốn khi nào mới có thể cuối cùng hoàn thành tiêu phàm hay là chỉ có thể là bảo trì pháp lực tràn đầy, để ứng đối đột nhiên xuất hiện cái khác uy hiếp. Cái này mấy tên nhân loại tu sĩ rất rõ ràng có 10 điểm phong phú đi săn kinh nghiệp, vừa lên đến liền bố thành trận thế, dạng này đánh mặc dù không thể tốt thắng, lại có thể bảo đảm yêu thú không đến mức đào tẩu, là cực kỳ ổn thỏa đấu pháp. Nhưng mấy người xuất thủ lại cực kỳ hung hãn, không có chút nào khoan dung. Ngũ thải gấm tôm cố nhiên cường hãn, nhưng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lại thêm mấy tên kim đan hậu kỳ giúp đỡ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vừa giao thủ một cái ngũ thải gấm tôm liền hiện ra chống đỡ hết nổi thái độ nhưng thủy trung không chịu quay người đào tẩu mà là 10 điểm ngoan cường hướng hắc lân chỗ vòng xoáy phương hướng trước tiến vào đủ thấy hắc lân trên thân thấu ra khí tức đối sự cám dỗ của nó chi lớn thẳng đến liên tục chịu mấy lần trọng kích ngũ thải gấm tôm tựa hồ mới rốt cuộc ý thức được tình hình không ổn muốn thủy độn mà đi lại sớm đã bị nhân loại tu sĩ bày ra thiên la địa võng giam cầm trong đó, mặc kệ tả sung hữu đột, từ đầu đến cuối không cách nào phá vây, chỉ có thể liều mạng tử chiến, làm chó cùng rứt rậu. Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, một cỗ thao thiên cự lãng vọt lên, ngũ thải gấm tôm cuồng bạo khí tức bỗng nhiên biến mất. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên mỉm cười, lòng lần chiến giáp nặng lại hóa thành một đóa màu xanh hoa sen, xoay quanh dưới chân hắn. Mấy tên tu sĩ kim đan lớn tiếng gieo hò, thả người chui vào trong nước, tế gia pháp bảo, đem ngũ thải gấm tôm tháo thành tám khối, phân biệt thu nhập đến chữ vật vòng tay bên trong. Loại này 10 cấp động vật biển, khắp người đều là bảo bối, mảy may cũng không thể lãng phí. Dù sao tại tắc vuông biển dạng này đất liền trong biển có thể đi săn đến 10 cấp động vật biển cơ hội thật không nhiều. Ngũ thải gấm tôm chia cắt hoàn tất, mấy tên tu sĩ liền là hợp tại một chỗ, hướng bên này phi độn mà tới. Tiêu phàm thấy rõ ràng, đi đầu tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ, người mặc một bộ đạo bào màu xanh lam, nhìn qua ngược lại là cái người xuất ra bộ dáng, lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặt mày ở giữa tràn đầy thu liếm không ngừng bạo ngược, trong đôi mắt hung quang lấp lóe, sát khí cực nặng. Yêu thú thợ săn tiêu phàm cũng đã gặp mấy cái, tại Kim Châu thành thời điểm, phạm minh từ man hoang thế giới đường xa mà đến, danh xưng liệp vương, trên thân cũng không có dạng này nồng đậm sát khí. Nhưng thấy người này không chỉ là giết chóc rất nhiều, mà lại bản thân liền là người hiếu sát loại này bạo ngược sát khí mới có thể từ bên trong mà bên ngoài biểu lộ ra, vô luận như thế nào đều khó mà che lấp. Theo sát phía sau hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng kia bốn tên Kim Đan hậu kỳ đệ tử, cũng giống vậy bạo ngược dị thường, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, tựa hồ chỉ muốn nhắm người mà phệ. Tiêu phàm lông mày có chút nhau, rất nhanh, bảy tên tu sĩ liền tới đến tiêu phàm trước mặt. Đi đầu áo lam đạo sĩ thấy tiêu phàm lẻ loi một mình ở đây, cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn cách đó không xa vòng xoáy bên trong ngủ say hắc lân, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hướng tiêu phàm hơi vừa chắp tay, giật ra phá la giọng, nói, vị đạo hữu này họ gì đại danh. Tại hạ họ tiêu, thỉnh giáo bạn xưng hô như thế nào? Tiêu phàm ôm quyền hoàn lễ, nhàn nhạt hỏi, nguyên lai là tiêu đạo hữu, người xuất gia không tên không họ, nhận được giang hồ đồng đạo để mắt, ngày bình thường gọi ta một tiếng thiên tuyệt tử, tiêu đạo hữu cũng không ngại xưng hô như vậy lão đạo tốt lại không biết Tiêu Đạo Hữu là môn nào phái nào cao nhân, lẻ loi một mình tới đây có gì muốn làm. Thiên Tuyệt Đạo nhân, quả nhiên là tên rất hay. Tiêu Phàm thật đúng là chưa nghe nói qua có người xuất gia kia lấy dạng này đạo hiệu. Bất quá từ người này bạo ngược đến xem, ngược lại là xứng đáng xưng hô như vậy. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, nhận được Thiên Tuyệt Đạo Hữu xin hỏi, tại hạ dưới mắt tại Trọng Thiên Cung làm khách, xem như Trọng Thiên Cung khách khanh đi cái này khách khanh trưởng lão danh hiệu, là trừ cửu nhất định phải cho Tiêu Phàm trừ cửu hy vọng dạng này có thể để cho hạo thiên tông bên kia ít nhiều có chút cố kỵ cứ việc dạng này tác dụng không lớn lại chỉ ít có thể hướng tất cả giang hồ đồng đạo cho thấy thái thượng tông thái độ tiêu phàm chính là ta thái thượng tông khách khanh trưởng lão những cái kia ham treo thưởng muốn đuổi bắt hắn đi hạo thiên tông lĩnh thưởng ra hỏa cũng phải cẩn thận hạo thiên tông treo thưởng cố nhiên kinh người thái thượng tông lại cũng tuyệt không phải tốt như vậy đắc tội có thân phận như vậy tiêu phàm ngày thường tại thà nước hoạt động cũng rất thuận tiện tuyệt sẽ không có người ma cũng bắt nạt ma mới. Tiêu đạo hữu là trọng thiên cung khách khanh trưởng lão, thiên tuyệt đạo nhân hiển nhiên không hề nghĩ tới, hơi 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 kinh ngạc. Tại thà nước, trọng thiên cung khách khanh trưởng lão tuyệt đối là một khối nổi tiếng biển chữ vàng. Tắc vuông biển dù nhưng đã ở vào thà nước biên giới, lại hướng đi về hướng đông, chính là đông bình nước, từ nổi tiếng ma đạo đại giáo huyền âm giáo trưởng khống, nhưng dù sao còn thuộc về thà nước phạm trù. Tiêu phàm không nói hai lời, ống tay áo lắc một cái, một mặt lệnh bài nổi lên. Đây là trọng thiên cung phát cho mỗi một vị khách khanh trưởng lão lệnh bài, bằng này lệnh bài, tại thà quốc cảnh bên trong, có thể hiệu lệnh hết thải thái thượng tông phân đà, cùng từ những cái kia cùng thái thượng tông quan hệ mật thiết bên trong môn phái nhỏ chỗ thu hoạch được cần thiết hiệp trợ. Theo trừ cử giới thiệu, thái thượng tông trừ có gần trăm danh chính thức nguyên anh trưởng lão bên ngoài, còn có hai ba mười tên nguyên anh kỳ khách khanh trưởng lão. Tiêu phàm nghe được âm thầm kinh hãi, loại này danh xưng thập đại chính đạo tông môn một trong siêu cấp đại tông thực lực mạnh, coi là thật vượt xa khỏi hắn lúc trước dự tính. Vô cực môn muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh tiêu chuẩn, quả nhiên là đường dài còn lắm gian chân. Cho tới nay, cũng chỉ hắn một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Mắt thấy cái này thiên tuyệt đạo nhân không giống như là hạng người lương thiện, tiêu phàm liền không chút do dự khiêng ra thái thượng tông khách khanh trưởng lão hàng hiệu tử, tránh khỏi gia hỏa này có ý đồ xấu gì. Như vào ngày thường, cứ việc đối mới có ba tên nguyên anh tu sĩ lại thêm bốn tên kim đan hậu kỳ tu sĩ làm giúp đỡ, tiêu phàm cũng là không sợ hãi chút nào đánh không lại liền đi quyền chủ động hoàn toàn ở nhà mình trên tay nhưng dưới mắt lại muốn bảo đảm hắc lân tiến dài an toàn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thấy mặt này lệnh bài thiên tuyệt đạo nhân sắc mặt quả nhiên thoảng qua biến đổi lập tức cười ha ha một tiếng nói tiêu đạo hữu tuổi còn trẻ liền có thể trở thành trọng thiên cung khách khanh trưởng lão quả thật khó lường lão đạo bội phục hắc hắc Phòng xoáy này bên trong linh thú không phải là tiêu đạo hữu linh sùng nói liền hướng Hắc Lân liếc đi trên thực tế từ đầu đến cuối ánh mắt hắn dư quang liền không hề rời đi qua Hắc Lân thân thể trong mắt loại kia tham lam chi ý từ cũng không gạt được tiêu phàm ánh mắt đúng vậy tiêu đạo hiếu cái này con linh sủng quả nhiên cao minh khí tức dạng này đặc biệt nếu là lão đạo không có đoán sai đạo hiếu cái này linh sủng thể nội hẳn là có trời sinh thánh linh huyết mạch a à. có lẽ còn là thủy thuộc tính vương tộc huyết mạch lại không biết là thiên long huyết mạch hay là quỳ thủy mặc kỳ lân huyết mạch hoặc là kim toan nghe huyết mạch. Cái này thiên tuyệt đạo nhân tựa hồ đối với trong nước yêu thú cực kỳ quen thuộc, vậy mà thoáng cái liền nhìn ra hắc lân xuất thân lai lịch. Tiêu phàm cười cười, cũng không đáp lời, hai mắt có chút hít mắt khâu lại. Sư huynh, hẳn là quỳ thủy mặc kỳ lân huyết mạch, bất quá, còn mang theo thiên long cùng thanh giao khí tức. Một mực đi theo thiên tuyệt đạo nhân bên người một tên nguyên anh sơ kỳ đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra, trong mắt tinh sáng lóng lánh. Tiêu phàm rất kinh ngạc nhìn hắn một chút. Tên này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bề ngoài không dương, tướng ngũ đoạn, hai phiết ria chuột, một mặt lệ khí, thấy thế nào làm sao không làm người khác ưa thích, lại có ánh mắt như thế. Có thể nhìn ra hắc lân thể nội tích chứa quỷ thủy mặc kỳ lân huyết mạch, cũng liền thôi, những này lâu dài ở trên biển săn đuổi động vật biển tu sĩ, có lẽ là có loại này đặc thù tài năng. Nhưng một chút liền có thể nhìn ra hắc lân thể nội thiên long cùng thanh giao khí tức, vậy coi như không tầm thường. Cái này thiên long cùng thanh giao khí tức, chính là hắc lân thôn phệ ly giao nội đan về sau tự nhiên có. Bình thường yêu thú nội đan sẽ không ở hắc lân trên thân lưu lại khí tức, nhưng Ly Hôn là Thiên Long chi tử, Thanh Giao cũng là Thánh Linh hậu duệ, khí tức đều đặc biệt cường đại, tất nhiên là không giống bình thường. Thiên Long cùng Thanh Giao khí tức, hẳn là tiêu đạo hữu cái này linh thú đã từng thôn phệ qua thánh linh huyết mạch động vật biển nội đan. Thiên Tuyệt đạo nhân hai mắt nhíu lại, kinh ngạc nói: Đến cùng không hổ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, kiến thức rộng rãi lập tức liền đoán được chân tướng tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu cũng không phủ nhận từ tốn nói thiên tuyệt đạo hữu mắt sáng như đuốc tại hạ cái này linh thú xác thực đã từng thôn phệ qua một viên ly dao nội đan ly dao mấy người đều lên tiếng kinh hô tiêu đạo hữu vậy mà dạng này xa xỉ đem ly dao nội đan giao cho linh thú thôn phệ chẳng lẽ đạo hữu không biết nhân loại tu sĩ nếu là nuốt loại này giao long nội đan có chỗ tốt lớn bao nhiêu sao thiên tuyệt đạo nhân yên lặng nhìn qua tiêu phàm mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc tiêu phàm mỉm cười nói đa tạ thiên tuyệt đạo hữu nhắc nhở liền một câu như vậy lời khách khí liền không có đoạn sau tiêu phàm rất rõ ràng không sai lầm nói cho thiên tuyệt đạo nhân ta không hứng thú cùng các ngươi ở đây nói chuyện phiếm thiên tuyệt đạo nhân liền cười vừa cười vừa nói tiêu đạo hữu không hổ là trọng thiên cung khách khanh trưởng lão quả nhiên là tài đại khí thô nếu như lão đạo không có đoán sai tiêu đạo hữu đại danh tiêu phàm a tiêu phàm con người có chút co rút lại một chút lạnh nhạt nói chính là tại hạ tiêu phàm thiên tuyệt đạo nhân cùng bên người mập lùn sư đệ liếc nhau đều từ đối phương trong mắt đọc được mừng rỡ không thôi thần sắc ha ha thật không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải tiêu đạo hiếu hạnh ngộ hạnh hội tiêu phàm cười cười nói tại hạ ngược lại là không hề nghĩ tới tiêu mỗ vậy mà thành danh nhân đây là tự nhiên chẳng lẽ tiêu đạo hiếu không biết người tại chúng ta đông bình nước sớm đã trở thành nhân vật đại danh đỉnh đỉnh rồi đạo hiếu là đông bình nước tu sĩ Đúng vậy, chỉ sợ để tiêu đạo hữu thất vọng đi. Thiên tuyệt đạo nhân nghiêng liếc tiêu phàm một chút, cười như không cười nói. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đạo hữu là người nước nào, cùng tiêu mỗ có quan hệ gì. Thất vọng chi ngôn, lại không biết bắt đầu nói từ đâu thiên tuyệt đạo nhân cười lên ha hả, bên cạnh cười bên cạnh không ngừng lắc đầu. Nói, tiêu đạo hữu thật sự là quá tiểu xem chính ngươi. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ giá trị bao nhiêu linh thạch? Bao nhiêu, tiêu phàm bất động thanh sắc hỏi thiên tuyệt đạo nhân duỗi ra tay phải, ở trước mặt hắn liên tục lắc lư. 50 triệu, tiêu đạo hiếu, người bây giờ giá trị ít nhất 50 triệu linh thạch kia mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ, gắt gao tiếp cận tiêu phàm. Trong mắt tham lam chi ý bùng cháy mạnh, phảng phất đang theo dõi chính là một tòa siêu cấp linh mạch mỏ, sẽ liên tục không ngừng mà bốc lên 50 triệu linh thạch tới. Tiêu phàm cũng không nhịn được cười, nói, tại hạ vậy mà không biết. Ta thế mà trở nên như vậy chạm tay có thể bỏng rồi. Cái này hiển nhiên, Tiêu Đạo Hữu trước kia xác thực không nhiều đáng tiền, mặc dù người cùng trời diệu phu nhân đều tại lệnh treo giải thưởng kể trên tên. Nhưng người sáng suốt ai nấy đều thấy được, chân chính đáng tiền chính là trời diệu phu nhân, liền Tiêu Đạo Hữu bản thân, không nói không đáng một đồng. Tối thiểu cũng không thế nào quý giá. Chí ít đơn độc đem Đạo Hữu đưa đến Hạo Thiên Tông đi lĩnh thưởng, là rất không đáng tin cậy sự tình. Hạo Thiên Tông những đại nhân vật kia, mới sẽ không vì chỉ là một tên không quan trọng gì nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thanh toán treo thưởng. Mà bây giờ liền khác biệt, hắc hắc, Thiên Tuyệt đạo nhân nói, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, vẻ mặt tươi cười, chỉ bất quá nụ cười kia để người nhìn ở trong mắt kìm lòng không đặng hàn khí đại mạo. Tiêu đạo hữu thậm chí ngay cả Hạo Thiên Tông Âu Dương trưởng lão cũng dám giết, bội phục, bội phục. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, Hạo Thiên Tông các trưởng lão khác cũng liền thôi, vụng trộm giết một cái hai cái, chỉ cần làm phải cẩn thận một chút, cũng sẽ không có quá hậu quả nghiêm trọng, dù sao bọn hắn ra đại nghiệp đại, trưởng lão cũng nhiều không giết chết một chút, để người khác sống thế nào. Nhưng là có một chút, họ Âu Dương ra hỏa, lại 10 triệu giết không được. Tiêu đạo hiếu chẳng những giết một cái họ Âu Dương ra hỏa, thậm chí còn là Âu Dương Minh Nguyệt đại trưởng lão cháu ruột, lá gan này, chật chật, rất lớn. Thiên tuyệt đạo nhân vừa nói vừa lắc đầu, chật chật liên thanh, tựa hồ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Qua nhiều năm như vậy, chính ma hai đạo mười đại tông môn hạch tâm trưởng lão, không phải là không có xảy ra ngoài ý liệu, bị người diệt sát cũng không phải số ít. Nhưng những cái kia giết bọn họ người, nếu như không phải địa vị càng lớn, chỗ dựa càng mạnh, như vậy hạ chàng nhất định rất thảm. Vẹn vẹn chỉ là vì tông môn mặt mũi, cũng sẽ truy sát đến cùng, không chết không thôi. Tiêu đạo hiếu, người nói, vì đạt được ngươi trên cổ đầu người, hạo thiên tông có phải là sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, nói như vậy, cũng có mấy phân đạo lý không phải có mấy phân đạo lý, mà là rất có đạo lý. Mặc dù Hạo Thiên Tông cũng không có một lần nữa đối tiêu đạo hữu đơn độc phát ra lệnh treo giải thưởng, nhưng chúng ta đoàn người đều tin tưởng, chỉ cần bắt được ngươi, đi đến Hạo Dương Thành, Hạo Thiên Tông chỉ ít cũng sẽ thanh toán 50 triệu linh thạch, đây đã là đánh giá thận trọng nhất. Dù sao lúc trước bọn hắn đều chịu vì ngươi cùng thiên diệu tiên tử ra như vậy giá trên trời treo thưởng, chỉ là 50 triệu, đối Hạo Thiên Tông mà nói, tính được cái gì? 50 triệu mua bọn hắn Hạo Thiên Tông siêu cấp đại tông môn mặt mũi, hay là rất rẻ thiên tuyệt đạo nhân gật gù đắc y nói. Ngay tại hắn nước miếng tung bay thời điểm, hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng bốn tên tu sĩ kim đan đã nhao nhao hướng bốn phía tản ra, rất nhanh liền hình thành vây kín chi thế. Cũng không thể để cái này 50 triệu linh thạch bay đi. Như vậy, tổn thất không khỏi quá thảm trọng, tiêu đạo hiếu, ta là thật không nghĩ tới, sẽ ở đây đụng phải ngươi. Khó trách trước đó vài ngày, ta cùng Hoàng Đại Sư nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nói ta trời kho viên mãn, ẩn ẩn có tử khí lộ ra, chủ gần đây phải bay tới tiền của phi nghĩa. Ta lúc ấy còn không thể nào tin được, chỉ là coi như trò cười tới nghe, hiện tại xem ra, thật đúng là thần toán a." Thiên Tuyệt đạo nhân cười ha hả nói, nhìn ra được, hắn là thật tâm tình vui vẻ. Lúc này, hắn không có lý do tâm tình không sung sướng. Hắn bên này có một tên trung kỳ tu sĩ, hai tên sơ kỳ tu sĩ, còn có bốn tên kim đan hậu kỳ tu sĩ làm giúp đỡ, đối tiêu phàm một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, quả thực chính là bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay ngay cả nửa điểm lo lắng cũng sẽ không có thật sao ta thế nào cảm giác đạo hữu ấn đường tái đi chân núi huyết quang ẩn hiện đuôi lông mày tán loạn là điềm đại hung đâu tiêu phàm nhìn chằm chằm thiên tuyệt đạo nhân bộ mặt rất chân thành nói không có chút nào ý nhạo báng thiên tuyệt đạo nhân tướng mạo thật sự chính là như vậy tại tiêu phàm loại này siêu cấp đại thuật sư trong mắt họa sát thân là như thế rõ ràng đều đậm đến tan không ra xem ra kia cái gì hoàng đại sư nếu không phải cái nửa vời muốn không dứt khoát chính là thuận miệng nói bậy gạt người ha 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 thiên tuyệt đạo nhân ngửa mặt lên trời cười như điên tiêu đạo hiếu ngươi thật đúng là hài hước cực kỳ nếu như không phải ngươi như vậy đáng tiền ta còn thực sự muốn cùng ngươi kết giao bằng hiếu cái khác mấy tên đạo sĩ cũng xùy cười lên từng cái lấy nhìn đồ mốc ánh mắt nhìn tiêu phàm tiêu phàm nhàn nhạt hỏi nói như vậy đạo hiếu là hạ quyết tâm muốn đem tiêu mỗ chộp tới lĩnh thưởng rồi xác thực có ý này thiên tuyệt đạo nhân liên tục gật đầu bất quá, cũng không phải hoàn toàn không thể thương lượng. Bất kể nói thế nào, Đạo Hiếu cũng là Thái Thượng Tông khách khanh trưởng lão, mà lại nghe nói Đạo Hiếu cùng Thái Thượng Tông thiếu tông chủ trừ cử quan hệ không phải bình thường. Lão Đạo mặc dù không phải thà nước tu sĩ, nhưng cũng không nghĩ quá mức đắc tội trừ thiếu chủ. Dù sao ngày sau còn muốn tại phương này tất trên biển đi săn kiếm ăn, đem trừ thiếu chủ đắc tội quá ác, cũng không có gì tốt chỗ người nói đúng không, tiêu đạo hiếu. Tiêu phàm bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, đạo hữu dự định làm sao thương lượng với ta đâu. Rất đơn giản, tiểu đạo hữu đem trên thân tất cả bảo vật cùng linh thạch đều giao ra, lưu lại đầu này linh thú, lập tức rời đi nơi này, ta có thể coi như cho tới bây giờ chưa thấy qua đạo hữu thiên tuyệt đạo nhân lập tức nói, cho thấy phải sớm đã nghĩ kỹ một bộ này lý do thoái thác, coi như tiêu phàm không mở miệng xin hỏi, hắn cũng sẽ nói ra. Đạo hữu ý như thế nào? Nói thật, đây đã là lão đạo có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nếu không phải xem ở trừ thiếu chủ trên mặt, lão đạo thật không nỡ cái này tới tay 50 triệu linh thạch. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười, nhìn qua thiên tuyệt đạo nhân ánh mắt bên trong, toát ra ý trào phúng, từ tốn nói, tiêu mỗ chỉ ý cũng là như thế này, chỉ muốn đạo hữu nguyện ý đem tất cả bảo vật cùng linh thạch đều giao ra, lập tức rời đi nơi này, tiêu mỗ có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thả các ngươi một con đường sống, như thế nào. Thiên tuyệt đạo nhân lập tức liền nghi người, một đôi mắt chừng phải so châu trứng còn lớn hơn, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, phảng phất hoài nghi mình nghe lầm đây không phải nói đùa a à, mấy người khác lại ha ha phá lên cười tiêu đạo hiếu nếu như ta không có nhìn lầm nơi này chỉ có một mình ngươi người vị kia nhân tình cũng không có đi cùng với ngươi thật lâu thiên tuyệt đạo nhân mới giật mình nói kìm lòng không đặng nhìn bốn phía một chút hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ tiêu phàm đến cùng bởi vì gì tự tin như vậy chẳng lẽ thiên diệu tiên tử liền tại phụ cận thế nhưng là tại cái này biển rộng mênh mông phía trên bốn phía trừ nước biển hay là nước biển vừa xem vô dư, ngay cả một gốc có thể ẩn thân cây nhỏ đều không có, Thiên Diệu Tiên Tử ẩn nấp chi thuật lại kỳ diệu, cũng hẳn là không thể gạt được cảm giác của hắn mới đúng. Thân là động vật biển thợ săn, Thiên Tuyệt Đạo Nhân cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nhưng mà đây cơ hồ là duy nhất giải thích hợp lý. Không phải, Tiêu Phàm chính là đang hư trương thanh thế. Một nghĩ rõ ràng điểm này, Thiên Tuyệt Đạo Nhân không khỏi giận từ đáy lòng lên, càng ngày càng bạo. Thiên Tuyệt Đạo Nhân hung hoành cả một đời không ít người nhìn thấy hắn liền dọa đến tè ra quần, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này dầm dĩ trương cuồng vọng hậu sinh vãn bối. Tiêu đạo hiếu, ta đổi chủ ý, ngươi coi như quỳ xuống đến cầu ta, ta cũng tuyệt không buông tha ngươi. Bá còn không có cùng thiên tuyệt đạo nhân có động tác gì, tiêu phàm trước liền động. Đối mặt với thiên tuyệt đạo nhân, dưới chân độn quang cùng một chỗ, nhanh như thiểm điện phía bên trái bên cạnh kích bắn đi. Trên vị trí kia, đứng một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lấy tiêu phàm tu vi hiện tại, chỉ là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối với hắn mấy có lẽ đã không thể tạo thành mặc cho hạ huy uy hiếp. Nhưng kia chỉ chỉ là đơn độc một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, nếu như là thân ở trong trận pháp, từ lại coi là chuyện khác. Ngay tại vừa rồi, thiên tuyệt đạo nhân sư đệ cùng các đệ tử, đã ẩn ẩn bố thành bắt đầu thất tinh trận. Tên này kim đan hậu kỳ tu sĩ, đang đứng ở khai dương chi vị. Bắt đầu thất tinh trận, là rất bình thường trận pháp, không ít trận pháp sư đều hiểu được bố trí nhưng bình thường không có nghĩa là đơn giản, càng không có nghĩa là uy lực không mạnh. Trên thực tế, bắt đầu thất tinh trận uy lực cực mạnh. Mà lại thiên tuyệt đạo nhân cùng hắn hai tên nguyên anh sơ kỳ sư đệ đều không yếu, có thể trường kỳ trên mặt biển đuổi bắt yêu thú thợ săn, hung hãn là không cần phải nói. Lấy một địch ba, tiêu phàm cũng không có có mấy phần chắc chắn. Nếu như tùy ý bọn hắn đem bắt đầu thất tinh trận bố thành, một khi mình bị khốn, lại muốn phá trận, độ khó liền lớn. Bắt đầu thất tinh trận, lấy chiếm giữ đấu khôi cùng cán trùm sao bắt đầu ở giữa thiên quyền là cần gấp nhất, dưới mắt thiên tuyệt đạo nhân mình liền đứng tại thiên quyền chi vị bên trên, chủ điều khiển cả tòa bắt đầu thất tinh trận. Mà cán trùm sao bắt đầu vị trí, thì lấy Ngọc Hành làm chủ, từ vị kia ánh mắt độc đáo mập lùn sư đệ tỏa chấn, cũng là trong 7 người tu vi gần với thiên tuyệt đạo nhân một vị, chiếm giữ khai dương vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, tại bốn tên tu sĩ kim đan bên trong, cũng không tính mạnh nhất. Tiêu phàm chọn trước này người hạ thủ, ý đồ cực kỳ rõ ràng, chính là muốn trước cầm xuống một người, để cái này bắt đầu thất tinh trận chưa đưa đến tác dụng liền trước phá mất. Trịnh sư đệ, thiên tuyệt đạo nhân không nghĩ tới tiêu phàm mặt ngoài ôn tồn lễ độ, lại nói đánh là đánh. Mày may giả tá cũng vô, trong lúc này, chính hắn là quả quyết không kịp cứu viện, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể gửi hy vọng ở kia buồn bã trịnh sư đệ trên thân. Hắn ngay tại tên kia kim đan đệ tử bên người cách đó không xa, kịp thời xuất thủ. Hẳn là còn kịp, kia trịnh sư đệ nhìn như mập lùn chỉ đột, động tác không chậm chút nào gần như đồng thời phát giác được tiêu phàm ý đồ trong miệng quát khẽ một tiếng thân thể hóa vì một cái to lớn viên thịt hướng tiêu phàm kích bắn đi tiêu phàm động tác cực nhanh lúc này hắn đã tới không kịp thi pháp chỉ có thể lấy loại này phương thức trực tiếp nhất đi cứu viện tên kia kim đan đệ tử bất quá cái này mập lùn rõ ràng tập luyện qua luyện thể chi thuật cái này một cái xuất thủ như là mũi tên khí thế hùng hổ uy lực cực mạnh Tiêu phàm đối cái này kích xạ mà đến viên thịt không thèm để ý, cổ tay khẽ đảo. Một thanh xanh mờ mờ trường kiếm nổi lên, phản tay nắm chặt, một kiếm hướng na mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi kim đan hậu kỳ tu sĩ tật chảm mà đi. Kia kim đan hậu kỳ tu sĩ mặc dù lòng tràn đầy sợ hãi, lại phản ứng cực nhanh. Biết mình nếu là thối lui hoặc là né tránh, tốc độ khẳng định không bằng một tên nguyên anh tu sĩ. Mà lại cứ như vậy, trận pháp lập phá, lúc này cắn răng một cái, dương một tay lên bên trong kỳ hình binh khí, hướng về tiêu phàm trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Nửa bước không lùi, chỉ cần mình liều chết ngăn trở tiêu phàm một chiêu, trịnh sư thúc liền có thể kịp thời đuổi tới. Lập tức toàn bộ trận pháp phát động, họ tiêu này liền không còn có cơ hội làm bị thương mình. Bất kể nói thế nào, tiêu phàm trong tay cầm thanh trường kiếm này, cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Trong lúc vội vã xuất thủ, dù coi như là nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể làm được dạng này. Nhưng là sau một khắc, tên này tu sĩ Kim Đan liền biết mình sai, sai rất không hợp thói thường. Tiêu phàm mặc dù là bỗng nhiên xuất thủ, lại không có chút nào vội vàng, mỗi một kích đều trải qua tỉ mỉ tính toán. Giang giác kỳ hình binh khí cùng trường kiếm màu xanh giao kích cùng một chỗ. Khiến người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, chuôi này trường kiếm màu xanh vậy mà thoáng cái vỡ thành mười mấy phiến mảnh vỡ, trong nháy mắt, mười mấy phiến mảnh vỡ liền biến thành 12 chuôi xanh mờ mờ đoạn kiếm, từ 12 cái phương hướng khác nhau, hướng tu sĩ Kim Đan bay đi, đây là từ ly dao 12 phiến bản mệnh vẩy rồng huyến hóa mà thành trường kiếm, tốc độ nhanh chóng, mũi nhọn chi sắc bén, vượt xa khỏi kim đan hậu kỳ tu sĩ ngoài tưởng tượng. Một tiếng hét thảm, tên kia tu sĩ kim đan liền ở giữa không trung bị cắt thành mười mấy khối, huyết nhục vẩy ra, nhao nhao hướng dưới chân xanh thảm biển cả rơi xuống. Nếu không phải tình hình khẩn cấp, đối phó chỉ là một tên tu sĩ kim đan, tiêu phàm căn bản cũng không cần phải đem ly dao bản mệnh vẩy rồng kiếm tế ra đến, dạng này lợi khí dùng tại cùng cùng giai tu sĩ tranh đấu thời điểm, cũng giống vậy có thể thu đến không tưởng được kỳ hiệu, bây giờ lộ chân tướng, lại nghĩ lấy chi đánh lén thiên tuyệt đạo nhân cùng ba tên nguyên anh tu sĩ, coi như không dễ dàng. Dù là như thế, tên kia tu sĩ kim đan thoáng qua bị giết, ngay cả nửa phân sức hoàn thủ đều không có, hay là khiến cái khác người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin. Đúng lúc này, kia mập lùn tu sĩ hóa thân viên thịt cũng đã đụng vào. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, tay trái vừa nhấc, một trường đánh ra lập tức gió tiếng nổ lớn trên mặt biển cuốn lên cao mấy trượng sóng lớn một cỗ to lớn cự lực hướng mập lùn tu sĩ mãnh kích mà đi chỉ trong nháy mắt tiêu phàm liền đã kích phát kim cương thiết cốt thần thông luyện thể thuật sư đệ cẩn thận thiên tuyệt đạo nhân mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra đến tiêu phàm cái này luyện thể thuật không thể coi thường tuyệt không phải trịnh sư đệ luyện thể thuật có thể so ra mà vượt cả hai căn bản liền không tại một cái cấp bậc bên trên chỉ tiếc cái này nhắc nhở đã quá trễ trong lúc này, họ trịnh mập lùn tu sĩ cũng không có khả năng lại thu thế. Oanh, một tiếng vang trầm, họ trịnh mập lùn tu sĩ cuồng hống một tiếng, to lớn viên thịt lập tức hướng về sau bay rớt ra ngoài, so sông lại tốc độ càng nhanh ba phân. Tiêu phàm lại đứng yên tại giữa không chung, một mình từ nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền là bình chân như vậy. Bóng người lóe lên, thiên tuyệt đạo nhân một bước đoạt ra, rũi tay ra, ngừng lại mập lùn tu sĩ thế đi. Họ trịnh tu sĩ dừng lại thân thể, một gương mặt đỏ bừng lên, Hung tợn Trừng Tiêu phàm một chút, miệng hơi mở, oa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Giao tay khẽ vẫy, liền đã bị Tiêu phàm kích thương. Cái khác ba tên tu sĩ Kim Đan dung mạo lớn sợ, nhao nhao hướng Thiên Tuyệt đạo nhân bên này kích xạ mà đến, không dám tiếp tục lạc đàn. Vừa rồi vị kia đồng môn bị giết, bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bọn hắn cũng đã gặp không ít, nhưng cho tới bây giờ không có vị nào ra tay giết người như là Tiêu phàm dạng này gọn gàng quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, yêu thú luyện thể thuật, rất tốt, ta còn thực sự là nhìn nhầm, tiêu đạo hữu so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn một điểm. Thiên tuyệt đạo nhân lập tức móc ra bình ngọc, đổ ra một viên thuốc giao cho họ trịnh tu sĩ, đứng thẳng người, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, lạnh lùng nói. Sợ sợ không chỉ mạnh một điểm, tiêu phàm từ tốn nói, nửa phân đều không khiêm tốn. Ha ha, vậy liền rất tốt, ta thiên tuyệt đạo nhân cả đời này, thích nhất chính là gặm xương cứng, bóp quả hồng mềm có mùi vị gì. Tiêu đạo hiếu có thể bị một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mời làm khách quý, quả nhiên có mấy phân bản sự, vậy liền để lão đạo hảo hảo ước lượng đo một cái ngươi cân lượng đi thiên tuyệt đạo nhân miệng hơi mở, một đoàn đen xì sự vật bắn ra. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là một phương tắc hơn lớn nhỏ màu đen ấn tỉ. Màu đen ấn tỉ vừa bay lối ra, liền là đón gió căng phồng lên, hóa thành lớn gần trượng tiểu nhân một đám mây đen, đen nhánh lơ lửng tại thiên tuyệt đạo nhân đỉnh đầu, toàn thân tản ra huyết tinh chi khí, không biết có bao nhiêu sinh linh đã mất mạng tại món pháp bảo này phía dưới. Từ cái này màu đen ấn tỉ khí tức đến xem, lúc đầu chỉ là một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, nhưng đi theo thiên tuyệt đạo nhân thời gian hẳn là rất dài, đang không ngừng tế luyện bồi dưỡng phía dưới, tăng thêm tàn sát sinh linh vô số. Món pháp bảo này sớm đã siêu việt lúc trước luyện chế thời điểm cảnh giới, có thể đủ đưa thân chân chính pháp bảo cực phẩm liệt kê, ngay cả tiêu phàm đều cảm nhận được một cỗ phi thường nặng nề uy áp chi khí nhất là kia cỗ mùi máu tươi làm người ta trong lòng cực kỳ bất an bảo vật binh khí có đôi khi đúng là có thể thông linh một khi thông linh liền là uy lực đại tăng vừa mới đối phó kia ngũ thải gấm tôm thời điểm thiên tuyệt đạo nhân vẫn chưa tế ra cái này màu đen ấn tỉ có thể thấy được đây là hắn áp đáy hòm bảo vật bây giờ chưa chính thức cùng tiêu phàm giao thủ liền tế ra đủ thấy trong lòng hắn đối tiêu phàm kia một tia ý khinh thường đã sớm thu vào trịnh sư đệ, người mang Cao An đi bắt con linh thú này, đừng để nó chạy mất. Loại này mang theo thánh linh huyết mạch linh thú, nhưng không phải bình thường thiên tuyệt đạo nhân hai mắt một mực tiếp cận tiêu phàm, trầm giọng phân phó nói, cũng không quay đầu lại. Họ trịnh mập lùn tu sĩ đã thụ thương, cứ việc bị thương không nặng, thiên tuyệt đạo nhân cũng an bài cho hắn một cái tương đối tương đối nhẹ nhõm việc cần làm. Nguyên bản một đầu đeo thánh linh huyết mạch cấp 9 linh thú, cũng không phải tốt như vậy bắt. Nhưng bây giờ ngay tại ngủ say, không có chút nào kháng cự chi lực, họ trịnh tu sĩ chỉ cần vừa ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. để cho an toàn, thiên tuyệt đạo nhân còn cho họ trịnh tu sĩ an bài một tên tu sĩ kim đan làm giúp đỡ. vạn nhất lưu không được tiêu phàm, làm sao cũng muốn lưu lại đầu này linh thú. bằng không, ngày hôm nay liền lỗ lớn, bạch bạch đắc tội thái thượng tông thiếu tông chủ bằng hiếu, chỗ tốt gì đều không có mò được. cũng may hắn không phải thà nước tu sĩ, không cần quá để ý trừ thiếu chủ cảm nhận, thật muốn chọc giận trừ cửu. Lớn không được trốn ở đông bình nước không ngoi đầu lên chính là Đông bình việc lớn quốc gia huyền âm giáo địa bàn Thái Thượng Tông bàn tay không được dài như thế Huyền âm giáo thế lực so sánh với Thái Thượng Tông có lẽ còn hơi có không bằng Dù sao cũng đứng hàng ma đạo 10 đại Tông Môn Cũng không phải dễ sống chung Qua nhiều năm như vậy Thái Thượng Tông cùng huyền âm giáo đều là nước sông không phạm nước giếng Hai nước ở giữa cũng thông thương không khỏi Nhưng cũng vẻn vẹn như thế Không có tiến một bước giao tình Tại chính nói trong Tông Môn Thái Thượng Tông quy củ là tương đối nghiêm, chính tả chi phân nhìn đến rất nặng. Mao sư đệ, thiên tuyệt đạo nhân lại hướng một tên khác Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Sĩ gọi một tiếng. Kia Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Sĩ cũng cùng thiên tuyệt đạo nhân đồng dạng, mặt mũi tràn đầy dữ tợt, đằng đằng sát khí, nghe được sư huynh chào hỏi, gật đầu mạnh một cái, trên thân quang mang lé lên, một kiện màu đen bó sát người nước trừ nổi lên, tay cầm một cây xiên cá. Yên lặng đứng tại một hướng khác, cùng thiên tuyệt đạo nhân chỉnh thế đối chọi, bóp chặt tiêu phàm đường lui. Còn lại hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, thì đứng tại thiên tuyệt đạo nhân bên cạnh thân, cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, đôi môi nhếch không rên một tiếng. Bá, bên kia toa, tên gọi cao an tên kia tu sĩ kim đan đoạt trước một bước động thủ, hướng vòng xoáy bên trong ngủ say hắc lân lao thẳng tới. Bá ngay tại cao an vừa mới xuất hiện tại vòng xoáy trên không thời điểm, 24 chuôi xanh mờ mờ đoạn kiếm bỗng nhiên nổi lên, cuồn cuộn hướng về phía trước cắt mà tới kiếm trận, cao giàn xếp lúc dọa đến trợn mắt hốc ngồm, trong lúc nhất thời, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Cái này vảy rồng kiếm trận chi bên trên truyền đến khủng bố uy áp, tuyệt không phải hắn chỉ là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể ngăn cản được. Chỉ là đã rơi vào trong kiếm trận, lấy năng lực của hắn, muốn chạy đi càng là hào không khả năng. Kiếm trận đặc điểm lớn nhất chính là dày đặc, cuồn cuộn không dứt sát chiêu mới là kiếm trận chân chính chỗ đáng sợ, Đại tông môn kiếm tu, không thiếu lấy kiếm trận vây giết so với mình cấp bậc cao hơn đối thủ tiền lệ. Bây giờ tiêu phàm tu vi cảnh giới ở trên hắn, kiếm trận khởi động, hắn cơ hồ ngay cả nửa phân cơ hội chạy trốn đều không có. Sư thúc, cứu mạng, Cao An hét dầm lên, cứ việc cuồn cuộn cắt mà đến kiếm trận vây kín tốc độ cũng không quá nhanh, Cao An lại đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Có trời mới biết hắn vừa loạn động, sẽ dẫn phát kiếm trận cái gì sát chiêu. Họ trịnh mập lùn tu sĩ giận tím mặt, cổ tay khẽ đảo, một trận hắc mang lấp lánh, trong tay đã cầm một đầu đen xì lang nha đại bổng, mặc kệ 3721, liền hướng 24 chui vảy rồng giáp mãnh đảo qua đi. Nói thật, họ trịnh tu sĩ cũng giống vậy đối kiếm trận cảm giác sâu sắc e ngại, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, đối kiếm trận có rất sâu hiểu rõ. Biết loại này lấy lực lượng một người bày ra đến kiếm trận, cùng nhiều người bày ra kiếm trận rất là khác biệt. Loại này kiếm trận, hoàn toàn ỷ lại chủ nhân thần niệm chi lực thúc đẩy. Tiêu Phàm giống như hắn, chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, dù coi như pháp lực xa so cùng giai tu sĩ thâm hậu, thần niệm chi lực cuối cùng có hạn. Đồng thời điều khiển 24 chuôi lợi kiếm tạo thành kiếm trận, thần niệm chi lực tiêu hao cực kỳ kinh người, nếu như chỉ có hắn cùng Cao An hai người ở đây. Nói cái gì hắn cũng không dám trực tiếp hướng kiếm trận phát động công kích, chỉ sẽ lập tức quay đầu liền chạy. Cùng một tên hiểu được điều khiển kiếm trận cùng giai tu sĩ chém giết, quả thực chính là tự hành muốn chết. Huống chi tiêu phàm cảnh giới cao hơn hắn, đã đến nguyên anh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh. Đặt chân trung kỳ cảnh giới, nhưng dưới mắt, bọn hắn lại có 7 người, bị tiêu phàm đánh lén giết một cái, còn lại 6 cái, trong đó còn có một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cái này liền không có gì đáng sợ, chỉ cần thiên tuyệt sư huynh vừa ra tay, kiếm trận này lập tức liền sẽ sụp đổ. Tiêu phàm tuyệt đối không có cách nào đang thao túng kiếm trận đồng thời, còn có thể đối hai tên nguyên anh tu sĩ công kích ứng phó ung dung tiểu bối, lớn mật, thiên tuyệt đạo nhân cũng bị tiêu phàm triệt để chọc giận, một tiếng quát lớn, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm tay phải vung lên. Kia đen nhánh cự hình ấn tỉ, ầm ầm rung động, từ giữa không trung chấn áp mà hạ. Ấn tỉ bốn phía, mây đen quay cuồng, mùi máu tanh bốn phía, siêu họ trịnh mập lùn tu sĩ lang nha bổng quét vào không trung kia hai mươi bốn chuôi vẩy rồng kiếm tại lang nha bổng quét tới nháy mắt một trận thanh quang lấp lóe cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phảng phất bọn chúng nguyên bản cũng chỉ là một chút hư ảnh, cố ý ở nơi đó làm cho người mắc lừa. Cùng lúc đó, tiêu phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể nhoáng một cái. liền tại biến mất tại chỗ không gặp, thừa dịp màu đen ấn tỉ uy năng còn chưa hoàn toàn đem mình bao phủ thời điểm, thì triển thuấn di thuật thoát thân mà đi. Màu đen ấn tỉ cũng một chút nện ở không chung, thậm chí ngay cả hư không đều thoảng qua bắt đầu vặn vẹo, cái này ấn tỉ chi uy, có thể nghĩ. Cao an, họ trịnh tu sĩ không lo được khác, vội vã hướng nguyên địa lơ lửng bất động tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ gọi một tiếng. Lúc này người còn không chạy, chờ đến khi nào, ai ngờ không gọi còn tốt, lúc đó, cao an thân tử nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía dưới bên cạnh vòng xoáy bên trong rơi xuống, đảo mắt liền bị xanh thẳm nước biển nuốt hết, không thấy tăm hơi. Không biết lúc nào, cao an đã bị tiêu phàm vô thanh vô tức lấy tính mệnh. hắc ma đào mũi nhọn hư hóa thần thông, thường thường có thể tại quan trọng trước mắt lập xuống không tưởng được công lao mặc dù diệt sát một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ đối bây giờ tiêu phàm đến nói cơ bản không cần tốn nhiều sức nhưng ở mấy tên nguyên anh tu sĩ vây công phía dưới còn muốn đối kim đan hậu kỳ tu sĩ nhất kích tất sát độ khó liền tương đối lớn còn không đứng đắn giao thủ trong nháy mắt thiên tuyệt đạo nhân đồ đệ liền chết mất hai cái bảy người biến thành năm cái hỗn đản cút ngay cho ta ra thiên tuyệt đạo nhân tức giận đến nổi trận lôi đình bỗng nhiên ống tay áo lắc một cái một viên lớn bằng ngón cái viên châu siêu bắn lên trên trời, ba một tiếng nổ bể ra đến, lập tức vô số ngân quang lóng lánh phấn kết thúc vô thiên cái địa phun ra mà hạ. Hơn 10 trượng bên ngoài, một bóng người tránh hiện ra, nhìn xem mình bạch bào bên trên nhiễm lấy bột bạc, cảm thấy kinh ngạc. Chính là tiêu phàm, bất quá trong khoảnh khắc, tiêu phàm liền đã dùng mấy loại phương pháp, muốn đem dính ở trên người bột bạc loại trừ rơi, lại một chút hiệu quả đều không có. Cũng may cái này bột bạc trừ có thể hiển kỳ nhân phương vị bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ hại, xem ra là chuyên môn vì đuổi bắt yêu thú chuẩn bị, để những cái kia am hiểu ẩn nấp chi thuật yêu thú không chỗ che thân. Loại vật này mặc dù không có lực sát thương gì, lại cũng có được không có thể thay thế thực tế công dụng. Chỉ là dưới mắt, tự nhiên không phải nghiên cứu và thảo luận những này thời điểm. Cùng lên một loạt, giết hắn, thiên tuyệt đạo nhân không do dự nữa, cũng không đi đánh hắc lân chủ ý, gầm thét, hướng tiêu phàm bổ nhào qua, cái kia màu đen ấn tỉ lại một lần nữa ẩm ẩm hướng tiêu phàm chấn áp mà hạ. Bốn người khác cũng là không chút do dự, các rất binh khí, đuổi giết tiến lên. Mặc dù tại dưới cơn thịnh nộ, mấy người kia đánh cho vẫn rất có trương pháp, cũng không có như ong vỡ tổ sông về phía trước, mà là chiếm cứ phương hướng khác nhau, tiến thối có thứ tự. Đây là nhiều năm đi săn động vật biển chỗ đã thành thói quen, bao vây tấn công, sớm thành thói quen thành tự nhiên. Tiêu phàm lại một lần nữa thì triển thuấn di thuật tránh thoát đi. Những người khác công kích cũng là thôi, thiên tuyệt đạo nhân cái kia màu đen ấn tỉ, thực tế không thể coi thường, kia cỗ to lớn cự lực cùng ngang ngược chi khí rất khó đối phó nếu như là một đôi một tiêu phàm tất nhiên là nghiêm nghị không sợ coi như lấy cứng trọi cứng đều không có gì lớn không được mấu chốt hiện tại là năm đôi một tiêu phàm không có cách nào toàn lực ứng phó đi đối phó cái này màu đen ấn tỉ hừ hừ người nếu là coi là dựa vào một cái thuấn di thuật liền có thể tránh thoát ta cái này bá long tỉ cũng không tránh khỏi quá ngây thơ thiên tuyệt đạo nhân hừ lạnh một tiếng miệng bên trong thì thào chú ngữ âm thanh càng ngày càng nhanh, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo tinh thuần pháp lực không ngừng bắn vào không trung màu đen ấn tỉ bên trong, chỉ thấy kia bá long tỉ chấn động, lại lại bắt đầu phồng lên, trong khoảnh khắc liền tăng tới hai trượng có dư, một cỗ xa so lúc trước càng thêm áp lực nặng nề, vào đầu ép đem xuống tới. Cùng lúc đó, một cỗ mây đen lăn lộn mà hạ. Tiêu phàm chỉ cảm thấy quanh người không khí siết chặt, toàn thân liền giống như là rót trì, nặng nề đến cực điểm, lại cũng khó có thể xê dịch nửa bước cũng không biết là bá long tỷ bản thân huy năng, hay là bởi vì cái này ấn tỷ giết chóc quá nhiều, sát khí quá nặng, tự nhiên mà vậy có được giam cầm chi lực. Họ trịnh mập lùn tu sĩ cùng Mao sư đệ lập tức đại hỉ, ưỡn một cái lang nha bổng, ưỡn một cái cương xoa, phân từ hai bên trái phải hướng tiêu phàm mãnh kích quá khứ. Họ tiêu này bây giờ bị bá long tỷ ngũ hành chi lực chỗ giam cầm, đã cứng đối cứng đối phó thiên tuyệt sư huynh bá long tỷ, lại muốn đồng thời ứng trả cho bọn họ từ bên cạnh đánh lén, mới có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng vào lúc này, tiêu phàm trước người không khí một trận gợn nước vặn vẹo, cuồng xa cuồn cuộn mà qua, một đạo cao lớn hơn một trượng thổ thân ảnh màu vàng nổi lên, tay cầm hai thanh thổ hoàng sắc cự trùy, ẩm vang hướng giữa không trung chân áp mà dưới bá long tỉ mãnh kích đi lên. Oanh, thổ hoàng sắc cự trùy cùng màu đen bá long tỉ đụng vào nhau. Mặc dù đã tiến dài thành nguyên anh kỳ thổ ma ngẫu lực lớn vô cùng, cái này thổ hoàng sắc song trùy cũng chỉ là có chút ngăn hơi ngăn lại màu đen ấn tỉ hạ xuống chi thế, trong nháy mắt hai thanh uy phong lẫm liệt cự trùy liền vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành điểm điểm bụi đất bá long tỉ ầm vang mà hạ đồng thời lang nhà bổng cùng cương xoa cũng phân biệt đánh trúng thổ ma ngẫu hai bên sườn bá thổ ma ngẫu toàn thân đều nát vỡ thành một đoàn cát vàng ở giữa không chung xoay tròn lấy tựa hồ nghĩ lại một lần nữa ngưng tụ thành hình mà vốn nên nên đứng tại nó vị trí kia tiêu phàm lại một lần không thấy bóng dáng từ mọi người mí mắt phía dưới biến mất không thấy gì nữa đều cẩn thận chút, thiên tuyệt đạo nhân phát giác không ổn, không chịu được nghẹn ngào hô to, bỗng nhiên quay đầu đi. Sau đó, thiên tuyệt đạo nhân liền nghe tới phích lịch oanh minh, tiếng sét đánh bên trong, là hai tiếng thê lương vô so rú thảm. Thiên tuyệt đạo nhân một trái tim, nháy mắt chìm xuống dưới. Chỉ thấy một cái cao khoảng một trượng hoàng kim như ý tháp xoay tròn lấy, nhanh chóng co lại nhỏ, trở lại tiêu phàm trong tay, cao mấy tấc trên thân tháp, phích lịch trận trận, ngân hồ lập lòe, lóa mắt sinh huy, chính là một kiện lôi thuộc tính chí bảo mà bọn họ hạ tối hậu hai tên kim đan hậu kỳ đệ tử, đã tại biến mất tại chỗ phải bóng dáng hoàn toàn không có, ngay cả một điểm cặn bã đều không thừa dưới, phảng phất bọn hắn cho tới bây giờ liền không có tại chỗ này hải vực xuất hiện qua. Mới vừa rồi còn là một môn bảy kiệt, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có ba người bọn hắn nguyên anh tu sĩ, kim đan đệ tử đã tổn thất hầu như không còn. Nhất là để thiên tuyệt đạo nhân cơ hồ muốn tức ngất đi chính là tiêu phàm ở ngay trước mặt hắn, diệt sát những đệ tử này tại ba tên nguyên anh tu sĩ tấn công mạnh phía dưới người này vẫn như cũ rủ bận vẫn ung dung dễ dàng liền đem hắn bốn tên cao giai đệ tử giết đến tinh quang thiên tuyệt đạo nhân cơ hồ muốn chọc giận điên lẽ nào lại như vậy quả nhiên là vô lý trước kia bọn hắn còn trong bóng tối chế diễu hạo thiên tông hạch tâm trưởng lão hữu danh vô thực đường đường siêu cấp đại tông môn nguyên anh trung kỳ trưởng lão thế mà bị một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tại nhà mình tổng đàn cho diệt sát đi thực tế là chết được có đủ uất ức hiện tại xem ra, thật đúng là oan uổng Hạo Thiên Tông cùng Âu Dương Uy. Họ tiêu này hỗn đản, quả thực chính là cái đổ biến thái. Cường hãn đến biến thái, tiêu phàm lơ lửng tại vòng xoáy trên không, cánh tay vừa nhấc, đem thổ ma ngẫu hóa thành cuồn cuộn cát vàng đều thu tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn sư huynh đệ ba người. Các người bây giờ lập tức lăn, ta có thể tha các người bất tử. Thanh âm lạnh lùng, từ tiêu phàm miệng bên trong sông ra. Thiên tuyệt đạo nhân hai mắt, lập tức liền đỏ, đỏ đến giống máu, phảng phất liền muốn từng giọt trượt xuống. Họ trịnh tu sĩ cùng mau sư đệ, trong mắt cũng giống như là muốn phun ra lửa. Thành danh nhiều năm, còn chưa hề nhận qua dạng này nhục nhã. Họ tiêu, đây là người bước ta, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, thiên tuyệt đạo nhân nói từng chữ từng câu. Phốc thiên tuyệt đạo nhân ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hóa thành điểm điểm huyết vụ, bị giữa không trung lơ lửng bá long tỉ toàn bộ hút thu vào họ trịnh tu sĩ cùng mao sư đệ liếc nhau, âm thầm cắn răng một cái, cũng riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành huyết phụ, bị màu đen ấn tỉ hấp thu. Nguyên bản đen nhánh ấn tỉ mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng tươi hào quang màu đỏ, huyết tinh chi khí đại thịnh. Cách đó không xa tiêu phàm hai mắt khẽ híp một cái, hiện lên một vòng vẻ giật mình. Bá long tỉ phía trên lộ ra cỗ này huyết tinh, mang theo nói không nên lời tà mị chi khí, dĩ nhiên khiến phải thần hồn của hắn cảm giác sâu sắc bất an. Xem ra cái này bá long tỷ không chỉ là giết chóc quá nặng, bản thân chất liệu cùng tế luyện chi pháp chính là tà ma ngoại đạo. Không phải, lấy tiêu phàm hảo nhiên chính khí hùng hậu, phổ thông giết chóc sát khí, quyết không đến mức để hắn thần hồn bất an. Một ngụm máu tươi phun ra về sau, Thiên Tuyệt đạo nhân sư huynh đệ ba người đều đều sắc mặt trắng nhợt, hai mắt lại càng thêm đỏ tươi ướt át. Chấn, Thiên Tuyệt đạo nhân tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, hướng không trung huyết quang mịt mờ màu đen ấn tỉ một điểm, bạo quát to một tiếng. Trong chốc lát bầu trời vì đó tối sầm lại, bốn phía thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không tuyệt hướng bá long tỷ bên trong cuồn cuộn mà đi, nguyên bản nhìn giảm tình không lập tức trở nên đen kịt, tựa hồ lập tức liền muốn mưa như chút nước. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy quanh người không khí khoảnh khắc trở nên sền sệt vô so, phảng phất hãm thân tại đầm lớn máu tươi bên trong, mùi máu tanh làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Huyết quang mịt mờ bá long tỷ ầm ầm mãnh kích mà hạ. Sền sệt không khí không ngừng vặn vẹo, phát ra độc xà thổ tín khủng bố thanh âm, cái này phòng chế cực phẩm bảo vật, nháy mắt bộc phát ra so với bình thường pháp bảo cực phẩm còn phải cường đại hơn nhiều uy năng, khó trách thiên tuyệt đạo nhân đối nó ký thác kỳ vọng. Tiêu phàm gấp nhìn chằm chằm không trung màu đen ấn tỉ, sắc mặt nghiêm túc. Tật, hư giữa không trung, 24 chuôi màu xanh đoạn kiếm nổi lên, quay tít một vòng. Hóa thành một đóa màu xanh hoa sen, hướng về ầm ầm chấn áp mà dưới màu đen ấn tỉ nghinh kích đi lên, trong nháy mắt, màu đen ấn tỉ cùng màu xanh hoa sen liền đụng vào nhau một trận suy suy chi tiếng vang lên, kiếm mang màu xanh lướt qua, lớn gần trượng màu đen ấn tỉ bên trên xuất hiện từng đạo màu trắng vết dạn. Nhưng tiêu phàm còn đến không kịp cao hứng, chỉ thấy những cái kia vết dạn liền lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ cực nhanh khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Âm vang một tiếng, tại bá long tỉ trọng áp phía dưới, màu xanh hoa sen hóa thành 24 chuôi lợi kiếm, tứ tán bắn ra. Vảy rồng kiếm trận đệ nhất trọng đã phá, tiểu bối, không biết trời cao đất rộng, thiên tuyệt đạo nhân thấy thế đại hỉ, nhe răng cười một tiếng. Chỉ một ngón tay màu đen ấn tỉ, ầm ầm chân áp mà hạ. Vù vù 24 chuôi màu xanh vảy rồng kiếm, lại trong hư không nổi lên, ngay sau đó, tạo thành đệ tam trọng kiếm trận 24 chuôi vảy rồng kiếm cũng xông ra. Tiêu phàm tay khẽ vẫy, tứ tán bay khỏi đệ nhất trọng 24 chuôi vảy rồng kiếm cũng nhao nhao bay vụt mà quay về. Trong lúc nhất thời, trong hư không thanh quang chấp loạn, kiếm ảnh tung hoành. 72 chuôi màu xanh đoạn kiếm ở giữa không trung quay tròn loạn chuyển, trong nháy mắt hóa thành một đóa to lớn thanh liên. Phi tốc xoay tròn lấy, bỗng nhiên nâng chân áp xuống màu đen ấn tỷ. Phá, Thiên Tuyệt đạo nhân giận dữ, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết phi tốc đánh vào màu đen ấn tỷ bên trong, lập tức khắc mang đại phóng, màu đen ấn tỷ bên trên lộ ra càng thêm khổng lồ áp lực. Dốc hết toàn lực muốn chân áp mà xuống, thanh liên lại không nhúc nhích chút nào, một trận thanh mang lấp lánh về sau, ngược lại chậm rãi đem màu đen ấn tỷ đi lên nâng lên. Lẽ nào lại như vậy, lần này thiên tuyệt đạo nhân là thật nhìn không rõ. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, so với mình còn thấp một cảnh giới, coi như hắn rất nghịch thiên, căn cơ lại nền vững chắc, tối đa cũng chỉ là cùng pháp lực mình tương đương mà thôi. Bây giờ mình ba người hợp lực, lấy cứng trọi cứng, lại còn là bị hắn ngạnh sinh sinh đứng vững. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ là trong lúc này, sớm đã là đâm lao phải theo lao. Thiên tuyệt đạo nhân bỗng nhiên cắn răng một cái, lần nữa há miệng, lại phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành từng tia từng tia huyết vụ, chui vào bá long tỷ bên trong, họ trịnh tu sĩ cùng mao sư để cũng dập khuôn máy móc, phun ra máu tươi, cường hóa bá long tỷ huy năng. Sư huynh đệ ba người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Dạng này liên tiếp phun ra tinh huyết, rất rõ ràng đã thương tới đến bản mệnh chân nguyên, chỉ sợ một trận chiến này coi như có thể thủ thắng, qua đi cũng sẽ bệnh nặng một trận, chỉ ít cần hơn mấy tháng tĩnh dưỡng mới có thể phục hồi như cũ. Nguyên vốn đã ảm đạm màu đen ấn tỷ bên ngoài, lại một lần nữa huyết quang đại phóng. Thiên tuyệt đạo nhân lại cổ tay khẽ đảo, móc ra một tấm màu đen phù lục. Tờ phù lục này nhìn qua 10 điểm cổ xưa tàn tạ, nhưng vừa lấy ra, lập tức liền để mọi người kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Tiêu phàm từ chương này tàn tạ phù lục bên trong cảm nhận được một loại nào đó cực độ oán khí cùng không cam lòng. Không hề nghi ngờ, đây không phải một chương phổ thông phù lục, mà là lấy ma đạo hoặc là quỷ đạo công pháp, cưỡng ép lấy hồn phách loại hình luyện chế ra đến quỷ dị phù lục. Từ kia phù lục bên trong truyền đến yêu nghiệt chi khí để phán đoán, hẳn không phải là nhân loại tu sĩ tinh hồn tế luyện mà thành, mà là yêu thú loại hình tinh hồn. Thiên tuyệt đạo nhân há mồm cắn nát ngón trò tay phải, máu tươi tuôn ra, vội vã tại trên bùa chú một trận viết, màu đen phù lục mặt ngoài trong chốc lát máu lóng lánh, tất cả tinh huyết đều bị phù lục hút vào, nguyên bản màu đen phù lục, đảo mắt biến thành huyết hồng sắc. Đi, thiên tuyệt đạo nhân hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm chốc lát, hét lớn một tiếng. Kia phù lục bay dương mà lên, dung dinh bay đi, vô thanh vô tức dán tại màu đen ấn tỉ phía trên, huyết quang đại phóng. Đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm phát ra, chỉ thấy một đầu dài đến hơn 10 trượng màu đen giao long hư ảnh phóng lên tận trời, trên thân vảy rồng hồng mang lập lòe, như là bao trùm một tầng máu tươi, ở giữa không trung xoay quanh bay múa, so đèn lồng còn lớn long nhãn, gắt gao trừng tiêu phàm một chút, trong nháy mắt liền chui vào màu đen ấn tỉ bên trong, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, bá long tỉ bên trên bộc phát ra cực kỳ khủng bố cự lực, mãnh hướng xuống chân áp tới. 72 chuôi vảy rồng kiếm tạo thành trung cực vảy rồng kiếm trận, lập tức phát ra ken kết thanh âm, lập tức lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Người có giao long chi lực, chẳng lẽ ta liền không có sao? Tiêu phàm quát lạnh một tiếng, thân thể lắc một cái. Chỉ thấy chăm chú bao khỏa ở trên người hắn màu xanh chiến giáp trong chớp nhoáng bay vút lên trời, bá một tiếng, màu xanh đóa sen lớn nháy mắt giải thể, hóa thành 72 phiến nắm đấm lớn vảy rồng, hướng màu xanh chiến giáp bay đi, trong khoảnh khắc cả hai liền hòa làm một thể. Đảo mắt màu xanh chiến giáp liền huyễn hóa thành một đầu dài đến hơn 10 trượng màu xanh giao long hư ảnh, ở giữa không trung dương nhanh múa vuốt, hướng nam màu đen ấn tỷ trợn mắt nhìn. Tiêu Phàm miệng hơi mở, một viên to lớn màu lam long châu bắn ra, lóng lánh xanh minh mang quang trạch, lóa mắt sinh huy, một cỗ rét căm căm khí tức tứ tán ra, cơ hồ đem nửa bầu trời đều nhuộm thành xanh minh mang nhan sắc. Ly thủy long châu cái này sao có thể? Thiên tuyệt đạo nhân không khỏi trợn mắt hốc mồm, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy sắc mặt nháy mắt biến thành xanh xám sắc. Trong truyền thuyết Ly thủy long châu thân là động vật biển thợ săn khẳng định nghe nói qua cũng từ cổ tịch bên trên đọc được qua có quan hệ Ly thủy long châu các loại miêu tả nhưng nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy mà lại không phải từ dao long miệng bên trong phun ra mà là từ một tên nhân loại tu sĩ miệng bên trong phun ra. Chẳng lẽ tiêu phàm không phải nhân loại tu sĩ? Vậy mà là giao long hóa hình mà thành. Còn không chờ bọn hắn nghĩ được rõ ràng, đầu kia dài đến hơn 10 trượng màu xanh giao long hư ảnh đã mãnh nhào tới, mở ra miệng rộng, cắn một cái vào quang mang bắn ra bốn phía ly thủy long châu. Chỉ thấy từng đạo xanh minh mang dòng nước lập tức tại giao long hư ảnh chảy xuôi mà qua, những nơi đi qua, tái sinh máu thịt, phải rồng lập loè, trong nháy mắt giao long hư ảnh liền biến thành thực thể. Một đầu dài hơn 10 trượng cự giao trong hư không hiện hình mà ra màu đen ấn tỷ đã ầm ầm đập mạnh mà hạ, màu xanh dao long ngửa mặt lên trời gào to, tiếng long ngâm chấn động khắp nơi, thật dài dao đuôi bãi xuống, liền hướng về màu đen ấn tỷ nghinh kích đi lên, mở ra long chảo, một thanh liền tóm lấy kia huyết sắc mịt mở bá long tỷ. Lập tức màu xanh dao long toàn thân chấn động, huyễn hóa ra đến long chảo bên trên tràn ra từng đầu vết dạn. Rất hiển nhiên, bá long tỷ chiếm thượng phong, thiên tuyệt bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy màu xanh giao long không chút do dự, thân thể một trận vặn vẹo, lập tức đem màu đen ấn tỷ chăm chú cuốn lấy. Vô luận màu đen ấn tỷ phía trên như thế nào huyết quang đại phóng, như thế nào cự lực mãnh liệt, đều bị màu xanh giao long quấn đến xít sao, lại cũng khó có thể hạ xuống một thước một tấc. Tiêu phàm trên chán cũng chảy ra mồ hôi mịn, trên bản chất, đầu này màu xanh giao long hay là vảy rồng kiếm trận, hắn nhất định phải đồng thời điều khiển 72 chuôi vảy rồng kiếm mới có thể chống đỡ màu đen ấn tỷ bá đạo. Mặc dù hắn thần niệm chi lực xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên, một lúc sau, cũng rất cảm thấy phí sức. Nhất là bá long tỷ bên trên truyền ra đến kia cỗ huyết tinh sát khí, càng là nhất định phải thời thời khắc khắc bảo vệ thần trí của mình biển, nếu không không cẩn thận liền có khả năng bị nó ô nhiễm thần hồn. Song phương giữ lẫn nhau không dưới, đúng lúc này, phong vân đột biến, chỉ mỗi ngày tế trên trời cao, truyền đến một tiếng cao vút bén nhọn chim hót, tràn đầy vô tận ngang ngược cùng tham lam chi ý, một cái điểm đen nho nhỏ xuất hiện tại xa xôi thương khung biên giới. Khi tiếng thứ hai chim hót truyền đến thời điểm, cái này điểm đen nho nhỏ đã kinh biến đến mức có thể thấy rõ ràng. Tiếng thứ ba chim hót vang vọng, bên trên bầu trời đã biến sắc. Một đầu cự điểu, sắt mỏ mân câu, dương cánh như mây, trường dài mười mấy trượng, màu xanh lông vỗ từng chiếc như sắt, hung mãnh phi phàm, nhất là đầu cánh phía trên kia một nắm lông chim màu bạc, lộ ra nhất là lóa mắt. Một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức, uy áp mà hạ. Đại bàng biển, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đại bàng biển mặc dù xem như so khá thường gặp trời chim, nhưng đầu này đại bàng biển lại rõ ràng không giống bình thường, lại có cấp 11 yêu cầm khí tức khủng bố. Cái này liền quá hiếm thấy. Đầu này đại bàng biển hiển nhiên cũng là bị ngay tại tiến giai hắc lân hút dẫn tới, sắc bén vô so ánh mắt, chỉ ở tiêu phàm cùng nhân loại tu sĩ trên mặt quét qua, liền dẫn tới, cuối cùng dừng lại tại vòng xoáy trung tâm ngủ say hắc lân trên thân, trong mắt lộ ra nhân cách hóa vẻ tham lam. Thiên tuyệt đạo nhân giật mình về sau, liền là đại hỷ. Hắn nhìn ra được, hắc lân tại tiêu phàm trong suy nghĩ phân lượng rất nặng. Bây giờ lại tới một đầu tương đương với hóa hình trung kỳ trời chim, lại nhìn họ tiêu này tiểu bối, muốn ứng đối ra sao. Sợ hắn chính là ba đầu sáu tay, cũng ngăn cản không nổi. Thiên Tuyệt đạo nhân còn đến không kịp cao hứng, lại một tiếng cao vút chim hót vang vọng, trước mắt mọi người trắng toan toát quang mang lóe lên, lập tức một cỗ ác phong càn quét mà lên, trong nháy mắt, một đầu dương cánh vài chục trưởng to lớn xương chim, phóng lên tận trời, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, về phía chân trời đại bàng biển nghênh kích mà lên. Đây là vật gì? Thiên Tuyệt đạo nhân nhìn qua xương chim, ánh mắt lóe lên một vòng cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng đây là một bộ trời chim hình thái cơ quan khôi lỗi thú nhưng lập tức ngay tại xương thân chim bên trên cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng, mặc dù cỗ này sinh cơ mang theo một loại nào đó khí tức quỷ dị, lại hiển lộ rõ ràng ra xương chim thật sự là một loại nào đó sinh linh, không phải vô tri vô biết khôi lỗi. Chẳng lẽ là quỷ linh, nghe nói một ít cao dài trời chim sau khi ngã xuống, cơ duyên xảo hợp, sẽ tại thi hài phía trên một lần nữa sinh ra thần thức, lại lần nữa tu luyện thành hình. Chỉ bất quá phục sinh về sau hài cốt, tự nhiên cùng khi còn sống trời chim là hai việc khác nhau. Loại tình hình này, thiên tuyệt đạo nhân cũng chỉ là nghe nói, chưa hề chân chính được chứng kiến. Nguyên bản khí thế hùng hổ thẳng đến hắc lân mà đến cự hình đại bàng biển, gặp một lần xương chim, lập tức giật nảy cả mình, trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Ngân sĩ đại bằng, trên bầu trời truyền đến rít lên một tiếng, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chính là đầu kia hóa hình trung kỳ đại bàng biển miệng bên trong phát ra thanh âm. Biển kiêu là ngân sĩ đại bằng tại thất dạ giới xương hô, vô luận là tại thất dạ giới hay là tại toa ma giới, cũng vô luận là xưng là biển kiêu hay là xưng là ngân xí đại bằng, đều là hoàn toàn xứng đáng thương khung bá chủ, trên biển lớn vương giả. Cái này đại bằng biển nếu là trên biển yêu cầm, tự nhiên có thể cảm nhận được ngân xí đại bằng khí tức. Một đầu tái sinh ngân xí đại bằng, quá tốt, sau khi kinh ngạc, hóa hình đại bằng biển liền một trận cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười cao vút mà bén nhọn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, làm cho ngày xưa hải không bá chủ biến thành một bộ khung xương nhưng cỗ này không xương thuộc về ngân sĩ đại bằng chính là xác định không thể nghi ngờ. Có điểm này liền đầy đủ, mặc dù có thể cảm giác được, đầu này ngân sĩ đại bằng sớm đã vẫn lạc nhiều năm, nội đan tinh huyết không biết tung tích, nhưng mà đối với đại bằng biển mà nói, có thể có được một bộ hoàn chỉnh ngân sĩ đại bằng hài cốt, cái kia cũng tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. So đạt được phía dưới biển nước vòng xoáy bên trong ngủ say quỳ thủy chân linh mặc kỳ lân hậu duệ huyết nhục chi khu còn muốn chân quý, mắt thấy sương chim không sợ hãi chút nào vội vàng xông đến, đại bàng biển cười lạnh một tiếng, hai cánh chấn động, đầu cánh phía trên ngân sắc linh mau, quang mang lấp lóe, huyễn hóa thành hơn 10 chuôi ngân quang lóng lánh phi đao, mỗi một chiếc đều nắm chắc thước dài ngắn. Sắc bén vô song, siêu 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 hướng xương chim kích bắn xuyên qua. Cái này đầu cánh phía trên ngân sắc linh mau, chính là đại bàng biển bản mệnh lông vũ. Chỉ có tu luyện tới hóa hình kỳ trở lên cao dài đại bàng biển, bản mệnh lông vũ mới có thể chuyển hóa trở thành ngân sắc phi đao màu bạc nhanh như thiểm điện đào mắt liền bắn tới xương thân chim trước xương chim trắng toan toát xương trên kệ bỗng nhiên hiện ra một tầng mông lung huyết quang phi đao màu bạc đụng một cái đến tầng này huyết quang lập tức liền bị bắn ngược trở về mặc dù là điện quang thạch hỏa nháy mắt mọi người hay là thấy thanh thanh sờ sờ kia phi đao màu bạc phía trên nhiễm phải một tầng vết máu linh khí lớn mất xương thân chim bên trên xuất hiện tầng kia huyết phụ không biết là cái gì vậy mà có thể ô nhiễm bảo vật Yêu nghiệt, bản mệnh lông vũ bị ô, đại bàng biển vừa khiếp sợ lại là phẫn nộ. Không khỏi bật thốt lên mắng to, ngân xí đại bàng xảy ra dạng này chiêu thuật, thật đúng là vượt quá đại bàng biển ngoài ý liệu. Cần biết ngân xí đại bằng thể nội chảy xuôi trời sinh thánh linh ngân dược lôi bằng huyết mạch, chính là trời sinh phong thuộc tính trời chim, vương giả chi khí giống như, lại chưa từng nghe nói qua ngân xí đại bằng sẽ máu đạo pháp thuật. Mặc dù nói trước mắt xương đầu này chim chính là tái sinh ngân xí đại bằng, Khẳng định cùng chân chính ngân sĩ đại bằng có chỗ khác nhau, nhưng từ đường đường chính chính trên biển bá chủ lập tức biến thành máu nói yêu nghiệt, còn là làm người khó có thể tin. Đại bàng biển không cẩn thận, liền ăn thiệt thòi nhỏ. Đại bàng biển chính đang kinh nộ thời điểm, xương chim miệng hơi mở, qua một tiếng, một cỗ huyết thủy phun ra ngoài, đảo mắt liền biến thành cuồn cuộn sóng máu, hướng cách đó không xa đại bàng biển càn quét mà đi. Trong chốc lát, mùi máu tanh sông vào mũi, làm người ta ngửi thấy mà phát ói nếu như nói lúc trước xương chim thể đồng hồ tầng kia huyết phụ vẫn chỉ là bị động phòng ngự thủ đoạn lần này chủ động tiến công lại là mạnh mẽ máu đạo công pháp đối đây tiêu phàm cũng coi là rất quen thuộc ở địa cầu thời điểm đã từng cùng một tên đến từ huyết linh đại lục máu nói cao thủ liều mạng tranh đấu qua chỉ bất quá tiêu phàm cũng không nghĩ tới sau khi sống lại biển kiêu bản mệnh công pháp vậy mà lại biến thành máu đạo công pháp không hề nghi ngờ đây nhất định cùng hóa huyết trúc linh đại pháp có quan hệ từ khi biển kiêu sau khi trùng sinh, tiêu phàm chỉ là đem nó coi như một đầu tốc độ bay cực nhanh tỏa kỵ. Dưới mắt chuyện gấp, không thể không đem biển kiêu phóng suốt nghinh địch, ai ngờ lại đánh cho ra dáng, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản kinh hỉ vạn phần đại bàng biển vừa thấy được cỗ này cuồn cuộn mà đến sóng máu, trong mắt vẻ mừng như điên sớm đã vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là một loại ẩn liếm rất khá vẻ sợ hãi, hai cánh khẽ vỗ, cuồng phong gào thét, hướng cuồn cuộn sóng máu nghênh kích đi lên. Bất kể nói thế nào, trước mắt xương đầu này chim cũng chỉ có chỉ là nguyên anh sơ kỳ linh lực ba động, so sánh với mình còn thấp một cảnh giới, huống hồ tử vật trung quy là tử vật, coi như tái sinh, lại há có thể cùng chân chính ngân sĩ đại bằng đánh đồng. Vô luận như thế nào cũng không thể cứ thế từ bỏ cái này đến miệng mỹ thực. Trong khoảnh khắc, trên trời cao cuồng phong cuồn cuộn, sóng máu cuồn cuộn, hai đầu hung cầm đánh làm một đoàn. Giang rắc một tiếng vang giòn, màu xanh dao trên thân rồng xuất hiện một vết nứt, mặc dù đạo này vết dạn rất nhỏ, chỉ bất quá dài hơn thước ngắn, cùng thanh long hơn 10 trượng dài thân hình khổng lồ tương đối mà nói, không chút nào thu hút, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng song phương giao chiến lược chú ý, lập tức liền từ không trung chuyển trở về. Hắc hắc, tốt, hai vị sư đệ thêm ít sức mạnh, tiểu tử này lập tức liền muốn chống đỡ không nổi. Thiên tuyệt đạo nhân lập tức đại hỉ, kêu lên, sư huynh đệ ba người đồng thời bấm quyết cách làm, đem từng đạo pháp lực điên cuồng rót vào đỉnh đầu ấn tỷ bên trong, bá long tỷ lại một lần nữa hào quang tỏa sáng, rung động ầm ầm, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát màu xanh dao long quấn quanh, hướng phía dưới chân áp mà tới. Răng rắc răng rắc không ngừng vang lên, màu xanh dao trên thân rồng vết nứt càng ngày càng lớn, dần dần hướng toàn thân lan tràn mà đi. Cứ việc tiêu phàm pháp lực sau lưng, xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên, nhưng thiên tuyệt đạo nhân sư huynh đệ ba người cũng không phải hạng người bình thường, nhất là thiên tuyệt đạo nhân, dù coi như tại nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên trong, cũng coi là cực kỳ dũng mãnh hạng người, pháp lực thâm hậu, xa không phải phổ thông cùng giai tu sĩ có thể so sánh tăng thêm hai tên sư đệ tương trợ lấy ba đôi một cùng tiêu phàm liều mạng pháp lực cũng rốt cục một chút xíu chiếm cứ thượng phong trên thực tế giữ lẫn nhau đến lúc này sớm đã đại đại vượt qua thiên tuyệt đạo nhân ngoài ý liệu đối phương bất quá chỉ là một người mà thôi còn chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới lấy một địch ba vậy mà bước đến bọn hắn sư huynh đệ nhiều lần tự tổn tinh huyết khu động bản mệnh chân nguyên mới miễn cưỡng chiếm được điểm này tiên cơ nếu không phải hạo thiên tông treo thưởng thực tế mê người, tăng thêm ngay tại tiến giai hắc lân đồng dạng mê người, thiên tuyệt đạo nhân đã sớm phải tay áo bỏ đi. Thâm hụt tiền mua bán, ai làm? Mắt thấy màu xanh dao long liền muốn ngăn cản không nổi, phải dòng kiếm trận sắp tan rã tiêu phàm cắn răng một cái, ống tay áo lắc một cái, trên ngón tay hào quang màu xanh biếc đại phóng, lập tức cuồng xa cuồn cuộn, ở trên mặt đất một quyển, hóa thành cao khoảng một trượng thổ hoàng sắc cự nhân, vung vẩy song trùy, hướng thiên tuyệt đạo nhân tấn công mạnh mà đi lưng sát con bọ ngựa chính đang ngủ say, còn chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa thức tỉnh, thanh thiên bạch nhật phía dưới, oán linh cũng không tiện phóng suốt đối địch, thổ ma ngẫu đã là tiêu phàm một chiêu cuối cùng sát thủ, chuẩn bị ứng phó biến cố đột nhiên xuất hiện. Mắt thấy chuyện gấp, cũng không thể không lại đem thổ ma ngẫu triệu hoán đi ra. Hỏa thiêu lông mày mau, lại chú ý trước mắt lại nói. Hừ, người có giúp đỡ, chẳng lẽ ta liền không có giúp đỡ sao? Thiên tuyệt đạo nhân đối này tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, gặp một lần tiêu phàm tế ra thổ ma ngẫu, lúc này cười lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái, mấy đám hàn khí xoay tít từ linh thú điểm bên trong bắn ra, chỉ thấy trên mặt biển cột nước trùng thiên, trong nháy mắt, cái này mấy đám hàn khí liền nguyễn hóa thành bốn tên thân cao hơn một trượng màu lam cự nhân, toàn thân xanh thẳng, như phỉ thúy óng ánh, thình lình đúng là bốn cỗ thủy thuộc tính khôi lỗi. Trước đó, tiêu phàm từng tại không ít trên biển tịch đều nhìn thấy qua cơ quan khôi lỗi thú ghi chép. Nam Châu Đại Lục không ít tông môn đều tinh thông khôi lỗi chế tác, chỉ cần có đầy đủ linh thạch khôi lỗi thú đúng là dùng rất tốt giúp đỡ đương nhiên cùng ma ngẫu đồng dạng khôi lỗi thú cấp bậc cũng sẽ không quá cao nguyên anh kỳ khôi lỗi cực kỳ hiếm thấy bình thường đều là tông môn bảo vật chấn giáo sẽ không tùy tiện ngoại chuyện thiên tuyệt đạo nhân một hơi thả ra bốn đầu nước khôi lỗi vậy mà đều có kim đan hậu kỳ cảnh giới đã coi như là phi thường hiếm thấy huống hồ thủy thuộc tính cơ quan khôi lỗi thú vốn là cực kỳ thưa thớt nếu là tại đất bằng giao phong bốn cô kim đan hậu kỳ cơ quan khôi lỗi thú cũng chưa chắc là một tên nguyên anh kỳ ma ngẫu đối thủ mà huống hồ ma ngẫu sức chiến đấu càng mạnh càng khó bị diệt sát cơ quan khôi lỗi thú một khi thân thể bị phá hủy liền lại vô tác dụng thổ ma ngẫu bị phá hủy về sau lại có thể cấp tốc phục hồi như cũ nhưng đây là trên biển lớn thủy thuộc tính cơ quan khôi lỗi thú lại chiếm cứ điện lợi thổ ma ngẫu thuật độn thổ không có chỗ triển kỳ kỹ thắng bại số lượng thù khó dự kiến đối mặt bốn cỗ nước khôi lỗi, thổ ma ngẫu mặt vô biểu lộ, song trùy vung vẩy, mãnh kích quá khứ. Bốn cỗ nước khôi lối cũng là không sợ hãi chút nào, riêng phần mình vung vẩy hai tay, tám đạo xanh minh mang thủy tiến, hướng xuống đất ma ngẫu vung vẩy xong trùy kích bắn đi. Xuy suy âm thanh bên trong, thổ ma ngẫu xong trùy mặt ngoài, bị bắn thủng tám cái trong suốt lỗ thủng. Những này thủy tiến vậy mà có thể so thần binh lợi nhận. Bất quá thổ ma ngẫu xong trùy lại mảy may cũng chưa từng dừng lại, vẫn như cũ trùng điệp đánh vào hai cỗ khôi lối phía trên, chỉ nghe rầm rầm một trận tiếng vang, hai cỗ nước khôi lỗi lập tức hóa thành một dòng thanh thủy, dung nhập vào trong biển rộng, đảo mắt lại từ thổ ma ngấu hậu phương sông ra, vẫn như cũng là cao khoảng một trượng thủy lam sắc cự nhân, cấp tốc hướng xuống đất ma ngấu tấn công mà tới. Tại trên mặt nước, những khôi lối này thủy độn thuật, tự nhiên là từng cái xuất thần nhập hóa. Thiên tuyệt đạo nhân vốn không có trông cậy vào bốn cỗ kim đan hậu kỳ khôi lỗi có thể diệt sát một đầu nguyên anh kỳ ma ngẫu, nhưng chỉ cần có thể chiến đấu một lát, cũng liền đủ. Giang giác không ngừng, vết dạn sớm đã trải rộng màu xanh dao long toàn thân, bên này rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Lại nhìn họ tiêu này tiểu bối, còn có cái gì cứu mạng tuyệt chiêu? Audio điện tử võ tấn bền Đúng lúc này, đáy nước phía dưới, một cỗ cường đại tuyệt luân khí tức bỗng nhiên bay lên. Cỗ khí tức này cường đại, dù coi như là thiên tuyệt đạo nhân bá đạo như vậy nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng cảm thấy hãi nhiên, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ xương đuôi chỗ thẳng chui lên đến, toàn thân đều có một nháy mắt cứng đờ. Đây tuyệt đối là một đầu so cấp 10 một trời chim đại bàng biển còn muốn càng thêm cường đại trong biển yêu thú. Làm động vật biển thợ săn, thiên tuyệt đạo nhân còn chưa hề tại tắc vuông biển dạng này bên trong trong biển gặp được tu vi càng tại cấp 11 phía trên hóa hình động vật biển. Trong truyền thuyết so nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ còn muốn càng mạnh 3 phân cấp 12 hóa hình yêu thú, khả năng không lớn xuất hiện tại nhỏ như vậy nội hải. Nếu như là tại Bắc Minh biển cả, Tây Mạc biển cả cùng Đông Phương Thất Long biển như thế chân chính vô biên vô hạn xa trong biển, ngược lại là chẳng có gì lạ. Tiêu Phàm khóe miệng lại nhẹ nhàng đi lên nhếch lên, lộ ra hết sức cao hứng thần sắc. Họ Tiêu này tiểu bối đang cười, trong chốc lát, Thiên Tuyệt đạo nhân cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng Tiêu Phàm đúng là cười, mà lại cười đến 10 điểm tự tại, tuyệt không giống như là cố ý giả vờ. Lúc này, hắn làm sao còn có thể cười được, trong lúc nhất thời thiên tuyệt đạo nhân trong đầu loạn thành một bầy hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ thế nhưng là bất kể như thế nào với hắn mà nói đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đang lúc thiên tuyệt đạo nhân cùng hắn hai tên sư đệ kinh nghi bất định thời điểm hoác ngưỡng nhựu ngưỡng nhựu một tiếng vang thật lớn xanh thẳm mặt biển toát ra một con màu ngà sữa cự thủ mang theo vô tận hàn khí hướng về không trung bá long tỉ ôm đồn xuống dưới cùng lúc đó nguyên bản sóng cả lăn lộn mặt nước bỗng nhiên kết thành băng cứng toàn bộ mặt biển hóa thân thành một khối to lớn màu xanh đậm phỉ thúy, đẹp đến mức lóa mắt lóa mắt. Lớn mật, thiên tuyệt đạo nhân một tiếng quát lớn, mặc dù hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này sữa bàn tay lớn màu trắng tuyệt không phải xuất từ động vật biển biến ảo, lại là khẳng định không thể nghi ngờ. Đây là một con nhân loại tu sĩ huyến hóa ra đến bàn tay. Cái này màu ngà sữa cự thủ động tác mau lẹ vô so, không cùng thiên tuyệt đạo nhân lại có phản ứng gì. Đã một phát bắt được bá long tỷ, đang cùng màu xanh dao long giữ lẫn nhau không dưới bá long tỷ bị cái này cự tay nắm lấy tựa hồ 10 điểm không cam lòng. Lập tức liền kịch liệt rằng co, dốc hết toàn lực muốn thoát khốn mà ra. Chỉ là cái này màu ngà sữa cự thủ lực đạo thực tế quá mạnh, mặc cho bá long tỷ dẫy dội như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Thiên tuyệt đạo nhân sắc mặt nháy mắt biến thành màu trắng bệch, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải không đoàn tương từng đạo pháp quyết đánh vào bá long tỷ bên trong chỉ nghe rầm rầm nổ vang, màu xanh thảm băng phỉ thúy ẩm vang bạo liệt. Hóa thành vô số vụn băng, bắn tóe bốn phía, phỉ thúy bên trong, một đạo thon thả thẳng tắp bóng người màu đen đằng không mà lên, tiêm tiêm tố thủ tìm tòi, lập tức cùng kia màu ngà sữa cự thủ hòa làm một thể, trở về vừa thu lại, còn đang dẫy dụa khổ sở bá long tỉ gào thét một tiếng. Đảo mắt hóa thành vài tấc lớn nhỏ, bị tiêm tiêm tố thủ một thanh bắt tới phốc thiên tuyệt đạo nhân chỉ cảm thấy ngực đau xót. Há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi thậm chí toàn thân khí tức đều lập tức rơi xuống rất nhiều khó khăn lắm chỉ có vừa mới đặt chân nguyên anh trung kỳ dáng vẻ cái này bá long tỷ chẳng những là hắn bản mệnh pháp bảo mà lại bị hắn nhiều lần lấy bản thân chân nguyên tinh huyết từng tế luyện cùng hắn thần hồn ở giữa có thiên ti vạn lũ mật thiết liên hệ bây giờ bỗng nhiên bị người cướp đi chặt đứt lẫn nhau liên hệ thiên tuyệt đạo nhân thần hồn lập bị thương nặng kém chút rơi xuống một cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thiên tuyệt đạo nhân hai tên sư đệ càng là trợn mắt hốc mồm, lên tiếng kinh hô. Tên này đột nhiên từ đáy biển chỗ sâu xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử, thình lình chính là thiên diệu tiên tử. Lấy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khủng bố tu vi, tự nhiên là khẽ vươn tay liền đem thiên tuyệt đạo nhân bản mệnh pháp bảo đoạt quá khứ. Như tại bình thường, hai người ngang tay đối đầu, thiên tuyệt đạo nhân cố nhiên tuyệt không phải thiên diệu tiên tử đối thủ. Cũng không đến nỗi như thế không tốt, nhưng dưới mắt sớm đã cùng tiêu phàm liều đến sức cùng lực kiệt, kiêm thả thiên diệu tiên tử lại đánh hắn trở tay không kịp. Tự nhiên là không có chút nào kháng cự chi lực, đi, thiên tuyệt đạo nhân đến cùng không hổ là trải qua chiến trận nhân vật hung ác, mắt gặp tình hình không đúng, ngay cả bản mệnh pháp bảo đều không lo được, thậm chí ngay cả bốn cỗ nước khôi lỗi cũng không kịp thu lấy, một tiếng gào to, liền hướng đông bắc phương hướng kích bắn đi. Hai tên sư đệ phản ứng cũng không chậm, dưới chân độn quang cùng một chỗ, lại phân biệt hướng phương hướng khác nhau kích xạ mà đi xem ra sư huynh này đệ ba người đã không phải lần đầu đụng phải cùng loại tình hình, sớm đã có ăn ý, gặp một lần gió gấp, liền là chia ra đào tẩu. Hừ, không chung hừ lạnh một tiếng, bóng người màu đen lóe lên, thoáng qua liền đến thiên tuyệt đạo nhân sau lưng mấy trượng bên ngoài, nhấc tay một dương, một đạo trắng noãn băng tiễn bắn ra, thẳng đến thiên tuyệt đạo nhân hộc tâm. Thiên tuyệt đạo nhân giờ phút này cảnh giới giảm lớn, thần hồn trọng thương, nơi nào hay là thiên diệu tiên tử đối thủ, liên tục né tránh cũng không kịp, chỉ kêu thảm nửa tiếng, Phía sau lưng trước ngực liền đồng thời tuôn ra một cái to lớn lỗ máu, lập tức thân hình dừng lại, từ giữa không trung rơi thẳng xuống, phù phù một tiếng, rơi vào trong biển rộng, không thấy bóng dáng. Một chiêu diệt sát thiên tuyệt đạo nhân, thiên diệu tiên tử nửa khắc cũng không ngừng lại, quay người liền hướng mập lùn tu sĩ truy sát mà đi. Đã mấy người kia là tà ác chi đồ, tự nhiên không có có hạ thủ lưu tình đạo lý. Mới vừa rồi cùng tiêu phàm liều mạng thời điểm, mập lùn tu sĩ cùng mao sư đệ đều hao tổn không ít chân nguyên pháp lực. Lúc này lại nơi nào có thể từ một tên hậu kỳ đại tu sĩ trong tay trốn được tính mệnh. Bất quá sau một lát, Thiên Diệu Tiên Tử liền từ đằng xa gãy còn mà quay về, mập lùn tu sĩ vận mệnh có thể nghĩ. Mà Tiêu Phàm cũng khó khăn lắm đem 72 chuôi vảy rồng kiếm thu vào. Mao sư đệ đã sớm bị kiếm trận xoắn thành một đoàn thịt nát, nhao nhao rơi vào trong biển, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thoáng qua ở giữa, Thiên Tuyệt đạo nhân sư huynh đệ ba người liền đã tội ác chồng chất. Tiêu phàm thu hồi mao sư đệ chữ vật vòng tay, hướng thiên diệu tiên tử mỉm cười, may mà thiên diệu tiên tử tại thời khắc mấu chốt kịp thời đuổi tới, bằng không mà nói, cái này thiên tuyệt đạo nhân sư huynh đệ ba người thật đúng là không dễ thu thập. Bất quá lập tức, tiêu phàm nụ cười trên mặt liền ẩn liếm không gặp, ngẩng đầu hướng không chung nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản sáng sủa trên trời cao, bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện, tại đám mây không ngừng thoáng hiện một mực tại vòng xoáy bên trong ngủ say hắc lân rốt cục mở mắt ra lục oánh oánh trong mắt lóng lánh hai đạo lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận đám mây lôi điện. Tiêu phàm rốt cục nhẹ nhàng thở phào một cái, hắc lân rốt cục muốn độ lôi kiếp, vô luận là nhân loại hay là thú loại, một khi dẫn động lôi kiếp, liền đến tiến giai tối hậu quan đầu. Thành bại ở đây nhất cử, theo hắc lân thức tỉnh, kia cố cực kỳ mê người khí tức cũng dần dần thu liễm. Bất quá thiên diệu tiên tử như là đã đuổi tới, coi như lại có cái khác động vật biển nghe tiếng mà tới, cũng không sợ hãi chút nào trong cao không, sóng máu cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, xương chim cùng đại bàng biển còn tại kịch chiến, bất quá từ đại bàng biển thỉnh thoảng phát ra âm thanh bén nhọn bên trong cũng có thể nghe được, đầu này hóa hình trung kỳ yêu cầm đã sinh lòng khiếp ý. Một tên nhân loại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đuổi tới, không hề nghi ngờ đối với nó tạo thành to lớn uy hiếp. Tiêu phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn tiến lên chợ xương chim một chút sức lực. Thiên diệu tiên tử sau nghi cao lại, nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn nói, người cái này ma ngẫu còn không có trải qua bao nhiêu thực chiến, đầu này yêu cầm là cái rất không tệ đối thủ xương chim cố nhiên là biển kiêu hài cốt luyện hóa, nhưng cùng chân chính biển kiêu sớm đã có cách biệt một trời. Mặc kệ cái này xương chim phải làm thế nào phân loại, chỉ cần là sinh linh, nghĩ muốn trở nên càng thêm cường đại liền chỉ có chiến đấu một đường. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Một đầu cấp 11 trời chim, kia thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu tôi luyện đối thủ hiện đặt vào một vị hậu kỳ đại tu sĩ ở đây, xương chim nếu như thật gặp được cái gì nguy hiểm, thiên diệu tiên tử tự sẽ kịp thời xuất thủ. Tiêu phàm tưởng tượng quả nhiên có lý, liền là đè xuống độn quang, hướng trên mặt nước bốn cỗ nước khôi lỗi nhìn lại. Thiên tuyệt đạo nhân bị diệt, cái này bốn cỗ nước khôi lỗi mất đi chủ nhân, không có chỉ lệnh, liền đều ngừng lại, ngơ ngác ngừng ở trên mặt nước, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Thổ ma ngẫu cũng đã sớm đình chỉ hành động, xa xa treo tại giữa không chung, dám thị những khôi lỗi này. Cái này mấy cỗ khôi lỗi còn có chút ý tứ, thủy thuộc tính khôi lỗi rất ít gặp, người nhận lấy đi, có lẽ về sau có thể cần dùng đến thiên diệu tiên tử ánh mắt, tại bốn cỗ nước khôi lỗi trên thân quét qua, lạnh nhạt nói. Mặc dù lấy tiêu phàm hiện tại nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, mấy cỗ kim đan hậu kỳ khôi lỗi thú, không thể giúp quá lớn một tay, nhưng thủy thuộc tính khôi lỗi cực kỳ hiếm thấy, trừ hiệp trợ tác chiến bên ngoài, có lẽ còn có thể cử đi cái khác công dụng. Tiêu phàm theo lời đem bốn cỗ nước khôi lỗi đều thu vào. Khôi lỗi thú cùng ma ngẫu khác biệt, chỉ cần có linh thạch, lại tìm đến thúc đẩy khôi lỗi pháp môn, vô luận tu vi cao thấp, ai cũng có thể thúc đẩy khôi lỗi đối địch. Liền xem như một tên luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp, cũng có thể thúc đẩy cái này mấy cố kim đan hậu kỳ khôi lỗi tác chiến. Nhưng ma ngẫu điều khiển liền không có đơn giản như vậy, cần lấy thần niệm chi lực đến thúc đẩy. Nếu như chủ nhân tu vi quá thấp, thần niệm chi lực quá yếu, muốn thúc đẩy cao dai ma ngẫu, độ khó không tiểu. Coi như tiêu phàm không dùng được những này nước khôi lỗi, tìm tới thúc đẩy pháp môn về sao giao cho những người khác sử dụng phòng thân, cũng rất tốt. Mà lại tiêu phàm cũng rất muốn nghiên cứu một chút nước khôi lỗi luyện chế thuật. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, điện tránh lôi minh, dần dần hướng vòng xoáy bên trong ngẩng đầu nhìn trời hắc lân chân áp xuống. Từng đạo thiên lôi, dần dần tại trong đám mây hội tụ vào một chỗ. Thiên diệu tiên tử thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng một bên đi vòng quanh. Hắc lân, đừng sợ, khẳng định sẽ không có chuyện gì tiêu phàm truyền âm nói, tràn đầy ân cần. Hắc Lân híp lại xanh biếc hai mắt, mèo ô một tiếng, khẽ gật đầu một cái, gắt gao tiếp cận không trung mây đen cùng lôi điện, cổ bộ lông tóc từng cây cây lập nên. Giữa không trung, một tiếng cao vút chim hót, tiếng kêu to bên trong, tràn đầy phẫn nộ chi ý, còn kèm theo nói không nên lời thống khổ chi tình. Chính là đầu kia đại bàng biển, lập tức cuồng phong gào thét, cuồn cuộn sóng máu bị sông mở một đường vết rách, đại bàng biển to lớn thân hình từ đó vừa bay mà ra, hai cánh gấp triển, hướng đông bắc phương hướng bay nhanh mà đi lúc này cấp 11 yêu cầm, sớm đã không có lúc trước thần tuấn cùng uy phong, lông chim tán loạn, khí tức bất ổn, nhất là hai cánh mũi nhọn ngân sắc lông vũ, càng là huyết sắc mịt mờ, linh khí lớn mất, cho thấy bị máu đạo công pháp ô nhiễm phải không nhẹ. Sương chim cũng là ngửa đầu huyết dài, không chút do dự hai cánh chấn động, bám đuôi mau chóng đuổi mà đi. Tiêu phàm không rảnh đi bận tâm sương chim, ở trong mắt hắn, hắc lân phân lượng là nặng nhất. Mà lại từ sương chim tình hình đến xem, như có lẽ đã linh trí dần mở, sẽ không tùy tiện mắc lừa. Mà lại, mặc dù xương chim cảnh giới trước mắt là so đại bàng biển còn thấp hơn một điểm, lại thật sự là ngân xí đại bằng trùng sinh, trời sinh hải không bá chủ, đối cái khác trên biển yêu cầm có nhất định khắc chế chi lực. Tựa hồ biết trong lòng của hắn lo nghĩ, thiên diệu tiên tử dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, hướng đông bắc phương hướng bay đi. Hắc lân bắt đầu độ lôi kiếp, sẽ không còn có cái khác trong biển yêu thú trước tới quấy rối. có tiêu phàm một người ở đây hộ pháp đã đầy đủ mắt thấy thiên diệu tiên tử hướng phía đông bắc đuổi theo, tiêu phàm âm thầm thở phào một cái. Hắn cùng thiên diệu tiên tử ngày bình thường cứ việc câu thông không nhiều, nhưng mấy năm sớm chiều ở chung xuống tới, sớm đã hình thành ăn ý. Thiên diệu tiên tử vừa vừa rời đi, trên bầu trời phích lịch một tiếng, một đạo ngân sắc lôi điện hướng hắc lân trên đỉnh đầu tật bổ xuống. Tiêu phàm ngưng kết nguyên anh thời điểm, hắn lôi kiếp là vàng bạc hai màu lôi điện, đinh sán cưỡng ép tiến dai, cũng là vàng bạc hai màu lôi kiếp. Hắc lân lôi kiếp không có kim sắc, nhưng hồ quang điện chi thô to mãnh liệt, nhưng còn xa không phải phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ tiến giai nguyên anh lúc lôi kiếp có thể so sánh. Nếu như là một tên bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ ngay cả cái này thứ nhất đạo thiên lôi đều tiếp không dưới, lập tức liền sẽ vẫn lạc mà chết. Hắc Lân thân thể lắc một cái, toàn thân đen nhánh lông tóc hào quang tỏa sáng, mấy chục đạo đen bóng mảnh mang bắn ra, tại không trung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo thô to màu đen cột sáng, không sợ hãi chút nào hướng về ngân sắc lôi điện nghinh kích đi lên, tiếng ẩm vang bên trong, hung hăng đụng vào nhau, lập tức phích lịch chấp loạn, hắc mang bắn ra bốn phía, trong khoảnh khắc liền đồng loạt chôn vùi ở trong hư không. Lần thứ nhất cùng thiên lôi giao thủ, đánh cái lực lượng ngang nhau. Tiêu phàm phải tay run một cái, kim sắc như ý lôi quang tháp bắn ra. Tại trước người hắn xoay tiết chuyển động, bày ra tùy thời chuẩn bị viện thủ tư thế. Chủ nhân, để ta tự mình tới. Trong óc, lập tức truyền đến hát lân thanh âm, kiều mị bên trong mang theo quật cường, cũng lộ ra mười phần tự tin. Tốt, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, hắc lân tự tin lây nhiễm hắn, càng thêm yên lòng, oanh đạo thứ hai thiên lôi ngay sau đó oanh kích mà xuống, sau thứ nhất đạo thiên lôi càng thêm mãnh liệt ba phân. hắc lân hay là thân thể lắc một cái, không tốn sức chút nào liền đón lấy. Theo sát phía sau đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ năm đạo thứ sáu thiên lôi lần lượt đánh xuống, một đạo so một đạo càng mạnh, đến đạo thứ sáu thiên lôi thời điểm, so sánh với thứ nhất đạo thiên lôi đã uy lực tăng gấp bội, hắc lân mặc dù vẫn là dùng phương pháp cũ đón lấy thần thái cũng đã 10 điểm ngưng trọng, không có lúc trước nhẹ nhàng như thường. Tiêu phàm khó khăn lắm đứng tại lôi kiếp phạm vi bên ngoài, hết sức chăm chú chú ý đây hết thảy, không dám có chút phân thần. ầm um, ầm, um, không cùng hắc lân có cơ hội thở dốc, đạo thứ bảy thiên lôi lại oanh kích mà hạ. Cái này đạo thiên lôi, nhìn qua cùng đạo thứ sáu thiên lôi không sai biệt lắm phẩm chất, nhưng tốc độ càng nhanh, ẩn chứa trong đó khí tức, xa không phải đạo thứ sáu thiên lôi có thể so sánh. Hắc lân meo ô một tiếng, toàn thân lông tóc bỗng nhiên dựng thẳng lên một cỗ không dưới nguyên anh tu sĩ khi tức cường đại thấu thể mà ra dưới chân nước biển xoay tròn cấp tốc một đạo cự đại cột nước phóng lên tận trời mang theo vô tận nổi giận chi ý hướng trên bầu trời thiên lôi nghinh kích đi lên thiên lôi đánh trúng cột nước một cỗ nóng bỏng hơi nước tứ tán bay dương trong khoảnh khắc cự lớn như núi phong cột nước liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhưng thiên lôi uy lực cũng tiêu hao hầu như không còn cùng cột nước cùng nhau về ở vô hình Oanh, đạo thứ tám thiên lôi lại đánh mạnh xuống tới. Vừa rồi một kích kia đã tiêu hao hắc lân quá nhiều chân nguyên pháp lực. Đạo thứ tám thiên lôi rõ ràng so đạo thứ bảy thiên lôi còn mạnh hơn nhiều. Khoảng cách thời gian ngắn như vậy, không nói khôi phục pháp lực, hắc lân ngay cả thở một ngụm công phu đều không có. Tiêu phàm song nghi bỗng nhiên dơ lên, tay trái bấm quyết, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, liền muốn tế ra lôi quang tháp tương trợ. Lại chỉ thấy hắc lân nhún người nhảy lên hai đầu lông mày kia một túm bộ lông màu bạc lóa mắt sinh huy, một đạo đen bóng quang trạch bắn ra, đón lấy trên bầu trời ầm vang mà dưới to lớn lôi hồ. Thật mắt chi quang, đây là quỳ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân bản mệnh thần thông, cũng là mạnh nhất thần thông. Hắc lân mặc dù chỉ là kế thừa bộ phân mặc kỳ lân huyết mạch, tại cái này giới, cái này thật mắt chi quang thần thông cũng đã không thể coi thường. Tiêu phàm tay nắm chặt lại, ngạnh sinh sinh đem lôi quang tháp đè ép xuống. Lôi kiếp chẳng những là thiên phạt chi lực, đối độ kiếp người bản thân cũng là một loại khó được tôi luyện, nếu có thể, tất cả thiên lôi tốt nhất là từ độ kiếp người bản thân tiếp nhận. Mà luyện như vậy cơ hội, cũng không là lúc nào cũng có. Hoàn chỉnh tiếp nhận chín đạo thiên lôi tôi luyện độ kiếp người, so theo dựa vào người khác hỗ trợ độ người trong quá khứ, nhục thân sẽ càng càng mạnh mẽ, pháp lực càng thêm thâm hậu. Phích lịch oanh minh bên trong Đạo thứ tám thiên lôi cùng đen nhánh thật mắt chi quang tương hỗ trôn vùi, đầy trời lôi quang tiêu tán về sau, hắc lân kiều tiểu nhân thân thể bình yên vô sự tiêu phàm nhẹ nhàng thở vào một cái, nhưng cũng âm thầm lo lắng. Thần niệm chi lực quét qua, liền có thể cảm giác được, hắc lân thể nội chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, sớm đã từ trạng thái mạnh nhất ngã xuống. Mà lúc này trên trời cao, lại mây đen trải rộng, vô số ngân sắc hồ quang điện ngay tại hướng trong mây đen tâm hội tụ mà đi, trầm muộn tiếng sấm ẩm vang không dứt phảng phất trời xanh đã bị triệt để chọc giận, ngay tại tụ tập lực lượng mạnh nhất, chuẩn bị đối gan dám mạo phạm nó người cho một kích chí mạng. Đạo thứ 9 thiên lôi đáng sợ, tiêu phàm tự mình lĩnh giáo qua. Hắc lân nằm ở vòng xoáy bên trong, ngửa đầu nhìn trời, hai mắt trợn lên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tiêu phàm âm thầm tụ lực, đem toàn thân chân nguyên pháp lực đều nhấc lên, một khi phát giác tình hình không đúng, lập tức liền có thể làm viện thủ. Chọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, trong mây đen tâm đã hội tụ một viên to lớn lôi cầu, đường kính chừng hai trượng trở lên, cùng lôi quang tháp một kích toàn lực thời điểm hội tụ lôi cầu lớn tiểu tướng phảng phất, thậm chí lộ ra uy áp chi khí cũng không kém bao nhiêu, giờ khắc này, lôi quang tháp hào quang tỏa sáng, vậy mà tự hành có phản ứng. Tiêu phàm giật mình, vội vàng nâng tay khẽ vẫy, đem lôi quang tháp nắm ở trong tay. Có thể rõ ràng cảm nhận được, lôi quang tháp truyền đến từng đợt giấy ruộng chi lực, tựa hồ rất muốn thoát ly tiêu phàm trưởng khống, hướng bên trên cao thiên, đi cùng thiên lôi quyết nhất tử chiến. Đúng lúc này, lôi cầu từ đó bạo liệt mà đến, một cỗ thô hơn vạc nước to lớn hồ quang điện, đột nhiên oanh kích xuống, vô thanh vô tức, lại là chân chính nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền tới trên mặt biển. Hắc lân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, kiều tiểu nhân thân thể bỗng nhiên lớn lên, nháy mắt liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ màu đen mãnh thú, trên trán thậm chí còn sinh ra hai con kim sắc đoản rác, cái trán kia túm bộ lông màu bạc, lập lè tỏa sáng. Mãnh thú nhún người nhảy lên, chủ động hướng đạo thứ 9 thiên lôi nghinh kích đi lên. Oanh, thiên lôi chính giữa hắc lân cái chán bộ lông màu bạc. Bộ lông màu bạc hào quang tỏa sáng, ngạnh sinh sinh chống đỡ thiên lôi, trong lúc nhất thời, lôi hồ lập lòe, ngân mang bắn ra bốn phía, vậy mà khó phân cao thấp. Tiêu phàm tâm nhưng trong nháy mắt treo lên, hắn cùng hắc lân tâm thần tương liên, có thể rõ ràng cảm ứng được, hắc lân thể nội pháp lực, đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng trôi qua. Không tá trợ bất luận ngoại lực gì, lấy bản thân tu vi ngạnh giang chín đạo thiên lôi, hắc lân là cái thứ nhất, thậm chí ngay cả tiêu phàm chính mình cũng chưa từng làm được, mượn nhờ lôi quang tháp uy năng, hấp thu bộ phân thiên lôi uy lực. Nhưng đạo thứ 9 thiên lôi đã đánh xuống, lúc này liền xem như tiêu phàm tay cầm lôi quang tháp, cũng rất khó nhúng tay đi vào giúp đỡ được gì. Chỉ có thể nhìn hắc lân mình vận số, mắt thấy hắc lân thể nội pháp lực cấp tốc khô kiệt, tiêu phàm cắn răng một cái, mặc kệ 3721, liền muốn đưa tay tương trợ, lại chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, hắc lân cái chán tóc bạc trống lên kia một đạo quang mang, rốt cục ngăn cản không nổi, vỡ vụn thành từng mảnh, thiên lôi không chút khách khí, đánh mạnh tại hắc lân trên chán. Không tốt, tiêu phàm một tiếng kinh hô, chỉ thấy tại thiên lôi oanh kích phía dưới, màu đen mãnh thú thân thể cao lớn phảng phất giấy đồng rạc từng mảnh từng mảnh vỡ vụn mà ra, hóa thành vô số màu đen hồ điệp, tứ tán bay múa, bay dương màu đen hồ điệp bên trong, lại hiển lộ ra một thiếu nữ xinh xắn thân thể, thiếu nữ này dung mạo, tiêu phàm quen thuộc vô so, chính là Hắc Lân lúc trước huyễn hóa ra đến bộ dáng. Chỉ bất quá giờ này khắc này, thiếu nữ thân thể mềm mại trần trụi, hai ngọn núi thẳng tắp, ngạo nhân đến cực điểm. Thiếu nữ tuyệt mỹ thân thể mềm mại như là phù dung sớm nở tối tàn, lập tức bị tia chớp màu bạc hoàn toàn bao phủ, thậm chí ngay cả Hắc Lân cùng Tiêu Phàm ở giữa kia một sợi tương liên tâm thần, cũng trong nháy mắt bị chặt đứt. Hắc Lân, dù là Tiêu Phàm nhất quán chấn định tự nhiên, giờ khắc này cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm, không biết bắt tay vào đâu. Thiên Lôi tẩy lễ, trọn vẹn duy trì một thời gian uống cạn chung trà, mới dần dần tiêu tán. Chỉ thấy trước mắt nước biển xanh lam, rỗng tuếch, nơi nào còn có sinh xắn mỹ thiếu nữ thân ảnh hắc lân, tiêu phàm lại là kêu to một tiếng, đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông nháy mắt vận dụng đến cực hạn, bốn phía tìm kiếm hắc lân thân hình. Mèo ô, ngay tại tiêu phàm lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một đoàn bóng đen từ tiêu phàm dưới chân trong nước biển bắn thẳng đến mà ra, chính là trải qua lôi kiếp về sau hắc lân, vẫn như cũng là đầu kia kiểu diễm mèo đen bộ dáng. Lúc này, tiêu phàm nơi nào có thời gian suy nghĩ khác, một trái tim vui vẻ phải như là muốn nổ bể ra đến, giang hai cánh tay, liền đem Hắc Lân ôm vào trong ngực, thần niệm tìm tòi, vội vã kiểm tra. Cảm giác bên trên, Hắc Lân trừ mệt mỏi một điểm, cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Khí tức đã rõ ràng từ cấp 9 linh thú chuyển hóa thành 10 cấp linh thú cảnh giới. Tiêu Phàm lập tức thở phào một hơi, Hắc Lân ghé vào đầu vai của hắn, chỗ sâu phấn hồng đầu lưỡi, nhẹ khẽ liếm lấy gương mặt của hắn. Tiêu Phàm mỉm cười đưa tay vuốt ve nàng sa tanh bóng loáng lông tóc, trong lòng vui vẻ vô hạn. Hi hi Tiêu Phàm bên tai bỗng nhiên truyền ra một tiếng hồn nhiên cười khẽ, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chui vào tiêu phàm chóp mũi. Chính là tiêu phàm hết sức quen thuộc cái chủng loại kia xử nữ mùi thơm. Còn không có cùng tiêu phàm lấy lại tinh thần, liền cảm giác ngực siết chặt, tựa hồ có hai đoàn mềm mại chăm chú áp bách tại trên ngực hắn, hai tay nơi tay chạm một mảnh kinh người trơn bóng trơn nhẵn, mềm mại dị thường. Không biết lúc nào, Hắc Lân đã lại lần nữa hóa thân thành xinh xắn mỹ thiếu nữ. Tiêu Phàm trong đầu lập tức hiện ra vừa rồi kia nhìn thoáng qua lại đẹp đến mức kinh tâm động phách hiếu nữ thân thể, nhìn thấy trước mắt lại là một con trắng ngoãn lỗ tai nhỏ, cùng nhân loại lỗ tai hơi có khác biệt, thoảng qua có chút nhọn. Linh thú hóa hình, trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu não chóng mặt, hai tay phản xạ có điều kiện ôm thật chặt ở Hắc Lân thân thể mềm mại, động cũng không dám động. Hắc Lân lại không đi quản hắn xấu hổ không xấu hổ, một ngực tại trong ngực hắn xoay đến vặn vẹo ghé vào lỗ tai hắn hì hì yêu kiều cười không ngừng, tựa hồ cảm thấy làm như vậy đặc biệt có thú. tại hắc lân mà nói, dù nhưng đã thành công tiến giai, trở thành người cấp hóa hình linh thú, nhưng chính nàng nhưng lại chưa tỉnh phải có cái gì khác biệt. nàng hay là tiêu phàm bản mệnh linh thú, từ nhỏ đến lớn cùng tiêu phàm sinh hoạt chung một chỗ, như hình với bóng, cho tới bây giờ đều là trần như nhục, hiện tại chuyển hóa hình thể cũng vẫn là đồng dạng, không có tất muốn làm gì đặc biệt che lấp. nhưng đối tiêu phàm đến nói một con không mặc quần áo mèo cùng một cái không mặc quần áo mèo thiếu nữ, kia là tuyệt đối hai việc khác nhau, hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá lúc này, hắn thật không biết nên như thế nào cùng Hắc Lân câu thông vấn đề này. Tiêu Chân Nhân đã choáng, xa xa, đông bắc chân trời có một đạo độn quang hướng bên này kích xạ mà tới. Hắc Lân, Tiêu Chân Nhân cuối cùng từ choáng trạng thái bên trong đã tỉnh hồn lại, không khỏi vội vã gọi một tiếng, tiếng kêu khàn giọng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắc Lân lại là khanh khách một tiếng trong chấp nhoáng hóa thành một đầu mèo đen, lông xù đầu tại tiêu phàm trong ngực ủi mấy lần, đùa vừa cười vừa nói, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ, qua mấy ngày lại cùng ngươi chơi. Hảo hảo, ngươi nghỉ ngươi trước, vững chắc một chút cảnh giới lại nói tiêu phàm vội vàng nói. Bóng đen lóe lên, hắc lân liền chui vào linh thú điểm, cuộn thành một đoàn, nằm ngáy o o. Nơi xa bạch quang lóe lên, xương chim thân thể cao lớn ở trên bầu trời hiển hiện ra, trắng hiếu xương đầu phía trên, áo đen váy đen thiên diệu tiên tử xinh đẹp nhưng đứng thẳng. Sắc mặt bình thản, Tiêu Phàm thần niệm chi lực đảo qua đi, liền là phát giác được xương chim khí tức so sánh với lúc trước lại tăng mạnh một đoạn, đã đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới trạng thái đỉnh phong. Tiêu Phàm thậm chí tại xương thân chim bên trên ẩn ẩn phát giác được đầu kia cấp 11 đại bàng biển khí tức. Kia đại bàng biển đã bị máu đạo công pháp giải quyết, hòa làm một thể thiên diệu tiên tử liếc Tiêu Phàm một chút, nhàn nhạt giải thích một câu. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, hắn mặc dù đối máu đạo công pháp chưa nói tới nhiều quen thuộc, nhưng cũng có chỗ đọc lướt qua. Thiên diệu tiên tử trong miệng lời nói bị máu đạo công pháp giải quyết, không hề nghi ngờ, chính là cả đầu đại bàng biển đều bị xương chim thôn phệ hết. Hoàn chỉnh thôn phệ một đầu hóa hình trung kỳ trời chim, đây chính là cơ duyên cực lớn, xương chim cảnh giới nháy mắt phóng đại, cũng liền hợp tình hợp lý. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, xương chim đón gió quay tít một vòng, liền là hóa thành một đạo bạch quang, ẩn vào tiêu phàm trên ngón tay xanh biết chiếc nhẫn, không thấy bóng dáng. Tiểu ra hỏa đâu, thiên diệu tiên tử mắt đẹp tả hữu quét qua hỏi đối thiên diệu tiên tử mà nói đây tuyệt đối là phá lệ tựa hồ tiêu phàm bên người bạn gái đối hắc lân đều phi thường yêu thích tiêu phàm ngửa đầu quan sát bầu trời nói lôi kiếp đã qua hắc lân chính đang nghỉ ngơi cần vững chắc một chút cảnh giới thiên diệu tiên tử nhẹ gật đầu nói loại này mang theo thánh linh huyết mạch linh thú chân chính sau trưởng thành bình thường đều có kinh người năng lực đôi này hắc lân cũng đã là cực cao bao dương thiên diệu tiên tử cổ tay khẽ đảo, một phương vài tắc lớn nhỏ màu đen ấn tỉ nổi lên, chính là thiên tuyệt đạo nhân bản mệnh pháp bảo bá long tỷ, mặc dù chủ nhân đã vẫn lạc. Nhưng bá long tỉ bên trên nhiễm tà khí lại không chút nào giảm, vẫn như cố tản ra khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Pháp bảo này là lấy cực kỳ chính tông thổ thuộc tính vật liệu luyện chế mà thành. Ta nhìn người cô kia thổ ma ngẫu còn không có vừa tay pháp bảo, đem cái này cầm đi đi. Chỉ cần tế luyện một chút, liền có thể dùng mặc dù không có thể phát huy 10 thành uy lực, 7-8 phần vẫn phải có thiên diệu tiên tử không chậm không nhanh nói. Bất kể nói thế nào, cái này bá long tỷ cũng là thiên tuyệt đạo nhân bản mệnh pháp bảo, thần hồn của hắn chi lực sớm đã cùng pháp bảo hòa làm một thể, coi như cưỡng ép lau đi thiên tuyệt đạo nhân thần thức, lại không thể tránh khỏi sẽ đối pháp bảo tạo thành nhất định tổn thương, tăng thêm thổ ma ngẫu không có linh trí, thúc đẩy pháp bảo thời điểm, uy lực khó tránh khỏi còn muốn có chút mất giá, lại dù sao cũng tốt hơn không có. Huống hồ từ thổ ma ngẫu đến thúc đẩy chính tông thổ thuộc tính pháp bảo, nhưng lại có thể thu được không ít huy lực tăng thêm, có lẽ có thể đem những cái kia bất lợi nhân tố đều triệt tiêu mất cũng không nhất định. Chỉ cần cùng tiêu phàm kề vai chiến đấu, cơ hồ tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về tiêu phàm tất cả, phảng phất đã trở thành một loại nào đó lệ cũ. Tiêu phàm cũng không khách khí, đưa tay tiếp tới. Sau một lát, một trắng một đen hai đạo nhân ảnh cùng nhau mà đi, mặt biển xanh thẳm, trường thiên một bích, sớm đã không có mảy may huyết chiến vết tích. Mấy ngày sau, hai người tại Long Tuyền Thành đông bộ một chỗ sơn mạch bên trong đè xuống độn quang. Chỗ này sơn mạch cũng là Long Tuyền Thành tương đối nổi danh nguyên anh tu sĩ khu quần cư, lòng đất linh mạch cực dai, gần với Thái Thượng Tông Tổng Đàn Tam Thập Tam Trọng Thiên. Không ít ngoại lai nguyên anh tu sĩ cùng trong thành môn phái nhỏ nguyên anh trưởng lão, ở đây kiến tạo động phủ, đả tọa tu luyện. Thiên diệu tiên tử động phủ tại Sơn Mạch Đông Bắc Bộ tương đối vắng vẻ chỗ. Nơi đây đã coi như là Sơn Mạch biên giới, so sánh chi khu vực trung tâm, linh khí rõ ràng không đủ, cách đó không xa liền có tu sĩ kim đan động phủ. Thiên diệu tiên tử đã sớm đem tu vi của mình áp chế đến nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn, mà lại là khó khăn lắm ngưng kết nguyên anh không lâu, này địa linh khí tương đối mỏng manh, cũng là miễn cưỡng đủ. Thiên diệu cùng cùng thái thượng tông ở giữa cũng vô nghỉ lễ, nhưng cũng không có bao nhiêu giao tình. Tại Long Tuyền thành quá kiêu căng, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Trừ cửu giảng nghĩa khí, có thể làm tiêu phàm đắc tội hảo thiên tông, lại không có khả năng ban ơn cho đến thiên diệu tiên tử. Dù sao thiên diệu tiên tử chỉ là tiêu phàm bằng hiếu, không phải thê tử của hắn. Nếu là tiêu phàm song tu bạn lữ, tự nhiên lại muốn coi là chuyện khác. Tiêu phàm tại trọng thiên cung có một chỗ chuyên môn động phủ, là trừ cử cố ý phân phó vì hắn đưa ra đến, linh khí cực kỳ dồi dào, cùng thái thượng tông nguyên anh trưởng lão động phủ hào không khác biệt. Bất quá lúc này, tiêu phàm tự nhiên sẽ không mang theo thiên diệu tiên tử đi trọng thiên cung. Thiên diệu tiên tử động phủ mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng người điểm đầy đủ. Mật thất, linh dược vườn, linh thú thất mọi thứ đều đủ, trang trí phải thanh tĩnh trang nhã, khiến người thấy mà quên tục. Tiêu phàm trước đem linh thú điểm bên trong gấu nhỏ phóng xuất, đây là hoàng đường nhi tử. Tính toán ra, tiểu gia hỏa này cũng có hơn mấy chục tuổi, nhưng như cũng ngây thơ chân thành, chuyện gì cũng đều không hiểu, hồn nhiên ngây thơ cực kỳ. Đa số thời gian, tiểu gia hỏa tại linh thú điểm bên trong đi ngủ, ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại chơi đùa một phen. Tiêu phàm thỉnh thoảng cho nó cho ăn một chút những yêu thú khác nội đan cùng tinh huyết, có thể rõ ràng cảm nhận được, vật nhỏ khí tức đang không ngừng tăng cường. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đơn thuần khí tức tăng cường mà thôi, linh trí không có biến hóa chút nào, giống như khi còn bé. Cũng may tiêu phàm biết yêu thú thọ nguyên thật dài, vật nhỏ này lại là đồng giáp gấu cùng vệ linh trồn hỗn huyết. Khẳng định không giống bình thường, cũng là không vội, chỉ cần nó khỏe mạnh trưởng thành liên tốt vẫn tại linh thú điểm bên trong ngủ say hoàng đường tình hình rất có chuyển biến tốt đẹp đã nhiều năm như vậy thương thế đã hoàn toàn ổn định lại ngay tại một chút xíu khôi phục bên trong tiêu phàm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho hắn dùng một lần thuốc xem chừng qua ít ngày nữa liền nên tỉnh lại chỉ cần hoàng đường một tỉnh lại có thể tự hành đả tọa tu luyện thương thế khôi phục tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh lấy hoàng đường tình hình mà nói trên thực tế sớm đã cùng người chết không khác là tiêu phàm lấy hóa huyết trúc linh đại pháp ngạnh sinh sinh cho hắn khởi tử hồi sinh, sống lại một lần. Tiêu phàm đem tiểu ra hỏa thả tiến vào linh thú thất, cho nó cho ăn đồ ăn, liền do cho nó tự hành chơi đùa. Lập tức đi tới trong mật thất, cùng thiên diệu tiên tử ngồi đối diện nhau. Tiêu phàm đưa tay phải ra ba ngón tay, khoác lên thiên diệu tiên tử trắng noãn trên cổ tay trắng, mí mắt nhẹ nhàng rủ xuống. Thiên diệu tiên tử cũng lặng yên ngồi, mí mắt nhẹ rủ xuống, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt. Tiêu phàm sau nghi lập tức nhau, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, thiên diệu tiên tử thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, nhưng kia cỗ tà mị chi khí. Nhưng cũng càng thêm sinh động, dây dưa tận xương, tiêu phàm mượn thiên địa lực lượng cưỡng ép kết xuống phong ấn, đã bắt đầu buông lỏng. Loại này buông lỏng, cơ hồ là không thể nghịch chuyển, trừ phi thiên diệu tiên tử tự hành tán công, đem cảnh giới của mình xuống đến kim đan kỳ trở xuống. Tiêu phàm mới có thể lấy hạo nhiên chính khí lần nữa đem trong cơ thể nàng tà mị chi khí cưỡng ép phong ấn, nhưng bởi như vậy thiên diệu tiên tử tương đương công lực hoàn toàn biến mất tại trước mắt dưới tình hình như thế không có sức tự vệ cùng tự sát hào không khác biệt không biết sẽ có bao nhiêu người muốn bắt được bọn hắn đưa đến hạo thiên tông đi lĩnh thưởng bọn hắn nhất định phải nhanh chóng tiến vào thiên diệu cung tổng đàn mật thất tìm tới bảo mệnh phù lại tiếp tục trì hoãn coi như cầm tới bảo mệnh phù chỉ sợ đều đã không làm nên chuyện gì nhưng mà lúc này đi thiên diệu cung tổng đàn cùng tự chui đầu vào lưới có gì khác Hạo Thiên Tông sớm chính ở đằng kia bố trí tốt hết thảy. Ta đi đem bọn hắn dẫn ra, tiêu phàm ngón tay, vẫn như cú khoác lên thiên diệu tiên tử trên cổ tay trắng, miệng bên trong nhẹ nói, trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát. Trước đó, tiêu phàm sẽ không nhắc lên lời này đâu. nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại Hạo Thiên Tông đám người kia trong mắt không đáng một xu, Hạo Thiên Tông Hảo Nhật môn muốn bắt chính là thiên diệu tiên tử, về phần hắn tiêu y thánh sống hay chết, toàn không liên quan, hắn không có khả năng dẫn ra chấn thủ tại thiên diệu cung tổng đàn hạo thiên tông cao thủ. Hiện tại tình hình lại khác nhau rất lớn, bị giết Âu Dương Uy, đã trở thành hạo thiên tông người người có thể chu diệt ác đồ, chỉ cần hắn tại thiên diệu cung phụ cận lộ diện một cái, cơ hồ tất cả hạo thiên tông cao thủ đều sẽ không chút do dự truy sát mà tới. Xử lý họ tiêu này tiểu tử, tại trước mặt đại trưởng lão tuyệt đối là một cái công lớn. Cơ hội như vậy, không ai sẽ bỏ qua, cái này kế điệu hổ ly sơn, ngược lại là có thể. Thiên Diệu Tiên Tử nhìn qua hắn, hai mắt óng ánh lấp lóe, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Đại trận kia ta phá giải không được, coi như người đem bọn hắn toàn bộ dẫn ra, cũng vẫn là không có cách nào tiêu phàm không khỏi buồn bực một chút. Hạo Thiên Tông bố trí tại Thiên Diệu Cung tổng đàn Thiên Cơ các che đậy đại trận, mấy tháng nay hắn đã đã tìm được phá giải chi đạo, nhưng cái này phá giải chi đạo rất đặc thù, đó chính là lấy trận phá trận, chỉ cần có đầy đủ thời gian, để hắn tại phủ cận bố trí một cái pháp trận liền có thể lấy pháp trận chi lực, cưỡng ép đột phá che đậy đại trận. Hết lần này tới lần khác biện pháp này, chỉ có tiêu phàm mình có thể sử dụng, không có cách nào dạy cho thiên diệu tiên tử. Thiên diệu tiên tử cố nhiên là hậu kỳ đại tu sĩ, pháp lực cao cường, nhưng ở trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, lại kém xa tiết tắp hắn. Trận pháp chi đạo, bác đại tinh thâm, lấy trận phá trận, càng là cực kỳ cao minh tuyệt kỹ, tuyệt không phải 3 năm mấy ngày liền có thể giáo hội. Ta đi đem bọn hắn dẫn ra, đang lúc Tiêu Phàm phiền muộn thời điểm, Thiên Diệu tiên tử thấp giọng nói: "Vậy thì có cái gì dùng? Kia bí điện ngoại trừ ngươi, người khác căn bản liền vào không được." Tiêu Phàm buồn buồn nói: "Kia cũng chưa chắc, tổ sư Di Huấn còn có một người cũng có thể tiến vào bí điện, chỉ muốn cái kia người đồng thời có xong thân phận." "Ồ, cái gì xong thân phận?" Tiêu Phàm không khỏi tinh thần đại chấn, bận biểu tức hỏi. Thiên Diệu tiên tử không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, bình tĩnh trên mặt, bỗng nhiên hiện lên hai bôi đỏ ửng. Người kia, nhất định phải là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, có được vô cực môn bảo vật chấn giáo, Càn Khôn đỉnh, đồng thời, hắn còn nhất định phải là Thiên Diệu cung chủ song tu bạn nữ. Chốc lát, Thiên Diệu tiên tử mới chậm rãi nói, "Cái gì?" Tiêu Phàm lập tức trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Đúng lúc này, Thiên Diệu tiên tử cổ tay trắng lật một cái, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thủ đoạn siết chặt tay phải mệnh môn đã bị thiên diệu tiên tử chế trụ, một cỗ lạnh lẽo thấu xương khí tức, tại hắn không có chút nào phòng bị dưới tình hình, mãnh liệt mà vào. Kia cỗ lạnh lẽo thấu xương khí tức, tại mạch đập của hắn bên trong bay nhanh tiến lên, trong khoảnh khắc toàn thân đều đông cứng. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn bản mệnh châu khẽ run lên, cùng cỗ này lạnh lẽo thấu xương khí tức lên cộng minh, một cỗ nhu hòa lực đạo từ đan điền bên trong tuôn ra, lập tức cùng toàn thân bên trong khí tức băng hàn hỗn hợp lại cùng nhau, cực độ nghiêm hàn dần dần tan rã, trở nên ấm áp, dễ chịu vô so. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiêu phàm liền cảm giác phải thân thể của mình lên một loại nào đó kịch liệt phản ứng, ngay cả chính hắn cũng còn không có lấy lại tinh thần, huyết dịch khắp người liền bỗng nhiên sôi trào lên, cơ hồ lập tức liền bị mê thất bản tính. Vô cực môn hạo nhiên chính khí, nguyên bản coi trọng nhất định lực. Chỉ bất quá lúc này, tiêu phàm toàn thân kinh mạch đều bị thiên diệu tiên tử chế trụ, bản mệnh chân nguyên bị một mực giam cầm tại đan điền khí hải, mà tứ chi bách hải của hắn bên trong tràn ngập, lại là thiên diệu tiên tử bản mệnh chân nguyên. Cỗ lực lượng này cường đại tuyệt luân, ở xa tiêu phàm bản thân công lực phía trên. Nhưng luận đến định lực cao minh, lại là kém xa tít tắp hạo nhiên chính khí. Tiêu phàm dốc hết toàn lực, muốn thu liếm lòng của mình vượn ý ngựa, cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Thiên diệu tiên tử đã từ từ đứng dậy, yên lặng nhìn chăm chú lên tiêu phàm, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, lã chã ướt át nhất quán lãnh đạm thiên diệu cung chủ, cao cao tại thượng hậu kỳ đại tu sĩ, bỗng nhiên hiển lộ ra dạng này xấu hổ mang kiều tiểu nữ nhi bộ dáng, càng thêm đẹp đến mức kinh tâm động phách. Tố thủ nhẹ giơ lên, lấy hạ đầu đỉnh châm gài tóc, đầu đầy đen nhánh tóc xanh như thác nước khoác vẩy mà hạ. Như thế một cái biến hóa rất nhỏ, lập tức liền để mặt lạnh lạnh tâm thiên diệu tiên tử lập tức trở nên cực kỳ ôn nhu. Cùng thiên diệu tiên tử sớm chiều ở chung mấy năm, tiêu phàm còn chưa bao giờ thấy qua thiên diệu tiên tử ôn nhu một mặt, hết lần này tới lần khác cái này khó gặp ôn nhu, lại đối nam nhân có cực kỳ cường đại lực sát thương, tiêu phàm thể nội phản ứng càng thêm kịch liệt. Ngay sau đó, thiên diệu tiên tử áo đen váy đen nhẹ nhàng phiêu rơi xuống đất, lộ ra màu xanh nhạt áo lót. Hai ngọn núi cao ngất, như ẩn như hiện, bụng dưới bằng phẳng, hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người uyển chuyển vô song. Tiêu phàm chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết cuồn cuộn, thật vất vả ngưng tụ kia một chút xíu định lực. Nháy mắt bay đến lên chín tầng mây, không khỏi thở dài một tiếng, triệt để từ bỏ vô vị này dễ dụa. Ta gọi nước thanh nhu, thiên diệu tiên tử thấp giọng nói, tựa hồ mỗi nói một chữ đều cố hết sức. Lập tức, tiêu phàm trước mắt tối sầm lại, liền cái gì đều nhìn không thấy. Là triệt để hắc ám, thiên diệu tiên tử đã đem mật thất trên đỉnh ánh trăng thạch toàn bộ đánh nát. Dù là tiêu phàm tu luyện cực kỳ cao minh thiên nhãn thần thông, giờ phút này pháp lực bị quản chế. Cũng không phát huy ra bao nhiêu uy năng đến, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, một đạo uyển chuyển thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt, mùi thơm sóng ngầm. Tiêu phàm chợt nhớ tới, gian ngoài nghe đồn thiên diệu cung mỹ thuật như thế nào hoa văn trồng chất. Kỳ thật đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, chỉ ít, thiên diệu tiên tử không cần mỹ thuật, hoàn toàn không cần. Đừng bảo là hắn đã bị giam cầm hạo nhiên chính khí chân nguyên pháp lực, coi như không có bị giam cầm. Đối mặt thiên diệu tiên tử dạng này kinh tâm động phách mỹ lệ cùng uyển chuyển, đó cũng là căn bản liền ngăn cản không nổi. Đẹp đến thiên diệu tiên tử trình độ như vậy, đối phó nam nhân lại nơi nào còn cần gì mỹ thuật. Một đôi tiêm tiêm tố thủ, nhẹ nhàng linh hoạt giải khai y phục của hắn. Đối tiêu phàm đến nói, cái này là lần đầu tiên. Lần thứ nhất bị động như thế, dù nhiên Tiêu chân nhân nhất quán ôn tồn lễ độ, ung dung thận trọng. Nhưng trên giường, nhưng xưa nay đều là chủ động khiêu chiến, từ không bảo thủ. Bây giờ không để ý liền bị thiên diệu tiên tử chế trụ, giống tiểu tử ngốc cho phép nàng bài bố, động một cái cũng không thể động. Cứ việc lớn hưởng ôn nhu diễm phúc, lại không khỏi cũng có chút xấu hổ. Đoạn này hắc lịch sử, ngày sau nên như thế nào đối mặt. Chỉ sợ muốn trở thành hắn cùng thiên diệu tiên tử ở giữa vĩnh viễn trò cười. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên diệu tiên tử thật sẽ diễu cật hắn. Nhưng cái này cũng rất khó nói, nữ nhân cùng nam nhân lên giường trước cùng lên giường về sau, sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, nhiều khi tính cách thậm chí là tưởng như hai người. Chỉ bất quá, tiêu chân nhân lại không vui lòng, dưới mắt tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Khi hai cỗ bóng loáng thân thể ôm nhau cùng một chỗ thời điểm, tiêu phàm đã sớm đem phần này xấu hổ ném đến lên 9 tầng mây. Lúc này còn đang suy nghĩ lấy ngày sau sự tình, tiêu chân nhân quả thực chính là ngu xuân. Giải khai, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, tiêu phàm cắn răng, tại thiên diệu tiên tử bên tai thấp giọng kêu lên. Dạng này rất khó chịu, quá bất tận hưng, thiên diệu tiên tử không rên một tiếng, chỉ là ôm chặt hắn, tựa hồ muốn đem hai người chân chính hòa làm một thể, rốt cuộc không phân khác biệt. Đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm giác được thể nội bản mệnh châu bắt đầu gấp gáp phát sinh biến hóa, cảm giác bên trên, bản mệnh châu ngay tại hòa tan, tốc độ cực nhanh. Lập tức, Tiêu Phàm liền biết cảm giác của mình không có sai, bản mệnh châu bỗng nhiên cùng thiên diệu tiên tử khí tức trong người hợp hai là một, khỏi phải hắn vận công luyện hóa, liền tự động hòa tan, hóa thành một cỗ thuần hậu vô so bản mệnh chân nguyên, cực tốc hướng tứ chi bách hải của hắn bên trong xông tới. Trong chốc lát, tiêu phàm liền hiểu được, thiên diệu tiên tử ngay tại đưa nàng khổ tu nhiều năm bản mệnh chân nguyên cưỡng ép sót vào trong cơ thể của hắn. Không thể, tiêu phàm giật nảy cả mình, mặc dù thiên diệu tiên tử thương thế đại bộ phận phân đã khỏi hẳn, nhưng cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cùng thời kỳ toàn thịnh hoàn toàn không thể đánh đồng. Bây giờ bỗng nhiên đem tự thân bản mệnh chân nguyên truyền cho hắn, thậm chí ngay cả bản mệnh châu đều đồng loạt dung nhập trong cơ thể của hắn, tiêu phàm cố nhiên lại bởi vậy đại đại được lợi, đối thiên diệu tiên tử tạo thành tổn thương lại khó mà đánh giá làm không tốt ngay cả hậu kỳ cảnh giới đều không có cách nào ổn định sẽ trực tiếp rơi xuống đến trung kỳ tiêu chuẩn từ nào đó cái góc độ đến nói cái này căn bản là trong truyền thuyết thái âm bổ dương chẳng qua là thiên diệu tiên tử cưỡng ép quán chú cho hắn mà thôi ngươi mặc dù có càn khôn đỉnh nhưng tu vi quá thấp vào không được bí điện ta là thiên âm chi thể vốn là tốt nhất song tu bạn lữ thiên diệu tiên tử ôm thật chặt ở hắn cường tráng cái cổ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thoảng qua mang theo một tia thở dốc, chân bóng trên thân thể mềm mại, tinh mịn đổ mồ hôi một chút xíu thẩm thấu mà ra. Trong lúc nhất thời, tiêu phàm trong đầu loạn thành một bầy. Thiên diệu tiên tử nói đến rõ ràng, lấy hắn dưới mắt nguyên anh sơ kỳ tu vi, cùng thiên diệu cung tổ sư bà bà năm đó trong dự liệu vô cực môn trưởng giáo chân nhân thực tế cách biệt quá xa. Năm đó, vô cực môn gì cùng cường thịnh, trưởng giáo chân nhân chí ít cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí là ngộ linh kỳ tuyệt thế cao nhân. Chưa từng có một tên nguyên anh trung kỳ trở xuống tu sĩ, đủ tư cách xuất trưởng vô cực môn. Thiên diệu cung tổ sư bà bà thiết lập như thế một cái ngoại lệ, kỳ thật cũng là vì để phòng vạn nhất. Vạn nhất hậu đại thiên diệu cung chủ xảy ra bất chắc, bí điện cũng không đến nỗi vĩnh viễn phong bế. Vô cực môn là chính đạo thứ nhất tông, trưởng giáo chân nhân uy chấn thiên hạ, chính trực đoan chính, tuyệt đối là người có thể tin cậy mà lại vô cực môn cùng thiên diệu cung nguồn gốc cực sâu, đời thứ 32 trưởng giáo chân nhân Long Tượng tổ sư liền có thể là năm đó thiên diệu cung chủ song tu người yêu, đem thiên diệu cung bí điện mở ra phương pháp giao đến vô cực môn trưởng giáo chân nhân trong tay, hoàn toàn có thể yên tâm. Dưới mắt, nếu như muốn để Tiêu Phàm đi mở ra thiên diệu cung bí điện lời nói, liền nhất định phải nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn, ít nhất cũng phải đột phá sơ kỳ bình cảnh, đạt tới trung kỳ cảnh giới mới miễn cưỡng có thể thực hiện. Thành như thiên diệu tiên tử lời nói, thiên âm chi thể là thuần túy nhất cực âm thể chất, loại cô gái này thể nội tích chứa thiên âm chân nguyên đối nam tính tu sĩ đột phá bình cảnh có không tưởng được kỳ hiệu, cố nhiên còn so ra kém thiên hương ngọc lộ loại kia nghịch thiên linh dược, nhưng cũng không khác nhau lắm. Đồng dạng, mất đi thiên âm chân nguyên, đối có được thiên âm chi thể nữ tu khẳng định có tổn thất. Trừ phi cùng nàng giao hợp nam tử, bản thân cũng là cực kỳ hiếm thấy thuần dương chi thể, mới có thể âm dương giao thái, song phương đều lấy được chỗ ích không nhỏ may mà thiên diệu tiên tử đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, mất đi thiên âm chân nguyên, đối ảnh hưởng của nàng không đến mức quá lớn, cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Tiêu Phàm trước đó không lâu vừa mới hấp thu Âu Dương Uy tích xúc tại thể nội đại lượng hảo nhiên chính khí, lập tức giảm bớt mấy chục năm khổ tu chi công, bỗng nhiên đạt đến tại nguyên anh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, lúc này mới khiến lại phải đột phá bình cảnh trở thành khả năng. Nếu không, dù coi như thiên âm chi thể lại thần kỳ, một đêm giao hợp cũng khó có thể để tiêu phàm trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tiến dai. Còn không có cùng tiêu phàm nghĩ đến 10 điểm sẵn sàng, bản mệnh châu đã hoàn toàn hóa tan, cùng tinh thuần đến cực điểm thiên âm chân nguyên hợp làm một thể, nháy mắt che kín tiêu phàm kỳ kinh bát mạch, tiêu phàm chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, nhiệt tình như sôi, nguyên bản bị một mực giam cầm tại đan điền khí hải bên trong bản mệnh chân nguyên lao nhanh mà ra, nháy mắt toàn thân cao thấp đều tràn ngập vô so kinh lực. Âm vang một tiếng, nguyên anh sơ kỳ bình cảnh liền đột phá này, trong chốc lát tiến vào trung kỳ cảnh giới. Tiêu phàm quát to một tiếng, xoay người mà lên, không chút khách khí đem thiên diệu tiên tử sinh sắn thân thể đặt ở dưới thân. Thiên diệu tiên tử nhẹ nhàng thở vào một cái, phảng phất khí lực cả người đều đã chảy xuôi phải không còn một mảnh, kiều nộn thân thể bỗng nhiên mềm xuống dưới, chăm chú rúc vào tiêu phàm trong ngực, một bộ hoàn toàn không thắng mây mưa mềm mại bộ dáng. Cũng không biết bao nhiêu thời điểm quá khứ, đen nhánh trong mật thất bỗng nhiên an yên tĩnh, chỉ còn lại có hai người trầm thấp thở dốc âu dương minh nguyệt lưu tại trong cơ thể người ấn ký ta đã dùng thiên âm chân nguyên bao vây lại sẽ không có cái gì trở ngại đen nhánh trong mật thất bỗng nhiên vang lên thiên diệu tiên tử thanh âm thật thấp ừm người không sao a à, tiêu phàm trong giọng nói tràn đầy ân cần cũng có chút áy náy mặc dù thiên diệu tiên tử cảnh giới không có rơi xuống nhưng tiêu phàm có thể rõ ràng mà cảm ứng được khí tức của nàng so sánh với lúc trước yếu không ít cùng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng có mạnh yếu chi phân thiên diệu tiên tử có chút thở hào hền, không lên tiếng. chỉ chốc lát, đen kịt một màu bên trong vang lên sột sột xoạt xoạt thanh âm. sau một lát, mật thất bên trong lại sáng lên nguyệt quang thạch ánh sáng dịu dịu. thiên diệu tiên tử áo đen váy đen, lặng lặng đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía tiêu phàm, chỉ có một đầu đen nhánh mái tóc vẫn như cũ khoác vẩy vào tròn trịa đầu vai, không tiếp tục ghim lên tới. người nghe, ta làm như vậy đều là vì chính ta, vì thiên diệu cũng có thể truyền thừa tiếp. người được ta chỗ tốt liền muốn giúp ta mở ra bí điện, tìm tới bảo mệnh phù. Trừ long tượng chân nhân tự viết vốn bên ngoài, bí điện bên trong những vật khác, người cũng không thể động chốc lát, thiên diệu tiên tử chậm rãi nói, thanh âm sớm đã trở nên bình tĩnh như hương, lãnh lãnh đạm đạm, giống như quá khứ. Thật giống như vừa rồi kia hết thảy, đều chỉ trong mộng, vẫn chưa chân chính phát sinh qua. Tiêu phàm khẽ ừ, không nói thêm gì, giờ này khắc này, hắn hiểu rất rõ thiên diệu tiên tử tâm tình, mặc kệ là uy chấn thiên hạ hậu kỳ đại tu sĩ cũng tốt, là nhất quán đoan trang thận trọng một cung chi chủ cũng được, giờ phút này đều cùng sơ làm vợ người tiểu nữ nhân không khác. Huống chi còn là nàng chủ động, tuy nói là bức tại bất đắc dĩ, tổng cũng là thẹn thùng khó chịu. Một khi thiên diệu tiên tử hờn dỗi, tiêu chân nhân liền phải thật lớn hỏng bét. Ta hiện tại nói cho người tiến vào bí điện phương pháp, người cẩn thận nghe rõ ràng. Trầm mặc một lát, thiên diệu tiên tử lại nhẹ nói, vẫn như cũng đưa lưng về phía tiêu phàm, từ đầu đến cuối không chịu xoay người lại. Cách Long Tuyền Thành mấy triệu bên trong xa hạo Dương Thành trong mật thất, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc nàng lưu tại tiêu phàm thể nội kia đạo ấn ký, thế mà lập tức không cảm ứng được. Cái này tựa hồ khả năng không lớn, cần biết kia đạo ấn ký, thế nhưng là xâm nhập đến tiêu phàm đan điền khí hải bên trong, cùng hắn bản mệnh chân nguyên pháp lực hỗn tạp cùng một chỗ, chỉ cần tiêu phàm còn lại một hơi, nàng liền có thể cảm ứng được ấn ký tồn tại trừ phi tiêu phàm bản thân cũng tiến dài đến hậu kỳ cảnh giới, lấy bản mệnh chân nguyên chậm rãi đem cái này ấn ký luyện hóa hết. Bằng không mà nói, dù coi như là cái khác tu vi không kém nàng đại tu sĩ thân tự xuất thủ, cũng quả quyết khó mà triệt để biến mất cái này ấn ký. Xem ra vô cực môn cái này hậu sinh, thật là có chút không muốn người biết quỷ môn nói. Về phần thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm âm dương giao hợp, về sau kỳ đại tu sĩ bản mệnh chân nguyên cưỡng ép bao lấy kia ấn ký, dù là Âu Dương Minh Nguyệt dù thông minh cơ trí, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp như vậy đi lên thiên diệu tiên tử sở dĩ chủ động cùng tiêu phàm giao hợp một nửa là vì cưỡng ép tăng lên tiêu phàm tu vi cảnh giới một nửa cũng là vì âu dương minh nguyệt lưu lại ấn ký này trừ dạng này thiên diệu tiên tử cũng nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn tới muốn để tiêu phàm thần không biết quỷ không hay tiến vào thiên diệu cung bí điện bên trong đi ấn ký này nhất định phải trước giải quyết hết không phải hết thảy đều không thể nào nói đến Dựa theo Âu Dương Minh Nguyệt lúc trước cùng Thái Thượng Tông ước định, tiêu phàm chỉ có đợi tại thà nhân tài của đất nước là an toàn. Một khi rời đi thả nước, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức liền có thể đối với hắn xuất thủ lần nữa. Ngay cả Thái Thượng Tông đều che chở không được. Trên thực tế, dù coi như là Thái Thượng Tông, trừ vị kia truyền ngôn bên trong đã đặt chân ngộ linh kỳ tông chủ phương thánh nhân. Liền ngay cả Thanh Bình Đạo Nhân cũng không thể để Âu Dương Minh Nguyệt có cái gì kiêng kỵ chi ý. Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt kinh ngạc chỉ là một cái thoáng tức thì, lập tức lại mí mắt buông xuống, đã tọa nhập định đi, tựa hồ cũng không thế nào đem việc này để ở trong lòng. Không biết lúc nào, lòng tuyển thành trong mật thất, lại chỉ còn dưới tiêu phàm một người, thiên diệu tiên tử đã lặng yên rời đi. Không thân thiết trong phòng vẫn như cũ hoa mai phun trào. Tiêu phàm ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trầm ngâm thật lâu, mới khe khẽ lắc đầu, đem trên mặt lại là xấu hổ lại là lưu luyến thần sắc thu vào, ống tay áo lắc một cái. Hắc mang lấp lóe, thiên tuyệt đạo nhân bản mệnh pháp bảo bá long tỷ bắn ra. Thứ này tại chữ vật vòng tay bên trong liền rất bất an phân, thỉnh thoảng để lộ ra nôn nóng đến cực điểm khí tức, chỉ muốn thoát khốn mà ra. Bây giờ vừa vừa rời đi chữ vật vòng tay, liền là hắc quang đại phóng, siêu một tiếng, hướng cửa mật thất kích xạ mà đi, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng phía trước tìm tòi, một con sữa bàn tay lớn màu trắng nổi lên, vào đầu bắt xuống dưới. Đem ý đổ bỏ chạy bá long tỉ một mực nắm ở trong tay sao, hùng hậu hạo nhiên chính khí mãnh liệt mà ra, còn đang không ngừng dẫy dụa bá long tỷ lập tức gào thét một tiếng, hắc quang mất hết, rốt cục hồi phục vài tấc lớn nhỏ ấn tỷ bản tướng. Cái này mặc dù chỉ là một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, nhưng tại đồng bậc bảo vật bên trong có thể xưng thượng phẩm, mà lại trải qua thiên tuyệt đạo nhân nhiều năm như vậy tế luyện, kiềm thả giết chóc vô số, uy lực sớm đã tăng nhiều, thậm chí so sánh với bình thường pháp bảo cực phẩm cũng không kém bao nhiêu. Tiêu phàm cẩn thận đại lượng một lát, nhẹ nhàng gật đầu, ống tay áo lại là lắc một cái, thổ ma ngấu hiện thân mà ra, lặng yên đứng tại một bên. Tiêu phàm thần niệm chi lực khẽ động, thổ ma ngẫu lập tức ngẩng đầu lên, tiếp cận giữa không trung chậm rãi chìm nổi bá long tỷ, trong đôi mắt dần dần hiện ra hai sợi huyết sắc quang trạch. Bỗng nhiên ở giữa, thổ ma ngấu lại ở trên mặt đất một quyển, hóa thành một cỗ màu vàng bão cát, không chuyển xoay tròn lấy, đem bá long tỷ bao khỏa trong đó, trong mật thất vang lên đất cát ở giữa tương hỗ ma sát thanh âm chói tai. Tiêu phàm đối này lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là lấy thần niệm chi lực chỉ huy thổ ma ngẫu luyện hóa thiên tuyệt đạo nhân lưu tại bá long tỷ nội bộ thần hồn ấn ký. Nếu như từ hắn trực tiếp xuất thủ đến ma diệt thiên tuyệt đạo nhân thần hồn ấn ký, tự nhiên càng thêm mau lẹ. Nhưng bởi như vậy, thổ ma ngẫu sau này sử dụng bảo vật này lại sẽ không quá thuận tay. Thật giống như trên đại thảo nguyên, chân chính liệt mã nhất định phải mình tự mình đi thu phục, tuấn mã mới có thể thuận lợi nhận chủ. Cũng may thổ ma ngẫu thể nội hai hồn năm phách, cũng đã sớm cùng tiêu phàm tâm ý tương thông, chỉ là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Thiên tuyệt đạo nhân không hổ là cường hãn trung kỳ tu sĩ, tung nhưng đã vẫn lạc mà chết, lưu tại bá long tỉ bên trong thần hồn ấn ký, cũng đầy đủ hoa tiêu phàm ba ngày ba đêm thời gian, mới rốt cục đại công cáo thành. Bá long tỉ bên trong, một lần nữa trồng lên thổ ma amen hồn ấn ký. Bất quá đổi chủ về sau, bá long tỉ uy năng rõ ràng có chỗ yếu bớt. Tổng phải được qua một đoạn thời gian rèn luyện, uy năng mới có thể dần dần lại tăng lên. Cái này lại là gấp không được, luyện hóa xong bá long tỷ, thổ ma ngẫu linh lực trong cơ thể, cũng kém không nhiều tiêu hao gần một nửa. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay hiện ra một viên tinh quang bắn ra bốn phía thổ hoàng sắc tinh thạch, viên tinh thạch này như là trứng bổ câu lớn nhỏ, trong đó lộ ra một cỗ cực kỳ tinh thuần linh lực, ở xa tiêu phàm thường ngày cho thổ ma ngẫu sử dụng chung dai thổ linh thạch phía trên. Thình linh chính là một viên hiếm thấy cao dài thổ linh thạch. Ngày bình thường, tiêu phàm đồng dạng đều là cho thổ ma ngỗ luyện hóa làm dùng thượng phẩm trung giai thổ linh thạch, cái này đã 10 điểm xa xỉ. Rất nhiều người thúc đẩy ma ngỗ cùng khôi lỗi, đều là sử dụng phổ thông linh thạch cấp thấp, bỏ được sử dụng linh thạch cấp trung, đã vô cùng ít thấy, bình thường đều là thân gia hào phóng người, mới sẽ bạo tay như thế. Mà dưới mắt, tiêu phàm tựa hồ dự định đem viên này cao giai thổ linh thạch giao cho ma ngỗ sử dụng. Viên này cao giai thổ linh thạch vừa lấy ra, thậm chí ngay cả thổ ma ngẫu hờ hững trong hai mắt, đều hồng quang đại phóng một mực tiếp cận viên này thổ linh thạch cũng không tiếp tục chịu rời tiêu phàm hơi một do dự liền đem viên này cao giai thổ linh thạch giao cho thổ ma ngẫu cao giai linh thạch cố nhiên hiếm thấy cuối cùng chỉ là vật ngoài thân hắn không lâu sau đó liền muốn xông vào thiên diệu cung bí điện chính không biết có bao nhiêu đối thủ lợi hại chính đang chờ hắn tiến đến tự chui đầu vào lưới lúc này giúp đỡ năng lực càng mạnh càng tốt thổ ma ngẫu chiến lực tăng lên một phân tiêu phàm mình liền an toàn hơn một phân. Huống chi thiên tuyệt đạo nhân sư huynh đệ ba người, đều đều là động vật biển thợ săn, thân gia hào phóng, diệt sát về sau, tại bọn hắn chữ vật vòng tay bên trong quả thực tìm được không ít đồ tốt. Tiêu phàm lại quả thực phát một phen phát tài, cao giai linh thạch đối với tiêu phàm đến nói, cũng không tính đặc biệt hiếm có. Thổ ma ngẫu nhiên đạt được đến cao giai thổ linh thạch về sau, lập tức bắt đầu tự hành luyện hóa. Ma ngẫu cấu tạo đặc thù, có thể đem đại lượng linh thạch luyện hóa về sau, chứa đựng tại trong thân thể dự bị, sức chiến đấu xa so phổ thông cơ quan khôi lỗi thú muốn bền bỉ được nhiều. Tiêu phàm không tiếp tục để ý thổ ma ngẫu, ống tay áo lại lắc một cái, trắng sáng lóng lánh, xương chim tại cách đó không xa nổi lên, xòe hai cánh, lệch cái đầu tiếp cận tiêu phàm, trong mắt ngọn lửa không ngừng nhảy vọt. Mặc dù tiêu phàm ban đầu là đem biển kiêu tàn hồn đánh vào đến xương chim thể nội, có thể khẳng định kia tàn hồn đã không có ý thức tự chủ, nhưng trước mắt cái này xương chim, rất rõ ràng đã bắt đầu có suy nghĩ của mình tiêu phàm hoàn toàn có thể cảm ứng được, nhưng lẫn nhau ở giữa thần hồn ấn ký tồn tại, tiêu phàm cũng tịnh không lo lắng xương chim một ngày kia sẽ tạo phản độc lập. Trừ phi xương chim thần niệm chi lực vượt xa hắn, kia mới có thể phát sinh tình hình như vậy. Tại thôn phệ nguyên một đầu hóa hình trung kỳ đại bàng biển về sau, xương chim khí tức mạnh, sớm đã bên trên một cái mới bậc thang. Cùng không có tiến dài đến trung kỳ cảnh giới tiêu phàm tương đối, tựa hồ cũng tranh lệch không xa. Bất quá tiêu phàm giờ phút này đem xương chim triệu hoán đi ra, lại không phải vì quan sát cảnh giới của nó, mà là có khác hẳn ý. Tiêu phàm từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái màu đen bình ngọc, cái này trong bình ngọc, chứa chính là tiêu phàm được từ lệ thú hoang nguyên thiên hồn nguyên chỗ sâu nhất cửu âm huế khí. Nghe nói từ cửu âm huế khí tinh luyện ra cửu âm huế tinh, uy lực của nó mạnh, thậm chí không dưới ly hỏa tông ly hỏa đạn, là ma đạo tông môn mạnh nhất đòn sát thủ một trong. Chỉ là những năm gần đây, tiêu phàm một mực chưa từng tìm tới chân chính ma đạo luyện khí tông sư đến luyện chế cửu âm huế tinh biết được xương chim vậy mà thi triển ra máu đạo công pháp về sau tiêu phàm ý tưởng đột phát muốn đem cái này cửu âm uế khí giao cho xương chim đi sử dụng có lẽ có thể phát huy không tưởng được uy lực cực lớn bất quá tiêu phàm vừa mới vừa mở ra bình ngọc phiêu tán ra một sợi cửu âm uế khí xương chim liền hoa kêu to một tiếng bỗng nhiên hướng bên cạnh kích bắn đi tránh ra thật xa tựa hồ đối với vật này vô cùng kiêng kỵ tiêu phàm khẽ giật mình lập tức lắc đầu có chút từ mất đất cười một tiếng xem ra chính mình còn là có chút chắc hẳn phải như vậy, máu đạo công pháp cùng cửu âm uế khí, mặc dù đều có ô nhiễm pháp bảo thậm chí uế ô thân thể công hiệu, lại cũng không kiêm dung, là hai loại hoàn toàn vật khác biệt. Tiêu phàm tiện tay đem cửu âm uế khí thu vào, lấy ra một chút yêu thú nội đan cùng tinh huyết, ném cho xương chim. Lần này, xương chim tự nhiên sẽ không cự tuyệt, há miệng, phun ra một cỗ sóng máu, đem những này yêu thú nội đan cùng tinh huyết đều cuốn vào, một thời ba khắc liền hóa thành huyết thủy, hút vào trong miệng. Tiêu Phàm không còn để ý nó, lắc một cái ống tay áo, một đoàn bóng đen bắn ra, ở trên mặt đất một quyển, đảo mắt hóa thành một tên đầy đặn thẳng tắp, diễm lệ vô cùng mỹ thiếu nữ, toàn thân trần trụi, trơn bóng da thịt lóng lánh sa tanh quang trạch, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là đầu váng mắt hoa. Tiêu Phàm vội vàng nghiêng đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ tri ý, có chút bất đắc dĩ. Xem ra còn phải tốn chút công phu hảo hảo cùng Hắc Lân câu thông một chút vấn đề này mới được. Hắc Lân lại mảy may cũng không có cảm thấy dạng này có gì không ổn, đưa tay xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hồn nhiên trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, tựa hồ bị người quấy rầy mộng đẹp có chút không vui. Bất quá lập tức, Hắc Lân liền hấp hấp mũi thở, ngạc nhiên kêu la. Không đúng, đây là mùi vị gì? Chủ nhân, người có phải hay không cùng tiên tử tỷ tỷ? Hi hi. Hắc Lân, tiêu phàm không khỏi xấu hổ dị thường, quát to một tiếng. Vật nhỏ này, càng ngày càng cổ quái tinh linh, Khứ giác so lúc trước càng thêm nhạy cảm, ba ngày trước phát sinh sự tình, nàng thế mà vẫn như cũng có thể ngửi được khí tức, quả thực là nghịch thiên. Hắc lân khanh khách một tiếng, chạy đến tiêu phàm trước mặt, ngồi xổm xuống, giơ lên tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhìn qua hắn, đầy đặn bộ ngực sữa lộ ra càng thêm hùng vĩ, Hắc lân lại hồn nhiên không hay, cười hì hì nói, cái này có cái gì không có ý tứ. Ngươi thích nàng, nàng cũng thích ngươi, không nên như vậy sao? Tiêu phàm nhịn không được đưa tay gõ nàng một cái bạo lật, quát, người trước đừng quản những này trước mặc xong quần áo lại nói hắc lân cái dạng này tiêu phàm thật có điểm không lớn thích ứng hắc lân càng là hi hi ha ha nở nụ cười rang hai cánh tay liền ôm cổ của hắn sung mãn mềm mại hai ngọn núi tại tiêu phàm trước ngực ma sát đẻ ép cười khanh khách nói chủ nhân ngươi làm sao rồi ta là ngươi hắc lân a ta cả một đời đều sẽ cùng theo ngươi a dù sao ta vẫn luôn cùng ngươi sớm chiều ở chung cho tới bây giờ đều không có mặc qua y phục có cái gì quan trọng tiêu phàm trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống lại cũng không dám coi là thật đẩy ra hai tay của nàng vạn nhất trêu đến vật nhỏ không cao hứng lại như thế nào cho phải vừa mới có thể hóa hình hắc lân vẫn không có ý thức được mình cùng trước kia đã có rõ ràng khác biệt trên bản chất hay là đem mình xem như một đầu linh thú loại tình hình này phía dưới tiêu phàm tự nhiên không thể làm thật nghiêm nghị quát lớn nàng càng không thể đối nàng quá mức thô lỗ cũng may tiêu chân nhân đầu óc xoay chuyển không chậm một thời ba khắc liền nghĩ ra một đầu rất tốt lý do. Hắc lân, không phải như vậy, ta nói là, người mặc xong quần áo càng đẹp mắt, ân. Là thật, cực kỳ đẹp đẽ, thật, Hắc lân quả nhiên mắc lừa, lập tức la hét hỏi. Đương nhiên là thật tiêu chân nhân bận biểu tức gật đầu cuốn quyết. Vậy dạng này có đẹp hay không? Hắc lân buông ra ôm tiêu phàm cổ hai tay, nguyên địa xoay một vòng tử, một thân sinh đẹp áo đen váy đen xuất hiện tại trên người nàng. Rốt cuộc cùng nàng trước kia huyễn hóa ra đến hắc y thiếu nữ trở thành bộ dáng. Tiêu Phàm không khỏi đại hỉ, liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi, thật xinh đẹp. Đừng bảo là Hắc Lân mặc vào váy áo về sau vốn là hết sức xinh đẹp, lúc này, trước hống nàng mặc xong quần áo lại nói: "Không phải, Hắc Lân cùng hắn thân mật thời điểm, Tiêu Chân Nhân thật không biết nên thanh mình tay đặt ở nơi nào. Tựa hồ vô luận đặt tại bộ vị nào bên trên, đều rất không thích hợp." Bất kể nói thế nào, tiêu chân nhân cũng không có cách nào đem vóc người này gợi cảm dẫn lửa thanh xuân mỹ thiếu nữ lại làm thành là manh manh đát tiểu hắc nghiêu thật nha hắc lân lập tức vui vẻ không thôi lại lại xoay một vòng váy áo tung bay mùi thơm sóng ngầm đẹp không sao tả xiết tiêu phàm vội vã lắc một cái ống tay áo xanh minh mang hào quang lóe lên bốn cỗ nước khôi lối hiện thân mà ra song song đứng tại hắc lân trước mặt mỉm cười nói hắc lân có thích hay không thích thích đây là cho ta chơi sao hắc lân liên tục gật đầu thần thái đáng yêu đến 10 điểm, cũng không biết nguyên nhân gì, có lẽ bởi vì Hắc Lân là nhân loại tu sĩ bản mệnh linh sủng, lại hoặc là bởi vì Hắc Lân thể nội có thánh linh huyết mạch, Hắc Lân tiến dài đến hóa hình kỳ về sau. Huyễn hóa ra đến ngoại hình, trừ lỗ tai hơi nhọn, đôi mắt nhan sắc sâu hơn, cơ hồ cùng nhân loại mỹ thiếu nữ giống nhau như đúc. Không giống bình thường hóa hình sơ kỳ yêu thú, huyễn hóa thành nhân loại ngoại hình, còn mang theo hết sức rõ ràng thú tộc vết tích, để người một chút liền có thể phân biệt ra được như là hắc lân dạng này, huyễn hóa về sau, chỉ cần dùng tóc đem nhọn lỗ tai che lấp, liền sẽ không có người phát giác được bất kỳ khác thường gì. Đúng, những này nước khôi lỗi chỉ cần lắp đặt thủy linh thạch liền có thể khu động, liền làm cho ngươi giúp đỡ đi hắc lân là trời sinh quỷ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch hậu duệ, tinh thông thủy thuộc tính thần thông, cái này mấy cỗ nước khôi lỗi giao cho nàng đi thúc đẩy, nhất định có thể phát huy không tưởng được uy năng. Cái này có một cái chữ vật vòng tay, người đeo lên. Chủ nhân, người cho ta mang hắc lân cười hì hì đem một con tuyết trắng cổ tay trắng ngả vào tiêu phàm trước mặt. Tiêu phàm mỉm cười, đem chữ vật vòng tay mang tại nàng kiều nộn bàn tay nhỏ trắng nõn bên trên. Cái này chữ vật vòng tay chạm trổ tinh xảo, dùng tài liệu khảo cứu, phảng phất một kiện cực phẩm phỉ thúy vòng tay, chiếu dọi phải hắc lân tuyết trắng gương mặt xinh đẹp đều xanh mơn mờn, nói không nên lời kiều mị diễm lệ, uyển chuyển vô song. Hắc lân duỗi tay vuốt ve lấy chữ vật vòng tay, mừng rỡ dị thường, bỗng nhiên lại ở trên mặt đất một quyển, hóa thành một đầu đen nhánh mèo to, thả người chui tiến vào tiêu phàm trong ngực, chỗ sâu trắng nó là đầu lưỡi, không ngừng liếm lắp tiêu phàm màu u bàn tay, lại đem lông xù đầu tại trong ngực hắn ủi đến ủi đi, tiêu phàm duỗi tay vuốt ve lấy nàng thuận hoạt ra mau, khắp khuôn mặt là yêu chiều tiếu dung. Nguyệt sư về sau, tiêu phàm một thân một mình rời đi long tuyển thành, hóa thân thành một đạo bạch sắc độn quang, xẹt qua xanh thảm chân trời, hướng phía tây bắc hướng kích bắn đi, nơi đó chính là đại tề nước phương hướng. Lúc này tiêu phàm, thần thái bay dương, vô luận thân thể hay là tinh thần, đều ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, hùng hậu hạo nhiên chính khí, ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu truyền, trên mặt bảo quang trầm tĩnh, nguyên anh trung kỳ cảnh giới đã cơ bản vững chắc xuống. So sánh với vừa mới ngưng kết nguyên anh thời điểm, không thể so sánh nổi. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm xuất hiện tại thà nước biên cảnh thành thị Bảy Quan Thành. Bảy Quan Thành là thà nước Tây Bắc bộ lớn nhất thành trì, lại hướng phương hướng Tây Bắc mấy chục ngàn bên trong, chính là thà nước cùng tề quốc giới núi. Ở đây, có không ít truyền tống trận, có thể truyền hướng Nam Châu Đại Lục các nơi. Lại là mấy ngày trôi qua, tiêu phàm đã xuất hiện tại Khanh Vân Thành. Bất quá thời khắc này tiêu phàm, sớm đã dịch dung giả dạng, thiên huyễn diện đem hắn huyễn hóa thành một tên sắc mặt đen nhánh trung niên tu sĩ, có kim đan hậu kỳ tu vi, thân thể tráng kiện, rất rõ ràng hay là một tên luyện thể sĩ. Cùng tiêu chân nhân nhau nhã ung dung bề ngoài nửa điểm đều không đáp giới. Khanh Vân Thành không có biến hóa quá lớn, trên thị trường vẫn như cũng người ta tấp nập, cũng không vì Tô Thiên Phong vẫn lạc mà nhận ảnh hưởng gì. Dù sao đối với Hạo Thiên Tông mà nói, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tổn thất hay là chịu đựng nổi. Nhưng ở Thiên Diệu Cung, tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Mặt trời lặn về hướng Tây, đèn hoa mới lên, Thiên Diệu Cung tổng đàn tới gần thiên cơ các một gian thiền điện, lại là đèn đuốc sáng trưng, trong điện mở bàn dự thính, ngay tại xếp đặt buổi tiệc mười mấy tên tu sĩ cao cứ mà ngồi hưởng dụng linh quả linh trà rượu ngon món ngon những tu sĩ này nam nữ nửa này nửa kia, nữ tử từng cái xinh đẹp như hoa, nam tu thì thống nhất tại trên vạt áo theo lên hạo thiên tông tiêu ký. Không hề nghi ngờ, đây là hạo thiên tông cùng thiên diệu cung liên hoan. Ngồi tại chủ vị, là một tên tuổi chừng 40 trung niên tu sĩ, làn da trắng nón, dung nhan tuấn lãng, cùng đã từng bị diệt sát tô thiên phong đồng dạng, là cái điển hình mỹ nam tử. Bất quá người này tựa hồ đẹp đến mức có chút quá đầu, son phấn khí quá nặng, xuyên được cũng cùng rất xinh đẹp, xa xa xem xét, thậm chí sẽ khiến người nam nữ không phân. Nhưng vị này xinh đẹp Mỹ nam tử lại rõ ràng tâm tính tốt đẹp, một người cao cứ thủ tỏa, nhìn quanh ở giữa, dương dương tự đắc, thậm chí ngay cả thiên diệu cung chủ Ngô Hà đều chỉ có thể bên phải bên cạnh ngồi chỗ cuối tương bồi. Nhìn qua, mọi người đối dạng này số ghế an bài tốt giống cũng không có gì bất mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này xinh đẹp Mỹ nam tử, trên thân lộ ra chính là nguyên anh trung kỳ linh lực kinh khủng ba động đồng thời hoàn toàn không phải tô thiên phong loại kia vừa mới tiến cấp chung kỳ cảnh giới có thể so sánh pháp lực hùng hậu trong lúc phất tay vô không lộ ra nhàn nhạt uy áp chi ý thậm chí ngay cả tiêu phàm diệt sát tên kia nội đường dài lão âu dương uy cảnh giới có vẻ như cũng còn so ra kém người này người này mặt mỉm cười mặt mũi tràn đầy hòa khí không giống như là tính tình ngang ngược người chỉ bất quá đang ngồi tu sĩ khác lại từng cái rất cẩn thận trên mặt mặc dù cũng mang theo ý cười lại thời thời khắc khắc đang nhìn chăm chú xinh đẹp Mỹ Nam Tử nhất cử nhất động, sợ ra cái gì sai lầm. Ngay cả Ngô Hà đều không ngoại lệ, xinh đẹp Nam Tử chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt tại Ngô Hà bên cạnh thân một tên tu nữ trẻ trên thân liếc qua, mỉm cười nói, Ngô Cung Chủ, mầm sư điệt lần này bế quan, thu hoạch rất nhiều, cảnh giới là hoàn toàn vững chắc. Thật đáng mừng, tên kia được xưng là mầm sư điệt tu nữ trẻ, tướng mạo không tính quá diễm lệ, chỉ là trung thượng chi tư, trên thân không ngờ có kim đan hậu kỳ linh áp ba động. Nghe vào, xinh đẹp nam tử là tại thuận miệng tán thưởng, mầm sư điệt lại dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vội vã cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu, thậm chí ngay cả đầy đặn thân thể mềm mại đều đang khe khẽ run rẩy, cho thấy rất sợ hãi. Ngô Hà bồi cười nói, "Tần sư huynh quá khen, tiểu đồ bất quá may mắn đặt chân kim đan hậu kỳ mà thôi, ngay cả cảnh giới đều chưa vững chắc, nơi nào xứng đáng Tần sư huynh quá khen." Xinh đẹp nam tử nhẹ khẽ vẫy một cái tay, ngừng lại Ngô Hà, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười tiếu dung, từ tốn nói, Ngô Cung Chủ cũng không cần khiêm tốn, mầm sư điệt cảnh giới phải trăng vững chắc, tần mỗ không mù, còn nhìn ra được. Không dối gạt Ngô Cung Chủ, tần mỗ gần đây luyện công cũng đến quan trọng trước mắt, mầm sư điệt nếu là khó gặp huyền âm chi thể, đó cũng là khó được song tu bạn lữ. Tần mỗ bất hạnh, truyết kinh tại mấy năm trước qua đời, nhưng lấy tại hạ hạo thiên tông 100 bộ viện trưởng lão thân phận, nghĩ đến cũng không đến nỗi bôi nhọ mầm sư điệt lại không biết ngô cung chủ ý như thế nào. Không, không đợi ngô hà đáp lại, mầm sư điệt đã bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vội vã gọi một tiếng, tựa hồ mãnh tỉnh lại, lại dọa đến lập tức cúi đầu, gương mặt xinh đẹp sớm đã trắng bệch như tờ giấy. Một đám hạo thiên tông nam tu lại ầm vang gọi tốt, có mấy cái uống nhiều mấy chén, càng là nghiêng liếc mầm sư điệt đầy đặn thân thể mềm mại, từng cái lộ ra cười dâm. Ngô Hà nụ cười trên mặt cũng biến thành cực kỳ miễn cưỡng, ngượng ngùng nói, tần sư huynh, người cũng biết, Lâm Nhi là môn hạ của ta thiên phú cao nhất đệ tử, tiểu muội đối nàng ký thắc kỳ vọng, tương lai một ngày kia có lẽ cũng có thể ngưng kết nguyên anh. Vậy thì càng hẳn là song tu, ngô hà một lời chưa tất, tần sư huynh liền không khách khí chút nào đánh gãy lời của nàng. Tần mỗ bất tài, tiến giai nguyên anh cũng có hơn trăm năm, khác không dám nói, một chút tu luyện tâm đắc kinh nghiệm vẫn phải có, mầm sư điệt chỉ cần nhập ta tần thị trong môn, tần mỗ tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Có tần mỗ sớm chiều dạy bảo, ngừng kết nguyên anh chỉ là sớm muộn sự tình, ngô cung chủ cần gì phải lo lắng. Ngô Hà Tiếu Dung sớm đã thu liếm, quay hàm khẽ cắn khẽ cắn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cho thấy phải ngay tại cưỡng ép kiềm chế mình phẫn nộ trong lòng. Cứ như vậy định, việc này không cần bàn lại Ngô Hà chưa mở miệng, tần sư huynh lại khoát tay chặn lại, không khách khí chút nào nói, ép căn bản không hề đem Ngô Hà để vào mắt. Mầm sư điệt có thể về ta tần thị trong môn, là phúc khí của nàng. Nguyên bản đoàn người còn có chút làm không rõ ràng, không biết vị này nhất quán âm hiểm độc ác tần trưởng lão, vì sao bỗng nhiên hào hứng đại phát, mời cung trong quản sự người cùng một chỗ uống rượu làm vui, nghe lời nói này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là muốn làm lại tân lang, lại nối tiếp nhân duyên. Dạng này đại hảo sự, tự nhiên giá trị phải hảo hảo chúc mừng một phen. Một tịch rượu đều vui mừng mà tán, Tần sư huynh không chút khách khí, trực tiếp đem mầm sư điệt mang về phủ đệ của mình, liền hỏi cũng sẽ không tiếp tục hỏi Ngô Hà một tiếng. Từ khi Tô Thiên Phong bị diệt sát về sau, Ngô Hà tại Thiên Diệu Cung địa vị liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Lúc trước Tô Thiên Phong chủ trì Thiên Diệu Cung thời điểm, Ngô Hà nhiều ít còn có thể chen mồm vào được. Đổi vị này âm nhu tần trưởng lão tới, Ngô Hà kia cái gọi là Thiên Diệu Cung chủ tôn ngậm, cơ bản liền trở thành một chuyện cười. Cái này tần trưởng lão nhìn qua so Tô Thiên Phong muốn nhu hòa, không có như vậy ngạo khí, đối với người nào đều miệng cười thường mở. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, Tần trưởng lão xa Soto Tô Thiên Phong ra tay ác độc được nhiều, không có chút nào thể diện có thể giảng. Vừa đến Thiên Diệu Cung, liền là đem Ngô Hà Lạnh qua một bên, nắm hết quyền hành. Thiên Diệu Cung không rõ chi tiết, đều phải từ hắn định đoạt. Dù coi như là rất tầng dưới cho chỉ là việc nhỏ, có thể làm chủ cũng là hắn từ Hạo Thiên Tông mang tới đệ tử đích truyền, lúc trước Thiên Diệu Cung đệ tử chấp sự, cơ hồ tất cả đều sang bên, thành bài trí. Ai cũng giận mà không dám nói gì sự ác độc của người nọ thủ lạt, tại Hạo Thiên Tông chính là có tiếng, mảy may cũng không tại Âu Dương Uy phía dưới. Không ai dám lấy tính mạng của mình đi kiểm nghiệm một chút, truyền ngôn có phải là thật hay không. Biết rõ đệ tử của mình bị hắn cưỡng ép bắt đi, trên danh nghĩa là song tu bạn nữ, thực tế chính là thải bổ lô đình, Ngô Hà cũng chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, vô kế khả thi. Nàng còn phải vì tính mạng của mình suy nghĩ, vì thiên diệu cung cái khác tỉ muội tính mệnh suy nghĩ. Hạo Thiên Tông là không thể kháng cự chờ mắt nhìn xem dê vào miệng cọp, không có biện pháp nào. Tần trưởng lão tâm tình rất tốt, chủ động giữ chặt mầm sư điệt tiêm tiêm tố thủ, bước chân nhẹ nhàng, giật hưng bay tứ tung. Càng về sau, mầm sư điệt cơ hồ là hoàn toàn dựa vào ở trên người hắn, bị hắn ôm hướng về phía trước. Bằng không mà nói, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng phía dưới trượt chân. Tần trưởng lão phủ đệ yên tĩnh thanh u, là thiên diệu tiên tử lúc trước chỗ ở. Tô Thiên Phong nhập chủ thiên diệu cung, ngại thiên diệu tiên tử chỗ ở khí tức nữ nhân quá nặng, không muốn vào ở. Tần trưởng lão lại tựa hồ như không có dạng này kiêng kỵ, hắn thấy, Tô Thiên Phong chỗ ở của mình mới là phong thủy bất lợi. Không phải, Tô Thiên Phong cũng không đến nỗi ngay cả bảo tỏa đều còn không có ngồi ấm chỗ, liền bị thiên diệu tiên tử diệt sát đi. Ngược lại là thiên diệu tiên tử bị nhiều như vậy nguyên anh đồng đạo truy sát, lại một mực nhảy nhót tương bừng, bốn phía diếu võ dương oai, bởi vậy có thể thấy được. Thiên diệu tiên tử lúc trước chỗ ở, phong thủy bố cục còn là rất không tệ nói thật lúc ấy bị lớn chấp pháp chính miệng điểm danh phái hắn đến chủ trì thiên diệu cung tần trưởng lão hơi có chút không tình nguyện hắn luyện công chính đến khẩn yếu quan khẩu mảy may cũng không muốn vì những này trần tục sự tình phân tâm chỉ là lớn chấp pháp chi mệnh không thể trái bất đắc dĩ mới đuổi tới cái này vắng vẻ khanh vân châu tới ai ngờ lại tại thiên diệu cung nhặt được dạng này một cái bảo bối huyền âm chi thể mặc dù so sánh với thiên âm chi thể còn có vẻ không bằng nhưng cũng là hiếm thấy song tu pháp thể nhất là cái này huyền âm chi thể đối tăng tiến vào nam tính tu sĩ tu vi đột phá bình cảnh có hiệu quả tần trưởng lão mấy năm này một mực tại đau khổ tìm kiếm cùng loại thải bổ lô đình chỉ là vội vàng ở giữa chỗ nào có thể thoại nguyện không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu hay là một tên đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ cảnh giới sử nữ quả thực chính là thượng thiên ban ân a tại tu chân giới nữ tu số lượng xa kém xa nam tu nhất là tu sĩ cấp cao bên trong nam tu càng là chiếm cứ đại đa số bởi vậy cấp bậc tương đương song tu bạn nữ cực kỳ hiếm thấy mỗi lần nữ tử đạp chân kim đan kỳ bên người lập tức liền sẽ toát ra một đống lớn nam tính tu sĩ cạnh tướng truy cầu kim đan hậu kỳ nữ tu đã coi như là phi thường hy hữu huyền âm chi thể càng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ như không phải là bởi vì thiên diệu cung thất thế dù coi như Tần trưởng lão lấy Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Đường Đường thân phận, cũng chưa chắc có thể cưới được mầm sư điệt dạng này Kim Đan hậu kỳ nữ tu làm vợ. Lại không nghĩ nhật cái có sẵn tiện nghi, về phần mầm sư điệt trong lòng là không tình nguyện, căn bản liền không tại Tần trưởng lão cân nhắc bên trong. Tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua, lúc nào luận đến kẻ yếu lời nói có trọng lượng rồi. Tần sư bá, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Đi tiến vào Tần trưởng lão bố trí được tràn đầy son phấn mùi hương phòng ngủ. Mầm sư điệt rốt cục nhịn không được, phù phù một tiếng, quỳ xuống, hướng Tần trưởng lão trùng điệp dập đầu, run giọng cầu khẩn nói: "Mầm sư điệt, cái này là vì sao? Ta đối với ngươi cũng vô ác ý a." À. Tần trưởng lão sau nghi một dương, ra vẻ kinh ngạc nói, trong đôi mắt lại không che giấu chút nào toát ra mỉa mai chi ý, "Đều đã đến nơi này, còn có thể tha ngươi sao?" Quả thực chính là nói đùa, "Tần sư bá, đệ tử xuất thân cơ khổ, có thể đi cho tới hôm nay một bước này." thật rất không dễ dàng, trải qua gian nan khốn khổ. Mong rằng sư bá có thể là yêu đệ tử, lòng từ bi. Đệ tử sau này chính là làm châu làm ngựa, cũng muốn báo đáp sư bá đại ân đại đức. Mầm sư điệt trắng nõn trên mặt nước mắt chảy ngang, tiếng buồn bã nói. Mầm sư điệt, ta nghĩ ngươi khẳng định là hiểu lầm. Ta không phải để ngươi làm thiếp, là cưới ngươi làm vợ. Ta xong tu bạn nữ sớm mấy năm đã vẫn lạc rơi, ta hiện tại là lẻ loi một mình. Xong tu chi pháp, các môn các phái đều có, một mực lưu truyền đến nay, đôi nam nữ song phương đều có lợi ích to lớn. Mầm sư điệt cần gì phải sợ hãi, tần trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu. Mầm sư điệt chỉ là dập đầu, cầu khẩn nói, tần sư bá, đệ tử bù lưu yếu đuối, không dám hy vọng xa vời thành làm sư bá song tu bạn lữ, tình nguyện tại sư bá tỏa hạ phụng dưỡng, mời sư bá chiếu cố. Mầm sư điệt, nói như vậy, người là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Tần trưởng lão nụ cười trên mặt thu liếm, dần dần dơ lên song nghi, lộ ra vẻ dữ tợn. Ngay tại quỳ xuống đất cầu khẩn mầm sư điệt, đột nhiên đứng dậy, dưới chân độn quang cùng một chỗ, phiêu nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, phụt một tiếng, trong tay đã cầm một thanh hàn lóng lánh đoạn kiếm, không chút do dự gác ở trên cổ của mình, khóc đến đỏ bừng hai mắt gắt gao tiếp cận tần trưởng lão, như muốn phun ra lửa, nuốt nước miếng một cái, tức giận nói, tần sư bá, xin ngươi đừng bước ta. Nếu không, đệ tử tình nguyện chết ở chỗ này, cũng tuyệt không đáp ứng làm ngươi lô đỉnh. Lẽ nào lại như vậy, ai nói là lô đỉnh rồi, ngươi là ta song tu bạn lữ, nếu ngươi không tin, ta có thể ngày mai liền cử hành chính thức song tu đại điệt, chiêu cáo khanh vân thành chư vị đồng đạo, người miêu lâm là ta tần mỗi người thê tử. Chẳng lẽ trở thành một tên nguyên anh tu sĩ song tu bạn lữ, không phải rất vinh quang sự tình sao? Chỉ cần ngươi trở thành thê tử của ta, dù là ngươi muốn trở thành thiên diệu cung cung chủ, ta cũng có thể như ngươi mong muốn miêu lâm liền cười lạnh lạnh lùng nói tần sư bá ngươi cũng không cần gạt ta miêu lâm không là tiểu hài tử nếu là ta đoán không lầm ngươi đã đổi ba vị xong tu bạn nữ a ta là cái thứ tư ngươi những cái kia thê tử đến cùng là thế nào chết chẳng lẽ còn muốn ta đến nói cho ngươi sao tần trưởng lão sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn chìm xuống dưới bổ đầy son phấn trên mặt dầu lóng lánh tại sáng tỏ nguyệt quang thạch chiếu dọi phía dưới lộ ra phá lệ đáng sợ nói như vậy ngươi đã sớm tại thăm dò ta hết thảy rồi. Là ai sai xử ngươi? Tần trưởng lão thanh âm, nguyên bản cùng hắn bề ngoài đồng dạng, có chút nhu hòa, thậm chí mang theo nương nương khang, lúc này lại âm lãnh vô so, nghe được người cả người nổi da gà đều bốc lên. Cái này còn cần ai đến sai xử sao? Đã hạo thiên tông phái ngươi qua đây, chúng ta thiên diệu cung từ trên xuống dưới, ai không quan tâm tình hình của ngươi? Các ngươi hạo thiên tông thải bổ chi pháp, tại chính nói trong tông môn thế nhưng là có tiếng miêu lâm lạnh lùng nói, mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc, hiển nhiên là không thèm đếm xỉa. Dù sao họ tần này không có ý định bỏ qua cho nàng, kia cần gì phải lại hướng hắn yếu thế cầu khẩn. Tả hữu bất quá là cái chữ chết, rất tốt đã người đều biết, kia bản trưởng lão cũng liền lười nhắc cùng người tốn nhiều miệng lưỡi. Người cũng là người thông minh, nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một đầu tiền đồ tươi sáng. Ta cấp người huyền âm chân nguyên, tự sẽ cho người đầy đủ đền bù ngày sau tại chỉ điểm của ta phía dưới, ngưng kết nguyên anh cũng chỉ là bình thường. Ngươi nếu là không thức thời, vậy coi như đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi chút tu vi ấy, liền có thể ở trước mặt ta đào tẩu không thành. Cùng nó đến lúc đó bị buộc đi vào khuôn khổ, còn không bằng hiện tại liền ngoan ngoãn cùng ta thành thân. Tần trưởng lão liếc miêu lâm một chút, không chậm không nhanh nói, thần thái nhẹ nhõm, dù bận vẫn ung dung. Mặc kệ miêu lâm phải chăng biết được cách làm người của hắn, song phương thực lực tuyệt đối bày ở đây, lại là không thể nghi ngờ. Chỉ là một tên kim đan hậu kỳ nữ tu, đừng bảo là ở trước mặt hắn đào tẩu, coi như muốn tự sát, đó cũng là tuyệt đối làm không được. Tần trưởng lão chỉ cần vừa ra tay, miêu lâm ngay cả tự sát cơ hội đều không có. Người mơ tưởng, cùng lắm thì chết, miêu lâm dứt khoát nói, thủ đoạn siết chặt, liền muốn chặt đứt cổ của mình. Lại nghe được suy một tiếng vang nhỏ, trước mắt kim quang lóe lên, chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, len keng một tiếng, Đoàn kiếm không cầm nổi, rớt xuống đất, theo sát lấy, toàn thân đều là tê dại một hồi, toàn thân khí lực, phảng phất đang nháy mắt bị hấp thu không còn, Miêu Lâm đứng không vững, ngã xuống đất. Tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Miêu Lâm mặt như màu đất, thân thể mềm mại kìm lòng không đặng run rẩy lên. Ở trước mặt ta, ngươi cho là mình thật sự có sức phản kháng a? Cái này Thiên Diệu Cung hết thảy, đều là của ta. Ta muốn người đó là ai? nghĩ muốn như thế nào vậy liền như thế nào. Các ngươi những này cặn bã còn lại, trừ ngoan ngoãn nghe lời, không còn cách nào tần trưởng lão ngạo nghễ nói, kia cỗ cao cao tại thượng thần thái cùng ngữ khí, không có tiến hành mảy may che giấu. Lập tức khẽ vươn tay, liền hướng mềm liệt trên mặt đất miêu lâm vồ xuống. Vô luận ai dám phản kháng chúng ta hạo thiên tông, đều là một con đường chết. Thật sao, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Ta còn lệch không tin tà, ai, tần trưởng lão giật nảy cả mình, co tay một cái, dưới chân độn quang đột khởi, bỗng nhiên hướng một bên lóe lên, dương một tay lên, đầy trời lôi điện nổi lên, nháy mắt hơn phân nửa phòng ngủ đều tại lôi điện chi lực bao phủ phía dưới. Tần trưởng lão không hổ là nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, phản ứng cũng không chậm, xuất thủ không thể bảo là không hung ác. Chỉ tiếc, tại thiên diệu tiên tử trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Đầy trời lôi điện đều đánh vào không trung, một bóng người màu đen, ở bên người hắn vô thanh vô tức xông ra. Giờ khắc này, tần trưởng lão chỉ cảm thấy sát khí tập thể, nháy mắt lại có vẫn là kinh dị cảm giác. Từ khi hắn ngưng kết nguyên anh đến nay, còn chưa hề đụng phải tình hình như vậy, không khỏi vong hồn đại mạo, thầm kêu một tiếng không tốt, không cần suy nghĩ, liền đem một kiện bảo mệnh pháp bảo tế ra. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo kình phong từ bên trái kích xạ mà đến, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ xuống, như là rơi vào trong hầm băng. Tần trưởng lão bảo mệnh pháp bảo vừa mới tế ra, liền chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, bảo mệnh pháp bảo chưa phát huy ra một nửa uy năng liền bị đánh trúng vỡ nát tần trưởng lão tâm thần rung mạch cổ họng ngòn ngọt một ngụm máu tươi phun tới ngay sau đó cùng lúc đau đớn một hồi cả người đều kìm lòng không đặng bay lên người còn tại giữa không chung, từng ngụm máu tươi liền liên tiếp không ngừng mà phun rơi xuống dưới vừa giao thủ một cái thậm chí ngay cả đối phương bộ đáng cũng còn không thấy rõ ràng phách lối không ai bị nổi tần trưởng lão liền đã bản thân bị trọng thương miêu lâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy vừa kinh vừa sợ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình a à, thiên diệu tiên tử trong miệng phát ra nhẹ kêu thanh âm tựa hồ đối với này có chút kinh ngạc họ tần này bất quá là chỉ là trung kỳ tu sĩ thôi tại nàng đánh lén phía dưới thế mà không có một kích mất mạng còn để lại một hơi coi là thật có chút nằm ngoài dự liệu của nàng theo lý đường đường hậu kỳ đại tu sĩ phải làm tự trọng thân phận không nên phía sau ngầm thi đánh lén nhưng những này cái gọi là quy củ đối thiên diệu tiên tử mà nói đều là phù vân mà thôi nàng mới không thèm để ý lại nói hạo thiên tông hạo nhật môn những này cái gọi là chính đạo tông môn đối phó nàng cùng thiên diệu cung thủ đoạn chẳng lẽ liền quang minh chính đại rồi huệ thiên hào còn không phải âm thầm đánh lén nàng đã như vậy vậy thì càng bất tất câu nệ tại cái gì quy củ xử lý địch nhân bảo trụ chính mình mới là vương đạo ngươi là ai cớ gì âm thầm đả thương người thật vất vả tần trưởng lão tại mấy trượng bên ngoài ổn định thân thể vừa sợ vừa giận kêu lên Loè loè trên mặt hiện ra cực kỳ không bình thường đỏ ửng, hai mắt như muốn phun ra lửa. Vừa rồi kia một chút đánh lén, nếu không phải hắn kịp thời tế ra bảo mệnh pháp bảo, chỉ sợ lúc này đã vẫn lạc mà chết. Đối phương xuất thủ chi hung ác, thật khiến cho người ta tâm hàn. Cung chủ Miêu Lâm rốt cục lấy lại tinh thần, mắt nhìn lấy từ chỗ tối hiện thân Thiên Diệu Tiên Tử, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kêu lên. Lúc này Tần trưởng lão cũng từ Thiên Diệu Tiên Tử trên thân cảm thụ đến cuối cùng đại tu sĩ linh lực ba động. Một gương mặt lập tức biến thành thổ hoàng sắc, ánh mắt lộ ra sợ hãi đến cực điểm thần sắc, gắt gao tiếp cận Kiều Uyển chuyển nữ tử áo đen, ăn một chút nói, "Các hạ là trời diệu phu nhân." "Trừ Thiên Diệu tiên tử, sẽ không còn thứ hai nữ tính đại tu sĩ sẽ bị Miêu Lâm xưng là cung chủ." Khó trách người này giấu trong phòng ngủ, mình lại không hề có cảm giác. Nơi này vốn là Thiên Diệu tiên tử chỗ ở cũ, trong đó giấu giếm không ít cơ quan, mình lại nơi nào làm được rõ ràng rồi xem ra các người hạo thiên tông thật đúng là không hấp thủ giáo huấn a chết một cái tô thiên phong lại phái ngươi qua đây rất tốt tới một cái ta liền giết một cái thiên diệu tiên tử nhìn qua hắn lạnh lùng nói tần trưởng lão bỗng nhiên liền cười đưa tay lau khô khóe miệng máu tươi chậm rãi đứng thẳng người nhìn về phía thiên diệu tiên tử ánh mắt tràn ngập mỉa mai chi ý tựa hồ vừa mới bị người ám toán không phải hắn mà là thiên diệu tiên tử thủy đạo bạn lời này không khỏi nói đến quá nhiều hơi lớn thật đem chúng ta hạo thiên tông xem như quả hồng mềm không thành. Đúng lúc này, một tiếng nói giả nua vang lên, nói chữ thứ nhất thời điểm, tựa hồ còn tại chỗ rất xa, khi một chữ cuối cùng vừa dứt cũng đã gần trong gang tắc. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng thật lớn, lôi quang lóa mắt, toàn bộ phòng ngủ nóc nhà, lập tức bị kim quang lóng lánh phích lịch nhấc lên, bay không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô số mảnh gỗ vụn ngói vỡ tứ tán vẩy ra mà hạ. Chỉ thấy giữa không chung, dưới ánh trăng, một tên dâu bạc trắng tóc trắng lão giả đứng lơ lửng trên không, toàn thân bạch bào đón gió bay múa, phiêu nhiên có suốt trần thái độ, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên trong phòng ngủ hết thảy, trên thân thình lình tản ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cường đại linh áp. Tần trưởng lão lập tức lên dây có tinh thần, phi thân lên, ở giữa không trung cùng lão giả dâu bạc trắng đứng sóng vai, ôm quyền kêu lên, đồng đều sư huynh. Lão giả dâu bạc trắng liếc mắt nhìn hắn, song nghi nhân lại, không vui nói, tần sư đệ, làm sao như vậy không cẩn thận đã sớm gọi ngươi thời khắc để phòng kia yêu nữ, ngươi lệch không nghe, còn muốn ở tại nàng ban đầu trong phòng ngủ, quả thực chính là từ tìm phiền toái. Dưới mắt cũng không liền bị thiệt lớn, tần trưởng lão lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, cúi đầu, không dám mở miệng. Đồng đều sư huynh mặc dù cũng không chấp trưởng chấp pháp đường, nhưng tính tình khắc nghiệt, tác phong làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tốt nhất vẫn là không muốn cùng hắn mạnh miệng. Nếu không tự dưng thụ một trầu giáo huấn, lại là tội gì? Ngay tại cái này lời thoại trong chốc lát, lại có hai vệt độn quang bay vụt mà đến, tại phòng ngủ trên không dừng lại thân hình, thân bên trên tán phát lấy nguyên anh trung kỳ đỉnh phong linh áp, cùng đồng đều sư huynh thành thế chân vạc, hình thành vòng vây, đem thiên diệu tiên tử vây ở trong đó. Cái này hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tay cầm kim hoàng sắc lôi trùy, hiển nhiên đối hạo dương thần lui cực kỳ tinh thông, đều đều nhìn chằm chằm, nhìn định thiên diệu tiên tử. Hư, hạo thiên tông hạo dương viện ba đại cao thủ đều tề tựu, quả nhiên là không tiếc vốn gốc thiên diệu tiên tử ánh mắt tại ba người trên mặt một quét qua qua, hừ lạnh một tiếng, nói. Vị này nguyên anh hậu kỳ đồng đều trưởng lão, chính thức hạo thiên tông hạo dương viện thủ tỏa đại trưởng lão. Hạo thiên tông 100 bộ viện là chuyên môn nghiên cứu những tông môn khác phương pháp tu luyện, cung cấp hạo thiên tông đệ tử tham khảo, bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc. Mà hạo dương viện vừa vặn tương phản, chuyên môn phụ trách tinh nghiên hạo thiên tông bản môn công pháp. Từ xưa đến nay, Hạo Thiên Tông 100 bộ viện thủ tỏa còn có thể từ nguyên anh trung kỳ tu sĩ đảm nhiệm, nhưng Hạo Dương viện thủ tỏa trưởng lão lại nhất định là hậu kỳ đại tu sĩ. Ngay cả hậu kỳ cảnh giới cũng không thể đạt tới người, có tư cách gì chủ trì Hạo Dương quyết tinh nhiên. Hai vị khác nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, Thiên Diệu tiên tử cũng là quen thuộc, hai vị này là Hạo Dương viện gần với đồng đều trưởng lão cao thủ, cùng đồng đều trưởng lão đồng dạng, tinh nhiên Hạo Thiên Tông bản môn công pháp. Luận Nguyên Bác, ba người này tự nhiên kém xa 100 bộ viện trưởng lão, nhưng nếu luận đối bản môn công pháp tinh thông, dù coi như là cùng là đại tu sĩ 100 bộ viện thủ tỏa cửu trưởng lão, cũng rất là không bằng. Thiên diệu cung tại hạo thiên tông trong mắt, nhất quán là tà ma ngoại đạo, đã muốn cầm nã trời diệu phu nhân, tự nhiên hay là danh xưng thiên hạ trí dương hạo dương thần lôi càng thêm đáng tin cậy. Thủy đạo bạn đã là một phái chi tôn, tất nhiên là xứng đáng coi trọng như vậy đồng đều trưởng lão ánh mắt sắc bén tại thiên diệu tiên tử thân bên trên qua lại liếc nhìn, song nghi chậm rãi dương lên theo hạo nhật môn huệ đạo hữu nói thủy đạo bạn trọng thương chưa lành ta lúc trước còn có nghi hoặc hiện tại xem ra huệ đạo hữu cũng không có hoang ngôn khi dễ thủy đạo bạn thương thế nặng nề từ đầu đến cuối không cách nào phục hồi như cũ a nếu không chính là khoảng thời gian này lại cùng người tranh đấu thủ ám thương thiên diệu tiên tử sắc mặt hơi đổi một chút đến cùng không hổ là hạo thiên tông đứng đầu nhất mấy vị đại cao thủ một trong đồng đều trưởng lão mắt sáng như đuốc liếc thấy được đi ra nàng hiện tại tiêu chuẩn giảm lớn chỉ miễn cưỡng duy trì lấy hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, cùng lúc trước tướng so, yếu không ít, thực tế không giống như là một vị thành danh đã lâu đại tu sĩ. Cưỡng ép lấy bản mệnh chân nguyên trợ giúp tiêu phàm tăng lên cảnh giới, thậm chí ngay cả bản mệnh châu đều bị tiêu phàm luyện hóa lấy về mình dùng, thiên diệu tiên tử có thể duy trì hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới không rơi xuống, đã vô cùng ghê gớm. Thủy đạo bạn là người thông minh, lấy người dưới mắt loại cảnh giới này, muốn cùng lão phu sư huynh đệ đối đầu, kia là tự tìm đường chết không bằng ngoan ngoãn hợp tác tốt lão phu kính người cũng là hậu kỳ đại tu sĩ nhất định sẽ không để cho thủy đạo bản quá lúng túng điểm này lão phu có thể cam đoan đồng đều trưởng lão lại chậm rãi nói thiên diệu tiên tử cười lạnh nói lấy một địch ba ta xác thực không có chiến thắng nắm chắc nhưng các người nghĩ phải bắt được ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thật sao vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ là kết trận đồng đều trưởng lão quát khẽ một tiếng cánh tay lắc một cái một thanh kim sắc lôi trùy nổi lên cùng cái khác hai vị hạo dương viện trưởng lão cùng một chỗ đem kim sắc lôi trùy dơ lên thật cao như là thiên diệu tiên tử lời nói đơn đả độc đấu đồng đều trưởng lão một thân một mình liền có nắm chắc có thể đánh bại nguyên khí trọng thương thiên diệu tiên tử hoàn toàn không cần các sư đệ giúp đỡ nhưng muốn bắt sống một tên cùng giai đại tu sĩ độ khó liền không phải bình thường tốt nhất vẫn là liên thủ nhất trí mượn lực trận pháp ổn thỏa nhất cái này cơ bản nhất tam tài trận nhìn qua đơn giản bọn hắn sư huynh đệ ba người xác thực đã tinh nhiên nhiều năm, sớm đã làm được tâm ý tương thông, hết sức ăn ý. Tâm niệm vừa động, liền có thể kết trận hoàn thành, nháy mắt đem hạo dương thần lôi uy lực phát huy đến cực hạn. Tần trưởng lão biến sắc, vội vàng hiện lên một bên. Hắn mặc dù cũng là hạo thiên tông trưởng lão, tu luyện chủ công pháp cũng là hạo dương thần lôi, nhưng lại cũng không lệ thuộc vào hạo dương Việt, mặc dù hắn cũng có nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, thủ thương trước đây, đồng đều trưởng lão đám ba người hiển nhiên ai cũng không có đem hắn để vào mắt, ẩn ẩn đem hắn xem như vướng víu. Nói đến, Hạo Thiên Tông nhất ngạo khí ra hỏa, không phải là nội đường những cái kia hạch tâm trưởng lão, cũng không phải chấp pháp đường những cái kia mặt lạnh lạnh tâm chấp pháp trưởng lão, mà là Hạo Dương viện người. Mỗi một cái có thể trúng tuyển Hạo Dương viện người, mặc kệ là Nguyên Anh trưởng lão hay là Kim Đan kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp, không có chỗ nào mà không phải là cùng dai bên trong người nổi bật, đối bản môn chủ tu công pháp có đặc biệt lĩnh ngộ, cơ sở vững chắc nhất, bản lĩnh nhất vững chắc. Hạo Thiên Tông đệ tử đều đem chúng tuyển Hạo Dương viện xem như lớn lao vinh quang. Tại Hạo Dương viện các trưởng lão trong mắt, tần trưởng lão dạng này ngoại đường trưởng lão cùng dưới trướng hắn ngoại đường đệ tử, cơ hồ chính là không làm việc đàng hoàng đại danh từ Tần trưởng lão mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Bất kể nói thế nào, nếu như đồng đều sư huynh không có kịp thời chạy đến lời nói, Hắn vừa rồi chỉ sợ đã chết tại thiên diệu tiên tử trong tay. Từ thiên diệu tiên tử ánh mắt bên trong, tần trưởng lão rõ ràng cảm nhận được lạnh như băng sát cơ. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc, giữa không trung liền đã kim quang lóa mắt, ba thanh kim hoàng sắc lôi trùy, từ đó phun ra từng đạo thô to kim sắc lôi điện, tại không trung sen lẫn thành một chương to lớn lôi vóng, chiếu sáng rạng rỡ Vừa mới miễn cưỡng đứng dậy miêu lâm, trong chốc lát lại dỏa đến mặt như màu đất, toàn thân như nhũng da ba tên cao giai nguyên anh tu sĩ liên thủ, trong đó còn có một vị thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ, riêng là cái này lôi võng chi bên trên truyền đến hiển hách uy áp, cũng không phải là nàng chỉ là một tên kim đan kỳ đệ tử có thể chịu được. Thiên diệu tiên tử sắc mặt chấn định như hằng, ống tay áo lắc một cái, một cỗ đại lực tuôn ra, cuốn lên dọa đến gân xốp giòn xương mềm như lâm, trong chớp nhoáng liền đưa đến ngoài phòng ngủ mấy trượng chi địa phương xa. Vẹn vẹn chỉ là như thế một trì hoán, đầy trời kim sắc phích lịch liền thẳng bổ xuống. Đồng đều trưởng lão biết rõ, đối phó thiên diệu tiên tử dạng này kỳ kỹ đông đảo cùng giai đại tu sĩ, chỉ thắng mấu chốt chỉ có một chữ, đó chính là nhanh. Càng nhanh càng tốt, tiếng ầm vang bên trong, toàn bộ phòng ngủ đều bị kim sắc lôi điện hoàn toàn bao phủ, không có nửa phân góc chết. Tần trưởng lão mặc dù tránh sang một bên, điện quang thạch hỏa nháy mắt, cũng có thể nhìn thấy, một đạo thô to kim sắc lôi điện, chính chính oanh chúng thiên diệu tiên tử đỉnh đầu, lập tức toàn bộ phòng ngủ liền bị lôi điện bao phủ, cái gì đều không nhìn thấy trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, oanh minh thiểm điện mới dần dần lắng lại, bắn ra bốn phía điện quang cũng dần dần tiêu tán, lôi điện bao phủ phía dưới phòng ngủ, đã sớm bị san thành bình địa, tất cả mọi thứ đều biến thành bột mịn, không có nửa điểm hoàn chỉnh chi vật lưu giữ lại. Khó khăn lắm bị thiên diệu tiên tử chuyển qua ngoài cửa miêu lâm nhìn xem đây hết thảy, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt, cung chủ cứu nàng một mạng, lúc này nàng sớm đã hóa thành cho bụi, nơi nào còn có mệnh tại. Thế nhưng là, cung chủ đâu? Cung chủ đi nơi nào? Phòng ngủ đã bị phích lịch oanh vì bụi đất, lại cũng không thấy thiên diệu tiên tử bóng dáng. Chẳng lẽ liền dưới một kích này, thiên diệu tiên tử cũng biến thành cho bụi? Cứ việc hạo dương viện tam tài trận uy lực không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem đường đường một tên hậu kỳ đại tu sĩ một kích diệt sát. Bất luận một vị nào tu sĩ, có thể tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, liền đều không phải đèn đã cạn dầu, há có thể tùy tiện vẫn lạc điêu trùng tiểu kỹ, vững vàng ngừng ở giữa không trung đồng đều trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên xoay người, trong tay kim sắc lôi trùy một dương, một đạo thô hơn cánh tay hồ quang điện, hướng cách đó không xa một gốc cổ thụ mãnh kích mà hạ. Phích lịch lướt qua, số ôm phẩm chất đại thụ trong khoảnh khắc hóa thành một sợi khói xanh, cái gì đều không có lưu lại. Không hổ là hậu kỳ đại tu sĩ, một kích trị uy. Quả là tại tư, đại thụ gốc rễ, một trận gợn nước vặn vẹo qua đi, thiên diệu tiên tử thân ảnh màu đen nổi lên, trên mặt thoảng qua mang theo vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với đồng đều trưởng lão có thể nhanh như vậy tìm đến mình chỗ ẩn thân cảm thấy có chút kinh dị. Thủy đạo bạn, người cũng là thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ, một phái chi tôn, có thể chiến thì chiến, không thể chiến liền đầu hàng. Dạng này giấu đầu lộ đuôi, tính cao thủ gì, đồng đều trưởng lão lạnh lùng nói, dung mạo nghiêm trọng. Thiên diệu tiên tử liền cười, từ tốn nói, các người mấy người kết trận, cùng một mình ta chém giết, nguyên lai tính là phong phạm cao thủ hạo thiên tông không muốn mặt hôm nay ta xem như lĩnh giáo hư thủy đạo bạn miệng lưỡi bén nhọn đáng tiếc a à, tu chân giới là cường giả vi tôn ngươi lại nhanh mồm nhanh miệng cũng muốn so tài xem hư thực thật sao các ngươi vẫn luôn muốn bắt ta vậy liền thử một chút xem sao nhìn các ngươi có phải hay không có loại này bản sự thiên diệu tiên tử cười lạnh một tiếng thân thể một trận vặn vẹo bỗng nhiên lại từ nguyên địa mất đi tung tích truy đồng đều trưởng lão không chút do dự hướng góc tây bắc kích bắn đi tựa hồ đối với thiên diệu tiên tử ẩn nấp chi thuật, hết sức quen thuộc. Quả nhiên, thiên diệu tiên tử thân hình tại góc Tây Bắc hiển hiện ra, cũng không quay đầu lại, như là mũi tên, hướng bên ngoài tường rào phi độn mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phích lịch đại tác, xô đạo kim sắc lôi điện, hướng thiên diệu tiên tử đỉnh đầu đánh mạnh mà xuống, thanh thế mạnh, mảy may cũng không tại đồng đều trưởng lão hạo dương thần lui phía dưới. Thình linh lại là một vị hậu kỳ đại tu sĩ đến sư tỷ đại trưởng lão liệu sự như thần người thật lại đến rồi theo cái này lôi điện chi lực hiện thân mà ra chính là hạo nhật môn môn chủ huệ thiên hào cùng đồng đều trưởng lão đồng dạng tay cầm kim sắc lôi trùy đứng giữa không trung uy phong lẫm liệt từ trên cao nhìn xuống chừng ở thiên diệu tiên tử trong hai mắt mang theo khó mà ức chế vẻ hưng phấn đại trưởng lão bói toán như thần mọi người ở đây ôm cây đợi thỏ quả nhiên đợi đến thiên diệu tiên tử tự chui đầu vào lưới xem ra kia bí điện bên trong đồ vật không những đối với chúng ta rất trọng yếu, đối chính ngươi càng trọng yếu hơn lôi quang chấp động bên trong, đồng đều trưởng lão tần trưởng lão mấy người cũng đuổi theo, cùng Huệ Thiên Hào cùng một chỗ, đối thiên diệu tiên tử hình thành vây kín chi thế. Thiên diệu tiên tử không nói hai lời, thân hình dừng lại, hối hả hướng một phương hướng khác phi độn mà đi. Đúng lúc này, thiên cơ các bên kia, một đạo nghìn dặm phù bỗng nhiên phóng lên tận trời, ngay sau đó, một bóng người bắn ra, áo trắng bạch bào, nhìn qua 10 điểm nhìn quen mắt. Huệ Thiên Hào thấy được rõ ràng, chính là tiêu phàm. Là vô cực môn kia họ tiêu tiểu tử. Huệ Thiên Hào kêu lên, mặc kệ hắn, đồng đều trưởng lão lại không thèm để ý, lắc một cái ống tay áo, thả ra một chiếc kim sắc tàu cao tốc, cùng hai tên sư đệ đồng thời đứng lên trên, tàu cao tốc khẽ run lên, liền là hướng thiên diệu tiên tử mau chóng đuổi mà đi. Chiếc này tàu cao tốc không biết là loại nào dị bảo, tốc độ bay cực nhanh, vậy mà không chút nào tại thiên diệu tiên tử tốc độ bay phía dưới bất quá từ một tên hậu kỳ đại tu sĩ cùng hai tên trung kỳ đỉnh phong tu sĩ đồng thời toàn lực thúc đẩy, tàu cao tốc tốc độ bay cực nhanh cũng liền hợp tình hợp lý. Huệ Thiên Hào bừng tỉnh, Tiêu Phàm xuất hiện ở bên kia, không hề nghi ngờ là Dương Đông kích Tây, muốn dẫn ra chú ý của bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn là Thiên Diệu Tiên tử, không phải kia vô cực môn tiểu tử. Chỉ có bắt đến Thiên Diệu Tiên tử mới có thể có đến Thiên Hương Ngọc Lộ địa đồ, đồng thời mở ra Thiên Diệu cung bí điện. Bắt đến Tiêu Phàm không có tác dụng gì mà lại không có thiên diệu tiên tử, cái này vô cực môn tiểu tử lưu tại thiên diệu cung, cũng không hề có tác dụng. Trừ thiên diệu tiên tử, không người có thể mở ra bí điện. Lập tức Huệ Thiên Hào tốt không trần chờ, toàn thân lôi điện oanh minh, theo sát kim sắc tàu cao tốc về sau, cũng hướng thiên diệu tiên tử phương hướng bỏ chạy vùng dậy đuổi theo mà đi. Mấy người đều đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tốc độ bay nhanh chóng, uyển như nhanh như điện chớp, trong khoảnh khắc liền đi phải xa bên kia toa, tiêu phàm sau lưng cũng đuổi theo mấy đạo độn quang. Hạo Thiên Tông cùng Hạo Nhật môn mai phục tại thiên diệu cung Nguyên Anh hảo thủ, nhưng không chỉ như vậy chỉ là mấy người, sớm đã làm 10 điểm chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn chờ thiên diệu tiên tử tự chui đầu vào lưới, về phần tiêu phàm, dù coi như hắn giết chết Hạo Thiên Tông tông chủ cháu ruột, tại cái này thiên diệu cung phân lượng còn là kém xa tiết tắp thiên diệu tiên tử. Cái này vốn là một cái chỉ coi trọng lợi ích thế giới. Bắt đến tiêu phàm, Cố nhiên có thể chiếm được đại trưởng lão niềm vui, nhưng cùng bắt đến thiên diệu tiên tử chỗ tốt tương đối mà nói, nhưng lại tính không được cái gì. Kia mấy tên nguyên anh tu sĩ, đuổi được cũng được, đuổi không kịp cũng được, đều không làm đại sự. Tần trưởng lão lúc trước cũng theo sát tại Huệ Thiên Hào về sau, đuổi sát thiên diệu tiên tử. Hạo Thiên Tông treo thưởng, không chỉ có riêng là châm đối với người ngoài, dù coi như là vốn tông trưởng lão bắt lấy thiên diệu tiên tử, đồng dạng có thể lĩnh được ngày đó giá treo thưởng thậm chí còn có thể đưa ra nó yêu cầu của hắn, đem treo thưởng bên trong một thứ gì đó đổi thành mình càng cần hơn tài nguyên. Qua nhiều năm như vậy, Hạo Thiên Tông phát ra lệnh treo giải thưởng không ít, thân là Hạo Thiên Tông ngoại đường trưởng lão, Tần trưởng lão nhìn ra được, lúc này tuyệt đối là nghiêm túc. Tông môn đối Thiên Diệu cung chủ tựa hồ là nhất định phải được. Chỉ bất quá nguyện vọng tuy tốt, Tần trưởng lão rất nhanh liền phát hiện, hiện thực rất tàn khốc lấy hắn tốc độ bay, căn bản liền ngay cả phía trước mấy người cái bóng đều sờ không được. Trong nháy mắt, thiên diệu tiên tử bọn người liền biến mất ở phía chân trời xa xôi. Tần trưởng lão cũng không phải là lấy tốc độ bay tăng trưởng, dù coi như tại thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng đuổi kịp thiên diệu tiên tử, huống chi hắn mới vừa rồi bị thiên diệu tiên tử đánh lén, thủ thương rất nặng, liền càng thêm không có nửa phân trông cậy vào. Sau một lát, tần trưởng lão liền đè lại độn quang, ở giữa không trung hướng thiên diệu tiên tử bọn người biến mất phương hướng bình tĩnh nhìn một cái, dậm chân bình bịch, lập tức đẩy chuyển độn quang, hướng thiên diệu cung bay vụt mà quay về. Hay là nhanh đi về, cũng đừng làm cho kiêm miêu lâm thừa cơ chạy thoát. Có nhà đầu kia huyền âm chi thể, không nói gần đây bên trong nâng cao một bước, tối thiểu có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của mình. Phút chốc, tần trưởng lão liền trở lại thiên diệu cung. Lúc này thiên diệu cung, đã sớm loạn cả một đoàn, một chút đệ tử cấp thấp nhau nhau từ đả tỏa chỗ đi tới, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, trầu đầu ghé tai, nghị luận ẩm ý. Đã có thiên diệu cung nữ đệ tử, cũng có hạo thiên tông phái tới Nam Tu, hỗn tạp một chỗ, nhao nhao hỗn loạn, biết bao ồn ào náo động. Ngược lại là thiên cơ các bên kia, vẫn như cũ yên lặng. Đều loạn nhìn cái gì, còn không trở về. Tần trưởng lão lập thân giữa không chung, trầm mặt hét lớn một tiếng. Những cái kia đệ tử cấp thấp giật này cả mình, ầm vang một tiếng tan tác như chim muông, riêng phần mình chạy về chỗ ở của mình, lại không xuất hiện. Tần trưởng lão cứ việc tâm tình thật không tốt, lại cũng không dám quên chức trách của mình, độn quang ở giữa không trung nhất chuyển, kính bắn thẳng về phía thiên cơ các, lập tức liền có một tên kim đan hậu kỳ trung niên nam tu cung cung kính kính tiến lên đón đến, không người thở dài, miệng nói sư tôn. Nhưng có cái gì dị thường? Khởi bẩm sư tôn, không có. Mấy vị sư thúc đều đuổi theo kia vô cực môn tiêu phàm đi, nơi đây hết thảy bình thường kim đan hậu kỳ đệ tử cung kính đáp. Tần trưởng lão gật gật đầu, âm thầm thở phào một cái, nói, rất tốt, các người nhất thiết phải cẩn thận một chút, không thể lười biếng có cái gì dị thường, lập tức phát ra cảnh báo mặc dù cái này thiên cơ các có triệu trưởng lão tự tay bố trí phòng hộ đại trận, người bình thường cùng căn bản liền tiếp cận không được, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, cũng không tốt hướng đại trưởng lão cùng lớn chấp pháp bàn giao. Vâng, sư tôn, đệ tử hiểu được tần trưởng lão lại nhanh chóng tại thiên cơ các tuần sát một lần, xác định không có cái gì dị thường, cái này mới chính thức yên lòng, độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng ngô hà chỗ ở bay đi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Miêu Lâm giờ phút này liền ẩn thân tại Ngô Hà nơi đó. Thất kinh thời điểm, hướng sư phụ xin giúp đỡ, chính hợp tình hợp lý. Đối mặt Hạo Thiên Tông loại này quái vật khổng lồ, liệu Tất Thiên Diệu cùng những này cặn bã còn lại, cũng không dám coi là thật có cái gì ý phản kháng. Nhà đầu kia trung quy là vật trong túi của hắn. Thân là Thiên Diệu cung chủ, Ngô Hà cư bố trí phải 10 điểm đơn giản mộc mạc, không có chút nào xinh đẹp ngoài cửa cũng không có phục vụ nha hoàn vú già tần trưởng lão xông thẳng vào cửa ngô hà cùng miêu lâm sư đồ hai cái bỗng nhiên đứng dậy đối với hắn trợn mắt nhìn tần trưởng lão liền cười cười lạnh cứ như vậy đứng tại phòng ngủ chính giữa nghiêng nghiêng liếc quá khứ cười lạnh nói thế nào coi là đến núi dựa lớn muốn ca ướp muối lật sinh nói cho các người biết nước thanh nhu chính là tự tìm đường chết lần này nàng lại cũng đừng hòng chạy mất ngô hà tô sư để cái chết Hạo Dương Thành bên kia không có truy cứu, đã cho ngươi rất lớn mặt mũi, ngươi không muốn không thức thời. Thật thanh ta dẫn lửa, muốn tiêu diệt các ngươi thiên diệu cùng dễ như trở bàn tay người này nguyên bản huynh hoang, giả bộ rất có phong độ, lúc này bị thiên diệu tiên tử đánh cho bản thân bị trọng thương, sớm đã thẹn quá hóa giận, lại cũng không lo được giả vờ giả vịt, thanh mặt một vòng, lộ ra bản tướng. Miêu Lâm, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ ngoan ngoãn theo ta đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ta để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong tần trưởng lão ánh mắt, rơi vào miêu lâm khuôn mặt thanh tú phía trên, quát, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Thật sao, tần trưởng lão hay là trước cố lấy tính mạng của mình đi? Ngô Hà cũng cười lạnh, tiện nhân, ngươi dám tiêu khiển bản tọa tần trưởng lão giận tím mặt, cổ tay khẽ đảo, một thanh kim sắc lôi trùy nổi lên. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, bỗng nhiên ở bên người hắn bộc phát ra, thật giống như vừa rồi tại phòng ngủ của mình thiên diệu tiên tử bỗng nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn giống nhau như đúc. Tần trưởng lão cái này giật mình không thể coi thường, lập tức đem ngô hà hai sư đồ ném ở một bên, bỗng nhiên trái ngược tay, số đạo kim sắc lôi điện phía bên phải bên cạnh tật bổ mà ra. Ngàn vạn không nghĩ đến chính là, cái này toàn lực xuất thủ một kích, vậy mà như là đá chìm đáy biển. Không có nửa điểm âm thanh, ngay cả trong phòng ngủ bình hoa đều chưa từng đánh nát một con. Tần trưởng lão bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một cái kim sắc nhị ý bảo tháp chính xoay chầm chập, đem tất cả hồ quang điện đều thu vào, bảo tháp cao không quá hai thước, thân tháp hồ quang điện lập lòe, tản mát ra một cỗ thâm bất khả chắc khí tức. Hạo thiên tông uy chấn thiên hạ hạo dương thần lôi, liền mày may gợn sóng đều không có kích thích, liền bị bảo vật này hấp thu không còn một mảnh. Cái này sao có thể, tần trưởng lão quá sợ hãi, nháy mắt sắc mặt đại biến. Một tên bạch bào nam tử trường thân ngọc lập, đứng tại cách đó không xa, nâng tay khẽ vẫy, đem như ý bảo tháp thu về, hóa thành cao mấy tấc thấp. Tại lòng bàn tay của hắn phía trên có chút chìm nổi. Ngươi là ai? Tần trưởng lão con người bỗng nhiên co vào. Cái này bạch bào thanh niên nam tử, thình lình cũng có được nguyên anh trung kỳ linh lực ba động, mặc dù nhìn qua vừa mới tiến cấp trung kỳ, nhưng trên thân lộ ra cỗ khí tức kia, lại sâu xa như biển. Khiến người kìm lòng không được cảm thấy áp lực thực lớn. Không hề nghi ngờ, người này tu vi thật sự, ở xa hắn biểu lộ ra cảnh giới phía trên. Tiêu phàm A, tần trưởng lão song nghi bỗng nhiên dơ lên, ngươi chính là tiêu phàm, vừa rồi ngươi không phải đã trốn đi rồi sao? Trước đây, tần trưởng lão vẫn chưa cùng tiêu phàm mưu qua mặt. Chỉ là nghe đại danh đã lâu, tiêu phàm từ tốn nói, vừa rồi bọn hắn truy chỉ là ta một bộ huyễn ảnh phân thân huyễn ảnh phân thân. Không sai, ngươi tại thiên diệu cung nhiều như vậy thời gian, chắc hẳn cũng đã được nghe nói huyễn ảnh phân thân đại danh A. Dựa vào ngươi kia mấy tên sư đệ, nghĩ muốn đổi kịp cố kia huyễn ảnh phân thân, chỉ sợ chỉ ít cũng tại mấy canh giờ về sau tần trưởng lão liền cười lạnh vậy thì thế nào ngươi ở chỗ này có làm được cái gì chỉ cần bọn hắn gấp trở về ngươi liền không đường có thể trốn tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái lập tức nói tần đạo hiếu ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm hiện tại cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất ngươi dẫn ta đi thiên cơ các nói cho ngươi những đệ tử kia hết thảy bình thường để bọn hắn không nên kinh hoàng đương nhiên trước đó ngươi nhất định phải buông ra thần thức biển để ta tại trong cơ thể ngươi gieo xuống cấm chế. Thứ hai, ta giết ngươi, lưu lại ngươi nguyên anh, lại huyễn hóa thành hình dạng của ngươi đi thiên cơ các liền hai con đường này, chính ngươi tuyển đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định phải lập tức làm quyết định, không cho phép kéo dài tiêu phàm ngữ điệu bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, phảng phất tần trưởng lão tính mệnh đã bóp ở trong tay của hắn. Tần trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn. Tiêu đạo hiếu, Ngươi thực tế là rất có ý tứ. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy, dùng âm mưu quỷ kế hại chết Huy trưởng lão, liền dám xem thường ta Hạo Thiên tông tất cả đồng môn. Giống ngươi cuồng vọng như vậy ra hỏa, nói thực ra, ta còn thực sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiêu phàm bình tĩnh như trước nhìn qua hắn, thanh mang lóe lên, phải rồng giáp nổi lên, chăm chú đem hắn bao vây lại, trong hư không 24 chuôi vảy rồng kiếm hiện đã xuất thân hình, chậm rãi hướng Tần trưởng lão cắt mà tới thời gian quý giá, hắn xác thực không có ý định ở đây cùng họ tần tốn nhiều miệng lưỡi. Kiếm trận, tần trưởng lão lấy làm kinh hãi, lập tức sơ cao lôi trùy, kim sắc hồ quang điện bắn ra bốn phía mà ra, mấy chục đạo thô to lôi điện không chút khách khí hướng 24 chuôi vảy rồng kiếm mãnh kích mà đi. Chớ nhìn hắn miệng bên trong nói thật nhẹ nhàng, bên trong lại không dám chút nào chủ quan. Họ tiêu này ra hỏa, thế nhưng là diệt sát cùng hắn cùng giai Âu Dương Uy. Khi đó, tiêu phàm bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Mặc dù mọi người đều nói, Âu Dương Uy là bị Tiêu Phàm lấy quỷ kế hại chết, cũng không phải là Song Phương Quang Minh chính đại giao thủ phân ra thắng bại. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là Hạo Thiên Tông Quan Phương giải thích, tình huống thật đến cùng như thế nào, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm cùng lúc ấy ở đây ba mươi mấy tên vô cực môn đệ tử cấp thấp rõ ràng. Phát sinh ở bọn hắn Hạo Thiên Tông tổng đàn hung án, chính bọn hắn ngược lại không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà bất kể nói thế nào, trước mắt Tiêu Phàm đã đột phá sơ kỳ bình cảnh bước vào trung kỳ cảnh giới, cùng hắn đứng tại cùng một bậc thang phía trên. Hết lần này tới lần khác hắn vừa mới bị Thiên Diệu Tiên tử ngầm thi đánh lén, thân chịu trọng thương. Cứ kéo dài tình huống như thế, thật đúng là chưa chắc là họ Tiêu này đối thủ. Bây giờ thấy Tiêu Phàm tế ra kiếm trận, liền là mặc kệ 3721, cho hắn đến cái tiên hạ thủ vi cường. Lôi điện oanh kích qua đi, Tần trưởng lão trong mắt đều kém chút trừng ra kia 24 chuôi màu xanh đoản kiếm, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, không bị ảnh hưởng chút nào vẫn như cũ không chậm không nhanh hướng lấy khu vực trung ương khép lại. Nhất là khiến tần trưởng lão quá sợ hãi chính là, cách đó không xa hư giữa không chung, lại có 24 chuôi vảy rồng đoàn kiếm nổi lên, ẩn ẩn bố trí xong đệ nhị trọng kiếm trận. Tiêu phàm tiến giai trung kỳ về sau, vô luận pháp lực hay là thần niệm chi lực, đều so sơ kỳ cảnh giới tăng vọt một mảng lớn, điều khiển vảy rồng kiếm trận, lập tức lộ ra so sơ kỳ thời điểm nhẹ nhàng như thường được nhiều. Tần trưởng lão đến cùng không hổ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, kinh hoàng chi ý chỉ là một cái thoáng thức thì, cổ tay khẽ đảo, một thanh rộng miệng cự nhận nổi lên, tần trưởng lão song tay nắm chặt chuôi đao, toàn thân chân nguyên pháp lực không dứt hướng cự nhận bên trong rót vào, trong nháy mắt, chuôi này rộng miệng cự nhận liền tăng vọt đến hơn một trượng chi trường, mũi nhọn bên trên hàn mang bắn ra bốn phía. Phá, tần trưởng lão hét lớn một tiếng, sơ cao cự nhận, hướng tiêu phàm một đao bổ ra. Đao phong gào thét, một đạo cao vài trượng sáng như tuyết đao mang, hướng tiêu phàm vào đầu tật bổ mà đi. Tiêu Phàm chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. 12 phiến vảy rồng màu xanh tòng long vảy trên thân kiếm bay vọt lên, đảo mắt tại không trung hóa thành 12 chuôi màu xanh đoản kiếm, chợt hợp thành một thanh dài đến hơn một trượng cự kiếm, không chút do so dự hướng lấy sáng như tuyết đao mang nghênh kích mà lên. Sang rắc một tiếng, sáng như tuyết đao mang từ đó một phân thành hai, hóa thành điểm điểm bạch mang, tiêu tán thành vô hình. 24 chuôi vảy rồng đoản kiếm lại đột nhiên tăng nhanh vây kín tốc độ, cách tần trưởng lão đã không đủ hai trượng khoảng cách, đệ nhị trọng kiếm trận 24 chuôi vảy rồng kiếm cũng đã từ bên ngoài cắt mà đến, hư giữa không chung, đệ tam trọng kiếm trận cũng hiện thân mà ra, trong phòng ngủ nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, phảng phất bỗng nhiên liền xuống đến điểm đóng băng. Ngô Hà cùng miêu lâm sư đồ hai người, sớm đã không thấy bóng dáng. Tần trưởng lão mảy may cũng chưa từng ý thức được, từ hắn đạp tiến vào căn phòng ngủ này bắt đầu, liền đã bước vào tiêu phàm bố trí tỉ mỉ huyễn trận, dù là nơi này đánh cho long trời lở đất, ngoại giới cũng là hoàn toàn không biết gì. Lẽ nào lại như vậy? Tần trưởng lão gầm lên giận dữ, trong tay rộng miệng cự nhận nhìn trời ném đi, hóa thành mấy trượng chi cự, gào thét lên hướng kiếm trận mãnh kích mà hạ. Tiêu Phàm cũng chỉ hướng trước, nhẹ nhàng điểm một cái. Một trận kim thiết giao kích thanh âm, lập tức liền thanh thúy đến cực điểm tiếng vỡ vụn. Vô số thân vảy rồng đoàn kiếm lướt qua, rộng miệng cự nhận mũi nhọn phía trên tràn ra từng vết nứt vết dạn lập tức hướng bốn phía lan tràn, trong khoảnh khắc, rộng miệng cự nhận liền từng mảnh vỡ vụn mà ra. Tần trưởng lão không khỏi trợn mắt hốc mồm, hắn chui này rộng miệng cự nhận, cứ việc cũng không lấy cứng rắn chứ danh, nhưng cũng là lấy hiếm thấy vật liệu luyện chế mà thành, lại không nghĩ tới, sẽ ở đây bị những này cũng không đáng chú ý màu xanh đoản kiếm không tốn sức chút nào liền cắt thành mảnh vỡ. Bất quá tần trưởng lão kinh ngạc cũng chưa tiếp tục bao lâu, thực tế là không có thời gian để hắn đến tinh tế suy nghĩ, hiển nhiên 24 chuôi vảy rồng kiếm liền muốn cắt đến trên người hắn. Tần trưởng lão vừa kinh vừa sờ quát khẽ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, kim sắc lôi trùy xuất hiện lần nữa trong tay hắn, lôi trùy lắc một cái, hồ quang điện lập lòe. Nhưng lần này, lôi điện mục tiêu lại không phải tiêu phàm, mà là tần trưởng lão chính mình. Trong khoảnh khắc, kim sắc lôi điện liền đem tần trưởng lão cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Phích lịch một tiếng, kim quang tứ tán nổ tung, tần trưởng lão thân thể, bỗng nhiên từ trong kiếm trận biến mất không còn tâm tích. Lôi độn thuật, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, cùng loại lôi độn thuật, hắn đã tại huệ thiên hào, mộ dung huynh đệ bọn người trên thân lĩnh giáo qua không chỉ một lần, tần trưởng lão lôi độn thuật, cũng không phải là cao minh nhất. Kim quang lóe lên, tần trưởng lão tại ngoài mấy trượng hiện thân mà ra, không chút nào dừng lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn lách mình trốn xa. Lại bỗng nhiên toàn thân siết chặt, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đem mình một mực giam cầm, lại cũng khó có thể di động mảy may. Tần trưởng lão kinh hãi, vội vã cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo như ẩn như hiện, cơ hồ hơi mờ dây thừng, đã đem mình chăm chú chói chặt. giờ khắc này, toàn thân chân nguyên pháp lực đều tại thân thể tứ chi, lại là dẫy dụa không được. đây là thứ quỷ gì? Tần trưởng lão lập tức quá sợ hãi, không đợi hắn hiểu rõ, bóng người lóe lên, tiêu phàm đã đến trước mắt. không tốt, Tần trưởng lão thầm kêu một tiếng, đan điền bỗng nhiên đau đớn một hồi toàn thân chân nguyên pháp lực lập tức ra bên ngoài trào lên mà ra, phảng phất khí lực toàn thân, đều trong nháy mắt trôi qua rơi. Audio điện tử võ tấn bền Hoác suy một tiếng, huyễn trận tàn đi, một mực đợi tại huyến trong trận không dám loạn động ngô hà cùng miêu lâm, có chút mê võng nhìn sang, đều đều đề cao gấp trăm lần cảnh giác. Nhưng lại không biết lần này tranh đấu, tiêu phàm cùng tần trưởng lão đến cùng ai thắng ai thua. Tranh đấu khí thức bị huyến trận che đậy phải cực kỳ chặt chẽ, dù coi như là ngô hà dạng này nguyên anh tu sĩ, cũng hoàn toàn không phát hiện được huyễn trong trận tranh đấu là loại tình hình nào. Ngô hà không dám chạy trốn, tiêu phàm vừa vào cửa thời điểm, nàng liền phát giác được tiêu phàm cường đại, sớm đã nay không phải thích so. Mấy tháng trước đó, tiêu phàm vẫn chỉ là một tên vừa mới tiến cấp không bao lâu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ngô hà liền đã không phải là đối thủ của hắn, bị hắn ngạnh sinh sinh cướp đi một viên ly hỏa đạn. Mấy tháng không gặp, tiêu phàm bỗng nhiên đã đột phá bình cảnh, đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Cái này ảo thuật đến cùng như thế nào biến, Ngô Hà coi như nghĩ bể đầu cũng làm không rõ ràng. Tại Ngô Hà xem ra, tình hình như vậy chỉ có một lời giải thích, đó chính là tiêu phàm vẫn luôn giấu giếm mình tu vi thật sự, tận lực đem cảnh giới áp chế ở nguyên anh sơ kỳ. Nếu không, Ngô Hà thực tế không nghĩ ra được, đến cùng có biện pháp nào có thể tại thời gian mấy tháng bên trong hoàn thành dạng này chuyển biến. Liền xem như thiên tài đi nữa ra hỏa, từ Nguyên Anh sơ kỳ đến Nguyên Anh trung kỳ cũng chỉ ít cần tốt thời gian mấy chục năm đến chậm rãi thích xúc pháp lực. Đã tiêu phàm đã từng giấu giếm mình tu vi thật sự, vậy bây giờ cũng rất có thể vẫn tại che giấu. Vạn nhất, người này là vị hậu kỳ đại tu sĩ đâu. Khả năng này chẳng những tồn tại mà lại rất cao. Có thể trở thành thiên diệu tiên tử bạn lữ, khẳng định không phải đèn đá cạn dầu. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì tại nhiều như vậy cùng giai tu sĩ truy sát phía dưới thiên diệu tiên tử nhiều năm như vậy còn có thể bình yên vô sự, tự nhiên là bởi vì bên người còn có một vị khác đại tu sĩ nâng đỡ. Nghĩ như vậy, Ngô Hà ngay cả động cũng không dám loạn động. Thật muốn chọc giận tên sát tinh này, một đang lúc trở tay. Mình hai sư đồ tính mệnh liền không có, cùng huyến trận tán đi, chỉ thấy tiêu phàm trường thân ngọc lập, đứng trong phòng ngủ, tần trưởng lão đã cuộn thành một đoàn, nằm trên mặt đất, âm thanh hoàn toàn không có. Ngô Hà cùng miêu lâm liền vội vàng kho người hướng tiêu phàm thi lễ thần thái kính cẩn, từ tần trưởng lão xông tiến vào phòng ngủ đến bây giờ, bất quá một khắc đồng hồ quang cảnh, vị này uy phong không ai bị nổi hạo thiên tông nguyên anh trung kỳ trưởng lão, liền đã bị bắt sống. Ngô Hà càng thêm kiên định mình phỏng đoán, trước mắt cái này nhìn qua trẻ tuổi tuấn lãng hậu sinh, tuyệt đối là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ giả trang. Thân là nguyên anh tu sĩ, Ngô Hà rất rõ ràng. Đánh bại một vị cùng giai tu sĩ, có lẽ không tính quá khó, nhưng muốn bắt sống một tên cùng giai tu sĩ, độ khó liền rất lớn chỉ có cao cấp hơn tu sĩ mới có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được. Tần trưởng lão mặc dù âm thanh hoàn toàn không có, tính mệnh vẫn đang, tiêu phàm không có tùy tiện lấy tính mệnh của hắn. Loại này nguyên anh trung kỳ lão quái vật, nói không chừng liền có bản mệnh bài tồn tại tại cái khác nguyên anh tu sĩ trong tay, một khi vẫn lạc, bên kia lập tức liền có thể phát giác được. Lại không khỏi sẽ đánh loạn tiêu phàm kế hoạch, hắn còn cần tần trưởng lão dẫn hắn tiến vào thiên cơ các, ổn định những cái kia tránh núp trong bóng tối vệ sĩ các ngươi không cần kinh hoàng, ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn mắt thấy Ngô Hà cùng Miêu Lâm đều kinh hoàng bất an, tiêu phàm liền trầm giọng nói một câu. Lúc trước Tô Thiên Phong cái chết, đã để Ngô Hà thân ở hiểm nghi chi địa, hạo thiên tông vì không đánh cỏ động rắn. Lúc này mới khoan dung Ngô Hà tiếp tục đảm nhiệm trên danh nghĩa thiên diệu cung cung chủ, bất quá vẫn là đưa nàng thực tế quyền lực ăn làm cầm tật, để nàng trở thành một tên từ đầu đến đuôi khôi lỗi. Dưới mắt lại gãy một tên nguyên anh trung kỳ trưởng lão, Hạo Thiên Tông nhất định thức giận, Ngô Hà thậm chí tất cả Thiên Diệu Cung Tàn dư các đệ tử đều gặp phải lấy nguy hiểm cực lớn. Đây là tiêu phàm không nguyện ý nhìn thấy. Ngô Hà cười khổ một tiếng, nói: "Đa tạ sư huynh chiếu cố. Kỳ thật, sư huynh lấy không lấy tính mệnh của hắn đều không cần gấp. Cái này Thiên Diệu Cung chúng ta khẳng định lại không ở lại được. Người này một khi khôi phục lại, tất nhiên sẽ cưỡng bức tiểu đồ làm hắn lô đỉnh. Đã người này rất có thể là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ giả trang, lại là Thiên Diệu Tiên tử bản nữ." tôn sưng một tiếng sư huynh, tuyệt sẽ không sai. Miêu lâm phù phù một tiếng quỳ xuống, quỳ xuống đất dập đầu, tiếng buồn bã nói, mời sư bá chiếu cố, cứu đệ tử một mạng. Tiêu phàm trầm ngâm một lúc, nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền kín đáo chuẩn bị đi. Không bao lâu, thiên diệu cung tất nhiên sẽ đại loạn, đến lúc đó, liền sẽ không có người lại chú ý các ngươi. Các ngươi có thể thừa cơ đào tẩu, tiến về tây nam chi địa hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành, tìm nơi nương tựa Bách Hùng Bang. Liên nói là tiêu phàm bằng hiếu, bang chủ nhất định sẽ thu lưu các ngươi. Hoác Sơn Quốc rời xa Khanh Vân Thành, Hạo Thiên Tông thế lực lại lớn, tay cũng rỗi không đi nơi nào. Cùng việc nơi này, ta hòa Thanh Nhu sẽ tiến đến cùng các ngươi gặp nhau mấy tháng này, tiêu phàm mặc dù không có trở về Kim Châu Thành, trừ cửu cũng đã vì hắn thăm dò được có quan hệ Kim Châu Thành cùng Bách Hùng bang tin tức. Hoác Sơn Quốc tu chân giới đồng đạo đồng tâm hiệp lực, nhất trí kháng cự Hạo Thiên Tông sự tình, sớm đã truyền đi sôi trào dương dương tiêu phàm cảm động chi dư cũng lòng tin tăng gấp bội nhiều làm việc thiện sử tình luôn có thiện báo bây giờ bách hùng bang nhiễm nhưng đã trở thành hắn kiên định hậu phương lớn ngô hà nếu như mang theo thiên diệu cung một đám nữ đệ tử tiến đến tìm nơi nương tựa bách hùng bang hồng bang chủ nhất định sẽ phi thường vui lòng thu lưu ngô hà bản thân liền là nguyên anh tu sĩ thiên diệu cung nữ đệ tử cũng không ít kim đan kỳ hảo thủ tính được một cỗ không nhỏ lực lượng vâng cần tuân sư huynh phân phó ngô hà ngữ khí càng thêm kính cẩn từ tiêu phàm lơ đáng thanh nhu hai trong chữ, ngô hà nơi nào vẫn không rõ tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử chân thực quan hệ. Biết nước thanh nhu cái tên này nam tu, quả nhiên là ít càng thêm ít. Ngoại giới người, nhiều nhất biết thiên diệu tiên tử họ thủy, lại kỹ càng tình hình, vậy liền hoàn toàn không biết gì. Tiêu phàm gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ngô hà dù sao cũng là một cung chi chủ, sống rất nhiều năm nguyên anh tu sĩ, nên làm như thế nào chuẩn bị. Như thế nào âm thầm liên lạc cung trong nữ đệ tử, không khiến Hạo Thiên Tông Nam Tu biết được, khẳng định trong lòng hiểu rõ, lại là không cần hắn nhọc lòng. Không lâu sau đó, tần trưởng lão mang theo tiêu phàm, đi tới thiên cơ các. Thời khắc này thiên cơ các, ngược lại là 10 điểm tĩnh mịch, không có nửa phần ồn ào huyên náo. Như là tiêu phàm sở liệu, tần trưởng lão vừa hiện thân, không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Lúc này, chấn thủ tại thiên cơ các nguyên anh cao thủ, đều đã chia ra truy sát thiên diệu tiên tử cùng hắn cái kia huyện ảnh phân thân, chỉ còn lại có một chút kim đan kỳ đệ tử tại thủ vệ. Tần trưởng lão hẳn là giờ này khắc này duy nhất tỏa chấn thiên diệu cung nguyên anh cao thủ. Tại thiên cơ các thủ vệ tu sĩ kim đan, đa số là đệ tử của hắn, ai dám chạy đến chất vấn. Trên đường đi thông suốt, rất nhanh liền đến thiên cơ các chỗ sâu, đứng tại cự hình pháp trận trước đó. Tiêu phàm không chút do dự, trở tay một chỉ, điểm tại tần trưởng lão eo sườn ở giữa. Tần trưởng lão không rên một tiếng, chậm rãi ngồi ngay đó, nhìn qua tiêu phàm bóng lưng, trong mắt như muốn phun ra lửa, ánh mắt oán độc đến cực điểm. Tiêu Phàm mặc dù không có lấy tính mệnh của hắn, lại sao giết hắn còn muốn khuất nhục. Hắn đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Hạo Thiên Tông ngoại đường trưởng lão, ngày bình thường địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, bây giờ lại bị tiểu bối này bóp lấy cổ, không thể không cúi đầu nghe theo, theo lệnh mà làm. Cả đời này đều chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Hi hi, ngươi không phục đúng hay không? Không phục ta liền ăn ngươi. Bóng đen lóe lên một tên áo đen váy đen mỹ mạo thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện tại tần trưởng lão trước mặt, phục phục xuống tới, tiếp cận hắn, cười hì hì nói, còn rũi ra phấn hồng đầu lưỡi, tại đỏ chó trên môi liếm một vòng, phảng phất đang đánh giá một loại nào đó thập toàn đại bổ linh dược. Chính là hóa hình hắc lân, trên bản chất, hắc lân hay là một đầu linh thú, nhân loại tu sĩ nguyên anh, cùng yêu thú nội đan đồng dạng, đối nàng mà nói, đều đều là vật đại bổ. Tần trưởng lão chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương đuôi chỗ bay lên, nháy mắt liền trải rộng toàn thân một đôi mắt trợn thật lớn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn có thể rõ ràng cảm ứng được hắc lân trên thân lộ ra cổ sát cơ kia hắc lân tiêu phàm gọi một tiếng hắc lân tinh tế cười một tiếng đứng dậy tần trưởng lão âm thầm thở phào một cái ai ngờ hắc lân trở tay một trường chính giữa hắn trên đỉnh đầu tần trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức hai mắt lật một cái ngất đi tiêu phàm mỉm cười lắc đầu hắc lân luôn luôn như thế tinh nghịch hắc y thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng tại tiêu phàm bên người, trong mắt lục mang lấp lánh, hướng quét mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, chủ nhân, nơi này không có cái khác cổ quái, cũng chỉ có cái này che đậy đại trận tiêu phàm gật gật đầu. Lần trước tới đây thời điểm, hắn liền từ quan sát kỹ qua, mấy tháng trôi qua, nơi này hay là giống nhau như đúc, không có biến hóa chút nào, xem ra hạo thiên tông người cũng chưa phát hiện lần trước dị thường, không có ở đây lại tăng thêm cái gì phòng hộ biện pháp. Người có thể phá sao? Tiêu phàm hỏi, Hắc Lân thật ánh mắt thông, chuyên phá các loại huyễn trận, có phần có hiệu quả. Hắc Lân tỉ mỉ đánh giá che đậy đại trận một phen, lại lệch cái đầu nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng, cái này che đậy đại trận phi thường lợi hại, cùng phổ thông huyễn trận hoàn toàn khác biệt, ta nhưng không có nắm chắc. Nếu như nhất định phải phá, cũng cần cần rất nhiều thời gian, một chút xíu đến phá giải tiêu phàm cười cười, nói, không phải một mình ngươi một mình phấn chiến, ta cũng sẽ hỗ trợ nói, ống tay áo lắc một cái, một mảnh thẻ che hướng Hắc Lân bay đi. Hắc Lân vội vàng tiếp được, dán tại trắng nõn trơn bóng trên trán khóe miệng lập tức hiện lên mỉm cười, Kiều Thanh nói, chủ nhân, người nghĩ lấy trận phá trận. Đúng vậy, người cảm thấy có thể được sao? Đương nhiên có thể thực hiện. Hai ta đồng loạt động thủ, nhanh lời nói, ước chừng chỉ cần hai ba canh giờ là có thể đem cái này thất tinh trận bố trí xong, đến lúc đó, lấy thất tinh trận xung kích cái này che đậy đại trận một góc, ta lại thi triển thật mắt chi quang, liền có thể cứng rắn xé mở một lỗ hồng tới. Mặc dù còn chưa đủ lấy phá hư toàn bộ đại trận, nhưng chỉ để hai ta ra vào lời nói, lại là đầy đủ Hắc Lân cao hứng nói, thần thái bay dương. Tiêu Phàm liền cười gật đầu, Hắc Lân quả nhiên không hổ là hắn bản mệnh linh sủng, cùng tâm ý của hắn tương thông. Cái này lấy trận phương pháp phá trận, đúng là trước kia liền nghĩ kỹ, bất quá khi đó, Hắc Lân ngay tại linh thú điểm bên trong ngủ say, Tiêu Phàm nghĩ chính là một mình hắn một mình phấn chiến, bố trí xong thất tinh trận, ít nhất cũng phải 4 năm canh giờ lại cưỡng ép đem hắc lân tỉnh lại lấy thật mắt chi quang phá trận bây giờ hắc lân tiến dài thành công bỗng nhiên nhiều một cái tuyệt hảo giúp đỡ phá trận thời gian lập tức rút ngắn thật nhiều nắm chắc cũng lớn lập tức tiêu phàm trước phải kế tiếp huyễn trận đem nơi đây che đậy lại cùng hắc lân chia ra làm việc bắt đầu đồng thời bố trí thất tinh trận thất tinh trận trận pháp cũng không phức tạp lại cực kỳ hao phí chân nguyên pháp lực nếu như pháp trận uy lực quá nhỏ lấy trận phá trận chính là chuyện tiếu lâm mà thôi thất tinh trận trận pháp đơn giản, cũng chỉ có thể tại bầy trận khí cụ trên uy năng bắt đầu đến nghĩ biện pháp để cao pháp trận uy lực. Bầy trận thời điểm, quán chú chân nguyên pháp lực càng nhiều, phá trận lúc uy năng liền càng lớn. Hắc lân mặc dù trước đây không lâu mới vừa vặn tiến giai hóa hình kỳ, lại cùng những yêu thú khác rất khác nhau, linh trí sớm mở, cùng tiêu phàm mấy chục năm sớm chiều ở chung, tâm ý tương thông, đối trận pháp chỉ đạo lĩnh ngộ, xa không phải phổ thông trận pháp sư có thể so sánh, tạo nghề cực cao, bày trận tốc độ, so sánh với tiêu phàm cũng chỉ là hơi kém mà thôi. Khó khăn lắm hai canh giờ trôi qua, thất tinh trận liền bố trí xong. Cán trùm sao bắt đầu đối diện che đậy đại trận dưới góc phải. Trải qua tiêu phàm cẩn thận suy tính, nơi đây chính là toàn bộ che đậy đại trận yếu kém nhất chỗ. Tiêu phàm bước cương đạp đấu, tay trái bấm quyết, miệng lầm bẩm tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, bỗng nhiên chỉ về phía trước. Tật, chỉ thấy thất tinh trận hào quang tỏa sáng, cán trùm sao bắt đầu chỗ lấp lánh ra một cỗ cường đại đến cực điểm khí thức, bỗng nhiên hướng che đậy đại trận dưới góc phải bay thẳng mà đi. Oanh một tiếng vang trầm, che đậy đại trận cũng là hào quang tỏa sáng, bên trên tuyên khắc đại lượng phù văn phi tốc lấp lánh, cả tòa đại trận ông ông tác hưởng, khải động, pháp trận trong trung tâm hồ quang điện chấp loạn, từng đạo thô to kim sắc lôi điện dần dần hội tụ tới, lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại khủng bố uy áp. Tiêu Phàm sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thanh quang lóe lên, phải rồng giáp nổi lên, đem hắn toàn thân đều bao vây lại, cánh tay một dương, như ý lôi quang tháp xoay tít chuyển động. Khoảnh khắc hóa thành lớn gần trượng nhỏ, ngăn tại trước người hắn. Dạng này quy mô cường đại pháp trận một khi khởi động, chỗ bạo phát đi ra lực sát thương, thậm chí không tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực phía dưới. Dù là tiêu phàm đã đặt chân nguyên anh trung kỳ cảnh giới, pháp lực đại trướng, cũng tuyệt không dám xem thường. Nháy mắt liền thanh ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, meo, bóng đen lóe lên, Hắc Lân trốn đến Tiêu Phàm sau lưng. Làm một đầu linh thú, đại trận này đối nàng sẽ chỉ càng thêm mẫn cảm, dù coi như Hắc Lân đã là hóa hình linh thú, cũng tuyệt đối không dám cản cái này pháp trận chính diện một kích. Hắc Lân vừa mới trốn đến Tiêu Phàm sau lưng, liền chỉ nghe phích lịch một tiếng, một đạo như vạc nước thô to kim sắc hồ quang điện. Đánh mạnh mà ra, Hạo Thiên Tông trận pháp đại sư bày ra pháp trận, thủ đoạn công kích tự nhiên là lấy lôi điện chi lực làm chủ. Thô to hồ quang điện lóe lên mà tới không khách khí chút nào đánh vào lôi quang tháp phía trên, lôi quang tháp ngân quang lóng lánh, đem đại bộ phận phân kim sắc lôi điện đều hút thu vào. Nhưng cái này nói lôi điện chi lực, thế tới thực tế quá mức hung mãnh, lôi quang tháp tuy mạnh, cũng khó có thể đem tất cả lôi điện chi lực đều hoàn toàn hấp thu, lập tức liền có bộ phân kim sắc hồ quang điện vòng qua lôi quang tháp. Khí thế hùng hổ hướng tiêu phàm oanh kích mà tới, 12 phiến bản mệnh vảy rồng bay múa mà ra, hóa thành 12 mặt cỡ nhỏ tấm thuẫn. Ghép lại cùng một chỗ, lập tức liền trở thành một mặt cự hình tấm thuẫn, đem tiêu phàm cả người đều che đậy. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bản mệnh vẩy rồng tứ tán bay loạn. Nhưng cũng đem kim sắc hồ quang điện lần nữa suy yếu hơn phân nửa, còn lại không nhiều hồ quang điện, không chút nào dừng lại, đánh mạnh tại tiêu phàm trên thân, phải rồng kiếm nhất trận thanh mang lấp lánh, rốt cục đem những này còn lại kim sắc hồ quang điện đều hấp thu sạch sẽ. Tiêu phàm trong tay vốn đang chụp lấy huyền vũ giáp, lại là không cần tế ra đến. Tật, tiêu phàm lại là một tiếng gào to, lực sâu hai chân toàn thân pháp lực hướng dưới chân thất tinh trận mãnh rót mà đi thất tinh trận quang mang lóa mắt một cỗ xa so vừa rồi càng thêm khí tức cường đại lần nữa tấn công mạnh che đậy đại trận dưới góc phải kia một chỗ phủ văn chấp loạn thậm chí không gian cũng bắt đầu rất nhỏ bắt đầu vặn vẹo che đậy đại trận không chút nào yếu thế lập tức phát động lần thứ hai phản kích một đạo so lúc trước càng to lớn hơn kim sắc hồ quang biện ầm vang mà tới tiêu phàm hay là biện pháp cũ mượn nhờ lôi quang tháp cùng vẩy rồng giáp uy năng, ngạnh sinh sinh đem cái này kinh khủng lôi điện chi lực đón lấy. Bất quá lần này về sau, phải rồng giáp quang mang không khỏi ảm đạm mấy phân. Giáp trụ tuy tốt, cuối cùng cũng khó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ngạnh giang pháp trận chi lực. Tiêu phàm hít sâu một hơi, hai mắt một trợt, lần nữa đem toàn thân pháp lực rót vào thất tinh trận bên trong. Phút chốc, song phương cũng đã nhiều lần công thủ năm lần. Đến lần thứ sáu thời điểm, ngay cả lôi quang tháp đều đã hút đủ lôi điện, hơn phân nửa kim sắc hồ quang điện, vòng qua bảo tháp, hướng tiêu phàm oanh kích mà tới. Đối mặt cái này khí thế hùng hổ lôi điện chi lực, phải rồng giáp kim lòng không đặng phát ra ô ô cảnh cáo thanh âm. Hơn phân nửa pháp trận chi lực, lần này đơn thuần dựa vào vảy rồng giáp, vô luận như thế nào ngăn cản không nổi. Tiêu phàm sầm mặt lại, ngón tay gảy nhẹ, tuyết trắng huyền vũ giáp bắn ra, nháy mắt hóa thành ba thước lớn tấm thuẫn, không chút do so dự nghinh tiếp cái kia đạo thô to kim sắc hồ quang điện. Oanh, kim sắc hồ quang điện trùng điệp đánh vào huyền vũ giáp bên trên, tuyết trắng huyền vũ giáp lập tức lõm đi vào, nhìn như chống đỡ hết nổi, lại một mực chống đỡ kim sắc hồ quang điện. Hắc lân, nhanh, ngay tại lúc này, tiêu phàm hét lớn, hắc lân lách mình mà ra, cái chán bỗng nhiên hiện ra một mảnh màu bạc trắng ấn ký, nhìn qua phảng phất một con con mắt màu bạc, nhưng không có mắt nhân, chỉ có một chút con mắt hình dáng, còn rất không rõ rệt. Nhưng lập tức, một đạo ngân cột sáng màu trắng bỗng nhiên từ hắc lân cái chán phun ra, trực tiếp hướng che đậy pháp trận dưới góc phải oanh kích mà đi. Lúc này, dưới góc phải tái thất tinh trận liên tục 6 lần tấn công mạnh phía dưới, sớm đã một mảnh khét lẹt, hoàn toàn thay đổi. Tăng thêm che đậy đại trận lại liên tục rút đi pháp trận pháp lực phản kích tiêu phàm, dưới góc phải cái này một khối nhỏ đã đến yếu ớt nhất thời điểm. Công nó một điểm không cùng với dư, dùng tại phá trận phía trên, lại là tiêu phàm từ chấn nhạc thần điện thích phu nhân nơi đó học được. Thích phu nhân cũng là pháp trận đại sư, lúc trước công phá thế giới ngầm che đậy đại trận, dùng chính là phương pháp này. Bây giờ tiêu phàm dập khuôn máy móc, liệu tất cũng có thể thu đến đồng dạng hiệu quả. Suy, ngân bạch cột sáng chính giữa che đậy đại trận dưới góc phải, sớm đã vô cùng suy yếu che đậy pháp trận phát ra một tiếng gào thét, một trận gợn nước vặn vẹo quá khứ, thình lình bị xé mở một cái động lớn. Tại dưới góc phải bị xé mở nháy mắt, đang cùng huyền vũ giáp giữ lẫn nhau không dưới kim sắc lôi điện cũng gào thét một tiếng, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiêu phàm thân thể thoảng qua lắc một chút, cái chán sớm đã che kín mồ hôi mịn, lại thở phào một hơi, vẫy tay một cái, đem lôi quang tháp cùng huyền vũ giáp đều thu vào, trên thân thanh quang lóe lên, vảy rồng giáp cũng cứ thế biến mất. Đi, tiêu phàm khẽ quát một tiếng, một lát cũng không trì hoãn, hóa thành một đạo bạch mang, trực tiếp xuất vào dưới góc phải xé mở trong lỗ lớn. Hắc lân theo sát phía sau, bị xé mở một góc che đậy đại trận, đối này không phản ứng chút nào. Che đẩy đại trận về sau là một tòa mô hình nhỏ lầu các, trong lầu các thì là một cái tiểu xảo mà lại tinh xảo truyền tống trận. Đây là tiến vào bí điện con đường duy nhất, người người đều biết bí điện lối vào ngay tại Thiên Cơ Các, nhưng bí điện lại không nhất định cùng Thiên Diệu Cung cùng một chỗ. Bằng không mà nói, chỉ cần đem Thiên Diệu Cung đào đất 300 trượng, luôn có thể đem bí điện tìm ra, lại là không cần bốn phía bắt Thiên Diệu tiên tử như vậy phiền phức. Loại này cỡ nhỏ truyền tống trận truyền tống khoảng cách sẽ không quá xa nhưng hơn mấy ngàn nghìn dặm lại là có. Mà lại không có người biết truyền tống trận thông hướng phương hướng nào. Bất quá, cái này truyền tống trận đã bị phá hư rơi. Tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng có thể minh bạch, hạo thiên tông đây là cố ý hành động. Đã chỉ có thiên diệu tiên tử bản nhân có thể tiến vào bí điện, như vậy cái này truyền tống trận cũng không cần phải hoàn hảo không chút tổn hại. Một khi bọn hắn bắt đến thiên diệu tiên tử, tự nhiên có thể tùy thời đem cái này truyền tống trận chữa trị nếu như là thiên diệu tiên tử một thân một mình xông đến nơi này lại muốn không công mà lui chủ nhân làm sao bây giờ hắc lân không khỏi nhìn về phía tiêu phàm hỏi miệng nhỏ bĩu cho thấy đối với hạo thiên tông tiểu nhân hành vi rất là không vui tiêu phàm cười nhạt một tiếng khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường chi ý nói không sao tầng này thanh nhu sớm cũng đã nghĩ đến hạo thiên tông người có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này truyền tống trận là hai tầng phá hư mặt ngoài tầng này Trôn sâu dưới mặt đất tầng kia đồng dạng có thể sử dụng a, tiên tử tỷ tỷ quả nhiên thật thông minh. Hắc Lân liền vươn cái kéo tay, kêu la, những này thói quen xấu, tự nhiên đều là địa cầu sinh hoạt lưu lại. Lập tức Tiêu Phàm mang theo Hắc Lân, đạp lên kia tàn khuyết không đầy đủ truyền tống trận, từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một mặt ngọc bài, tay trái ngón cái tại ngón giữa bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt óng ánh máu tươi nhỏ xuống tại trên ngọc bài, máu tươi chậm rãi hướng ngọc bài bên trong thẩm thấu. Chọn vẹn một khắc đồng hồ quang cảnh, cái này một tiểu giọt máu tươi mới rốt cục bị ngọc bài hoàn toàn hấp thu. Tiêu phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, mặt này ngọc bài, là mở ra truyền thống trận lệnh bài, một mực từ thiên diệu tiên tử tự mình đảm bảo, mà lại, kích phát mặt này lệnh bài phương pháp, cùng phương pháp bình thường khác lạ, nhất định phải là thiên diệu tiên tử tự thân tinh huyết, nếu không phải là nàng song tu bản nữ tinh huyết. Ngọc Bài cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó thiên diệu tiên tử bản mệnh chân nguyên. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là tổ sư di huấn truyền thừa biện pháp, đến cùng có tác dụng hay không, thiên diệu tiên tử lúc trước chưa hề thử qua, trong lòng thật đúng là không chắc. Trước đó, đừng bảo là song tu, ép căn bản không hề một cái nam nhân có thể đụng phải thiên diệu tiên tử một đầu ngón tay. Phàm là như thế này sắc đảm bao thiên gia hỏa, đã sớm ngay cả xương cốt đều hóa thành cho. Hiện tại Ngọc Bài rốt cục đem tiêu phàm máu tươi hấp thu hầu như không còn, có thể thấy được tổ sư bà bà di truyền lại biện pháp, vẫn tương đối có tác dụng ngọc bài này tựa hồ rất có linh tính chẳng những nhận khuê nữ còn nhận con rể tiêu phàm trong miệng mặc đọc chú ngữ lệnh bài chỗ sâu hồng mang lóe lên một cố cường đại kinh lực thấu thể mà ra chốc lát truyền tống trận liền vang lên ong ong một trận quang mang lấp lánh về sau tiêu phàm cùng hắc lân thân ảnh dần dần mơ hồ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi trong lầu các vẫn là như cũ liền mảy may dị dạng đều chưa từng phát sinh lần này truyền tống thời gian cũng không dài một lát sau Tiêu Phàm cùng Hắc Lân liền tại một chỗ khác hiện thân mà ra. Nơi này như trước vẫn là một chỗ không lớn không gian, cách đó không xa rõ ràng là một tòa khác cỡ nhỏ truyền tống trận. Tại sao lại là truyền tống trận? Hắc Lân không khỏi trừng lớn tròn trịa mắt to, có chút không hiểu. Tiêu Phàm mỉm cười, cũng không nói nhiều, mang theo Hắc Lân trực tiếp bước vào kia cái truyền tống trận, lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra mặt thứ hai ngọc bài, cùng lúc trước kia mặt ngọc bài hoa văn đồ án, hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm dập khuôn máy móc nhỏ một giọt máu tươi tại trên ngọc bài. Không lâu sau đó, một trận không gian ba động quá khứ, tiêu phàm cùng hắc lân lại từ nơi này biến mất. Khi tiêu phàm cùng hắc lân lại một lần tại khác một nơi xuất hiện thời điểm, hắc lân bốn phía quan sát một chút, xinh xắn trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc. Không có đường, nơi này đã đến cuối cùng, tại cái không gian này, trừ bọn hắn vừa mới truyền đưa tới cái kia lẻ loi chơi trọi truyền tống trận, cái gì cũng không có. Bốn phía đều là trơn bóng vách động, nhưng gặp bọn họ hiện tại đang đứng ở không biết bao sâu lòng đất tiêu phàm cười cười đột nhiên hỏi hắc lân ngươi là trận pháp người trong nghề ngươi có thể ở đây nhìn ra cái gì cổ quái a hi hi ta cũng không phải cái gì người trong nghề ta trận pháp đều là ở chỗ của ngươi học hắc lân miệng bên trong nói như vậy một đôi tròn căng trong mắt to lại lục mang lấp lánh bốn phía liếc nhìn không cần tu luyện thiên nhãn thần thông mắt mèo vốn là so mắt người linh mẫn được nhiều hắc lân dạng này mang theo thánh linh huyết mạch dòng chính hậu duệ linh mắt thần thông càng là siêu quần bạt tụy. Thế nhưng là một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Hắc Lân liền mân mê miệng, có chút huệ oải lắc đầu. Không có, nàng xác thực không có ở đây tìm đến bất kỳ cổ quái. Cái này bốn phía, chỉ có giày đặc phách động, không có bất kỳ cái gì trận pháp bố trí. Thật sự đã không đường có thể đi, chủ nhân, tiên tử tỷ tỷ có phải là gạt người. Hắc Lân mân mê đỏ chói miệng nhỏ, thở phì phò nói. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, gạt người ngược lại là không có, cổ quái ngay tại chúng ta dưới chân cái này trong truyền tống trận A. Khó nói chúng ta truyền tống sai rồi. Hắc lân nghe vậy, lập tức cúi đầu quan sát dưới chân truyền tống trận đến, lập tức lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Không có gì cổ quái A. Tiêu phàm mỉm cười nói, cái này truyền tống trận phi thường đặc biệt, đã là điểm cuối cùng lại là đã là điểm cuối cùng lại là. Người nói là, đây là một cái song trọng truyền tống trận. Đúng vậy tiêu phàm gật gật đầu, Hắc lân ngẹo đầu tán thán nói, đây thật là ra ngoài ý định năm đó thiên diệu cung tổ sư bà bà nhưng thật thông minh ngay cả dạng này chủ ý đều có thể muốn lấy được tiêu phàm mỉm cười gật đầu sắc mặt lập tức ngưng trọng lên chậm rãi nói hắc lân đợi chút nữa khởi động cái này truyền tống trận thời điểm người trước tránh một chút hắc lân cực kỳ thông minh lập tức liền biết khởi động cái này truyền tống trận phong hiểm cực lớn không chịu được lo âu nói chủ nhân người không sao a à? không sao ta có càn khôn đỉnh nơi tay hắc lân liền gật đầu thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đầu mèo đen, mèo ô một tiếng. Liền chui vào đến linh thú điểm bên trong, không thấy bóng dáng. Tiêu phàm dưới chân bất đinh bất bát, hai mắt buông xuống, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Hạo nhiên chính khí phồng lên mà ra, từ khi tiến giai nguyên anh trung kỳ về sau, tiêu phàm tự giác pháp lực đại tăng, hạo nhiên chính khí hùng hậu, xa không phải nguyên anh sơ kỳ lúc có thể so sánh. Riêng là dung hợp Âu Dương uy thể nội kia cường đại hạo nhiên chính khí, là đủ khiến công lực của hắn tăng gấp bội. Lại được đến thiên diệu tiên tử bản mệnh chân nguyên tương trợ, tiến giai trung kỳ, càng là đi trên một cái lớn bậc thang. Nhưng cỗ này hùng hậu hạo nhiên chính khí từ lòng bàn chân thẳng tới truyền tống trận, pháp trận lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu phàm cũng tịnh không kinh ngạc, thiên diệu tiên tử cùng hắn lễ hợp cẩn về sau, liền từng minh bạch nói cho hắn, lúc trước tổ sư bà bà cái này chuẩn bị ở sau, chính là vì vô cực môn trưởng giáo chân nhân lưu lại, bất luận một vị nào vô cực môn trưởng giáo chân nhân tu vi cũng không thể thấp hơn nguyên anh hậu kỳ vô cực môn trong lịch sử chỉ ít còn xuất hiện qua mười mấy tên thậm chí hai mươi tên trở lên ngộ linh kỳ trưởng giáo chân nhân hoặc là ngộ linh kỳ thái thượng trưởng lão có thể thay thế thiên diệu cung chủ tiến vào bí điện vị này vô cực truyền nhân chẳng những phải có hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới còn nhất định phải là thiên diệu cung chủ song tu bạn nữ có thể thấy được năm đó thiên diệu cung tổ sư bà bà tự cao tự đại không phải vô cực môn trưởng giáo chân nhân liền không có tư cách trở thành thiên diệu cung chủ song tu bạn lữ. Tiêu phàm mặc dù kỳ tài ngút trời, dưới mắt cũng chỉ là miễn cưỡng đặt chân nguyên anh trung kỳ cảnh giới, cách hậu kỳ cảnh giới còn kém thật xa, khởi động không được cái này truyền tống trận, chính hợp tình hợp lý. Tiêu phàm hít sâu một hơi, thân thể bỗng nhiên đằng không mà lên, đầu dưới chân trên, song trưởng giao thoa, hét lớn một tiếng. Dương quan ba chồng, âm vang một trưởng đánh ra, lập tức cuồng phong gào thét, uy thế kinh người. Không đợi chiêu số dùng hết, Tiêu Phàm bỗng nhiên thu hồi tay phải, bàn tay trái ngay sau đó một trường đánh ra, lập tức tay phải lại là một trường đánh ra. Một hơi đánh ra ba trường, Tiêu Phàm cái chán lập tức thấy mồ hôi, thậm chí ngay cả sắc mặt đều tái nhợt mấy phân, trên mặt lưu chuyển kia cỗ bảo quang cũng ảm đạm phai mờ, đủ thấy cái này nhìn như đơn giản ba đòn, thực tế hao phí hắn quá nhiều chân nguyên pháp lực. Ba trường đánh ra, một trường so một trường kinh tật, tựa như sóng sau cao hơn sóng trước hải triều, tại tới gần truyền tống trận thời điểm, ba trường chi lực ầm vang hợp một, lập tức đất rung núi chuyển, không gian vặn vẹo, thậm chí ngay cả cả sơn động tựa hồ cũng nhẹ nhàng lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cái này ba trưởng thực tế đã cạn kiệt tiêu phàm toàn lực, ngay cả bản mệnh chân nguyên đều vận dụng. Ba trưởng chi lực hợp một, đủ để cùng hậu kỳ đại tu sĩ một kích cùng so sánh. Ầm vang một tiếng, nguyên bản không hề có động tính gì truyền tống trận, rốt cục ầm ầm địa chấn vang lên, dần dần hiện ra từng tầng từng tầng màu ngà sữa vầng sáng. Tiêu phàm không có tùy tiện bước vào truyền tống trận, chỉ là lơ lửng tại trên truyền tống trận không, nhìn chằm chằm truyền tống trận, nhìn không chuyển mắt. Mở ra cái này xong trọng truyền tống trận, tại sao phải nguyên anh hậu kỳ tu vi, tiêu phàm hiện tại đã biết. Nhưng mở ra truyền tống trận về sau, vì cái gì còn cần càn khôn đỉnh, coi như không được biết. Thiên diệu tiên tử cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì, trước đó, nàng chưa hề được chứng kiến vô cực môn trưởng giáo chân nhân mở ra bí điện truyền tống trận là loại tình hình nào. Làm thiên diệu cung chủ, Nàng ấn ký sớm đã lưu tại trong truyền tống trận, mỗi lần ra vào bí điện đều 10 điểm thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm là nàng cả đời này nam nhân đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất. Không có hậu kỳ tu vi, cưỡng ép mở ra truyền tống trận, đến cùng sẽ có hậu quả gì không, không người biết được. Từng tầng từng tầng màu ngà sữa vầng sáng càng ngày càng là mãnh liệt, truyền tống trận chính giữa hiện ra một vài tắc lớn nhỏ vết lõm. Tiêu Phàm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, cái kia vết lõm lớn nhỏ cùng càn khôn đỉnh kích thước giống nhau như đúc. Tiêu phàm không chút do dự, ống tay áo lắc một cái, càn khôn đỉnh bắn ra, ở giữa không trung quay tít một vòng, liền không chút do dự hướng phía dưới vào tới, khó khăn lắm bay tiến vào vết lõm bên trong, kín kẽ. Càn khôn đỉnh một khảm vào truyền tống trận, truyền tống trận lập tức phát ra ô ô vang lên thanh âm. Màu ngà sữa vầng sáng bắt đầu xoay tròn, tốc độ dần dần tăng tốc. Trong chốc lát, liền hình thành một cơn lốc cũng như không gian chi lực đại tác, từng đợt từng đợt hướng bốn phía dập dồn mà ra. Tại tu sĩ khác trong mắt, loại này không gian ba động cực kỳ khủng bố. Không cẩn thận đụng lên đi, chính là tai họa ngập đầu. Nhưng ở tiêu phàm xem ra, dạng này trình độ không gian ba động, đã 10 điểm bình thường, đối với hắn tạo thành không được mảy may tổn thương. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại nghiên cứu không gian chi lực, đạt được thiên nhai thành lực lão quái tâm đắc về sau. Đối không gian chi lực lĩnh ngộ lại cao hơn một tầng lầu. Trước đó, tiêu phàm đối không gian chi lực lĩnh ngộ chủ yếu còn tại ở như thế nào tránh đi không gian chi lực tổn thương, thiên nhai thành một trận đại chiến qua đi, đã bắt đầu bước vào đối không gian chi lực trưởng khống cùng thúc đẩy. Trước đó không lâu lấy huyễn trận vây khốn Tô Thiên Phong, nghịch chuyển hắn hạo dương lôi châu. Để hắn tự làm tự chịu, chính là đối không gian chi lực cụ thể thúc đẩy. Bất quá vẫn là muốn cùng huyễn trận kết hợp với nhau, mới có thể vận dụng tự nhiên. Mắt kiến không ở giữa vòng xoáy dần dần hình thành, tiêu phàm khẽ gật đầu thân thể chìm xuống, liền rơi vào đến không gian vòng xoáy bên trong. Lập tức liền thân bất do kỳ bị vòng xoáy xé rách, hướng vô tận không gian chỗ sâu bay đi. Khá lắm Tiêu Phàm, Lâm Nguy không sợ, nâng tay khẽ vẫy, đem khảm nạm tại vết lõm bên trong càn khôn đỉnh chiêu trở về. Lập tức liền thấy hoa mắt, cảnh sắc đại biến, từng tầng từng tầng không gian vặn vẹo lên, đã hoàn toàn tiến vào không gian vòng xoáy. Cái này dĩ nhiên không phải truyền tống trận trạng thái bình thường nếu như là thiên diệu tiên tử ở đây, tự nhiên có thể thuận lợi khởi động truyền tống trận, nhưng tiêu phàm lấy con rể thân phận cưỡng ép mở ra truyền tống trận, bày biện ra đến, chính là như vậy hung ác muôn dạng không gian vòng xoáy. Càn khôn đỉnh phi tốc phồng lớn, đỉnh miệng phun ra từng vòng từng vòng trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, đem tiêu phàm toàn thân đều bao khỏa trong đó. Chỗ có không gian chi lực tại cái này trừ màu đỏ hỗn độn mưu toan trước, đều tự hành vặn vẹo, tránh ra, tiêu phàm bình yên vô sự, tại không gian vòng xoáy bên trong ghé qua. Nhưng nếu không có càn khôn đỉnh hộ thân, chẳng những căn bản liền không cách nào mở ra cái này truyền tống trận, coi như may mắn mở ra về sau, cũng sẽ tại không gian vòng xoáy bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Như là Tiêu Phàm sở liệu, đây là một cái khoảng cách ngắn truyền tống trận, truyền tống khoảng cách không xa, không bao lâu, không gian vòng xoáy liền dần dần yếu bớt. Sau một lát, Tiêu Phàm dưới chân vừa vững, đã đạp lên thực địa. Ánh nắng tươi sáng từ truyền tống trận đi tới, đây là Tiêu Phàm cảm giác đầu tiên. Không phải nói, đây là Thiên Diệu cung bí điện sao? Bí điện không phải là thâm nhập dưới đất, dưới ánh nến, thần bí khó lường chỗ a. Tại Tiêu Phàm trong tưởng tượng, Thiên Diệu cung miến điện chính là cái dạng này. Liên hẳn là đi tiến vào Ai Cập Pharaoh lăng mộ cái loại cảm giác này. Tuyệt không phải là trước mắt loại này ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, thảo trường oanh phi, trang điểm lộng lẫy lãng mạn cảnh đẹp. Này làm sao có thể là bí điện? nhưng tiêu phàm biết rất rõ, mình đã tới mục đích. Vừa mới một bước vào nơi đây, trong cơ thể hắn lập tức liền có một loại kỳ lạ cộng minh, là đến từ thiên diệu tiên tử kia một bộ phân bản mệnh chân nguyên cộng minh, cái không gian này một chút liền nhận ra. Huyễn thuật, tiêu phàm trong lòng lại hiện ra một cái nghi vấn, thiên diệu cung tinh thông các loại bàng môn tả đạo, huyễn thuật nhất là siêu quần bạt tùy. Tiêu phàm tận mắt chứng kiến qua huyễn ảnh phân thân thần diệu, nhưng đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, nhưng lại chưa ở đây nhìn đến bất kỳ huyễn trận bố trí, ngược lại là cảm ứng được hết sức rõ ràng không gian ba động. Nơi này tựa hồ là nơi nào đó cỡ lớn vết nứt không gian, không biết lấy loại thủ pháp nào, đem chỗ này vết nứt không gian cố định xuống, cải biến thành một chỗ không gian riêng tư. Về phần kia ánh mặt trời chói mắt, thì bắt nguồn từ vết nứt không gian đỉnh khảm nạm một viên bảo châu, quang mang lóa mắt, cùng ánh nắng cho người cảm giác không khác nhau chút nào. Quả nhiên là đại thần thông, đại thủ bút, tiêu phàm từ đáy lòng cảm thán, ở trong lòng khen ngợi có thừa hắn càng là tinh thông không gian chi thuật đối này thì càng kính nể biết muốn làm đến việc này độ khó thực tế không phải bình thường bất quá chỗ này vết nứt không gian cũng làm cho tiêu phàm mừng rỡ trong lòng xem ra đã từng có người tại không gian chi thuật nghiên cứu bên trên đạt tới qua hắn khó có thể tưởng tượng thành tựu cực cao chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ nghiên cứu xuống dưới cuối cùng sẽ có một ngày hắn tại không gian chi thuật bên trên tạo nghệ cũng sẽ đạt tới một cái kinh người cao độ bóng đen lóe lên hắc lân từ linh thú điểm bên trong chạy ra xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiếu dung chủ nhân nơi này thật xinh đẹp một lời chưa tất nụ cười trên mặt liền là biến mất không thấy gì nữa mày liễu nhào lên tựa hồ rất không thoải mái chủ nhân nơi này không gian áp lực để ta rất không thoải mái chỉ nói nửa câu bóng đen lại là lóe lên hắc lân liền tránh về linh thú điểm tiêu phàm không khỏi âm thầm cảm thán lúc trước tạo dựng chỗ này không gian thiên diệu cung tổ sư thực tế là tính toán không bỏ sót, trừ lịch đại thiên diệu cung chủ, tiếp vị chi sơ, liền đem khí thức ấn ký lưu tại nơi này, sẽ không nhận không gian chi lực áp chế, bất kỳ người nào khác đến nơi này, đều sẽ cảm thấy cực độ khó chịu. Bao quát hắn ở bên trong, nếu như không có càn khôn đỉnh hộ thân, hắn cũng giống vậy khó mà ở đây đợi lâu. Đây mới thực là chỉ thuộc về thiên diệu cung chủ một người bí điện. Chỗ này bí điện, trên thực tế là một cái lớn vườn hoa, cảnh trí yêu cực kỳ xinh đẹp. Bất quá Tiêu Phàm cũng nhìn ra được, những cái kia hoa hoa thảo thảo đều chỉ là phổ thông thực vật, cũng không phải là tu chân giới linh thảo linh dược, chỉ có thưởng thức giá trị. Chỗ này vết nứt không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, linh khí có hạn, nếu như ở đây trồng linh thảo linh dược, rất nhanh liền sẽ đem nơi đây linh khí tiêu hao sạch sẽ, nơi này coi như thật thành một chỗ đất chết. Tiêu Phàm thậm chí hoài nghi, nơi đây sở dĩ cảnh xuân tươi đẹp, phong cảnh mỹ diệu, khả năng còn di thực một tòa mô hình nhỏ linh tuyển tới. Rất nhanh tiêu phàm liền nghiệm chứng chính mình suy đoán, bởi vì hắn tìm được chỗ kia linh tuyền. Ngay tại vườn hoa ở trung tâm, một cái tinh xảo pho tượng phía dưới, nước chảy róc rách. Ngẩng đầu nhìn đến pho tượng kia, tiêu phàm lấy làm kinh hãi. Pho tượng kia chân nhân chiều cao, điều khắc phải sinh động như thật, áo đen váy đen, tướng mạo vậy mà cùng thiên diệu tiên tử có bảy tám phần tương tự. Từ chỗ này không gian xa xưa trình độ đến xem, cái này hẳn không phải là nước thanh nhu pho tượng, mà là thiên diệu cung khai phái tổ sư pho tượng cách này sợ không có gần 10.000 năm. 10.000 năm trước đó thiên diệu cung tổ sư bà bà, cùng 10.000 năm về sau thiên diệu cung chủ, vậy mà như thế nào rất giống, cũng có thể nói là dị số. Áo đen mỹ nữ pho tượng phía dưới, tiếng nước róc rách, thanh tịnh dị thường, nhàn nhạt, linh khí phiêu tán mà ra. Tiêu phàm lập tức liền có thể kết luận, đây chính là cái ghép tới chỗ kia linh tuyền, kinh lịch 10.000 năm lâu, vẫn có thể tản mát ra nhàn nhạt, linh khí, đủ thấy năm đó cái này linh tuyền tinh thuần. Đương nhiên, Vườn hoa này bên trong không có trồng linh thảo linh dược, cũng không có người ở đây đả tọa tu luyện, linh khí tiêu hao cực ít, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Chậm rãi đi đến pho tượng kia trước đó, Tiêu Phàm khóe miệng đi lên nhếch lên, hiện lên mỉm cười, lúc trước Thiên Diệu Tiên tử chỉ nói cho hắn tiến vào bí điện phương pháp, nhưng lại chưa nói cho hắn cái kia đạo bảo mệnh ngọc phù cất giữ tại bí điện bên trong nơi nào. Hiện tại Tiêu Phàm minh bạch, nguyên lai căn bản liền khỏi phải tìm kiếm bảo mệnh phù liền cung phụng tại tổ sư pho tượng dưới chân rõ ràng như vậy địa phương lấy thiên diệu tiên tử tiếc lời nói như vàng tập tính tự nhiên không cần lắm mồm tại áo đen mỹ nữ pho tượng trước đó có một cái hát ngọc xây thành bái đài pho tượng sen dưới bàn chân trưng bày một cái nho nhỏ lư hương lư hương trước đó thì có một cái gỗ trầm hương hộp trong hộp gỗ liền lẳng lặng nằm kia phiến cổ pháp ngọc phù tiêu phàm một chút liền có thể nhìn ra được mảnh này ngọc phù cùng hắn đã từng thấy qua những cái kia thượng cổ ngọc phù, là cùng một thời đại sản phẩm, phía trên lấp lánh phù văn, tiêu phàm cực kỳ quen thuộc. Tiêu phàm tại áo đen mỹ nữ pho tượng trước mặt chạm định, cúi người chào thật sâu, miệng bên trong âm thầm cầu nguyện, chốc lát, lúc này mới tiến lên, hai tay đem kia gỗ trầm hương trên nắp hộp, tính cả hộp gỗ cùng một chỗ, thu tiến vào chữ vật vòng tay bên trong. Lấy đi bảo mệnh phù về sau, tiêu phàm vẫn chưa lập tức rời đi, lại tại hoa trong viên tiếp tục bốn phía hành tẩu chỗ này không gian vườn hoa, nhìn qua cùng phổ thông vườn hoa không khác nhiều, cầu nhỏ nước chảy, đình đài thủy tạ, mọi thứ đều đủ. Tại khoảng cách pho tượng cách đó không xa trong một tòa lầu các, chân bóng như gương bát tiên trên bàn gỗ, tiêu phàm tìm được mấy cái phục trang đẹp đẽ bảo dương. Ống tay áo phất một cái, mở ra nó bên trong một cái bảo dương, lập tức linh khí mở mịt, đập vào mặt. Dù là tiêu phàm kiến thức rộng rãi, cũng có thể xưng thân ra hào phóng, thấy cái này bảo trong dương sự vật, cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cao dai linh thạch, cái này tràn đầy một cái dương, đều là cao dai linh thạch. Tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, một viên đều sẽ khiến gió tanh mưa máu cao dai linh thạch, ở đây có tràn đầy một cái dương nhiều. Đơn cái này một cái bảo dương, chỉ sợ cũng giá trị hơn 100 triệu linh thạch. Mà đồng dạng bảo dương, nơi này hết thảy có 5 cái nhiều. Thiên diệu cung không hổ là trên 10.000 năm truyền thừa, vẻn vẹn 5 cái bảo dương, chính là mấy trăm triệu linh thạch thân gia khó trách Huệ Thiên Hào bọn người, đều trăm phương ngàn kế muốn bắt sống thiên diệu tiên tử, vì chính là muốn mở ra cái này bí điện. Nếu thật là có thể đem thiên diệu cung 10.000 năm tích xúc, càn quét mà đi, vậy sẽ là một bút địch quốc tài phú. So ra mà nói, Hạo Thiên Tông vì thế ban ra treo thưởng, thực tế liền không tính là gì. Huống chi, còn có thiên diệu tiên tử tùy thân mang theo bước kia có quan hệ thiên hương ngọc lộ địa đồ. Tiêu phàm vẫn chưa ở đây ngừng ở lại bao lâu, cũng chưa từng lại mở ra cái khác bảo dương đến xem, phất một cái ống tay áo, khép lại cái này bảo dương, liền là quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Thiên diệu tiên tử đã từng minh bạch nói qua, trừ long tượng chân nhân tự viết vốn, hắn không thể lại cử động bí trong điện những vật khác. Tiêu phàm từ cũng sẽ không đi ham những này cao dai linh thạch. Luận đến thân gia chi giàu có, hắn hiện tại cũng có thể xưng hào phóng. Từ lâu các chuyển gia, chỉ chốc lát, tiêu phàm nhìn thấy một chỗ rừng trúc. Chỗ này rừng trúc tại một cái thủy tạ bên cạnh, đối mặt một đầu nhàn nhạt chảy xuôi dòng suối nhỏ, suối nước bên cạnh quái thạch đá lởm chởm, phong cảnh thanh u, có một phong vị khác. Tiêu Phàm chậm rãi đi nước vào tạ, lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, một loại thân thiết chi ý, tự nhiên sinh ra. Chỗ này thủy tạ bên trong, lưu lại vô cực truyền thừa khí tức. Thủy tạ chính giữa có một chương bệ đá, trên bệ đá trưng bày văn phòng tứ bảo, bút mực phiêu hương, Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ở trung thổ giới thời điểm, tiêu chân nhân là thư pháp đại gia, chữ viết phải cực xinh đẹp, ngay cả thư pháp hiệp hội mấy vị tông sư cấp ngôi sao sáng, đều khen ngợi có thừa. Luyện chữ cùng đà tọa đồng dạng, có thể khiến lòng người cảnh bình thản, loại trừ táo bạo chi khí. Tiêu phàm luyện công chi dư, đều sẽ nâng bút múa bút, luyện tập một trận thư pháp. Đi tới toa ma giới về sau, liền rốt cuộc chưa từng thấy đến cái này của pháp văn phòng tứ bảo. Tu chân giới truyền thừa công pháp hình thức, sớm đã thoát ly giấy bút, trực tiếp từ thần thức truyền lại để hoàn thành không thể nghi ngờ đây là một loại cực bay vọt mạnh tiếp nhận chi thức tốc độ nhanh chóng xử lý lượng tin tức chi lớn tuyệt không phải người bình thường phương thức có thể so sánh dạng này chi thức truyền bá phương thức ở địa cầu thời điểm ước chừng chỉ có máy tính có thể chịu được bằng được bây giờ lại tại cái này thủy tạ bên trong nhìn thấy văn phòng tứ bảo tiêu phàm tự nhiên rất cảm thấy thân thiết lúc này chậm rãi đi qua chỉ thấy trên bàn đá có một bản đóng sách tốt sách nhỏ phong trên mặt viết tỏa ra ánh sáng lung linh năm chữ to vô cực long tượng công. Kim câu tranh sắt, nét chữ cứng cáp, đại khí bàng bạc, bế nghĩa tứ phương. Không thể nghi ngờ, đây chính là thiên diệu tiên tử đã từng hướng hắn nói qua, long tượng chân nhân tự viết vốn. Trước kia tiêu phàm vẫn cho là, cái này tự viết vốn chỉ là hình dung, long tượng chân nhân luyện thể chi thuật, cũng hẳn là là tồn tại tại thẻ tre bên trong, ai ngờ vậy mà là chân chính tự viết vốn. Vô cực môn chỉ thủy xem rất nhiều dấu vốn, Đại bộ phận phân đều là long tượng vốn. Cổ lão thiên tôn vốn cực kỳ thưa thớt, cơ hồ không có. Nhưng kia long tượng vốn cũng là hậu nhân sao chép lưu truyền, không phải long tượng tổ sư bút tích thực. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy long tượng tổ sư thân bút mặc bảo. Tại một cái tu chân thế giới, long tượng tổ sư thân là vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Công tham gia tạo hóa, lại lấy cổ xưa nhất phương pháp, lưu lại mình một tay khai sáng thần công, không biết đến cùng có gì thâm ý. Tiêu Phàm trong đầu Cơ hồ lập tức hiện ra, Long Tượng Tổ sư tại cái này thủy tạ bên trong. Nâng bút mua bút, một mạch mà thành quyển bí kíp này tình hình, lúc ấy, Long Tượng Tổ sư bên người, khẳng định có đẹp làm bạn, Thiên Diệu cung đời trước tổ sư, tất nhiên làm bạn ở bên, cầm sắt hòa minh, gì chờ rực rỡ lưu luyến. Khó trách Long Tượng Tổ sư năm đó ngay cả vị trí trưởng giáo đều muốn nhường ngôi, cái này cuồn cuộn hồng trần ngập trời quyền thế, hùng tâm vạn trượng, lại nơi nào so ra mà vượt cùng mình người thương bị rực tề phi. Tiêu phàm đi tới bàn đá trước đó, cung cung kính kính xá giải đến cùng, thì lễ liên tục, lúc này mới chậm rãi tiến lên, song tay cầm lên kia bản vô cực long tượng công, nhẹ nhàng mở ra tờ thứ nhất. Bất quá trong chốc lát, tiêu phàm sau mi liền có chút nhíu lên, thân sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, hai mắt một mực tiếp cận trang sách, cũng không tiếp tục di động mảy may. Như là thiên diệu tiên tử lời nói, đây là một phần luyện thể thuật. Long tượng tổ sư tại cái này sổ bên trong, Kỹ thuật một phần chủ yếu lấy vô cực môn tu luyện công pháp làm căn cơ luyện thể thuật. Tại vô cực long tượng công bài tựa bên trong, Tiêu Phàm hiểu rõ đến, vô cực môn bản thân liền có luyện thể thuật. Không ít tu chân tông môn đều có luyện thể thuật truyền thừa, chỉ là tinh to đến đừng. Vô cực môn hạo nhiên chính khí bác đại tinh thâm, nhất quán đem luyện khí coi là chính đồ, luyện thể chỉ là phụ trợ, cũng không bắt buộc các đệ tử tu luyện luyện thể thuật. Nhưng cái này lại cũng không có nghĩa là vô cực môn luyện thể thuật liền 10 điểm thấp kém. Trên thực tế vô cực luyện thể thuật tại chính nói trong tông môn có thể xưng tiếng tăm lừng lẫy, lại không ít vô cực đệ tử, ngay tại luyện thể thuật trên có cực cao thành tựu. Chỉ là vô cực môn hạo nhiên chính khí thực tế uy danh quá thịnh, vang danh thiên hạ, lúc này mới khiến vô cực luyện thể thuật u ám không sáng. Nhưng Long tưởng tổ sư bản nhân, chính là pháp thể song tu, luyện thể thuật tạo nghệ, đăng phong tạo cực, không thua kém một chút nào hắn tại hạo nhiên chính khí bên trên tạo nghệ. Quét ngang thiên hạ, trong mấy trăm năm, chưa gặp được địch thủ. Đây là long tượng tổ sư nơi tay sách vở bên trong thân bút ghi lại lời nói. Tiêu phàm thấy cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế. Tưởng tượng tổ sư năm đó, ra sao chờ hăng hái, huy phong hiển hách. vô cực môn thiên hạ thứ nhất tông, lại là gì chờ cường thịnh huy hoàng. Bất quá, long tượng tổ sư cũng nơi tay sách vở bên trong minh bạch không sai lầm khuyên bảo hậu thế đệ tử, pháp thể song tu con đường cực kỳ gian khổ, tiến giai chi nạn, xa tại bình thường pháp tu phía trên, đồng dạng tiến giai, phổ thông tu sĩ cần 30 năm thời gian, pháp thể xong tu chỉ ít cần gấp đôi trở lên thời gian. Cần gấp nhất chính là, một khi đi đến pháp thể xong tu con đường, liền rốt cuộc khó mà sửa đổi. Bởi vì long tượng thần công cùng hạo nhiên chính khí chặt chẽ tương liên, hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau ở giữa, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Tu luyện một đoạn thời gian luyện thể thuật về sau, nếu như trì trệ không tiến, khó mà tiến triển, như vậy ngay cả hạo nhiên chính khí tiến độ tu luyện đều sẽ bị liên lụy. Tự nhiên, Pháp thể song tu cũng có chỗ tốt, đó chính là tiến dai thời điểm, đột phá bình cảnh tỷ lệ sẽ gia tăng nhiều, mà lại sức chiến đấu cực mạnh, cùng dai giữa các tu sĩ, cơ hồ khó gặp đối thủ. Long tượng tổ sư câu nói kia nói đến rõ ràng, cơ hồ chính là vô địch thiên hạ đại danh từ. Lấy long tượng tổ sư thân phận, tuyệt không có khả năng nói ngoa khi dễ. Thiên diệu tiên tử cũng đã từng nói, năm đó hạo thiên tông tiền bối tông chủ Âu Dương Hùng, liền thua ở long tượng tổ sư thủ hạ đồng thời tự biết cả đời đều khó có thể vượt qua, như vậy chôn xuống cửu thị vô cực môn mầm tai họa. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Tiêu Phàm rốt cuộc đọc xong Vô Cực Long Tượng Công một trang cuối cùng, chậm rãi khép lại sách vở, hai mắt khép hờ, dựa theo trong bí kíp ghi lại luyện thể thuật, điều tức vận khí, công hạnh kinh mạch bách hải, vậy mà thông suốt, trong bất chi bất giác, Long Tượng Thần Công đệ nhất trọng liền luyện xong rồi. Dựa theo bí kíp ghi chép, Long Tượng Công tu luyện đối tượng là vô cực môn nguyên anh trở lên tu sĩ, Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, chỉ cần tu luyện vô cực môn cơ sở luyện thể thuật liền đầy đủ. Mà Nguyên Anh tu sĩ muốn tu luyện hoàn thành đệ nhất trọng long tượng thần công, chỉ ít cũng cần 30 năm khổ tu chi công. Tiêu phàm lại chỉ ở trong chốc lát liền tu luyện hoàn tất. Chỉ cảm thấy vô tận kinh lực, ở trong kinh mạch phiên dũng bôn đằng, không khỏi tinh thần đại chấn. Tiêu phàm tinh tế tưởng tượng, cảm thấy đệ nhất trọng luyện thành chi như vậy thuận lợi, hẳn là là bởi vì chính mình bản thân liền tu luyện qua cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông đồng thời đã đạt đến tại cảnh giới cực cao mặc dù vô cực long tượng công cùng yêu thú thiên phú luyện thể thuật có rõ ràng khác nhau nhưng trên bản chất lại là tương thông tiêu phàm nhục thân như thế cường hãn sớm đã vượt qua đệ nhất trọng long tượng thần công yêu cầu tiêu phàm nhẹ nhàng thở phào một cái đột nhiên cảm giác được hai tay ở giữa hơi khác thường gấp vội cúi đầu nhìn lại lại chỉ thấy vô cực long tượng công tự viết vốn đã vỡ thành từng mảnh từng mảnh ngay tại theo gió bay múa. Lại nguyên lai like vừa mới tu luyện đệ nhất trọng công pháp thời điểm, quá mức chuyên chú, lại chưa từng chú ý tới, hai tay ở giữa sớm đã lộ ra to lớn cự lực, đem cái này giấy chất tự viết vốn ép tới vỡ nát. Trong lòng giật mình, tiêu phàm vội vàng lắc một cái ống tay áo, muốn đem những mảnh vỡ này đều cất giấu, cùng trở ra gian ngoài, đi đến phàm tục thế giới, mời một tên bồi cao thủ, một lần nữa dán vách một lần, có lẽ có thể đem long tượng tổ sư tự viết bút tích thực lại lần nữa phục hồi như cũ. Ai ngờ giấc mộng này cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, trong khoảnh khắc, mảnh vỡ liền hóa thành một chút điểm cho bụi, triệt để tiêu tán tại không trung. Vô Cực Long Tượng Công tìm được chính tông nhất truyền nhân, tự nhiên có thể công thành lui thân. Tiêu Phàm chố mắt một lát, khom người xá dài tới đất, mặt mũi tràn đầy thành kính vẻ cảm kích. Bây giờ hắn đã trở thành Vô Cực Long Tượng Công duy nhất dòng chính truyền nhân, nhất định phải đem thần công kia phát dương quang đại, không phụ tổ sư năm đó nỗi khổ tâm. Tại thủy tạ bên trong lại dừng lại chốc lát, tiêu phàm nhẹ nhàng rời đi, chuyển hướng địa phương khác. Vườn hoa này quy mô không lớn, nhưng mỗi một chỗ đình đài quán tạ bên trong, đều có thiên diệu cung lịch đại tổ sư bà bà lưu lại vật chân quý, trong đó không thiếu phẩm tướng cực giai pháp bảo cùng cái khác chân quý bảo vật. Bí điện cất giữ chi dầu, thực tế khó có thể tưởng tượng. Ước chừng một canh giờ trôi qua, bạch y tung bay, tiêu phàm đứng tại trên truyền tống trận, hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, sau một lát, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không biết qua bao nhiêu thời điểm, tiêu phàm thân ảnh xuất hiện tại thiên cơ các che đậy pháp trận bên ngoài. Mới vừa từ trong truyền tống trận vừa hiện thân, tiêu phàm lập tức phi thân lui lại, thanh mang lấp lánh, phải rồng giáp nổi lên, đem toàn thân bao khỏa trong đó, lôi quang tháp ngân hồ lập lè, ngăn tại trước người, vậy mà bày ra toàn bộ tinh thần để phòng tư thế. Ngay trong nháy mắt này, tiêu phàm cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức khủng bố. Một nói bóng người màu trắng, liền đứng tại cách đó không xa, như ẩn như hiện tóc trắng áo choàng, diễm như hoa đào, thình linh chính là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt. Tiêu Phàm không muốn thấy nhất người, Âu Dương Minh Nguyệt lặng yên đứng tại mấy trượng bên ngoài, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể không nhúc nhích tí nào, chỉ có màu trắng tay áo nhẹ nhàng bay múa, không có chút nào tiến lên động thủ, lấy Tiêu Phàm tính mệnh dự định, thậm chí ngay cả ánh mắt bên trong đều không nhìn thấy cửu hận gì vẻ oán độc. Tu vi đến Âu Dương Minh Nguyệt dạng này cảnh giới, coi như trong lòng có ý nghĩ gì cũng sẽ không tại trên mặt biểu lộ ra. Đại trưởng lão những người nào? Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu được, vì cái gì lần này tiến vào Thiên Diệu Cung bí điện, vậy mà là thuận lợi như vậy. Nguyên lai like đây hết thảy đều tại Âu Dương Minh Nguyệt trong khống chế. Ngươi đánh giá cao ta, ta không có thần kỳ như vậy Âu Dương Minh Nguyệt đối Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, tựa hồ nhất thanh nhị sở, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi cùng trời rượu lần này kế điệu hồ ly sơn, dùng rất tốt, xác thực đem bọn hắn đều lừa qua đi. Ta biết ngươi ở đây không phải là các ngươi không đủ cẩn thận có nhiều thứ là chính ngươi đều không tưởng được kia đạo ấn ký nghe đến đó tiêu phàm lập tức vận khởi hạo nhiên chính khí nháy mắt du tẩu toàn thân âu dương minh nguyệt lưu ở trong cơ thể hắn kia đạo ấn ký thật sự còn bị thiên diệu tiên tử bản mệnh chân nguyên một mực bao vây lấy không có chút nào tiết ra ngoài âu dương minh nguyệt lắc đầu nói không phải mặc dù lấy tu vi của ngươi tuyệt đối không có khả năng che đậy được ta lưu tại trong cơ thể ngươi kia đạo ấn ký nhưng ta cũng không nghĩ tới trời diệu vậy mà lại được ăn cả ngã về không, tình nguyện vì ngươi phá thân, lấy nàng bản mệnh chân nguyên, đến che đậy ấn ký của ta tiêu phàm trên mặt hơi đỏ lên. Xem ra vị này hạo thiên tông đại trưởng lão đối thiên diệu cung cùng thiên diệu tiên tử hiểu rõ, vượt xa khỏi ngoài dữ liệu của hắn. Ngay cả thiên diệu tiên tử phá thân cùng hắn giao hợp, vì hắn che đậy ấn ký đều một chút liền có thể nhìn ra được. Đây đúng là cái biện pháp tốt, chẳng những có thể che đậy ấn ký của ta, còn có thể giúp người đột phá bình cảnh, nâng cao một bước. Trời diệu thật hạ đủ tiền vốn, người cũng coi như chiếm cái đại tiện nghi. Bất quá, cũng chính vì vậy, từ nay về sau, thiên diệu cung cái này đại bao phục, người coi như trên lưng, lại cũng đừng hòng vứt bỏ Âu Dương Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn xem hắn, không chậm không nhanh nói, êm tai nói, không có chút nào lệ khí cùng địch ý. phảng phất lão bằng hữu đang tán gẫu tiêu phàm đã từ xấu hổ bên trong thoát khỏi ra, hai tay ôm quyền chắp tay, nói, đại trưởng lão quá khen, đối ta mà nói, thiên diệu cung tuyệt không phải bao phục tiêu mỗ bất tài, chỗ này dám như thế không biết tự lượng sức mình. Thiên diệu cung hiện đặt vào một vị nguyên anh hậu kỳ cung chủ tại, lúc nào đến phiên hắn tiêu phàm đến bảo bọc, lại nơi nào có thể nói bao phục không bao phục. Muốn nói lời như vậy, ít nhất cũng phải chờ hắn cũng đặt chân hậu kỳ cảnh giới, trở thành uy chấn một phương đại tu sĩ lại nói. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ dơ lên cổ tay trắng, hướng phía trước bãi xuống, tiêu phàm chỉ cảm thấy chữ vật vòng tay bên trong bay ra một đạo bạch quang, không khỏi giật nảy cả mình, bàn tay vừa nhấc, liền hướng về phía trước chộp tới. Tại cái này chăm bận bịu ở giữa, thiên nhãn thần thông đã thấy được rõ ràng, đây là một ngụm sáng như tuyết phi đao, dài không quá tắc hơn, tiểu xảo tinh xảo, đúng là hắn diệt sát Âu Dương Uy về sau, từ Âu Dương Uy chữ vật vòng tay ở bên trong lấy được bảo vật. Âu Dương Uy thân là hạo thiên tông tông chủ cháu ruột, nội đường hạch tâm trưởng lão, trên thân bảo vật nhiều, xa không phải phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể so sánh, tiêu phàm diệt sát hắn, thật sự phát một phen phát tài, các dạng bảo vật nhiều vô số kể. tương đối mà nói, cái này khẩu phi đao cũng không đáng chú ý. tiêu phàm lúc ấy không có cẩn thận nghiên cứu, liền thu tại chữ vật vòng tay bên trong. kỳ quái là tại trọng thiên cung, vô luận là âu dương minh nguyệt hay là lớn chấp pháp hoặc là cửu trưởng lão, đều không người hướng hắn đưa ra, muốn hắn trả lại âu dương uy di vật. tiêu phàm lúc ấy cho rằng là những đại nhân vật này không có ý tứ mở miệng. hẹp hòi đi rồi, người cũng đã bị giết lại làm lấy thanh bình đạo trưởng mấy vị thái thượng tông đại tu sĩ trước mặt, hướng tiêu phàm đòi hỏi Âu Dương uy di vật, tất nhiên sẽ dẫn tới thái thượng tông đám ra hỏa âm thầm cười nhạo không thôi. Mặt như vậy mặt, ba vị hạo thiên tông đại tu sĩ nhưng gánh không nổi. Tiêu phàm mình, càng sẽ không chủ động đưa ra muốn vật quy nguyên chủ, vậy đơn giản chính là ba ba đánh mặt, làm không tốt liền sẽ triệt để chọc giận Âu Dương minh nguyệt bọn người, chuyện ngu xuẩn như vậy, tuyệt đối không thể làm. Lại không nghĩ tới, hành tung của hắn, lại bị cái này khẩu phi đao tiết lộ. Xem xét thanh là cái này ngọn phi đao, tiêu phàm lập tức đem tay thu hồi lại. Không hề nghi ngờ, cái này ngọn phi đao bên trong tồn tại lấy một chút hắn chưa từng phát giác bí mật, hay là không nên tùy tiện cướp đoạt tốt. Phi đao nháy mắt liền tới Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ khẽ với một cái tay, cái này khẩu phi đao ngay tại trước mắt của nàng ngừng lại, lơ lửng tại giữa không chung, không ngừng chìm nổi, Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, rời đang phi đao phía trên, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ đau thương. Mặc dù người tu chân bởi vì thọ nguyên càng dài, nhìn quen quá nhiều sinh ly tử biệt, tình cảm không bằng người phàm tục như vậy nóng bỏng, nhưng bất kể nói thế nào, Âu Dương Uy là hắn cháu ruột, nàng đã từng đối nó ký thác kỳ vọng. Âu Dương Minh Nguyệt không xuất thủ, tiêu phàm từ cũng không sẽ chủ động xuất kích, tránh khỏi không cẩn thận, liền triệt để chọc giận người này, chỉ là một mực ngưng thần đề phòng, vạn nhất vị này đại trưởng lão đột nhiên gây khó khăn, mình mặc dù không phải nó địch thủ, lại cũng không thể khoanh tay chịu chết. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt đưa tay đem phi đao thu vào, mí mắt vừa nhấc, nhìn về phía tiêu phàm, từ tốn nói, người biết ta vì sao lại để Âu Dương uy tu luyện các ngươi vô cực môn hạo nhiên chính khí A. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp, đại trưởng lão là muốn dung hợp hai nhà sở trưởng, mới sáng tạo một môn tuyệt kỹ. Không phải Âu Dương Minh Nguyệt quả quyết lắc đầu. Vô luận là chúng ta hạo thiên tông hạo dương quyết hay là các người vô cực môn hạo nhiên chính khí, đều là truyền thừa mấy chục ngàn năm, Thiên Truy bách luyện tuyệt thế thần công, đừng bảo là dung hội quán thông, lại sáng tạo một môn công pháp mới, coi như muốn cải biến mỗi chữ mỗi câu cũng khó như lên trời. Ta để hắn tu luyện hạo nhiên chính khí, là bởi vì muốn để hắn tu tập các ngươi vô cực môn tướng mệnh xem bó chi học tiêu phàm, sau mi bỗng nhiên dương lên. Dạng này đáp án, thực tế đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tu cho chúng ta vô cực môn tướng mệnh xem bó chi học, không sai. người tại vắng vẻ chi địa tu luyện có lẽ đối vô cực môn năm đó tình hình biết được phải cũng không nhiều. Ngàn năm trước kia, các người vô cực môn là Nam Châu Đại Lục Hưng Thịnh nhất Tông Môn, so với chúng ta Hạo Thiên Tông còn muốn càng thêm cường đại. Vô cực môn tướng mệnh thuật bói toán, cũng phi thường nổi danh. Ta cẩn thận nghiên cứu qua, muốn đem vô cực truyền thừa xem bói tướng mệnh chi thuật tu tập đến rất cao minh trình độ, nhất định phải tu luyện vô cực môn hạo nhiên chính khí. Giống như vô cực môn hết thảy cao thâm kỹ xảo, đều là lấy hạo nhiên chính khí làm căn cơ không có cao minh hạo nhiên chính khí tướng mệnh thuật bói toán cũng tuyệt đối khó mà tinh thông Âu Dương Minh Nguyệt trầm chậm, chậm nói ngữ khí bình tĩnh như trước tựa hồ đang đàm luận một kiện cùng nàng hoàn toàn không liên quan sự tình Tiêu Phàm lại là cảnh giác lại là không hiểu rất cẩn thận nói Đại trưởng lão xin thứ cho tại hạ ngu dốt tại hạ nghe nói Đại trưởng lão thuật bói toán vang danh thiên hạ bất kỳ môn phái nào truyền thừa thuật bói toán đều nhất là đặc biệt đặc điểm nhưng cũng có mức cực hạn không có cái nào truyền thừa là có thể bao la muôn vàn, diễn toán hết thảy. Người chính mình là bói toán đại sư, điểm này, chắc hẳn người cũng nhất định minh bạch đi. Tiêu phàm kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu, điểm này, Âu Dương Minh Nguyệt xác thực không có nói sai. Cứ việc vô cực chín tướng thiên bác đại tinh thâm, diệu dụng vô tận, tiêu phàm cũng đem thiên nhân tướng để tứ trọng nghiên cứu phải 10 điểm thấu triệt, xem bói chi tinh, xa không phải lúc trước có thể so sánh. Nhưng dù sao cũng không ít hạn chế, tuyệt không phải nghĩ xem bói cái gì liền có thể bốc đến kết quả gì cho nên gặp được chuyện trọng đại, thường thường cần mấy cái bói toán đại sư đồng thời xuất thủ, tổng hợp cùng một chỗ, cuối cùng được ra kết quả mới nhất tinh chuẩn. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm bỗng nhiên hiểu được, nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt, nói, đại trưởng lão có đại sự không quyết. Thiên diệu tiên tử đã từng nói, Âu Dương Minh Nguyệt tinh thông nhất xem bói thuật tính toán, danh xưng thuật tính như thần, bây giờ ngay cả dạng này đại tông sư đều không nắm chắc được, cần lại bồi dưỡng một tên thân tín chất nhi ra, nghiên tập vô cực môn tướng mệnh thuật bói toán, bởi vậy có thể thấy được, nàng muốn suy diễn xem bói, không biết là đại sự cỡ nào. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề, nhàn nhạt hỏi, thiên diệu cung bí điện, người đã đi vào qua, trời diệu tưởng muốn tấm kia bảo mệnh phù, chắc hẳn đã trong tay người đi. Tiêu phàm giật mình, do dự một chút mới đáp, đại trưởng lão mắt sáng như đuốc ngay cả thiên diệu cung bảo mệnh phù, Âu Dương Minh Nguyệt cũng biết được phải rõ ràng như vậy, không hổ là hạo thiên tông đại trưởng lão, quả thật không hề tầm thường. Nói như vậy, Thiên diệu tiên tử quả nhiên thân chịu trọng thương, cần cái này bảo mệnh phù đến cứu mạng đúng vậy, Tiêu Phàm thản nhiên thừa nhận. Đã Âu Dương Minh Nguyệt đã ở đây ngăn chặn hắn, đối với hắn và thiên diệu tiên tử tình hình, trên cơ bản có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tại chuyện như vậy cấp trên nói láo, không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ làm Âu Dương Minh Nguyệt khinh thường. Đã dạng này, chúng ta có thể đàm luận điều kiện Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói. Đại trưởng lão thỉnh giảng, đối đây, Tiêu Phàm cũng không có quá cảm thấy ngoài ý muốn. Âu Dương Minh Nguyệt ở đây chờ hắn xuất hiện, có thể khẳng định không phải vì lấy tính mạng của hắn mà đến, nếu không căn bản không cần cùng hắn nói nhảm. Tại hắn mới vừa từ truyền tống trận hiện thân thời điểm, chính là tốt nhất cơ hội ra tay, giơ tay ở giữa liền đem hắn diệt sát đi. Đến Vu Đại Nhân vật mặt mũi cùng thận trọng, mảy may cũng không tại Âu Dương Minh Nguyệt cân nhắc phạm vi bên trong, không người trông thấy, cứ việc tiêu phàm đã tiến ra nguyên anh trung kỳ, đối mặt phổ thông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nếu không được cũng có thể nghĩ cách bỏ chạy. Nhưng ở Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt, Tiêu Phàm là thật không có bao nhiêu lực lượng. Hắn cảnh giới càng cao, ngược lại càng cảm giác được Âu Dương Minh Nguyệt đáng sợ, ở xa hậu kỳ đại tu sĩ phía trên. Âu Dương Minh Nguyệt có điều kiện muốn cùng hắn đàm, ngược lại hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, không biết có chuyện gì là Âu Dương Minh Nguyệt đều giải quyết không được, lại cần cùng hắn đến bàn điều kiện. Âu Dương Minh Nguyệt đang muốn mở miệng, chợt ngậm miệng lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại lạnh nhạt nói, thủy đạo bạn đã đến, gì không hiện thân nói chuyện. Nơi cửa ra vào bóng đen lóe lên, Thiên Diệu tiên tử hiện thân mà ra. Lúc này Thiên Diệu tiên tử, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức bất ổn, miễn cưỡng duy trì tại hậu kỳ đại tu sĩ tiêu chuẩn. Nương tựa theo thể bên trong ẩn chứa Thiên Diệu tiên tử bản mệnh chân nguyên phản ứng tự nhiên, Tiêu Phàm vừa mới cảm nhận được khí tức của nàng, Âu Dương Minh Nguyệt liền phát giác được, quả thật không phải tầm thường. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Thiên Diệu tiên tử một chút, chậm rãi nói xem ra thủy đạo bản thụ thương chi trọng còn tại dự liệu của ta phía trên lấy người bản mệnh chân nguyên cưỡng ép tăng lên tiêu đạo hữu cảnh giới xác thực rất không dễ dàng thiên diệu tiên tử lãnh đạm nói đồng đều trưởng lão huệ thiên hào bọn hắn cũng không phải đèn đá cạn dầu bị hai tên cùng giai đại tu sĩ truy sát còn có thể vứt bỏ bọn hắn một cái người vô thanh vô tức chạy tới nơi này thiên diệu tiên tử mảy may cũng không lấy mình khí tức bất ổn lấy làm hổ thẹn nhưng ở đây nhìn thấy âu dương minh nguyệt thiên diệu tiên tử quả nhiên là không tưởng được chỉ bất quá tiêu phàm bị nàng ngăn chặn, thiên diệu tiên tử lại không tình nguyện cũng được đối mặt vị này thâm bất khả chắc hạo thiên tông đại trưởng lão. Tiêu phàm bỗng nhiên nói, đại trưởng lão, có điều kiện gì cứ việc nói ra, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ không để cho đại trưởng lão thất vọng lại là không nói tới một chữ thiên diệu tiên tử. Nhưng tiêu phàm thần thái đã rõ ràng hiện ra, hắn không nguyện ý liên lụy đến thiên diệu tiên tử, tình nguyện một mình đối mặt Âu Dương Minh Nguyệt. Mặc dù thiên diệu tiên tử chính miệng nói qua, cùng hắn giao cấu là vì mình, Thế nhưng là đã có tiếp xúc ra thịt, vợ chồng chi thực, Tiêu Phàm tự nhiên mà vậy sẽ đứng ra, dốc hết toàn lực đi bảo hộ Thiên Diệu Tiên tử. Đừng bảo là Thiên Diệu Tiên tử cảnh giới đã rơi xuống đến nhìn xem tiến giai đại tu sĩ thời điểm tu vi, coi như tại thời kỳ toàn thịnh, lại thêm Tiêu Phàm từ bên cạnh giúp đỡ, lấy hai đối một, cũng không có nắm chắc có thể từ Âu Dương Minh Nguyệt lòng bàn tay thoát thân. Dưới mắt càng là trong lòng không chắc, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ cần cuốn lấy bọn hắn một đoạn thời gian, cùng đồng đều trưởng lão Huệ Thiên Hào bọn người gấp trở về. Hai người bọn họ liền thật mọc cánh khó thoát, Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một tia cực kỳ nhà cực kỳ nhà tiếu dung, nói: "Tiêu đạo Hiếu, mạng ngươi tướng cực quý, nhưng cũng có số đảo hoa. Từ xưa đến nay, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân." Câu nói này, Tiêu Đạo hữu chắc hẳn nghe nói qua chứ? Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, Từ Tốn nói: "Tại hạ tướng mệnh, nhà mình ngược lại cũng biết chút, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở Âu Dương Minh Nguyệt hơi một gật đầu, một màn kia cực kỳ nhà tiếu dung trong chớp nhoáng biến mất không thấy gì nữa bình tĩnh nói, đã thủy đạo bản cũng đến, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiêu đạo hiếu, người giết cháu của ta, đây là huyết cừu, vốn không có thể giải, bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc chúng ta. Đại trưởng lão chỗ sách điều kiện, cùng hai chúng ta đều tương quan. Tiêu phàm song nghi thoảng qua dơ lên, nói, đối Âu Dương Minh Nguyệt huyết cừu chi ngôn, nhẹ nhàng mang qua, cái này gốc dạ không thể nói thêm, huyết cừu là vĩnh viễn không thể giải. Sách phải càng nhiều, âu dương minh nguyệt trong lòng càng là không thoải mái biến số cũng càng nhiều kia là tự nhiên thủy đạo bạn có quan hệ thiên hương ngọc lộ kia bức bản đồ còn mang trên người ngươi a à. ừm thiên diệu tiên tử chỉ hơi gật đầu nửa chữ cũng không nhiều nói nghĩ đến có thể chân chính đả động âu dương minh nguyệt cũng chỉ có thiên hương ngọc lộ dạng này nghịch thiên bảo vật mặc kệ âu dương minh nguyệt hiện tại biểu hiện cường đại cỡ nào chỉ cần nàng không có đặt chân ngộ linh kỳ thọ nguyên chính là nàng địch nhân lớn nhất danh sưng nhiều tuổi nhất nguyên anh tu sĩ, thiên tuế đã là nàng kiêu ngạo, cũng là nàng ác mộng. Đối Âu Dương Minh Nguyệt đến nói, công lực thâm hậu đã không phải là vấn đề, dù coi như đem toàn bộ Nam Châu đại lục nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều tính toán ở bên trong, Âu Dương Minh Nguyệt chỉ sợ cũng là số một số hai, trở ngại nàng đặt chân ngộ linh kỳ duy nhất chướng ngại, chính là trong cõi u minh thiên ý. Một khi đạt được có thể không nhìn bất luận cái gì bình cảnh thiên hương ngọc lộ, Âu Dương Minh Nguyệt liền có thể lập tức tiến giai. Ngộ linh kỳ tu sĩ, trên lý luận thọ nguyên đã vô cùng vô tận. Đặt chân ngộ linh sơ kỳ về sau, coi như cuối cùng cả đời lại cũng khó có thể tiến dài nửa bước, cuối cùng vẫn lạc tại ngộ linh kỳ lớn thiên kiếp dưới, cái kia cũng chỉ ít có hai đã ngoài ngàn năm thọ nguyên, tương đối nguyên anh hậu kỳ mà nói, trọn vẹn lật một phen. Vậy thì tốt, ta cho hai vị mười năm thời gian. Mười năm về sau, thủy đạo bán nhất định phải đem kia bức bản đồ giao cho ta, đồng thời hai vị đạo hữu muốn cùng ta cùng một chỗ, đi tìm thiên hương ngọc lộ Âu Dương Minh Nguyệt lập tức nói, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm liếc nhau, đối Âu Dương Minh Nguyệt điều kiện này, hai người đều không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, bất quá thiên diệu tiên tử lập tức nói, kia bức bản đồ, ta có thể giao cho ngươi, nhưng chúng ta không cùng đi với ngươi tầm bảo Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, thủy đạo bản, chỉ sợ ngươi không có lựa chọn nào khác câu nói này nói đến cực kỳ tự tin, không có chút nào lượn vòng chỗ trống, tựa hồ nàng lời nói ra, chính là thiết luật, Tiêu Phàm lập tức nói, đại trưởng lão, ta có thể cùng đi với ngươi tầm bảo. Không dối gạt đại trưởng lão nói, thuật bói toán, tại hạ xác thực hiểu được một chút. Mười năm thời gian, không nhiều đủ, cái này sau một câu, nói đến mập mờ, nhưng ý tứ ai đều hiểu ngươi muốn ta cùng ta ngươi cùng một chỗ tầm bảo, bất quá là muốn mượn nặng ta thuật bói toán, thiên diệu cung lại không lấy thuật bói toán tăng trưởng, nàng có thể không đi tầm bảo. Mười năm thời gian, cố nhiên có thể để thiên diệu tiên tử khỏi hẳn thương thế, lại quả quyết khó khôi phục ngày xưa tu vi. Lấy bản mệnh chân nguyên cưỡng ép trợ giúp tiêu phàm tăng lên cảnh giới, thiên diệu tiên tử tự thân tổn thất, thực tế không tiểu. Lấy thiên diệu tiên tử cùng huệ thiên hào đám người ân oán, đến lúc đó mọi người cùng nhau tầm bảo, chỉ sợ thời thời khắc khắc đều muốn phòng bị có người ngầm thi đánh lén. Âu Dương Minh Nguyệt bình tĩnh nói, thiên diệu cung rất nhiều kỹ xảo đều là độc nhất vô nhị, nhất định có thể có tác dụng lớn. Chuyện khác, các người cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, sẽ không có người phức tạp khi tìm thấy thiên hương ngọc lộ trước đó, tất cả mọi người muốn đoàn kết nhất trí, không thể náo nội chiến. Nếu không chính là cùng Âu Dương Minh Nguyệt đối nghịch, điểm này, Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt đối có thể cam đoan, nhưng tìm được thiên hương ngọc lộ về sau, hoặc là nửa đường phát sinh cái gì không thể khống ngoài ý muốn, sẽ xảy ra chuyện gì, kia sẽ rất khó nói. Tiêu phàm còn muốn nói nữa, thiên diệu tiên tử đã nối liền miệng, lãnh đạm nói, ta đi ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Tiêu phàm nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu. Hắn đương nhiên minh bạch thiên diệu tiên tử suy nghĩ trong lòng, đây là không yên lòng một mình hắn cùng hổ lang đồng hành. Đừng nhìn thiên diệu tiên tử miệng thảo luận phải lãnh đạm, bất quá là một lần giao dịch, ở sâu trong nội tâm, sao có thể có thể thật là ý tưởng như vậy. Vô luận nữ nhân nào, mà kệ cỡ nào khó lường, đối với mình nam nhân đầu tiên, luôn là có 10 điểm đặc biệt tình cảm, huống chi, lấy thiên diệu tiên tử tính cách mà nói, tiêu phàm rất có thể cũng là nàng sinh mệnh nam nhân duy nhất. Rất tốt, các ngươi có thể đi Âu Dương Minh Nguyệt lập tức nói. Đúng là một lời mà quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Cũng không có hướng bọn hắn yêu cầu bất luận cái gì hứa hẹn, càng không có muốn trên người bọn hắn lưu lại cái gì truy tung ấn ký. Cái này không chỉ là đối tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử nhân phẩm tán thành, càng là đối với mình cực độ tự tin. Đã các người đáp ứng ta, vậy ta liền tuyệt không sợ các người đổi ý. Mười năm về sau, các ngươi nếu là không đúng hạn lộ diện, ta tuyệt đối có nắm chắc để các ngươi tự động xuất hiện. Dù sao vô luận tiêu phàm hay là thiên diệu tiên tử, đều không phải hào không có căn cơ phiêu bạt người. Lấy Âu Dương Minh Nguyệt chi năng, thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm nếu là dám hủy nặc, toàn bộ bách hùng bang cùng thiên diệu cung tàn dư đệ tử, đều tính mệnh đáng lo. Chỉ điểm này, liền một mực chế trụ tiêu phàm mệnh môn, về phần đến lúc đó như thế nào liên hệ, như thế nào hành động, lại là khỏi phải thương nghị, tại đường đường hạo thiên tông đại trưởng lão trong mắt, những này bất quá là chỉ là việc nhỏ thôi. Tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, liền đến thiên diệu tiên tử trước mặt, hai người đứng sóng vai, mắt nhìn Âu Dương Minh Nguyệt, chậm rãi nói, đã như vậy. Liền mời đại trưởng lão truyền lệnh xuống, không muốn lại làm khó thiên diệu cung đệ tử Âu Dương Minh Nguyệt nói, người lúc trước đã vì bọn họ chuẩn bị tốt đường lui. Vậy liền rất tốt, không có hạo thiên tông chỗ dựa, thiên diệu cung nghĩ muốn tiếp tục tại Khanh Vân Châu đặt chân, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy nói đến, trong đó còn kèm theo một cái hạo thiên tông mặt mũi vấn đề như là đã vạch mặt thiên diệu cung tiếp tục tại khanh vân châu diếu võ dương oai huệ thiên hào bọn người trên mặt cần không dễ nhìn. Âu Dương Minh Nguyệt thân là hạo thiên tông đại trưởng lão đại tề nước vô số tu chân đồng đạo lãnh tụ tổng cũng phải vì những này hạo thiên tông bảng chi tông môn nhiều lo lắng nhiều. Thủy đạo bạn chỉ sợ cũng không tình nguyện lắm, lại tại thiên diệu cung tiếp tục chờ đợi a à. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt. Tại thiên diệu tiên tử trên mặt khẽ quét mà qua. Sau đó cái này 10 năm thời gian, thiên diệu tiên tử muốn hết sức khôi phục tu vi của mình cảnh giới, tuyệt đối không có thời gian đi lý những cái kia ngoại giới tục vụ. 10 năm về sau tầm bảo hành động lúc bắt đầu, thiên diệu tiên tử tu vi tia phân, nàng cùng tiêu phàm cuối cùng bảo mệnh cơ hội liền nhiều hơn một phân. Khoảng thời gian này, nếu như nàng ở tại thiên diệu cung, đem không thể tránh né phải vì thiên diệu cung tục vụ phân tâm. Tốt ta dẫn các nàng đi thiên diệu tiên tử cũng là vô cùng có quyết đoán người, không có cái gì do dự, liền là nói. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi vào tiêu phàm trên mặt, lạnh nhạt nói, tiêu đạo hiếu, ta biết ngươi chân thực nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui. Các ngươi vô cực môn cao nhân tiền bối, đều có thói quen này. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nếu như 10 năm về sau, ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không thể đúng hạn phó ước, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ngươi đã hứa hẹn ta, Vậy cái này trong 10 năm ngươi liền phải sống cho tốt, 10 triệu chớ xen vào việc của người khác, chia ra sự tình. Nếu không, ta sẽ rất tức giận, thân nhân của ngươi bằng hữu liền rất phiền phức. Đại trưởng lão yên tâm, tại hạ hiểu được Tiêu Phàm cũng không tức giận, bình tĩnh đáp. Được Âu Dương Minh Nguyệt hơi gật đầu, không nói thêm lời nào. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên tử dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền là hướng ngoại mà đi. Âu Dương Minh Nguyệt mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh ánh mắt càng thêm không có chút rung động nào, phảng phất đây hết thảy, đã sớm tại dự liệu của nàng bên trong. Đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà tới, đi đầu hai người, chính là đồng đều trưởng lão cùng Huệ Thiên Hào hai vị hậu kỳ đại tu sĩ, từng cái mặt mũi tràn đầy tức giận chi ý, không chút khách khí ngăn lại tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đường đi, Huệ Thiên Hào cười lạnh nói, hai vị tốt tuấn kế điệu hổ ly sơn. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử liền là dừng chân lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn, không nói một lời để bọn hắn đi Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão, Huệ Thiên Hào bọn người giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện, Âu Dương Minh Nguyệt cũng tại. Đại trưởng lão, thả hổ về rừng, cuối cùng thành họa lớn A. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt thoảng qua trầm xuống, lại không mở miệng. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử phiêu nhiên hướng về phía trước, mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút. Huệ Thiên Hào quay hàm chống lại chống, liếc mắt liếc cách đó không xa Âu Dương Minh Nguyệt, nhìn ra được, Huệ môn chủ ngay tại cưỡng ép kiềm chế cơn giận của mình, cuối cùng vẫn là không dám ra tay ngăn cản, trơ mắt nhìn tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đi xa, trong mắt như muốn phun ra lửa. Hoắc Sơn Quốc, Kim Châu Thành, Bách Hùng bang tổng đàn sôi trào lên, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Đối với Bách Hùng bang đến nói, hôm nay là cái ngày đại hỷ. Tân y thánh tiêu phàm rời đi mấy năm về sau, rốt cục trở về. Mà lại tiêu y thánh không phải một người trở về, mang về nguyên một chi nương tử quân mấy trăm tên thiên diệu cung nữ đệ tử. Trong đó thậm chí bao gồm hai tên nguyên anh cấp nữ tu. Trừ ngô hà bên ngoài, còn có một tên thiên diệu cung nữ tu, cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Về phần mọi người nhao nhao đoán thiên diệu cung đương đại cung chủ thiên diệu tiên tử, nhưng lại chưa hiện thân. Một ngày này, trăm hùng đầm lầy phi thường náo nhiệt, bách hùng bang bang chủ hùng thiên tự mình xuất lĩnh trong bang trưởng lão, trọng yếu chấp sự nhân viên, tại bách hùng bang tổng đàn cổng ninh đón. Giờ tị một khắc, hơn 10 đầu tàu cao tốc xuất hiện tại tổng đàn sơn môn bên ngoài, đi đầu một đầu tàu cao tốc, dài đến hơn 10 trượng, toàn thân phù văn lấp lánh, lộ ra cực kỳ thần bí cổ pháp, chính là tiêu phàm tại đô lương thành đập đến phong vô tàu cao tốc. Khó khăn lắm đến bách hùng Ban sơn môn trước đó, hơn 10 đầu tàu cao tốc đều đều ngừng lại. Chốc lát, mấy trăm tên thiên diệu cung nữ đệ tử nhao nhao từ tàu cao tốc bên trên xuống tới, người cầm đầu, ống tay áo lắc một cái, thu hồi tàu cao tốc. Đi đầu một người, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng, chính là bách hùng bang trưởng lão, bách hùng đường thủ tịch đại lang bên trong, kim châu thành y thánh tiêu phàm. Ngô Hà cùng một tên khác thiên diệu cung nguyên anh nữ tu, theo sát tại tiêu phàm về sau, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tiêu phàm, tham kiến bang chủ, tiêu phàm xa xa dừng chân lại, cung cung kính kính vái chào tới đất, cao giọng nói, ngữ khí rất là chân thành. Những năm này, hắn mặc dù ở xa tha hương, lại cũng đã được nghe nói Hoắc Sơn Quốc cùng Kim Châu thành đồng đạo vì bảo hộ người nhà của hắn đệ tử, không tiếc cùng Hảo Thiên Tông vạch mặt sự tình, đối Hồng Thiên bọn người, quả thực từ ở sâu trong nội tâm cảm kích. Cứ việc cùng Hồng Thiên kết giao thời gian không dài, người này lại quả thực giảng nghĩa khí, là hảo hán tử, hảo bằng Hiếu, hảo huynh đệ. Tiêu Hiền đệ, ha ha, nhà mình huynh đệ, khách khí như vậy làm cái gì? Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hồng Thiên cười ha ha, bước nhanh tiến lên, hai tay đem Tiêu Phàm đỡ lên, không ngừng vuốt tiêu phàm bả vai, trên dưới giò xét hắn, thần sắc có chút kích động. Hiền đệ đã tiến dai rồi, lập tức, Hồng Thiên sau nghi một dương, cảm thấy kinh ngạc, mới từ tàu cao tốc bên trên xuống tới thời điểm, tiêu phàm tận lực áp chế khí thức của mình, miễn cho che lại Hồng Thiên danh tiếng, vậy liền quá không nên. Chẳng qua hiện nay mặt đối mặt, Hồng Thiên đương nhiên có thể phát giác được, tiêu phàm khiêm tốn cười một tiếng, thấp giọng nói, tiểu đệ may mắn mà thôi Hồng Thiên vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói, quá tốt quá tốt hắn rất sớm đã cố ý muốn đem chức bang chủ tặng cho tiêu phàm bây giờ tiêu phàm tiến giai đến trung kỳ cùng hắn sánh vai cùng hồng thiên mảy may cũng không đố kỵ ngược lại cực kỳ cao hứng cứ như vậy hắn liền thật sự có thể hoàn toàn bàn giao việc quan chức bang chủ an tâm tu luyện có lẽ trong cõi u minh còn có một tuyến cơ duyên có cơ hội sau khi đột phá kỳ bình cảnh mà lại cứ như vậy bách hùng bang tại kim châu thành bảy lớn trong tông môn xếp hạng sẽ thẳng tắp lên cao thậm chí có khả năng siêu việt hạnh lâm bang trở thành Kim Châu thành đệ nhất đại tông. Theo thiên diệu cung chúng nữ đệ tử gia nhập liên minh, Bách Hùng Bang có được hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hết thảy bảy tên nguyên anh cao thủ, cấp cao chiến lược đã vượt qua hạnh lâm bang. Đương nhiên, cũng không phải nói lập tức liền có thể tải xếp hạng bên trên áp đảo hạnh lâm bang, qua nhiều năm như vậy, Phương Phi Dương làm Kim Châu thành công nhận minh chủ, một mực chấp trong thành tu chân giới người cầm đầu, tại Kim Châu thành uy vọng cực cao. Hạnh lâm bang xử sự công đạo, cũng có rất tốt thanh danh những này đều không phải chỉ dựa vào lấy nguyên anh tu sĩ nhiều một hai cái liền có thể siêu việt hồng thiên thậm chí tiêu phàm bản nhân cùng phương phi dương bính lão tiên sinh giao tình đều đều không sai cũng không có muốn thay vào đó ý nghĩ chỉ cần duy trì trước mắt xếp hạng không thay đổi bách hùng bang hàng năm lợi nhuận liền đã rất kinh người không cần thiết lên khác tranh chấp ngược lại phá hư bảy đại tông môn nhất trí đối ngoại đại cục diện lập tức tiêu phàm đem ngô hà cùng một vị khác nguyên anh nữ tu dẫn giới cho hồng thiên bọn người song phương vái chào, gặp nhau tận lễ. Ngô Hà bọn người sớm đã đạt được thiên diệu tiên tử phân phó, khách khí, không có chút nào thận trọng kiêu căng chi sắc. Cơ khinh xa cùng đàm phu nhân đứng sóng vai, nàng mặc dù chỉ có trong kim đan kỳ tu vi, lại là tiêu trưởng lão phu nhân, tại Bách Hùng bang địa vị rất cao. Đàm phu nhân đã khẳng định muốn đưa nàng làm vị y bát của mình truyền nhân, một ngày kia, sẽ đem ngũ độc đường giao cho nàng chấp trưởng. Lụa mỏng, tiêu phàm cầm thật chặt cơ khinh xa tay nhỏ, nhẹ giọng kêu lên. Cơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp, nước mắt lại không nhịn được chảy xuôi xuống tới. Mấy năm này, nàng là thật vì tiêu phàm gánh đủ tâm. Chỉ bất quá khi cái này rất nhiều người trước mặt, lấy cơ khinh xa tính tình, tự nhiên sẽ không thái quá hơn cách, nhưng cũng chân tình bộc lộ. Tiêu phàm lại không quan tâm, giang hai cánh tay, trước mặt mọi người ôm chặt lấy nàng. Tất cả mọi người mỉm cười nhìn hướng bên này, bang chủ, thiên diệu cung bọn tỉ muội muốn đem đến chúng ta Kim Châu thành kiếp sau sống, không biết chúng ta bách hùng bang, có thể hay không vì những tỉ muội này cung cấp một chút thuận tiện. Chốc lát, tiêu phàm mới buông ra cơ khinh xa, mỉm cười đối Hồng Thiên nói. Mặc dù tại trở về trước đó, hắn đã trước sai người mang mật tín về nhà, ở trong thư hướng Hồng Thiên nói rõ tình huống, này sẽ trước mặt mọi người hỏi một câu như vậy, nhưng cũng là lễ tiết cần thiết. Hồng Thiên cười ha ha một tiếng, nói, hoan nghênh cực kỳ. Chỉ cần thiên diệu cung đạo hữu nhóm không chê ta bách hùng bang quê mùa, bách hùng bang bản thân mà xuống, đều sẽ đem các vị đạo hữu xem cùng nhà mình tỉ muội tuyệt không có chút nào khác biệt. Điểm này, mời chư vị đồng đạo yên tâm hồng bang chủ đại nhân đại nghĩa, thiếp thân cùng cũng sớm đã từng nghe nói ngô hà lại hạ thấp người khách khí một câu. Lập tức hồng thiên tự mình mời, một nhóm mấy trăm người tiến vào tổng đàn, hướng bách hùng điện mà đi. Hồng thiên, tiêu phàm, đinh sán, đàm phu nhân, mã trưởng lão, ngô hà cùng bảy tên nguyên anh thu sĩ, tăng thêm cơ khinh xa vị trưởng lão này phu nhân, tại bách hùng điện chính điện ngồi xuống, thiên diệu cung nữ đệ tử, từ có người chuyên tiếp đái, tại thiền điện nghỉ ngơi dâng trà. Tiêu hiền đệ lần này có thể thuận lợi về nhà, thực tế là chúng ta bách hùng bang lớn nhất việc vui hồng thiên cười ha hả nói, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Đinh sán mỉm cười nói, tiêu hiền đệ trở về, bách hùng đường bộ này gánh, ta xem như có thể bàn giao việc quan. Coi là thật không thể tốt hơn, bởi vì tiêu phàm rời đi, nguyên bản bên ngoài dạo chơi, tìm kiếm đột phá cơ duyên đinh sán, không thể không lần nữa trở lại trong bang, xuất trưởng bách hùng đường, thời gian mấy năm quá khứ, tuổi thọ của hắn càng thêm tiêu hao không ít. Bây giờ tiêu phàm trở về, còn mang về hai tên nguyên anh tu sĩ cùng mấy trăm tên thiên diệu cung nữ đệ tử, bách hùng bang thực lực tăng nhiều, hắn là chân chính có thể công thành lui thân. Tiêu phàm cũng không khách khí, càng không chối từ, không người một chút, nói, mấy năm này, thật vất vả đinh sư huynh, tiểu đệ cảm kích ha ha, nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí đinh sán khoát tay áo, nói. Mấy người uống trà, tiêu phàm nói, bang chủ, các vị trưởng lão, không dối gạt mọi người nói, thiên diệu cung chúng tỉ muội lần này đến Kim Châu Thành sinh hoạt, cũng là ngộ biến tùng quyền. Mà lại thiên diệu cung 10.000 năm truyền thừa, càng không thể bởi vậy gián đoạn. Cho nên, thiên diệu cung tỉ muội chỉ có thể lấy khách khanh thân phận, gia nhập liên minh chúng ta bách hùng bang, không biết bang chủ cùng mấy vị trưởng lão, ý như thế nào. Việc này, tiêu phàm cũng ở trong thư tiết lộ qua ý tứ đại khái, hồng thiên đám người đã thương nghị qua, sớm đã lấy được chung nhận thức. Hồng Thiên lúc này nói, không có vấn đề, chính là làm như vậy. Chúng ta đã tại cổng đàn Tây Nam vạch ra một mảnh sơn lâm, cung cấp thiên diệu cung chư vị tỉ muội an gia, kia phiến sơn lâm hẹn có phạm vi mấy ngàn dặm, mặc dù thoảng qua hẹp tiểu chút, cũng miễn cưỡng đủ. Đương nhiên, nếu như thực tế không đủ, xung quanh mấy ngàn dặm sơn lâm, cũng có thể mua lại, dù coi như muốn bao nhiêu hoa chút linh thạch, cũng không làm đại sự ngô hà bận biểu tức nói, đều nhờ hồng bang chủ cùng chư vị trưởng lão ý đẹp, thiếp thân cùng vô cùng cảm kích. Ngô thổ địa chỗ tốn linh thạch, tự nhiên không thể lại để cho trong bang tốn kém, linh thạch thiếp thân cùng cũng còn mang theo một chút hồng thiên cười ha ha một tiếng, liên tục khoát tay, nói, ngô đạo hữu nói chuyện này đến, thiên diệu cung tỉ muội đường xa tới nhờ và chúng ta bách hùng bang, đó chính là thiên đại mặt mũi, từ nay về sau, người ta chính là người một nhà. Tại ta bách hùng bang an Gia, nơi nào có để các ngươi tốn kém đạo lý. Lời này đừng lại đề lên, ngô hà có thể bị hạo thiên tông người chỉ định vì thiên diệu cung kế nhiệm cung chủ, đối trên giang hồ các loại nhân tình thế sự, từ cũng cực kỳ tinh thông, lập tức khách khí vài câu, cũng không lại kiên trì. Đã được Bách Hùng Bang che chở, tương lai cố gắng vì Bách Hùng Bang làm việc cũng chính là. Hôm ấy, Bách Hùng Bang mở rộng yến hội, khoản đãi đường xa mà đến thiên diệu cung mấy trăm nữ đệ tử, đồng thời cũng là vì tiêu phàm bày tiệc mời khách. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Buổi tiệc qua đi, tự có đệ tử chấp sự dẫn dắt thiên diệu cung chúng nữ tiến về tổng đàn Tây Nam Sơn Lâm An đưa, chỗ này an trí chỗ, gần sát tiêu phàm phủ đệ, núi rừng bên trong lâm thời kiến tạo không ít phòng xá ban công, đủ để an trí mọi người, chỉ là thời gian vội vàng, không khỏi hơi có vẻ thô giáp. Ngô hà bọn người từ cũng không lại so đo, trước an trí xuống tới, những chuyện nhỏ nhặt này tự mình động thủ liền có thể giải quyết. Hồng thiên phủ đệ, trong mật thất, Nguyệt Quang Thạch phát ra ánh sáng dịu dịu, Hồng thiên cùng tiêu phàm ngồi đối diện nhau, trước mặt riêng phần mình trưng bày một chén trà thơm. Trừ hai người bọn họ, không có người thứ ba ở đây, Hồng Thiên sắc mặt cũng biến thành 10 điểm ngưng trọng. Hiền đệ, Hảo Thiên Tông chuyện bên kia, như thế nào chấm dứt? Tiêu phàm giết Hảo Thiên Tông nội đường trưởng lão, nghe nói cùng đương đại Hảo Thiên Tông chủ còn có phần có liên quan. Đây chính là đại sự, chân chính đại sự, lúc ấy Kim Châu thành đồng đạo nhất trí đứng vững Hảo Thiên Tông áp lực, bây giờ tiêu phàm trở về, việc này tổng cũng phải có kết quả mới được. Bang chủ không cần lo lắng, việc này tiểu đệ tự sẽ chấm dứt tiêu phàm chậm rãi nói, thần sắc 10 điểm chắc chắn. Về phần cùng Âu Dương Minh Nguyệt 10 năm ước hẹn, lại là không cần đối ngoại nhắc lên. Cũng không phải không tin được Hồng Thiên, mấu chốt việc này không cần thiết truyền đi dư luận xôn xao, sôi trào dương dương. Thấy Tiêu Phàm nói đến chắc chắn, Hồng Thiên cũng thoảng qua an tâm. Tiêu Phàm vì còn trẻ tuổi, làm việc lại 10 điểm ổn trọng, hắn đã nói có chấm dứt chi pháp, nghĩ đến không phải hoang ngôn khi dễ. Kia thiên diệu tiên tử đâu? Hồng Thiên nâng chung trà lên uống một ngụm, lại thấp giọng hỏi. Việc này tiểu đệ cũng có sắp xếp, Bất quá mời bang chủ yên tâm, thiên diệu tiên tử tuyệt sẽ không quấy nhiễu chúng ta Kim Châu thành sự vụ ngày thường, cũng sẽ không vì chúng ta bách hùng bang mang đến phiền toái gì như thế tốt lắm, ngu huynh cũng liền an tâm. Vào đêm, tổng đàn Tây Nam, tiêu trưởng lão phủ đệ, phòng ngủ, nến đỏ, chăn gấm, hai cỗ trần bóng thân thể quấn giao cùng một chỗ, tựa hồ lẫn nhau đều muốn tan tiến vào thân thể đối phương bên trong đi, cũng không tiếp tục nguyện tách rời. Bóng đêm dần sâu, trong phòng ngủ vang lên trầm thấp nước nở thanh âm lại là tiêu phàm ngay tại cho cơ khinh sa tự nói đến đây một chuyến đi xa nhà mạo hiểm khúc chiết dù là cơ khinh sa nhất quán khí quyển cũng nghe được kinh tâm động phách duyên dáng gọi to liên tục không ngừng truy hỏi sau đó ra sao vợ chồng trẻ cái này một ân ái triền miên chính là ba mấy ngày một ngày này hai người tới mật thất dưới đất tiêu phàm ống tay áo lắp một cái vài bình đan dược bắn ra ở giữa không trung lúc chìm lúc phù đối cơ khinh sa nói lụa mỏng đây là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế đan dược những đan dược này, chủ yếu vẫn là tiểu vu linh đan đan phương, nhưng làm cần thiết sửa chữa, tiêu phàm chủ yếu là nhằm vào cơ khinh sa mộc linh căn thuộc tính đi. Tại đan phương bên trong tăng lớn một thuộc tính linh dược phối so, so ra mà nói, hiệu quả so tiểu vu linh đan càng tốt hơn, tăng tiến vào công lực hiệu quả cực dai. Ta đoán chừng, tại người tiến dài hậu kỳ trước đó, những đan dược này công hiệu hẳn là không sai biệt lắm, chỉ ít có thể tiết kiệm một nhiều hơn phân nửa khổ tu thời gian hắn hiện tại đã tiến giai nguyên anh trung kỳ, cơ khinh sa chỉ là trong kim đan kỳ mặc dù tướng đối tu sĩ khác mà nói dạng này tiến cảnh đã tính được cực nhanh nhưng tiêu phàm tự nhiên hay là rất không hài lòng lấy hắn hiện nay cảnh giới cùng y thuật cùng những năm này tại đô lương thành các vùng thu tập được linh thảo linh dược đương nhiên muốn dùng tại người yêu của mình trên thân cơ khinh sa cầm thật chặt bàn tay của hắn nhẹ nhàng cười một tiếng lòng tràn đầy yêu thương dù coi như tình cảnh như vậy hiểm ác tiêu phàm cũng thời thời khắc khắc đều ghi nhớ lấy nàng chuyên môn vì nàng luyện chế tinh tiến vào công lực đan dược. Ta chỗ này còn có một cái pháp bảo, phẩm tướng không sai. Ngươi xem một chút có hợp hay không dùng nói, tiêu phàm lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một chuỗi màu vàng đậm tràng hạt, những này tràng hạt ước chừng lớn bằng ngón cái, đường vân tinh mịn, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, tản ra thẩm hương khí tức. Nối liền nhau, ước chừng 17-18 khỏa dáng vẻ. Cơ khinh xa vừa tiếp xúc với trong tay, liền là cảm thấy mừng rỡ, không khỏi vui mừng nói, đây là... Mộc Linh Châu, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, nói, là Mộc Linh Châu, nhưng không phải rất thuần chính. Chỉ có thể nói mang theo Mộc Linh Châu một ít đặc tính Mộc Linh Châu tại tu chân giới đại đại hữu danh, nghe nói cực phẩm thuần chính Mộc Linh Châu. Có thể giúp tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ tu luyện nhanh hơn tiến độ, thậm chí đạt tới bình thường tốc độ tu luyện gấp đôi trở lên. Nếu như là thuần Mộc Linh thể tu sĩ, đeo cực phẩm Mộc Linh Châu, quả thực chính là như hổ thêm cánh, tiến độ tu luyện nhanh chóng. Tuyệt đối vượt qua phổ thông tu sĩ ngoài tưởng tượng, cơ khinh xa không phải thuần mộc linh thể, mà là lấy một thuộc tính linh căn làm chủ song linh thể, so sánh với dị linh thể hơi có không bằng, nhưng cũng coi như là rất không tệ thể chất. Bây giờ có cái này mộc linh châu tăng thêm, lại thêm tiêu phàm vì nàng luyện chế đại lượng cực phẩm đan dược, chỉ sợ chỉ cần ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền có thể nhanh chóng tăng tiến vào pháp lực, đạt đến tại trong kim đan kỳ trạng thái đỉnh phong, có thể xung kích hậu kỳ bình cảnh ta thử qua, cái này Mộc Linh Châu chẳng những có thể lấy tăng nhanh tốc độ tu luyện. Còn có một cái rất không tệ công kích pháp bảo tiêu phàm vừa cười vừa nói. Trên thực tế, sau này Mộc Linh Châu vốn là phỏng chế pháp bảo cực phẩm, là tiêu phàm từ lực lão quái chữ vật vòng tay bên trong tìm tới. Lực lão quái bản thân cũng không phải là lấy tu luyện một thuộc tính công pháp làm chủ, chữ vật vòng tay bên trong lại cất giữ lấy dạng này một thuộc tính pháp bảo, tiêu phàm suy đoán, khả năng cũng là từ cái khác nguyên anh lão quái nơi đó cướp đoạt mà đến, nếu không phải là từ tự luyện chế pháp bảo một mực tùy thân mang theo không có bán ra lấy đằng long điện cùng lực lão quái tài đại khí thô cái này rất bình thường cái này giống như đã vượt qua phổ thông pháp bảo thượng phẩm phạm trù cơ khinh xa tiện tay thử một chút mộc linh châu uy lực giật mình nói nàng mặc dù chỉ là trong kim đan kỳ tu vi nhưng thân là tiêu trưởng lão phu nhân sớm đã có được mấy kiện pháp bảo trong đó có hai kiện thậm chí là pháp bảo thượng phẩm đối các loại pháp bảo uy năng rất có nhận biết nhưng cái này Mộc Linh Châu uy lực, rõ ràng xa tại bình thường pháp bảo thượng phẩm phía trên. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, đây là kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm phỏng chế pháp bảo cực phẩm. Cơ khinh xa giật nảy cả mình, nhìn qua Tiêu Phàm. Bình thường phỏng chế pháp bảo cực phẩm người nắm giữ đều là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, một chút môn phái nhỏ nguyên anh tu sĩ, thậm chí đều không nhất định có thể có một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm. Lấy nàng hiện tại trong kim đan kỳ tu vi, rất khó thật phát huy ra cái này phỏng chế pháp bảo cực phẩm uy lực, ngược lại sẽ khiến tu sĩ khác ngấp nghé. Đúng vậy a, à, người bây giờ trước dùng nó đến luyện công tốt, cùng đến cuối cùng cảnh giới, hẳn là liền có thể phát huy món pháp bảo này tuyệt đại bộ phân uy năng tiêu phàm cũng sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy. Cơ khinh xa có chút tâm thần bất định gật gật đầu, vuốt ve này chuỗi mộc linh châu, vẫn có chút không tin tưởng lắm như. Chỉ là trong kim đan kỳ tu sĩ liền có một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, thực tế có chút kinh thế hãi tục, cũng may mà tiêu phàm dạng này tài đại khí thô. Không lâu sau đó, tiêu phàm xuất hiện tại cách đó không xa một tòa khác trong mật thất. Ống tay áo lắc một cái, một đoàn thân ảnh màu vàng dần dần nổi lên, chính là trong ngủ mê hoàng đường, đủ cao khoảng một trượng thấp. Bất quá lúc này hoàng đường, hô hấp đã 10 điểm bình ổn, lông xù trên mặt, cũng có mấy phân huyết sắc, nhìn qua thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Tiêu phàm ống tay áo lại phất một cái, mấy chục mai ngân quang lóng lánh liễu diệp phi đao, bỗng nhiên từ hoàng đường trên thân từng cái bộ vị bay ra tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy liền cũng bay nhập hắn bảo trong tay áo không thấy bóng dáng tam ca tỉnh lại tiêu phàm quát như sấm mùa xuân quát khẽ một tiếng trong ngủ mê hoàng đường hé miệng thật dài phun ra một ngụm chọc khí mở choang mắt khẽ cong eo ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt hắn đã trọn vẹn ngủ say mười mấy năm lâu bỗng nhiên tỉnh lại nơi nào làm cho thanh tình trạng tam ca Tiêu Phàm lại mỉm cười gọi một tiếng, "Tiêu huynh đệ, lần này, Hoàng Đường rốt cục thấy rõ ràng Tiêu Phàm, không khỏi giống to một tiếng, kinh thiên động địa, chấn động đến toàn bộ mật thất ông ông tác hưởng." Ngay sau đó, Hoàng Đường đứng dậy, sải bước đi đến Tiêu Phàm bên người, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy hắn, to lớn trong đôi mắt, lớn khoảng nước mắt lã chã mà hạ. "Huynh đệ, đây là ở đâu bên trong?" Hồi lâu, Hoàng Đường mới buông ra Tiêu Phàm, bốn phía dò xét, hỏi: đây là đang Nam Châu Đại Lục Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành. Tiêu phàm lời ít mà ý nhiều hướng Hoàng Đường giới thiệu vài câu. Trước đây Hoàng Đường một mực ở lại lệ thú Sơn Mạch bên trong, đối ngoại bộ thế giới biết không nhiều. Nhưng Nam Châu Đại Lục dạng này tu chân thánh địa, Hoàng Đường hay là nghe nói qua, liền liên tiếp gật đầu, lại cẩn thận hơi đánh giá tiêu phàm, bỗng nhiên rất kinh ngạc nói, tiêu huynh đệ, người tiến dài rồi. Người bây giờ là Nguyên Anh Kỳ, hay là Nguyên Anh Trung Kỳ, mau khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Tại hắn rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, tiêu phàm hay là kim đan hậu kỳ cảnh giới, làm sao vừa tỉnh dậy, tiêu phàm liền biến thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Huynh đệ, đến cùng qua bao lâu, ta ngủ bao lâu? Hoàng đường hãi nhiên hỏi, từ kim đan hậu kỳ tiến dài đến nguyên anh trung kỳ, coi như tiêu phàm lại là thiên tài tu luyện, cũng được năm 60 năm A. Chẳng lẽ mình thế mà ngủ say một cái giáp, tiêu phàm cười cười, nói, cụ thể bao lâu, ta cũng không tốt nói, dù sao cũng phải có tầm 10 năm đi tầm 10 năm. Ngươi nói đùa sao, hay là nói, Tam ca ta nhìn lầm rồi?" Hoàng Đường giật nảy cả mình, kêu lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin chi ý. "Tầm 10 năm, từ Kim Đan hậu kỳ vừa bước một bước vào Nguyên Anh trung kỳ, đây tuyệt đối là nói đùa, khẳng định là ở đâu xảy ra vấn đề, mình trong lúc nhất thời không có phát giác mà thôi." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói, "Tam ca, trong lúc này phát sinh rất nhiều cố sự, về sau có thời gian" ta lại từ từ nói cho ngươi nghe. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là người phải nhanh khôi phục tu vi 10 năm sau, hắn cùng thiên diệu tiên tử muốn đi phó Âu Dương Minh Nguyệt ước hẹn, mặc dù không rõ ràng Âu Dương Minh Nguyệt sẽ còn mời những người kia cùng một chỗ đồng hành, nhưng coi như chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt một người, đó cũng là cái chính cống tử vong hẹn hò, lúc nào cũng có thể xảy ra bất chắc. Đến lúc đó, hắn liền không có cách nào hộ đến người nhà bằng hữu chu toàn. Hoàng đường càng nhanh khôi phục thực lực càng tốt, chỉ ít có năng lực tự vệ. Đương nhiên, hoàng đường khôi phục lại hóa hình kỳ tu vi về sau, nếu như còn muốn tiếp tục tại Kim Châu Thành tiếp tục chờ đợi, vậy sẽ phải ủy khuất một điểm, đối ngoại xưng là hắn nuôi dưỡng linh thú. Bất kể nói thế nào, Kim Châu Thành là nhân loại tu sĩ thế giới, một đầu hóa hình kỳ yêu thú ở đây không có khả năng một mình sinh tồn tiếp. Nhưng nhân loại tu sĩ nuôi dưỡng linh thú ngược lại là 10 điểm phổ biến, chỉ là linh thú tiến giai đến hóa hình kỳ 10 điểm hiếm thấy thôi, cũng không phải tuyệt vô cận hữu. Thật, tiểu gia hỏa đâu, hắn thế nào rồi? Hoàng đường nhớ tới con của mình, tiêu phàm cười nói, hắn rất tốt, chính là không thế nào dài cái. Nói, ống tay áo lắp một cái, một đầu lông mềm như nhung thú nhỏ bắn ra, tiểu gia hỏa vốn cũng tại linh thú điểm bên trong ngủ say, bỗng nhiên bị cưỡng ép tỉnh lại, hơi có chút không cao hứng, dụi mắt một cái, hướng về phía tiêu phàm ô ô gọi vài tiếng, biểu đạt bất mãn của mình chi ý. Nhi tử, hoàng đường vừa thấy được con thú nhỏ này, lập tức vui mừng quá đỗi, lại là một tiếng kêu to kinh thiên động địa thú nhỏ rõ ràng bị tiếng kêu to này giật mình kêu lên, đầu co rụt lại, toàn thân đều cuộn thành một đoàn, như cái lông nhung cầu như chỉ chớp mắt liền lăn đến tiêu phàm dưới chân, duỗi ra hai tay ôm lấy tiêu phàm bắp chân, lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Qua nhiều năm như vậy, tiểu gia hỏa mặc dù đa số thời gian tại linh thú điểm bên trong ngủ say, lại từ lâu cùng tiêu phàm lẫn vào hết sức quen thuộc. Đợi đến tiểu gia hỏa rốt cuộc thấy rõ ràng cách đó không xa màu nâu nhạt cửa thú, trong mắt đầu tiên là lộ ra mê võng chi sắc, Lập tức dần dần thanh minh, ô ô kêu, buông ra Tiêu Phàm hai chân, bỗng nhiên nhào về phía trước, chui tiến vào hoàng đường trong ngực, duỗi ra trắng nõn nà đầu lưỡi, không ngừng liếm láp hoàng đường đại thủ, hưng phấn không thôi. Hoàng đường càng lại yêu thích không buông tay, vui vô cùng. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, Tiêu Phàm mới từ trong mật thất lui ra. Hoàng đường thương thế đã khỏi hẳn, hiện tại chỉ cần bỏ chút thời gian đến khôi phục hóa hình sơ kỳ cảnh giới là được, Tiêu Phàm cũng vì hắn lưu lại không ít đan dược cùng yêu thú nội đan có những vật này lại thêm yêu thú bản thân tràn đầy vô so sinh mệnh lực hoàng đường khôi phục lại ban đầu cảnh giới hẳn là không cần thời gian quá dài trở lại bách hùng ba ngày thứ năm tiêu phàm một mình đi tới tổng đàn tây nam sơn trong rừng một tòa đình viện đình viện không lớn trong ngoài ba tiến vào hoa mộc xum xuê hoàn cảnh thanh u phong cảnh mỹ lệ cách phủ đề của hắn khoảng cách rất gần chỉ có hơn trăm dặm xa đình viện chính sảnh mở rộng mười mấy tên bạch bào đệ tử phân loại hai hàng đứng được quy củ, túc nhiên nghi lập. Ở trong trên ghế bành, đồng dạng một thân bạch bào tiêu phàm ngồi ngay ngắn trên đó. Bên trái đội ngũ bên trong đi ra một người, trên dưới 30 tuổi, chính là Lăng Thiên Hoa, kho người hạ bái, cao giọng nói, đệ tử Lăng Thiên Hoa, xuất đệ tử bản môn, bái kiến tiêu sư tôn. Bái kiến tiêu sư tôn, mười mấy tên vô cực môn đệ tử đồng loạt kho người hạ bái. Tiêu phàm thản nhiên tiếp nhận, đợi bọn hắn hành lễ hoàn tất, mới đưa tay nhẹ nhàng đi lên vừa nhất, chậm rãi nói, miễn lễ. Đều đứng lên mà nói, vâng, nhiều tạ ơn sư tôn, đợi mọi người đều đứng thẳng người, tiêu phàm lúc này mới quét tới, cái này ba bốn mươi tên đệ tử, đều đều là hắn từ hạo dương thành dựng cứu ra, nam nữ đều có, nam tu chiếm đa số, nữ tu chỉ có không đến mười người, cảnh giới cao thấp không đều, từ trong kim đan kỳ thẳng đến luyện khí kỳ, mỗi cái cấp bậc đều không rơi. Chúng đệ tử nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt bên trong, tràn đầy cảm kích cùng vẻ sùng kính, cũng mang theo nói không nên lời cảm giác hưng phấn. Bị hạo thiên tông ức hiếp lâu như vậy, những này vô cực môn đệ tử rốt cục có thể mở mày mở mặt, ưỡn ngực. Tại Kim Châu Thành những ngày này, Bách Hùng bang đối bọn hắn rất chiếu cố, không có an bài nhiệm vụ gì cho bọn hắn đi hoàn thành, lại cung cấp cho bọn hắn cùng đệ tử chính thức đồng dạng đãi ngộ. Mà hết thảy này, đều là bái tiêu sư tôn ban tặng. Rất tốt, xem ra khoảng thời gian này, các người đều không có lười biếng tiêu phảm ánh mắt từ một tên sau cùng luyện khí kỳ tiểu đệ tử trên thân thu hồi lại, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Là, đệ tử cùng không dám lười biếng, lăng thiên hoa vội vàng đáp, thiên hoa, các người đem sư môn đều sắp xếp như ý một chút, nói cho ta nghe vâng, sư tôn. Lăng thiên hoa đại hỉ, bận bịu sắp riêng phần mình sư môn truyền thừa đều bẩm báo lên. Mặc dù bọn hắn đều thuộc về vô cực môn đệ tử đích truyền, lại cũng không là cùng một cái sư phụ. Sư phụ của bọn hắn, sớm tại nhiều năm trước liền thành âu dương uy luyện công thải bổ lô đình ừm tiêu phàm vừa nghe liền khẽ vuốt cằm như vậy đi mấy người các ngươi kim đan kỳ từ hôm nay trở đi đều xem như ta môn nhân lăng thiên hoa bọn người nghe xong lập tức mừng rỡ bị tiêu phàm chính thức thu làm môn hạ đúng là bọn họ trong giấc mộng tốt nhất kết quả tại kinh lịch hạo thiên tông tàn khốc ức hiếp về sau bọn hắn so bất luận kẻ nào đều ý thức được một cái cường đại sư môn tầm quan trọng mà tiêu phàm đúng là bọn họ duy nhất trông cậy vào. Vị này ân nhân cứu mạng, hẳn là bản môn duy nhất nguyên anh kỳ tiền bối. Đệ tử cùng bái kiến sư phụ, cung chúc sư phụ vạn phúc kim an, lập tức mấy kim đan kỳ đệ tử đồng loạt quỳ xuống, cung cung kính kính hướng tiêu phàm đi dập đầu bái sư đại lễ. Tiêu phàm ngồi ngay ngắn thụ bọn hắn quỳ lại, đem lăng thiên hoa bọn người chính thức thu nhận sử dụng môn tường. Cũng là tiêu phàm nghĩ sâu tính kỹ kết quả, như là đã đem bọn hắn từ hạo dương thành cứu ra, Vậy sẽ phải phụ trách tới cùng. Mà lại bọn hắn mới là vô cực môn chính tông nhất dòng chính truyền nhân, bọn hắn tiên tổ năm đó đều sinh hoạt tại Đô Lương Thành Vô Cực Sơn Thiên Tôn lĩnh bên trên. Ngày sau muốn trung hưng vô cực môn, dựa vào hắn tiêu phàm một người vô luận như thế nào đều là không đủ. Lăng Thiên Hoa bọn người dưới mắt mặc dù tu vi dưới đáy, nhưng tư chất cũng không tệ. Có thể tại như thế gian khổ hoàn cảnh bên trong, ngưng kết kim đan thành công, đủ để chứng minh bọn hắn có không tầm thường thiên phú tu luyện chỉ cần có ổn định tu luyện hoàn cảnh, hoàn thiện hệ thống tu luyện tăng thêm một chút đan dược, ngày sau tiến cảnh hoàn toàn có thể dự tính. Những người này bồi dưỡng sau khi đi ra, cũng là rất không tệ giúp đỡ, tính được là hắn bộ đội con em đi, lăng thiên hoa cùng kim đan kỳ đệ tử quỳ lại về sau, còn lại chúc cơ kỳ đệ tử cùng luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp lại đồng loạt quỳ đi xuống dập đầu. Đệ tử cùng bái kiến tổ sư, cùng chúc tổ sư phúc phận kéo dài, ba mươi mấy người lời khấn nói đến cùng nhau ròng rã, có thể thấy được ngày bình thường sớm đã luyện tập qua không biết bao nhiêu lần, liền đợi đến tiêu phàm trở về. Những này đệ tử cấp thấp, tương đối trẻ tuổi, tiêu phàm khóe miệng hiện lên tiếu dung, khoát tay áo, nói, đều đứng lên đi. Bản môn giáo quy mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần một lòng hướng thiện, liền nhất định có thể được đến trời xanh chiếu cố. Ngày sau trung hưng bản môn trách nhiệm, liền phải rơi vào trên vai của các người chúng đệ tử lại đồng loạt kho người xưng là. Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, bay ra một cái cổ dài bình ngọc, Trực tiếp đến Lăng Thiên Hoa trước mặt, nói: "Thiên Hoa, cái này trong bình ngọc có mấy chục viên thuốc, ngươi cho đoàn người phân phân. Những đan dược này là chuyên môn cho các người phối trí, Hạo Thiên Tông cho các người phục dụng những dược vật kia, quá mức bá đạo, mặc dù trong thời gian ngắn có thể tăng lên cảnh giới của các ngươi, thời gian dài, đối thân thể tổn hại cực lớn vâng, nhiều tạ ơn sư tôn ban thuốc." Lăng Thiên Hoa ngay cả vội vàng hai tay tiếp được bình ngọc, cung kính thanh âm, mặt mũi tràn đầy cảm kích tiêu sư tôn đối bọn hắn thật sự là chưa nói, ngay cả chữa bệnh đan dược đều đã sớm cho bọn hắn luyện chế tốt. Trên thực tế, từ khi ăn vào hảo thiên tông đan dược về sau, bọn hắn cả đám đều cảm thấy thân thể khó chịu, chỉ là cưỡng ép đem kia cảm giác không khỏe ép xuống, trong lòng sớm đã hư phải vô cùng. Bây giờ sư tôn ban thưởng đan dược, đem cái này cái hòa tâm phúc bỏ đi, từ đây có thể an tâm tu luyện, tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Lập tức mọi người cũng không lo được thận trọng, cầm tới đan dược về sau, hướng tiêu phàm cúi đầu làm lễ, cảm ơn ban thuốc tri ân, liền là ngửa của một cái nuốt xuống. Lăng thiên hoa đem đan dược phát cho mỗi một vị đồng môn, thẳng đến cuối cùng, chính mình mới ăn vào đan dược. Tiêu phàm âm thầm vật đầu, người này không hổ là chính tông vô cực truyền thừa, chẳng những tư chất thượng dai, dù coi như tại hạo dương thành bị ức hiếp lâu như vậy, bản tính cũng vẫn như cũ chưa đổi, cái này liền rất tốt. Trong môn phái sự vụ ngày thường, giao cho người này đi quản lý, có phần là thích hợp. Mặc dù trên danh nghĩa, bọn hắn đều là Bách Hùng Bang đệ tử, nhưng xét thấy tiêu phàm cùng những người này quan hệ thầy trò, Bách Hùng Bang các trưởng lão khác, tự nhiên mà vậy sẽ đem bọn hắn xem như là tiêu phàm thân binh, tuyệt sẽ không có người vòng qua tiêu phàm cho lăng thiên hoa bọn người hạ đạt chỉ lệnh. Tiêu phàm tự nhiên không có quá nhiều thời gian ngày sau đêm giám sát bọn hắn tu luyện. Trong bình ngọc còn có mấy viên thuốc thừa dư, lăng thiên hoa hai tay dâng lên, mời tiêu phàm thu hồi. Tiêu phàm khoát khoát tay, nói, lưu ở chỗ của người đi, nếu có đồng môn khó chịu, cũng có thể trị bệnh vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Lăng Thiên Hoa kính tẩn đáp, lập tức tiêu phàm lại khảo hạch mấy tên kim đan đệ tử công lực sâu cạn, đối bản môn công pháp lĩnh ngộ trình độ, phân biệt cho bọn hắn không ít chỉ điểm. Hỏi thăm bên trong, biết được Lăng Thiên Hoa còn hiểu được thuật luyện đan, lập tức có chút cao hứng, lúc này giao cho hắn mấy chương đan phương, lại ban thưởng hắn không ít linh thạch cùng một chút có sẵn linh thảo linh dược, phân phó hắn tự hành luyện đan. Cái này mấy chương đan phương thích hợp từ kim đan kỳ đến luyện khí kỳ đệ tử phục dụng. Từ tiêu phàm tự mình chuyển giao đan phương, tự nhiên là trải qua vị này y thánh nhiều lần trao chuốt qua, hiệu quả tốt nhất đan phương. Tiêu phàm cần phải nhanh một chút đem cái này mấy chục tên đệ tử tu vi cảnh giới tăng lên đi lên. Vạn nhất 10 năm sau Phó Âu Dương Minh Nguyệt ước hẹn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, những đệ tử này cũng có thể tại mạnh được yếu thua tu chân giới tự lập. Lăng Thiên Hoa càng là vô cùng cảm kích, liên tục bái tạ ơn sư tôn ban thưởng. Trừ cái đó ra, Tiêu Phàm còn lấy ra một nhóm lớn pháp khí, ban thưởng cho những cái kia trúc cơ kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp. Những pháp khí này, đa số là hắn ở địa cầu đáy nước kim tự tháp bên trong, từ kia luyện khí đường đạt được, cũng không ít là từ lệ thú hoang nguyên vẫn lạc tu sĩ trong túi đoạt được. Về phần lực đại sư cùng luyện khí tông sư, bao quát các đệ tử của hắn ở bên trong, lại là ai cũng sẽ không lại luyện chế đệ tử cấp thấp sử dụng pháp khí, tại bọn hắn chữ vật vòng tay bên trong, thấp nhất chờ cũng là thượng phẩm pháp khí, phổ thông pháp khí đều nhập không được pháp nhãn của bọn họ. Tiêu Phàm dứt khoát lại đem lực đại sư kia phần luyện khí tâm đắc phục chế một phần, giao cho Lăng Thiên Hoa, để hắn từ mấy tên kim đan kỳ sư đệ bên trong chọn lựa một người, tốt nhất là có nhất định luyện khí thiên phú đệ tử, đến kế thừa lực đại sư thuật luyện khí. Lực lão quái cố nhiên nhân phẩm không chịu nổi, lại thật sự là luyện khí tông sư, điểm này không thể nghi ngờ. Vô cực môn đệ tử không có nửa điểm luyện khí căn cơ muốn trong thời gian ngắn tinh thông thuật luyện khí, thành là đại sư cấp nhân vật, kia là không cần nghĩ, nhưng vì đệ tử cấp thấp nhóm luyện chế một chút vừa tay pháp khí, luôn luôn có thể làm được đến. Mà lại hiện tại trước nhập môn, cùng hoàng đường khỏi hẳn về sau, lại đi theo hoàng đường học tập, chưa hẳn liền ra không được chân chính luyện khí tông sư. Đồng giáp gấu thế nhưng là thú tộc bên trong nổi danh nhất luyện khí sư. Tiêu phàm tại chỗ này đình viện đợi vài ngày mới rời khỏi, lăng thiên hoa dẫn theo môn hạ đệ tử, cung cung kính kính đưa đến ở dưới chân núi. Mấy ngày về sau, Kim Châu Thành phía tây nhìn dặm xa Đại Hương Sơn Mạch đến hai vị thần bí khách nhân. Đại Hương Núi là Bách Hùng Bang phạm vi thế lực, nơi này mảng lớn Sơn Lâm, đều thuộc về Bách Hùng Bang tất cả. Bách Hùng Bang An bài đệ tử chấp sự ở đây nuôi nhốt linh thú, trồng linh dược, còn có không ít đệ tử tu luyện động phủ cũng an bài tại Đại Hương Sơn Mạch bên trong. Này địa linh khí nồng đập, linh mạch cấp bậc không thấp, là tu luyện nơi đến tốt đẹp. Hai vị này thần bí khách nhân lại trực tiếp tại Đại Hưng núi linh khí nồng nặc nhất khu vực trung tâm vạch ra một lớn khối địa bàn, đem nguyên trước tiên ở nơi này chỗ tu luyện Bách Hùng Bang các đệ tử đều đuổi ra ngoài, công bố nơi đây đã chia làm cấm địa, không được triệu hoán, bất kỳ người nào không được tự tiện tiến vào. Cử động lần này tự nhiên dẫn tới Bách Hùng Bang các đệ tử rất là bất mãn, nhưng hai vị này thần bí khách nhân đều tay cầm bang chủ Hồng Thiên thân bút chỉ lệnh, trải qua đệ tử chấp sự xác nhận không sai lập tức mọi người liền đều trở nên giận mà không dám nói gì chỉ có thể ngoan ngoãn rời xa ban đầu động phủ trong lòng tự nhiên không khỏi muốn nghi thần nghi quỷ một phen không biết hai người này đến cùng là loại nào địa vị vậy mà như thế ương ngạnh thế nhưng là hỏi tới hỏi lui thế mà không có bất kỳ người nào biết nội tình thậm chí thăm dò được bang chủ đệ tử đích truyền lưu chính nhất nơi đó cũng là không hiểu ra sao hoàn toàn không biết càng là như thế kia vòng cấm liền càng là lộ ra thần bí khó lường đa số người cũng không dám tới gần Tự nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt không tin tà gia hỏa, không cố bang chủ chỉ lệnh, phụng trộm xâm nhập cấm địa bên trong, kết quả tại vòng cấm bên trong hôn mê 7 ngày thất dạ, chờ hắn tỉnh đến thời điểm, sớm đã nằm tại vòng cấm bên ngoài. Mà cái này 7 ngày thất dạ bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại là hoàn toàn không biết gì. Dạng này sự tình liên tiếp phát sinh nhiều lần về sau, liền rốt cuộc không ai dám tại tự tiện xông vào vòng cấm. Theo thời gian dần dần trôi qua, đoàn người liền cũng dần dần thích ứng loại tình hình này. Riêng phần mình tại rời xa vòng cấm chỗ tu luyện, cũng là bình an vô sự. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái chính là 5 năm trôi qua, cái này trong vòng 5 năm, Kim Châu Thành phát sinh không ít biến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là bảy đại tông môn xếp hạng. Bởi vì Tiêu Phàm bỗng nhiên tiến giai nguyên anh trung kỳ, đưa thân Kim Châu Thành cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ, tăng thêm thiên diệu cung hai tên nguyên anh tu sĩ gia nhập liên minh nguyên bản tại bảy đại tông môn bên trong xếp hạng dựa vào sau bách hùng bang thực lực đại trướng, ẩn ẩn đã trở thành Kim Châu thành thực lực bang phái lớn nhất. Bất quá vô luận là Hồng Thiên hay là Tiêu Phàm, đều vô ý cùng hạnh lâm bang cạnh tranh, càng không muốn cùng hạnh lâm bang trở mặt, bởi vậy Kim Châu thành bảy đại tông môn vẫn như cũ phụng hạnh lâm bang cầm đầu, bách hùng bang thứ hai. Tiêu Y Thánh thì hoàn toàn trở thành Kim Châu thành thậm chí hoắc sơn quốc nhân vật truyền kỳ. Vậy mà, chỉ là mấy năm thời gian, liền từ kim đan hậu kỳ tu sĩ biến thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tại Hoắc Sơn quốc tu chân giới, đừng bảo là xưa nay chưa từng có, cũng khẳng định là sau này không còn ai. Cái này thực sự quá nghịch thiên, hoàn toàn phá vỡ tu chân giới thông thường, cũng may tiêu phạm y thánh thân phận, để mọi người còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận sự thật này. Có lẽ bởi vì, người ta tiêu y thánh cơ duyên xảo hợp, đạt được cái gì nghịch thiên linh dược, lúc này mới có như thế vận khí. Hạo Thiên Tông treo thưởng vẫn còn, Đồng thời tại lệnh treo giải thưởng bên trong đơn độc liệt gia tiêu phàm danh tự, nói rõ bắt sống người này, có thể thu hoạch được không thua gì bắt sống Thiên Diệu Tiên tử khen thưởng. Nhưng ở xa xôi lớn Tây Nam, vắng vẻ Hoắc Sơn quốc, không ai thật đem cái này treo thưởng coi ra gì, cũng không có khả năng thật sự có người ý tưởng đột phát, muốn đem Tiêu Phàm bắt lại, đưa đến Hạo Thiên Tông đi lĩnh thưởng. Tại Hoắc Sơn quốc, trừ Vũ Văn Chu, nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã là cao thủ đứng đầu nhất. Đơn đả độc đấu ai cũng không có nắm chắc có thể thắng được tiêu phàm. Huống chi, tiêu phàm sở dĩ bị hạo thiên tông đặc biệt treo thưởng, nghe nói cũng là bởi vì giết hạo thiên tông một tên hạch tâm trưởng lão, người trưởng lão kia nhiều năm trước liền tiến giai đến nguyên anh trung kỳ. Tiêu phàm lấy sơ kỳ cảnh giới, diệt sát cao hơn chính mình nhất giai trung kỳ tu sĩ. Nó sức chiến đấu mạnh, có thể thấy được chút ít. Ai muốn đánh tiêu y thánh chủ ý, cũng không nên mình phản thành con mồi. Chuyện ngu xuẩn như vậy, không làm cũng được. Năm năm này, Tiêu phàm bề bộn nhiều việc, không phải thường phi thường bận rộn, Lăng Thiên Hoa cùng vô cực môn người việc học, cần thỉnh thoảng giám sát. Cũng may những này vô cực môn người đều rất không chịu thua kém, cũng có thể chịu được cực khổ, thật vất vả được hoàn cảnh như vậy, ai cũng liều mạng luyện công, may may cũng không có bị Kim Châu thành phồn hoa náo nhiệt hấp dẫn. Ba bốn mươi tên đệ tử, từng cái tiến cảnh cực nhanh. Tại luyện khí luyện đan thuật bên trên, cũng có bước tiến dài. Kim đan kỳ trở xuống cần dùng đan dược Lăng Thiên Hoa đám người đã hoàn toàn có thể tự hành luyện chế. Chỉ cần cung cấp đầy đủ linh dược vật liệu là được. Nhất là khiến tiêu phàm cao hứng là, còn xuất hiện hai tên rất có thiên phú luyện khí sư, chiếu vào lực lão quái kia bản luyện khí tâm đắc, thế mà cũng tự hành nghiên cứu ra rất nhiều môn đạo, ngắn ngủi mấy năm thời gian. liền đã có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, nghĩ đến ngày sau chỉ cần phải bái danh sư, lại học tập cho giỏi một chút, nói không chừng cũng có thể thành tựu luyện khí tông sư. Hoàng đường bên kia, khôi phục được hết sức nhanh chóng. Tại tiêu phàm liên tục không ngừng linh đan cung ứng phía dưới, mấy năm ở giữa. Hoàng đường liền đã phục hồi nguyên như cũ, khôi phục lại hóa hình sơ kỳ tu vi, chỉ bất quá làm phiền Kim Châu Thành là nhân loại tu sĩ thiên hạ, không có công nhiên ở trong thành lộ diện. Chỉ là tránh tại mật thất dưới đất, một lòng khổ tu. Ngay cả tiểu gia hỏa tựa hồ cũng cao lớn hơn không ít, dần dần đi theo hoàng đường học lên bản sự. Tiêu phàm mình, thì là tỏa chân bách hùng đường, đinh sán cũng không tiếp tục rời đi, chỉ là hàng năm đều sẽ ra ngoài dạo chơi mấy tháng, lại không giống như kiểu trước đây, vừa đi chính là 3 năm năm. Có hai tên y thánh tọa chấn, bách hùng đường tốt không hưng thịnh. Từ tiêu phàm dẫn đầu, tam đại y thánh thỉnh thoảng tụ họp, triệu tập trong thành cái khác lớn có danh vọng lang chung, bắt đầu toàn diện chỉnh lý kim châu thành y giới các hạng quy tắc. Đối với một chút không hợp lý quy củ, nên đổi đổi, nên rút rút, trong vòng 3 năm, rốt cuộc chỉnh lý ra một bộ hoàn toàn mới y giới quy tắc, làm toàn bộ Kim Châu thành y giới luật pháp, ban phát thi hành. Tam đại y thánh lại đem riêng phần mình làm nghề y tâm đắc chỉnh lý thành sách, san phát toàn thành, cung cấp tất cả lang trung tham khảo học tập. Tiêu Phàm nguyên bản định muốn tập kết Kim Châu thành tất cả đại lang bên trong, hợp mưu hợp sức, làm một bộ chân chính bách khoa toàn thư y kinh cùng bách khoa toàn thư dược điển ra, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Hắn không có thời gian, Âu Dương Minh Nguyệt 10 năm ước hẹn, giống một khối nặng nề đến cực điểm tảng đá lớn, trùng điệp đặt ở trái tim của hắn. Nghĩ phải hoàn thành kia hai bộ khoáng thế kinh điển, 10 năm thời gian rõ ràng không đủ, nói ít cũng muốn 3-50 năm ở giữa. Dù sao y dược chi đạo, nửa điểm đều không qua loa được. Hoặc là không làm, một khi làm, liền không thể phạm sai lầm. Tại Bách Hùng bang nội bộ, cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Đó chính là, tiêu phàm càng lúc càng giống là Bách Hùng bang nhất bang chi chủ, rất nhiều chuyện vụ, Hồng Thiên cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay hỏi đến mà là một mạch giao cho Tiêu Phàm đi xử trí. Sớm tại nhiều năm trước, Tiêu Phàm vừa mới gia nhập Bách Hùng Bang thời điểm, Hồng Thiên liền có gỡ nhâm bang chủ suy nghĩ, bây giờ Tiêu Phàm đã tiến giai nguyên anh trung kỳ, cùng Hồng Thiên sánh vai cùng, vậy thì càng thêm không cần trần chờ do dự. Vừa mới tiến cấp, mở đầu mấy năm chủ yếu là vững chắc cảnh giới, về phần tinh luyện pháp lực, dành dụng chân nguyên, chuẩn bị sung kích hậu kỳ bình cảnh, vậy ít nhất cũng là mấy chục bên trên 100 năm chuyện sau đó, dưới mắt không vội. Khoảng thời gian này, chính là chuyển giao chức bang chủ thời cơ tốt nhất. Nếu không phải tiêu phàm mình kiên trì không nhận, Hồng Thiên sớm liền chính thức bàn giao việc quan chức bang chủ. Dù là như thế, tiêu phàm hay là tiếp nhận không ít trong bang tục vụ, để Hồng Thiên đưa ra càng nhiều thời gian tu luyện, đi truy tầm kia trong cõi u minh một sợi cơ duyên. Hồng Thiên đối hắn như vậy giảng nghĩa khí, tiêu phàm cũng không thể quá tự tư. Nếu không phải 10 năm về sau muốn phó ước, tiêu phàm thật đúng là sẽ chính thức tiếp nhận bách hùng bang bang chủ. Mà trong 5 năm này, tiêu phàm đều tại đại lực siêu tập cường thân kiện thể linh thảo linh dược. Đây là long tượng tổ sư tại vô cực long tượng công bên trong ghi lại luyện thể đan phương. Theo tiêu phàm biết, cơ hồ mỗi một vị vô cực môn trưởng giáo chân nhân đều tinh thông y đạo dược lý, long tượng tổ sư mở ra luyện thể đan phương, cũng là lấy vô cực môn hạo nhiên chính khí làm căn cơ, tại cường thân kiện thể đồng thời cũng có thể tiến một bước tăng cường hạo nhiên chính khí uy lực. Thần kỳ như vậy đan phương, muốn dùng đến các loại linh dược chi chân quý, có thể nghĩ, bất quá cân nhắc đến năm đó vô cực môn tại Nam Châu đại lục tu chân giới địa vị, cũng liền có thể lý giải Long Tượng tổ sư tại sao phải mở ra dạng này đan phương. Chính đạo thứ nhất tông, Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân thu thập không đến đan dược, thật đúng là không nhiều. Cũng may Tiêu phàm có Nam Cực tiên ông linh dược vườn nghịch thiên như vậy bảo vật, lại thân ở Kim Châu thành dạng này dược phẩm nơi tập kết hàng, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này mới có thể đem nhiều như vậy đan dược thu thập đủ khai lò luyện đan, rốt cục đem long tượng chính khí đan luyện chế ra tới. Tiêu phàm mặc dù dựa vào lấy cường hoành nhục thân cùng cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông, dễ như trở bàn tay luyện thành long tượng thần công đệ nhất trọng, nhưng không có cái này long tượng chính khí đan, lại căn bản liền tu luyện không được đệ nhị trọng, mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại tại đệ nhất trọng cảnh giới. Dù sao đây là hai bộ hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện, yêu thú cùng nhân loại tu sĩ luyện thể thuật, có khác nhau rất lớn. Huống chi, vô cực long tượng công là lấy hạo nhiên chính khí làm căn cơ. Luyện thể thuật lại lấy hạo nhiên chính khí làm căn cơ, long tượng tổ sử dụng ý hết sức rõ ràng, chính là không nghĩ để môn hạ đệ tử đang tu luyện luyện thể thuật lúc ngộ nhập lạc lối, chậm trễ đứng đắn tu luyện. Bất cứ lúc nào, hạo nhiên chính khí mới là vô cực môn căn cơ chân chính. Luyện chế ra long tượng chính khí đan về sau, tiêu phàm không chút do dự ăn vào, bắt đầu tu luyện long tượng thần công đệ nhị trọng. Đan dược này cùng long tượng thần công quả nhiên thần kỳ, Tiêu Phàm dựa theo này tu luyện, tiến cảnh nhanh chóng vô so. Hắn kia từng chiếm được cự linh tộc cường hóa nhục thân, đang tu luyện luyện thể thuật lúc biểu hiện ra kinh người cường hãn, để hắn tiến độ vượt xa Long Tượng Tổ sư miêu tả tình hình. Chỉ là mấy năm thời gian, vậy mà cũng đã đem Long Tượng thần công tu luyện tới cảnh giới cực cao. Mà theo Long Tượng Tổ sư lời nói, dù coi như chính hắn, năm đó cũng là đặt chân nguyên anh hậu kỳ về sau, mới đưa đệ nhị trọng Long Tượng thần công luyện thành. Tại luyện thể thuật bên trên, tiêu phàm tựa hồ lại siêu việt bản thân mình cảnh giới. Thật giống như năm đó hắn lần thứ nhất tiến giai nguyên anh không thành, tinh viêm quyết bên trên lại có không tưởng được đột phá, tại tinh viêm chi lực vận dụng bên trên, uy lực không tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phía dưới. Một ngày này, tiêu phàm ngay tại bách hùng đường quản sự, tiêu trung vội vã tiến đến, không người thi lễ, kính cẩn nói, trưởng lão. Tiêu phàm nhìn qua, trong mắt mang theo trưng cầu chi ý. Những năm này, tiêu trung công lực cũng có tiến triển, đã đạt đến tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, phải chăng có thể đột phá bình cảnh, đặt chân nguyên anh kỳ, liền muốn nhìn cá nhân hắn cơ duyên tạo hóa, đây cũng là mạnh cầu không được. Bất quá người này tại Bách Hùng đường phụ tá địa vị, lại càng thêm vững chắc. Tiêu phàm cùng Đinh Sán không có ở đây thời điểm, hắn đã có thể toàn quyền làm chủ. Hạnh lâm bang phương bang chủ cùng bính lão tiên sinh cho mời. Giống như là có việc gấp, tiêu trung dừng một chút, lại tăng thêm một câu. Những năm này, bính lão tiên sinh cho mời tiêu phàm, ngược lại đã trở thành trạng thái bình thường. Bính lão tiên sinh mình cũng thường xuyên sẽ vào xem bách hùng đường. Nhưng hạnh lâm bang phương bang chủ cho mời lại cũng không phải là trạng thái bình thường. Hai người đồng thời tương thỉnh càng là hiếm thấy. Tiêu phàm song nghi có chút nhân lại hỏi chỉ mời một mình ta a à? có hay không mời bang chủ? Phương phi dương tương thỉnh bình thường là dính đến toàn bộ kim châu thành đại sự trên danh nghĩa vẫn là phải mời hồng thiên ra mặt mới hợp đạo lý. Chưa từng hai vị tiền bối chỉ mời trưởng lão một người ừm, tiêu phàm nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, mặc kệ là chuyện gì, đến hạnh lâm bang liền biết. Nghĩ đến cũng không đến nỗi gây bất lợi cho hắn, lại nói, lấy hắn bây giờ thân phận cùng cảnh giới, tại Kim Châu Thành bên trong, cũng quả quyết sẽ không có người dám loạn có ý đồ với hắn. Lúc này đứng dậy, đi ra ngoài, một đài cực kỳ xa hoa xe thú, treo hạnh lâm bang tiêu ký, liền dừng sát ở bách hùng đường cổng, đánh xe tay lái xe, vậy mà là một tên trong kim đan kỳ tu sĩ, cung cung kính kính đứng ở nơi đó chờ, thấy tiêu phàm ra, lập tức khom người thở dài, kính cẩn vấn an. Tiêu phàm khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền bên trên xe thú. Kia trong kim đan kỳ tu sĩ một giờ roi tử, vội vàng xe thú nhanh chóng hướng hạnh lâm huyền phương hướng kích bắn đi. Audio điện tử võ tấn bền Xe thú mục đích là hạnh lâm huyền mà không phải hạnh lâm bang tổng đàn, tiêu phàm liền nghĩ, sự tình nhưng có thể vẫn là cùng y đạo tương quan. Lại không biết là vị nào nhân vật trọng yếu xảy ra vấn đề, cần hai vị y thánh cùng nhau hội trần. Nhất là phương phi dương cũng ra mặt, vấn đề liền càng thêm không đơn giản. Để tiêu phàm không tưởng được chính là, phương phi dương thế mà tự mình tại hạnh lâm huyền cổng chờ đón hắn. Phương bang chủ, không dám nhận, tiêu phàm vội vàng từ xe thú bên trong xuống tới, hai tay ôm quyền, kính cẩn nói. Thân là Kim Châu Thành Minh Chủ, phương phi dương tại quan trọng trước mắt nghiêm túc ngạnh sinh sinh tiếp cận hảo thiên tông đối bách hùng bang yêu cầu vô lý tiêu phàm rất nhận hắn tình người này cũng là vị hảo hán tử đáng giá kết giao phương phi dương tiến lên giữ chặt tay của hắn cười khổ nói phương mỗ cũng không phải loại người cổ hủ nguyên không phải cùng tiêu hiền đệ khách khí chính là trong lòng bất an tại bên ngoài đi một chút lời nói này phải thẳng thắn tiêu phàm sắc mặt nghiêm túc nhíu mày nói phương bang chủ ra đại sự cỡ nào phương phi dương mặc dù còn không phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhưng chủ trì kim châu thành các loại sự vụ nhiều năm sớm đã dưỡng thành núi cao băng ở trước mắt mà không sợ hãi lẫm liệt khí độ lúc này lại ngay cả ngồi đều ngồi không yên chạy đến bên ngoài đến đi lại có thể thấy được là thật có đại sự xảy ra mặc dù không phải chúng ta kim châu thành sự tình nhưng cùng chúng ta mật thiết tương quan chúng ta đi vào trước rồi nói sau bính sư huynh còn đang chờ đâu hiền đệ mời phương phi dương vội vã nói đưa tay mời khách lập tức tại phương phi dương tự mình dẫn dắt phía dưới, hai người trực tiếp tiến vào hạnh lâm huyền khu vực hạch tâm. Khu vực này, người bình thường là không vào được, là bính lão tiên sinh ngày bình thường thanh tu chỗ, chỉ có cần gấp nhất bệnh nhân mới có thể đưa tới nơi này, từ bính lão tiên sinh tự mình trần trị. Khi tiêu phàm cùng phương phi dương đi tiến vào bính lão tiên sinh khổ trúc trai thời điểm, tiêu phàm kinh ngạc nhìn thấy, bính lão tiên sinh cũng tại đi qua đi lại, lộ ra tâm sự nặng nề, có chút bất an. Từ tiêu phàm cùng bính lão tiên sinh kết giao đến nay, còn chưa hề thấy vị lão tiên sinh này như thế lo nghĩ. Bính lão tiên sinh, tiêu phàm bận biểu tức ôm quyền chắp tay, cao giọng nói. Đến rồi, đi, bính lão tiên sinh càng không phải là nói nhiều người. Gặp một lần tiêu phàm, ánh mắt sáng lên, không có nửa câu hàn huyên khách khí, quay người liền đi vào trong. Tiêu phàm trong lòng càng thêm nghi hoặc, vội vàng cùng tại phía sau. Chuyển mấy vòng về sau, ba người tới một gian để phòng xâm nghiêm mật thất trước đó bính lão tiên sinh lui ngoài mật thất bên cạnh những thủ vệ kia hạnh lâm bang đệ tử. Tự mình thi pháp, mở ra mật thất đại môn, một cỗ nồng đậm vô so mùi thuốc, lập tức xông vào mũi. Tiêu phàm bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì từ cỗ này mùi thuốc bên trong, hắn cảm nhận được rõ ràng một loại cực kỳ quỷ dị hàn khí. Phảng phất lập tức đến diêm la địa ngục, thời khắc sẽ có lệ quỷ hướng sắp xuất hiện tới. Thậm chí, cỗ này âm u tính mịch quỷ khí, tiêu phàm còn hết sức quen thuộc. Tiêu phàm cơ hồ có thể khẳng định, mình đã từng tiếp xúc qua cỗ này quỷ khí trong mật thất tình hình càng làm cho tiêu phàm lấy làm kinh hãi chỉ thấy trong mật thất ương đứng thẳng lấy một vài xích cao bạch ngọc hình trụ hình trụ bên trong dược khí mờ mịt kia nồng đậm mùi thuốc chính là từ cái này bạch ngọc hình trụ bên trong lộ ra đến thuốc trên nước lộ ra một cái đầu mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ tiêu phàm mắt sắc một chút liền nhận ra vị này cũng là người quen biết cũ đã từng từng tới kim châu thành cùng tiêu phàm có duyên gặp mặt một lần phạm minh Phạm Minh từ man hoang thế giới mà đến, là man hoang thế giới biên giới thành lớn cửu hoa thành nổi tiếng yêu thú thợ săn, danh xưng liệp Phương. Năm đó hắn chuyên đuổi tới Kim Châu Thành, liền là muốn cùng Kim Châu Thành hợp tác, đem man hoang thế giới săn đuổi yêu thú vật liệu, số lớn đưa đến Kim Châu Thành đến, bán cái giá tốt. Lúc ấy tiếp đãi hắn chính là Phương Phi Dương, tiêu phàm còn từ trong tay của hắn chụp được nguyên một đầu 10 cấp yêu thú bay lôi báo vật liệu, vì hoàng đường chữa thương cứu mạng. Chỉ là không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy vị này liệt vương vậy mà là tình hình như vậy là phạm đạo hiếu phạm minh nguyên bản hai mắt nhắm nghiền nghe được tiêu phàm thanh âm cái này mới chậm rãi mở mắt ra trên mặt lộ ra lại là xấu hổ lại là thần sắc hưng phấn cười khổ nói tiêu y thánh xin thứ cho tại hạ thất lễ hắn dưới mắt bộ dáng như vậy chắc chắn không tiện cùng tiêu phàm hành lễ giảng khách khí tiêu phàm nhẹ gật đầu liền là chuyển hướng bính lão tiên sinh nói lão tiên sinh phạm đạo hiếu thụ thương tình hình như thế nào Phạm Minh toàn thân đều ngâm trong đó loại nước thuốc này, Tiêu Phạm không phải lần đầu nhìn thấy, đây là bính lão tiên sinh một mình sáng tạo, đem khác biệt linh đan rượu dược tan cùng một chỗ, lại đem bản thân bị trọng thương người ngâm trong đó tiến hành trị liệu, bình thường chỉ có bị thương rất nặng, dùng cái khác phương pháp nan lấy cứu chữa người, bính lão tiên sinh mới có thể áp dụng loại biện pháp này. Nhưng đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, muốn trị bệnh cứu người, cuối cùng còn phải từ bệnh căn bắt đầu. Bính lão tiên sinh cũng không nói chuyện, ống tay áo lắc một cái, một cỗ tinh thuần pháp lực phun ra ngoài kia bạch ngọc hình trụ lại dần dần trở nên trong suốt dù là tiêu phàm kiến thức rộng rãi hình trụ bên trong tình hình cũng vẫn là làm hắn giật mình không phải tiểu chỉ thấy phạm minh từ đầu trở xuống đã chỉ còn lại có nửa người thậm chí chỉ là non nửa bộ phân hơn phân nửa bộ phân thân thân đã không cánh mà bay còn lại cái này non nửa bộ phân bên trong thân thể còn thỉnh thoảng có một cỗ hắc khí xuất hiện dung nhập vào chung quanh trong dược thủy một chút xíu cải biến dược thủy nhan sắc và mùi Quỷ đạo công pháp, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói. "Đúng vậy, Phương Phi Dương cùng Bính lão tiên sinh liếc nhau, đồng thời gật đầu. Không hổ là Tân Tân Y Thánh, một chút liền có thể nhìn ra được, Phạm Minh thụ thương căn nguyên. Bên kia còn có một cái." Tiêu Phàm đã sớm chú ý tới, tại Bạch Ngọc hình trụ một bên, còn có một cái Bạch Ngọc điêu thành hộp ngọc tử, thật dài, nhìn qua chính là một bộ bạch ngọc quan tài. Ba người tới Bạch Ngọc hộp một bên, Bính lão tiên sinh vẫn như cú ống tay áo lắc một cái bạch ngọc hộp dần dần trở nên trong suốt, lại chỉ thấy một người thẳng tắp nằm tại trong hộp ngọc, toàn thân hắc khí đại mạo, tràn ngập hộp ngọc, làm cho toàn bộ hộp ngọc đều biến thành nồng đậm màu đen. Cũng may hộp ngọc là hoàn toàn bịt kín, nếu không cỗ khói đen này sớm liền thấu thể mà ra. Tất trường lão, nằm tại trắng trong hộp ngọc người này, tiêu phàm cũng giống vậy nhận biết. Thiên nhãn thần thông xuyên thấu qua nồng đậm hắc khí, đem bộ mặt của người nọ thấy nhất thanh nhị sở, chính là hạnh lâm bang khách khanh trưởng lão, họ Sơn, trên thực tế cũng là cửu hoa thành man hoang thợ săn, có nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, treo hạnh lâm bang khách khanh trưởng lão danh nghĩa, phụ trách hạnh lâm bang cùng cửu hoa thành yêu thú vật liệu giao dịch. Tiêu phàm đã từng cùng người này từng có gặp mặt một lần, cũng là vị thông minh tháo vát hảo thủ, lại không nghĩ tới, bây giờ cũng đã biến thành một bộ tử thi. Lão tiên sinh, phương bang chủ, đây là có chuyện gì? Tiêu phàm ánh mắt rất nhanh liền từ tất trường lão trên thi thể thu hồi lại, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm vô luận phạm minh hay là tất trường lão thân là yêu thú thợ săn kỳ thật chính là đầu đao liếm máu đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên kiếm cơm mặc kệ là bản thân bị trọng thương hay là mệnh tang hoàng tuyền đều không khiến người bất ngờ nhưng mà bọn hắn không là trở thành yêu thú trong miệng thức ăn ngon mà là chết tại quỷ đạo công pháp phía dưới lại là để người không tưởng tượng được bính lão tiên sinh cùng phương phi dương lại hướng ngâm tại trong nước thuốc phạm minh nhìn lại phạm minh cười khổ một tiếng nói man hoang thế giới xảy ra ngoài ý muốn không biết từ nơi nào xuất hiện một đống lớn hung quỷ lệ phách, không ít yêu thú thợ săn đều gặp độc thủ. Vẹn vẹn chỉ nói là như thế mấy câu, Phạm Minh liền hô hô thở dốc, tựa hồ hao hết thể lực, lại cũng không đáng kể. Lấy hắn thụ thương chi trọng, bây giờ còn có thể nhục thân sống sót, thực tế đã coi như là kỳ tích, nếu không phải kịp thời đuổi tới hạnh lâm bang, tìm được bính lão tiên sinh, chỉ sợ lúc này sớm cũng chỉ còn lại có trần trùng trục một cái nguyên anh. Phương Phi Dương Nhíu mày nói, chúng ta đối này cũng biết không nhiều, Phạm Đạo Hữu chỉ nói một câu như vậy mà thôi. Bính Sư Huynh nói, muốn mời Tiêu Hiền Đệ xuất thủ, trước cứu Phạm Đạo Hữu một mạng lại nói. Những chuyện khác, lại từ từ để ý tới mắt thấy Tiêu Phạm muốn giảng khách khí, Bính Lão Tiên Sinh khoát tay chặn lại, nói, Tiêu Đạo Hữu dưới mắt cũng không phải khiêm tốn thời điểm. Phạm Đạo Hữu loại tình hình này, toàn Kim Châu Thành chỉ có người một người có thể trị, người cũng không cần chối từ. Man hoang thế giới cùng chúng ta Kim Châu Thành có thiên ti vạn lũ liên hệ, tổng phải hiểu rõ chuyện này mới được cứ việc phạm minh chủ yếu là cùng hạnh lâm bang phát sinh vãng lai, nhưng hàng năm bảy đại tông môn đều từ yêu thú vật liệu giao dịch bên trong thu lợi rất nhiều, Kim Châu Thành đa số y quán, đều đối yêu thú vật liệu có 10 điểm tràn đầy nhu cầu, vô luận là luyện đan hay là chữa bệnh, đều cần dùng đến. Bây giờ phạm minh bọn người bỗng nhiên xảy ra bất chắc, việc cấp bách đúng là phải nhanh biết rõ ràng chân tướng sự tình, mới hảo kế hoạch bước kế tiếp đối sách. Bính lão tiên sinh cố nhiên y thuật thông huyền, nhưng Hóa Huyết Trúc Linh Đại Pháp cũng chỉ có Tiêu Phàm hiểu được. Phạm Minh thân thể hủy hoại hơn phân nửa, toàn thân bị quỷ đạo công pháp ô nhiễm, trừ lấy Hóa Huyết Trúc Linh Đại Pháp vì hắn trùng kiến thân thể, lại không có biện pháp khác có thể cứu hắn một mạng. Mặc dù nguyên anh tu sĩ thân thể bị hao tổn còn có thể đoạt xá tái sinh, nhưng mỗi vị nguyên anh tu sĩ trong cuộc đời đều chỉ có thể đoạt xá một lần, có lẽ Phạm Minh cũng sớm đã đoạt lấy bỏ. Mà lại đoạt xá tái sinh có rất nhiều hạn chế, một khi không có chọn được thích hợp thân thể, đoạt xá về sau tu vi giảm nhiều vẫn chỉ là bình thường sự tình, thậm chí ngay cả tính tình đều lại nhận thiệt mới thân ảnh hưởng. Tiêu Phàm đã từng vì Vũ Văn Chu Nhi tử Vũ Văn Nghiễm thi triển hóa huyết trúc linh đại pháp, chẳng những chữa khỏi Vũ Văn Nghiễm thiên diệp độc, còn bảo trụ hắn nguyên anh kỳ tu vi, cho tới nay bị Kim Châu thành y giới truyền là kỳ tích. Cũng chính vì vậy, vị này tuổi quá trẻ tân y thánh danh âm thanh chi lớn, mảy may cũng không tại hai vị lão y thánh phía dưới. Bính lão tiên sinh bụng dạ bằng phẳng, thầy thuốc nhân tâm, mảy may cũng không thấy phải làm như vậy có sai lầm hắn uy tín lâu năm y thánh mặt mũi. Tốt, ta trước cho Phạm Đạo Hiếu kiểm tra một chút linh thể. Trong lúc này, tình hình khẩn cấp, tiêu phàm cũng không giảng khách khí, lập tức gật đầu đồng ý. Phạm Minh vội vàng nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm kích. Tiêu phàm hơi nhấc ngón tay, một đạo hạo nhiên chính khí bắn ra, từ Phạm Minh ấn đường huyệt bắn thẳng đến mà vào. Lập tức tại Phạm Minh không chọn vẹn thân thể bên trong du hành một tuần, trầm ngâm nói, Phạm Đạo Hữu là hỏa thuộc tính làm chủ linh thể, tại hạ trong tay lại chỉ có một ít động vật biển vật liệu, đa số đều không hợp dùng. Cái này không sao, Phạm Đạo Hữu có đại lượng yêu thú vật liệu cất ở đây bên trong, tiêu hiền để cứ việc cầm đi sử dụng lời còn chưa dứt, Phương Phi Dương liền là nói. Phạm Minh thế nhưng là danh xưng liệp vương, hàng tồn không ít. Ba ngày sau đó, một cái khổng lồ pháp trận, ở trong mật thất bố trí xong. Tiêu Phạm cùng Bính Lão Tiên Sinh đều có thể nhìn ra được, phá minh cùng tất trường lão bên trong âm độc hết sức lợi hại, một cái xử trí không kịp, liền gieo hại vô tận. Tiêu phàm tu luyện có cực kỳ thuần hậu hạo nhiên chính khí, loại trình độ này âm độc tất nhiên là không sợ, nhưng cũng không nguyện ý tại trị liệu quá trình bên trong, còn muốn ngoài định mức hao phí tinh lực tới đối phó những này âm độc. Thi triển hóa huyết trúc linh đại pháp trước đó, trước đem những này âm độc tiêu trừ sạch sẽ, rất cần thiết. Nhưng cái này khổng lồ pháp trận, lại không phải vì thanh trừ âm độc mà thiết trí, chính là là vì triệt để che đậy khí tức che đậy oán linh khí tức. Tiêu phàm không tình nguyện lắm để người khác biết hắn nuôi dưỡng có trời sinh quỷ linh dạng này linh sủng. Một ngày này, tiêu phàm một mình lưu tại trong mật thất. Tất cả những người khác không có được mời tiến vào, bao quát bính lão tiên sinh cùng phương phi dương ở bên trong. Điểm này, bính lão tiên sinh ngược lại là có phần có thể hiểu được. Có thể đúc lại nhục thân tuyệt thế liệu pháp, tuyệt đối là cơ mật tối cao, cho dù ai đều sẽ không dễ dàng đồng ý để người khác đứng ngoài quan sát. Tiêu Phàm cũng không có ý định làm nhiều giải thích, vừa tiến vào mật thất, Tiêu Phàm liền khởi động đại trận, đối vẫn như cũng ngâm tại dược chấp bên trong Phạm Minh nói, Phạm Đạo Hiếu lập tức liền muốn bắt đầu trị liệu. Ở trong quá trình này, có thể sẽ có chút thống khổ, bởi vậy ta sẽ làm cho Đạo Hiếu tiến vào ngủ say bên trong. Bởi như vậy, Đạo Hiếu liền sẽ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ ba ngày quá khứ, Phạm Minh khí sắc càng kém, mấy có lẽ đã là thoi thóp. Bính lão tiên sinh dược chấp cố nhiên thần kỳ, bất đắc dĩ hắn thụ thương thực tế quá nặng, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Nghe vậy miễn cưỡng mở hai mắt ra, thở hào hền nói, tiêu tiên sinh cứ việc thi triển thủ đoạn, tại hạ cái này cái tính mạng, liền giao đến tiên sinh trong tay tiêu phàm khẽ vuốt cầm. Một chỉ điểm ra, phá minh nghiêng đầu một cái, lập tức đã hôn mê. Ống tay áo lắc một cái, một đoàn cho vân phi ra, tại không trung hóa thành cao ba thước béo búp bê, be be vừa gọi. Nhảy tiến vào tiêu phàm trong ngực, ở trên người hắn chịu rụi sát, hết sức thân mật. Tiêu phàm sờ sờ đầu của nó, mỉm cười hướng cách đó không xa Phạm Minh chỉ một chút. Be be, oán linh hướng Phạm Minh nhìn thoáng qua, liền là nhảy dựng lên, có chút dáng vẻ hưng phấn. Hiển nhiên Phạm Minh trên thân lộ ra kia cỗ quỷ đạo khí tức, lập tức câu lên oán linh hứng thú. Đi thôi, tiêu phàm vỗ vỗ oán linh cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, đáng tiếc hắn cùng oán linh ở giữa, còn chỉ có thể thông qua ăn ý câu thông, không thể tiến hành quá phức tạp giao lưu bằng không mà nói tiêu phàm thật đúng là rất muốn hỏi một câu cỗ này quỷ đạo khí thức từ chỗ nào tới tiêu phàm luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết oán linh cơ hồ là hết thảy quỷ đạo sinh vật khắc tinh phạm minh trên thân âm độc tại trong mắt người khác cố nhiên là hồng thủy mãnh thú tránh chi tắc cát tại oán linh xem ra thực tế là một bữa ăn sáng nhiều nhất chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm ngay cả sớm một chút cũng không bằng mây xám vừa đến bạch ngọc hình trụ trên không Dược chấp liền sôi trào lên, những cái kia tan chảy tại dược chấp bên trong âm độc, từng tia từng sợi từ dược chấp bên trong bay lên, bị ngạnh sinh sinh rút ra. Một chút xíu dung nhập vào mây xám bên trong, bất quá thời gian qua một lát, âm độc liền bị oán linh hấp thu phải sạch sẽ. Dược chấp lập tức liền khôi phục vốn có nhan sắc, không còn là đen thẫm. Mắt thấy oán linh hút khô âm độc về sau, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, Tiêu Phàm dứt khoát đem bạch ngọc hộp cũng mở ra, tràn ngập trong hộp ngọc âm độc lập tức tranh nhau chen lấn ra bên ngoài tuôn. Oán Linh vui vẻ kêu to một tiếng, tật bổ nhào qua, trong nháy mắt lại đem những này âm độc cắn nuốt không còn một mảnh. Theo âm độc tan hết, trong hộp ngọc tất trường lão thi thể cũng biến thành cho tàn. Bất quá cứ như vậy, chỉ ít liền không cần lo lắng âm độc bốn phía khuyết tán. Tiêu phạm ống tay áo lắc một cái, vô số yêu thú nội đan, tinh huyết cùng gân cốt các loại tài liệu nổi lên. Lại là dòng giã bảy ngày trôi qua, mật thất đại môn rốt cục chậm rãi mở ra, tiêu phạm cùng phạm minh một trước một sau, đi ra. Tiêu phàm trên mặt vẫn như cũ bảo quang lưu truyền, chỉ mang theo mỏi mệt chi ý, tiến giai trung kỳ về sau, pháp lực chi hùng hậu hơn xa sơ kỳ thời điểm, thi triển hóa huyết trúc linh đại pháp, đã sẽ không hao phí hắn quá nhiều chân nguyên, chỉ cần nuốt vào một quả linh đan, lại hơi sự tình nghỉ ngơi liền đầy đủ. Phạm Minh đi tại tiêu phàm sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể, tựa hồ còn có chút không dám tin, mình vậy mà thật khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả nguyên anh trung kỳ cảnh giới đều bảo trụ, khí tức chỉ so thời kỳ toàn thịnh hơi thua ba phân, là chân chính triệt để khỏi hẳn. Trước kia chỉ nghe nói tiêu y thánh thủ đoạn cao minh, tự thể nghiệm về sau, mới biết được quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Bính lão tiên sinh cùng Phương Phi Dương vẫn luôn tại bên ngoài chờ, ngay cả vốn đang bế quan hồng thiên đều chạy tới, cùng một chỗ bên ngoài ở giữa uống trà nói chuyện phiếm. Thấy hai người ra, ba người đồng loạt đứng dậy, đều nhẹ nhàng thở phào một cái. Cùng nhìn thấy Phạm Minh, Phương Phi Dương không khỏi khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cảm thán chi sắc hắn thấy phạm minh lúc ấy bộ dáng như vậy kỳ thật đã cách cái chết không xa coi như tiêu phạm có thể chữa khỏi cũng nhiều nhất chỉ là cứu hắn một mạng thôi rơi xuống cảnh giới là tất nhiên thậm chí còn có thể lưu lại tàn tật ai ngờ cơ hồ hoàn toàn khôi phục ngay trước bính lão tiên sinh trước mặt phương phi dương từ không tốt nói thêm cái gì nhưng ánh mắt của hắn lại đủ để chứng minh hết thảy hai vị mau tới đây ngồi tiêu hiền đệ vất vả phạm đạo hữu khôi phục như lúc ban đầu thật đáng mừng. Phương Phi Dương rất nhanh liền hồi phục nhất bang chi chủ chấn định, mỉm cười hô. Phạm Minh hai tay liền ôm quyền, nói, Phạm Mỗ lần này có thể sống sót sau tai nạn, nhờ có chư vị trưởng nghĩa tương trợ, cũng nhờ có bính lão tiên sinh cùng tiêu tiên sinh thần kỹ, Phạm Mỗ vô cùng cảm kích. Ngày sau như có dùng đến lấy Phạm Mỗ địa phương, chư vị cứ mở miệng, dù coi như là sông pha khói lửa, cũng không chối từ Phạm Minh không hổ là lâu lịch giang hồ, nói chuyện giọt nước không lọt. Bất kể nói thế nào, Bính lão tiên sinh cũng là y giới tiền bối, đem hắn xếp tại phía trước, tất cả mọi người không có ý kiến. Tiêu phàm mỉm cười nói, thầy thuốc có cắt cỗ chi tâm, trị bệnh cứu người chính là vốn phân. Phạm đạo hữu khách khí phạm minh lại ôm quyền thở dài. Đường đường liệp vương, cũng có thể xưng hảo hán, thấy cảm tạ chi ngôn không cần quá nhiều, thật có sự tình thời điểm, liều mạng đi làm liền là. Lập tức đoàn người phân chủ khách ngồi xuống, phương phi dương tự thân vì hai người dâng lên trà thơm. Phạm đạo hữu Kia Man Hoang chi địa, đến cùng phát sinh loại nào biến cố, cho nên cả đạo hữu đều thân chịu trọng thương, mời nói ra cho ta cùng nghe một chút như thế nào." Phương Phi Dương ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề. Phạm Minh sắc mặt, lập tức trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, "Việc này liền Phương huynh không hỏi, tiểu đệ cũng nhất định phải hướng chư vị bẩm báo." Phương huynh đã từng tự mình đi qua Cửu Hoa Thành, đối Man Hoang chi địa tình hình cũng có hiểu biết. Cửu Hoa Thành bên trong, đa số đều là trúc thợ săn tính được kẻ liều mạng đi. Trong mỗi ngày tiến về man hoang chỗ sâu thợ săn, không có 10.000 cũng có 8.000. Dĩ vãng đều là có đi có về, nhưng đoạn thời gian trước chợt phát sinh rất kỳ quái tình hình, đó chính là trở về người so dĩ vãng ít hơn nhiều. Không phải thiếu mười mấy cái, cũng không phải thiếu mấy trăm. Mà là thiếu gần một nửa Phương Phi Dương đám người thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị vô so Phương Phi Dương không chịu được hỏi Những cái kia trở về trong thành thợ săn Cũng không biết chuyện gì xảy ra a à. Không biết, Bọn hắn không biết chút nào Phạm Minh quả quyết lắc đầu. Ta lập tức đi tìm kiếm một chút, phát hiện những cái kia không có đúng hạn trở về thợ săn, hơn phân nửa đều là đi mấy cái địa phương cố định. Kia mấy chỗ địa phương cũng không tính đặc biệt hung hiểm, chỉ bất quá phần lớn đều trải rộng vực sâu đại xuyên, ở trong đó ngược lại là có chút cổ quái, nghe nói có quỷ vật ẩn hiện. Nhưng bình thường đến nói, ngày bình thường chỉ cần không thâm nhập đi vào, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm lại qua mấy ngày, rốt cục có người từ những địa phương kia trở về lại từng cái chật vật không chịu nổi, đa số thân chịu trọng thương bên trong âm độc. những người này mang về tin tức khá kinh người, nói là những cái kia vực sâu đại xuyên bên trong quỷ vật bỗng nhiên trở nên cực kỳ sinh động, vực sâu dưới đáy đại lượng toát ra bốn phía đả thương người, mà phụ cận yêu thú bị quỷ vật diệt sát càng nhiều có loại sự tình này. phương phi dương bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, loại tình hình này dĩ vãng tại man hoang chi địa phát sinh qua rất nhiều lần a. À. phạm minh lần nữa lắc đầu nói, chưa từng, theo ta được biết, mấy ngàn năm qua, chưa hề phát sinh qua tình hình như vậy. Về phần 10.000 năm trước đó, phải chăng phát sinh qua, vậy liền không được biết. Man hoang trị địa vốn là nguy hiểm trùng điệp, cũng không có chính sử nhưng cha cũng không lâu lắm, lại có tin tức truyền đến, nói man hoang thế giới cực tây lệ thú sơn mạch, cũng phát sinh tình hình như vậy, có đại lượng quỷ vật hiện lên. Lệ thú sơn mạch, tiêu phàm giật nảy cả mình, thốt ra. Đúng vậy Phạm Minh có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái tiêu tiên sinh cũng biết được lệ thú sơn mạch A. Ừm, tiêu mỗ này trước chính là lệ thú sơn mạch phía tây nhạc tây địa khu tu luyện A, thì ra là thế. Phạm Minh liên tục gật đầu, trong lòng càng là âm thầm kinh ngạc. Hắn mặc dù chưa từng đi qua nhạc tây địa khu, nhưng cũng biết kia là cực kỳ vắng vẻ địa phương, bởi vì bị lệ thú sơn mạch cùng man hoang thế giới ngăn trở, cơ hồ là cô treo bên ngoài. Nhiều năm qua một mực cùng Nam Châu đại lục ngăn cách, tài nguyên tu luyện cực kỳ bần cùng. Nghe nói ở nơi đó một tòa thành trì bên trong, thậm chí chỉ có một hai tên nguyên anh tu sĩ tỏa chấn, xưng tôn sưng tổ, thật là không uy phong. Tiêu phàm trước kia tại như thế vắng vẻ chỗ tu luyện, thế mà tiến cảnh nhanh như vậy, còn học xong kinh người như vậy y thuật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu phàm trong óc, lại lập tức nhớ tới thương khung núi chân áp phía dưới phong ấn chi địa, nơi đó chính là vô tận quỷ vật đại bản doanh. Mấy vạn năm trước phong ấn đại trận, bị chấn nhạc thần quân cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, chẳng lẽ cũng là bởi vì duyên cớ này, đại lượng quỷ vật mới mãnh liệt mà ra. Thật nếu như thế, lại không biết nhạc Tây quốc có không có chịu ảnh hưởng, lại càng không biết Trần Dương An nguy như thế nào. Phạm Minh tiếp tục nói, vì tìm tòi hư thực, tại hạ liền mời trong thành tư giao rất tốt mấy vị nguyên anh kỳ đồng đạo, cùng một chỗ chạy tới kia mấy chỗ chỗ, muốn thực địa điều tra một phen. Ai ngờ thật tại vô tình xuyên đụng phải cực kỳ lợi hại quỷ vật, một trận ác chiến xuống tới, đa số đạo hữu vẫn là chỉ có tại hạ và sơn hiền đệ vừa đánh vừa lui trốn về cửu hoa thành khi đó sơn hiền đệ đã thoi thóp tại hạ cũng là thân chịu trọng thương không thể không lập tức khởi động truyền tống trận đuổi tới kim châu thành tới may mà bính lão tiên sinh cùng tiêu tiên sinh hai vị y thuật thông huyền phạm mẫu cái này mới nhiều lần thoát chết nói đến đây phạm minh không khỏi lắc đầu liên tục mặt mũi tràn đầy thương cảm chi sắc một trận chiến xuống tới nhiều năm lão hữu toàn bộ ngã xuống chỉ còn lại có hắn một người sống một mình tại thế trong lòng đau xót, có thể nghĩ. Nhất định phải đi điều tra rõ ràng, Phương Phi Dương lập tức làm ra quyết định, man hoàng thế giới yêu thú vật liệu, là Kim Châu Thành trọng yếu linh dược nơi phát ra, cũng là Kim Châu Thành bảy đại tông môn trọng yếu tài nguyên, nhất là hạnh lâm bang, qua nhiều năm như vậy, tại yêu thú trong tài liệu kiếm linh thạch có thể thực không ít, bây giờ cửu hoa thành xảy ra ngoài ý muốn, khẳng định phải hiểu rõ. Nếu thật là không đáng tin cậy, vậy sẽ phải cái khác nghĩ cách, tìm kiếm nó yêu thú của hắn vật liệu nơi phát ra ta tán thành tiêu phàm lập tức tán thành. Vừa nghe nói lệ thú sơn mạch cũng xảy ra chuyện, vô luận như thế nào, tiêu phàm đều nhất định phải đi nhìn xem. Hồng Thiên bận biểu tức nói, Phương Huynh, hay là triệu tập chư vị đồng đạo cùng nhau thương nghị một chút rồi nói sau, dù sao tình hình 10 điểm hung hiểm phạm minh bản thân là nguyên anh trung kỳ cao thủ, lại xoắn suýt mấy tên nguyên anh đồng đạo đồng loạt ra tay, lại kém chút nháo cái toàn quân bị diệt, tình hình sự nguy hiểm, có thể nói tột đỉnh. Lần này muốn đi trước man hoang thế giới điều tra, quả nhiên là can hệ trọng đại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này hiển nhiên Phương Phi Dương nhẹ gật đầu, nói, lập tức truyền xuống hiệu lệnh, triệu tập cái khác năm đại tông môn thủ lĩnh đến đây tham dự hội nghị. Mấy canh giờ về sau, một nhóm tám người xuất hiện tại Kim Châu thành Tây Nam tòa nào đó truyền tống đại điện bên trong. Cái này tám vị tại truyền tống đại điện vừa hiện thân, lập tức đem thủ vệ đệ tử dọa đến tè ra quần. Đồng loạt tám vị nguyên anh trung kỳ cao thủ, đi đầu một người chính là Hạnh Lâm Huyền thủ tịch Đại Lang bên trong Bính lão tiên sinh, danh xưng Kim Châu Thành chân chính đệ nhất cao thủ, theo sát phía sau thì là tân nhiệm ghi thánh, Kim Châu Thành nhân vật truyền kỳ tiêu phàm thủ lĩnh hội nghị quyết định, bảy đại tông môn các phái một vị trung kỳ tu sĩ, cùng Phạm Minh cùng một chỗ, lập tức tiến về Cửu Hoa Thành điều tra quả nhiên. Hạnh Lâm bang phái ra là Bính lão tiên sinh, Phương Phi Dương muốn lưu tại Kim Châu Thành chủ trì đại cục. Thân là Kim Châu Thành tu chân giới minh chủ, Phương Phi Dương không thể tùy tiện mạo hiểm. Bách hùng bang đại biểu là tiêu phàm, chủ động xin đi. Hồng thiên lại là không lay chuyển được hắn. Thanh dương cùng xuất mã thì là vô vi chân nhân, trưởng ninh chân nhân đang lúc bế quan. Những tông môn khác, cơ hồ đều là trưởng giáo tự thân xuất mã. Phạm Minh nói được rõ ràng, cùng hắn đồng hành Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Đủ thấy Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tại man hoang thế giới bên trong mấy hồ đã không có sức tự vệ, cho nên lần này xuất mã đều là trung kỳ cao thủ. Tương đối mà nói, thực lực phải cường đại hơn nhiều. đã bính lão tiên sinh tự thân xuất mã, tự nhiên là lấy hắn làm chủ. tại kim châu thành nhiều năm như vậy cao thượng uy vọng cũng không phải giả, mà lại có bính lão tiên sinh cùng tiêu phàm hai vị này y thánh đồng hành, đoàn người trong lòng cũng bình yên rất nhiều. thật muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có hai vị y thánh đại, còn sống tỷ lệ liền phải lớn hơn nhiều. vì vậy một chuyến này, tiêu phàm đã ẩn ẩn trở thành phó thủ lĩnh. tám vị thủ lĩnh vừa đến đại điện bên trong truyền tống trận lập tức mở ra, tám tên trung kỳ tu sĩ qua trong dây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim Châu Thành không có thẳng tới cửu hoa thành siêu cấp truyền tống trận. Giữa hai bên, cách xa nhau mấy ngàn nghìn dặm xa, siêu cấp truyền tống trận thực tế quá mức hao phí linh thạch. Mà lại cần tỉ mỉ giữ gìn, mà lại tại ngàn năm trước kia thứ không gian dị biến bên trong, đại lượng truyền tống thông đạo bị hủy, siêu cấp truyền tống trận số lượng càng thêm ít. Không lâu sau đó, tiêu phàm bọn người ở tại tử lâm thành truyền tống đại điện hiện thân mà ra. Nơi đây đã rời xa Kim Châu Thành, rời đi cửu Hoa Thành chỉ có mấy trăm nghìn dặm, ngày bình thường có ba cái truyền tống trận liên thông cửu Hoa Thành. Tính được là cửu Hoa Thành trụ sở hậu phương, Phạm Minh lập tức mang theo trước mọi người hướng một cái khác truyền tống đại điện. Hắn là tử lâm thành khách quen, đối này hết sức quen thuộc, tự nhiên thành dẫn đường. Bất quá đoàn người vận khí tựa hồ không được tốt, Truyền tống đại điện chấp sự nhân viên rất khách khí nói cho cái này các vị tiền bối cao nhân, thông hướng cửu hoa thành tất cả truyền tống trận đã toàn bộ quan bế. Phạm Minh giật này cả mình, vội hỏi quả nhiên, chính là ngày hôm trước sự tình, trong phủ thành chủ truyền đến chỉ lệnh, thông hướng cửu hoa thành truyền tống trận hết thảy quan bế. Nghe nói, cửu hoa thành bên kia, đã rất không an toàn, thỉnh thoảng có quỷ vật ẩn hiện. Thành chủ lo lắng, có quỷ vật từ truyền tống trận chạy đến chúng ta từ lâm thành tới. Vì vậy, mời ra vị tiền bối thứ lỗi, vãn bối thực tế là lực bất tòng tâm. Khởi động truyền tống trận lệnh bài, đã nộp lên trên phủ thành chủ chấp sự nhân viên đối mặt tám tên nguyên anh tu sĩ, cực kỳ cẩn thận cẩn thận, khách khí nói. Phạm Minh liền nhìn về phía bính lão tiên sinh, bính lão tiên sinh khoát tay chặn lại bên trong quải trược, không chậm chế chút nào nói, bên trên phủ thành chủ đi nơi đây đã tiếp cận man hoang chi địa biên giới, so Hắc Sơn Quốc còn muốn vắng vẻ được nhiều, tử lâm thành quy mô cũng không lớn, còn kém rất rất xa Kim Châu Thành dạng này một cái thành nhỏ thành chủ, nhiều nhất cũng chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, chỉ sợ toàn bộ tử lâm thành, cũng tìm không ra mấy vị trung kỳ tu sĩ tới. Bây giờ tám vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đồng loạt tìm tới cửa, lượng tất vị thành chủ này cũng khẳng định phải bán cái mặt mũi. Không có như vậy đuôi mù người, bính lão tiên sinh quyết định đạt được mọi người nhất trí đồng ý. Cửu hoa thành càng nguy hiểm, bọn hắn càng là muốn tiết kiệm pháp lực, mấy triệu bên trong phi độn quá khứ, nhưng cũng không dễ dàng. Tử lâm thành nhỏ, phủ thành chủ quy mô cũng rất bình thường, cũng không bằng hạ uy gió hiển hách. Nhìn ra được, vị này hạ thành chủ là cái tương đối là ít nổi danh người, thấy tại tu chân giới quá mức trương dương, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phủ thành chủ bên ngoài thủ vệ gặp một lần tám vị nguyên anh kỳ tiền bối bỗng nhiên đến nhà, lập tức dọa đến trợn mắt hốc mồm, thật vất vả mới đứng vững tinh thần, tráng lên lá gan chuẩn bị tiến lên nói chuyện, phạm minh ống tay áo lắc một cái, kình phong đập vào mặt, đáng thương thủ vệ kia bất quá là chỉ là chút cơ kỳ tu vi, như thế nào ngăn cản được, trong chốc lát cứng họng, ngay cả khí đều không kịp thở. Trúc đạo hiếu, hoặc sơn quốc kim châu thành đồng đạo đến bái. Bính lão tiên sinh tiến lên một bước, chậm rãi nói, thanh âm không lớn, lại như là sấm rền, ẩm vang rung động, xa xa truyền ra ngoài, nguyên anh trung kỳ đỉnh phong khủng bố áp lực, không có chút nào che lấp triển lộ ra. Cái khác bảy vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng đồng loạt thả ra cường đại linh áp phủ thành chủ bên ngoài mười mấy tên vệ sĩ tại cái này cố áp lực cường đại phía dưới, kìm lòng không đặng hai đầu gối quỷ xuống đất, dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyên lai like là Bính y thánh, hạnh mộ hạnh mộ, phút chốc, một cái cởi mở thanh âm từ trong phủ thành chủ truyền đến, lập tức bóng người lóe lên, một tên người mặc dấu trường bào màu xanh nam tử trung niên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai tay ôm quyền, vẻ mặt tươi cười. Người này vóc dáng không cao, lại khí độ nghiễm nhiên, trên thân thình lình cũng tản ra nguyên anh trung kỳ tu sĩ cường đại linh áp, mảy may cũng không tại Kim Châu thành mọi người phía dưới. Bính lão tiên sinh kinh ngạc nói, chúc đạo hữu nhận ra ta. Bính tiên sinh khách khí, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Năm đó ngươi lần đầu đoạt được y thánh danh hiệu thời điểm, hạ mỗ cũng tại Kim Châu thành xem lễ. Tiên sinh không biết được tại hạ, tại hạ lại nhận biết tiên sinh. Y thánh đại giá quang lâm, hạ mỗ thật sự là bồng tất sinh huy hạ thành chủ cười ha hả nói, lập tức lại hướng Phạm Minh ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là Phạm Đạo Hiếu, Phạm Minh là cửu hoa thành nổi tiếng liệp vương, nơi đây là cửu hoa thành trụ sở hậu phương, hai người trước kia ngược lại cũng đã gặp mặt vài lần, có chút giao tình. Đúng vậy hạ thành chủ nhìn từ trên xuống dưới Phạm Minh, vẻ kinh ngạc càng rõ ràng, nói, trước đó vài ngày nghe chúng tiểu nhân bẩm báo, nói Phạm Đạo Hiếu bản thân bị trọng thương, vội vã truyền tống đi Kim Châu Thành. Hẳn là truyền ngôn có sai, chúng tiểu nhân cố ý lừa gạt tại ta. Lúc ấy, hạ thành chủ thủ hạ bẩm báo, Phạm Minh thậm chí chỉ còn lại có gần một nửa thân thể. Bị thương thành bộ dáng như vậy, hơn 10 ngày quá khứ, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Phạm Minh vừa cười vừa nói, Trúc Đạo Hiếu cũng biết ta đi Kim Châu Thành, có hai vị y thánh thân tự xuất thủ, Phạm Mỗ vận khí rất tốt. Tốt gọi Trúc Đạo Hiếu biết được, vị này chính là tiêu phàm tiêu tiên sinh, Kim Châu Thành nhất tân nhiệm y thánh, chính là tiêu tiên sinh cùng bính lão tiên sinh một cùng ra tay. Phạm Mỗ mới tìm lại một mảng hạ thành chủ lấy làm kinh hãi, bận biểu tức hướng Tiêu Phạm ôm quyền chắp tay, nói, nguyên lai là Tiêu Đạo Hiếu, Hạ Mỗ cũng là cửu ngưỡng đại danh. Chỉ là hai năm trước đang lúc bế quan, lại là không có đi Kim Châu Thành xem lễ hạ thành chủ khách khí, không dám nhận lập tức Phạm Minh lại cho hạ thành chủ một một dẫn giới vô vi chân nhân cùng người đồng hành. Liếc mắt qua, đồng loạt tám tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hạ thành chủ sớm đã âm thầm kinh hãi, không dám chút nào lãnh đạm một liền ôm quyền hành lễ, khách khí Hàn Nguyên. Đối Kim Châu thành tình huống, vị này biết được cũng không ít, biết đến đều là bảy đại tông môn thủ lĩnh, càng là giật mình không phải tiểu. Chư vị đồng đạo đại giá Quang Lâm Tử Lâm Thành, hạ mỗ không có từ xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Mời chư vị vào phủ dân trà. Bính Lão tiên sinh khoát tay áo, nói, chúc đạo hữu không cần phải khách khí, không dối gạt đạo hữu nói, ta cùng lần này là muốn đi trước Cửu Hoa Thành, nghe nói hạ thành chủ đã hạ lệnh quan bế tất cả thông hướng Cửu Hoa Thành truyền tống trận cố ý đến phủ đến cầu một viên truyền tống lệnh bài, còn xin chúc đạo hữu giản xếp thì cái. Hạ thành chủ lấy làm kinh hãi, nói, các vị đạo hữu muốn đi trước cửu hoa thành. Đúng vậy cửu hoa thành cùng ta Kim Châu Thành có thiên ti vạn lũ liên hệ, man hoang chi địa không quá hòa, bính nào đó bọn người muốn đi thăm dò tìm hiểu ngọn ngành. Mời chúc đạo hữu yên tâm, nếu thật là có cái gì nguy hiểm, bính nào đó mấy người cũng sẽ tự hành xử trí, tuyệt sẽ không liên lụy đến tử lâm thành chư vị đồng đạo hạ thành chủ ngay cả vội khoát tay nói, Bính tiên sinh nói như vậy liền khách khí, hạ mỗ tuyệt không phải không tin được chư vị. Không dối gạt chư vị nói, hạ mỗ cũng rất muốn đi cửu hoa thành xem rõ ngọn ngành, chỉ là một mực chưa thể thành hàng. Đã các vị đạo hữu muốn đi trước cửu hoa thành, liền mời chờ một lát, hạ mỗ cùng chư vị cùng hướng Kim Châu thành cách cửu hoa thành mấy ngàn nghìn dặm xa, đều phái đội hình cường đại như thế tới, từ lâm thành cùng man hoang chi địa gần trong gang tắc, hắn càng muốn tìm tòi hư thực. Nếu thật là cửu hoa thành bị quỷ vật hoàn toàn chiếm cứ, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp chính là tử lâm thành. Chỉ là nghe nói quỷ vật lợi hại, hạ thành chủ một mực đủ nhiều nguyên anh đồng đạo cùng nhau đi tới. Bây giờ thấy bính lão tiên sinh một nhóm tám vị nguyên anh trung kỳ cao thủ, hạ thành chủ lập tức không chút do dự làm ra quyết định. Nghĩ đến coi như quỷ vật lợi hại hơn nữa, có chín vị trung kỳ tu sĩ một cùng ra tay, tự vệ cũng là thước tha có dư. Đối hạ thành chủ đề nghị này, bính lão tiên sinh bọn người tự nhiên sẽ không phản đối. Sau một lát, hạ thành chủ liền thu thập sẵn sàng, mang theo truyền tống lệnh bài, tự mình dẫn đường, một đoàn người đi gần nhất truyền tống đại điện. Cửu hoa thành toàn thành giới nghiêm, một mảnh nghiêm nghị. Tiêu phàm đã từng không chỉ một lần nghe nói qua cửu hoa thành, trong tưởng tượng là một cái phồn hoa thành lớn. Ai ngờ sau khi tới, mới biết được cái gọi là cửu hoa thành, thực tế là hữu danh vô thực. Cùng Kim Châu thành tương đối mà nói, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên, nhiều nhất chính là một cái chấn nhỏ. Nhất là khiến tiêu phàm giật mình là, cửu hoa thành bên trong vậy mà còn có không ít phàm nhân tạp cư. Phồn hoa thành lớn có phàm nhân ở lại, ngược lại hợp tình hợp lý. Dù sao phụ thuộc lấy cường đại tu chân tông môn, có thể tránh né chiến loạn, an toàn bên trên càng có bảo hộ. Tỷ như Kim Châu thành ngoại thành liền so nội thành phải lớn hơn nhiều, tụ cư phàm nhân là người tu chân gấp trăm lần còn nhiều. Nhưng ở cửu hoa thành dạng này thị trấn nhỏ nơi biên giới, thế mà cũng có đại lượng phàm nhân ở lại, liền có chút vượt quá tiêu phàm dự kiến. Cửu hoa thành mấy có lẽ đã ở vào man hoang thế giới bên trong, ngoài thành thỉnh thoảng có hung thú ẩn hiện, đối người tu chân cố nhiên không có chút nào uy hiếp, đối người bình thường đến nói, lại cực kỳ chí mạng. Thực tế tính không được là thích hợp cư ngụ thành thị. Thấy tiêu phàm kinh ngạc, phạm minh liền thấp giải thích rõ vài câu. Cửu hoa thành dạng này biên tùy thành nhỏ, trong thành tụ cư phần lớn đều là chút yêu thú thợ săn, từng cái thô tục không chịu nổi, ra ngoài săn bắt yêu thú, cũng là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên kiếm sống, không biết ngày nào liền chết tại man hoang thế giới, thành yêu thú trong bụng thức ăn ngon. Vì vậy những người này ở đây trong thành thời điểm, từng cái ăn chơi đàng điếm, từ không biến mất tính tình của mình. Trong thành này đại lượng phàm nhân, chính là vì hầu hạ những này yêu thú thợ săn mà tồn tại. Không ít đều là tuổi trẻ mỹ nữ, tu chân giới nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, nam tu số lượng ở xa nữ tu phía trên, những cái kia tu vi không cao yêu thú thợ săn, muốn ăn chơi đàng điếm, tự nhiên chỉ có thể tìm phàm nhân nữ tử cũng may phàm nhân số lượng xa so tu sĩ muốn nhiều. Lại là cung ứng không ngại, tiêu phàm lúc này mới chợt hiểu, mọi người trở ra truyền tống đại điện, lập tức liền cảm nhận được một cỗ nặng nề cấm chế áp lực, vào đầu bao phủ xuống, đều kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy cả tòa thành trì trên không. Đều bao trùm lấy một cái tối tăm mờ mịt lồng ánh sáng, cấm chế chi lực, chính là bắt nguồn từ cái này quang cháo. Phạm Minh sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trầm giọng nói, hộ thành đại trận đã toàn bộ mở ra, Tiêu phàm là trận pháp đại gia, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, cái này hộ thành đại trận. Uy lực không nhỏ, xem ra lúc trước bố trí pháp trận người, có phần không bình thường phạm minh liên tục gật đầu, nói, tiêu tiên sinh còn tinh thông trận pháp. Cái này hộ thành đại trận đúng là xuất từ danh gia chi thủ, uy lực cố nhiên cực lớn, chính là tiêu hao linh thạch quá nhiều. Xem ra diêu đạo hiếu cũng là tức giận, không tiếc vốn gốc phạm minh trong miệng diêu đạo hiếu, tất cả mọi người là biết đến, chính là cửu hoa thành diêu thành chủ. Phạm Minh mặc dù danh xưng Liệp Vương, trên bản chất hay là một tên yêu thú thợ săn, cũng không phải là Cửu Hoa Thành quản sự người. Cửu Hoa Thành Diêu Thành chủ cũng là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, từ xưa tới nay, một mực khống chế Cửu Hoa Thành thứ chính, hướng trong thành hành thương tu sĩ thu lấy thuế má, cũng kinh doanh yêu thú tài liệu mua bán. Cùng Phạm Minh những này nổi tiếng yêu thú thợ săn, đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Vô Vi chân nhân hỏi, "Phạm đạo Hiếu, loại tình hình này, trước kia thường xuyên phát sinh a?" À? Phạm Minh lắc đầu, nói, Phạm Mỗ ở trong thành nhiều năm, đây là lần đầu nhìn thấy hộ thành đại trận toàn lực mở ra. Nghe nói tại thật lâu trước đó, man hoang chi địa thường xuyên sẽ xuất hiện đại quy mô yêu thú công thành triều dân, không ít nổi tiếng man hoang chi thành. Chính là hủy ở thú triều bên trong, nhưng tình hình như vậy, sớm đã trở thành lịch sử. Bây giờ tại cửu hoa thành tây phương số trong vòng vạn dặm đều đã không nhìn thấy cao dài yêu thú. Tương đối mà nói, cửu hoa thành rất an toàn ưm, xem ra lần này là thật không giống bình thường lập tức một đoàn người đi thẳng về phía trước, chỉ thấy phường thị ở giữa, 10 điểm tiêu điều, có rất ít người hành tẩu. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái người đi đường, cũng là thần thái vội vàng, thỉnh thoảng có đội tuần tra đi qua. Chỉ là tuần tra đệ tử cấp bậc đều không cao, đa số đều là trúc cơ kỳ tiêu chuẩn, hiếm thấy tu sĩ kim đan. Xa xa nhìn thấy bính lão tiên sinh một nhóm người đi tới, những này đội tuần tra liền đứng vững thân thể, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, ngay cả không dám thở mạnh một cái chưa đi đến phủ thành chủ, liền có mấy đạo độn quang bay vụt mà đến, đi đầu một người, cao lớn thô kịch, thân mặc hắc bào, ước chừng năm 65 năm tuổi, một bộ hoa tròm dâu bạc phơ, dối bời, thần thái có chút huy mãnh như là mãng tấm bay vượt qua, trên thân thình lình tản ra nguyên anh trung kỳ linh áp. Phạm Minh thấp giọng nói, đây chính là Diêu đạo hiếu. Diêu thành chủ đi theo phía sau ba người, cũng đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Ha ha, Phạm huynh, ngươi trở về rồi, thật sự là quá tốt ta còn tưởng rằng ngươi không trở về nữa nữa nha. Siêu thành chủ liếc thấy thấy Phạm Minh, lập tức cười lớn chào hỏi. Phạm Minh hừ một tiếng, nói, những này quỷ vật như thế hung hăng ngang ngược, Phạm Mỗ làm sao có thể như vậy bỏ qua. Nói đúng, Phạm Huynh có thể trở về, Diêu Mỗ vui vẻ không hết. Lại không biết mấy vị này đạo hiếu, xưng hô như thế nào. Hắn tại phủ thành chủ vừa nhận được truyền lực đại điện đệ tử chấp sự nhìn dặm phù, nói là đến một đống nguyên anh cao thủ, lập tức ngay lập tức từ phủ thành chủ chạy ra. Bây giờ quỷ vật tiếp cận, toàn thành giới nghiêm, không ít tu sĩ sớm đã bỏ trốn mất dạng, hắn chính cảm động keo kiệt tấm, cái này liền đến không ít nguyên anh đồng đạo, tự nhiên là vui vẻ vạn phân. Phạm Minh lập tức cho hắn dẫn giới, siêu thành chủ càng nghe càng là kinh hãi, vội vã cùng bính lão tiên sinh tiêu phàm bọn người làm lễ, cực đồng hồ hoan nghênh chi ý. Bính tiên sinh, tiêu tiên sinh, các vị đạo hiếu, nơi đây không phải tự thoại chỗ, mời chư vị đến diêu mỗ hàn xá dân trà. Cứ tới đều là nguyên anh trung kỳ cao thủ, tại diêu thành chủ trong mắt, hay là lấy hai vị y thánh địa vị tôn quý nhất, mặc dù hắn cũng nhìn ra được tiêu phàm cực kỳ trẻ tuổi, lại mảy may cũng không dám khinh thị. Trẻ tuổi về trẻ tuổi, người ta tu vi kia không phải giả. Mặc dù tiêu phàm cực lực thu liếm khí thức của mình, diêu thành chủ như trước vẫn là cảm giác được tiêu phàm vô so cường hãn. Dù sao hắn lâu tại man hoang chi địa, cùng các loại hung cầm mãnh thú liên hệ, cảm ứng chi lực xa so bình thường cùng giai tu sĩ muốn nhạy cảm được nhiều. Một chuyến này chín người cố nhiên đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tại Diêu Thành chủ cảm giác bên trong, tiêu phàm chân thực chiến lực, chỉ ít xếp tại trước ba liệt kê. Một đoàn người tại Diêu Thành chủ dẫn dắt phía dưới, tiến vào phủ thành chủ. Tuy là man hoang vùng đất nghèo nàn, túm người thành nhỏ, trong phủ thành chủ cũng là trang trí 10 điểm tinh xảo, rất có phú quý khí tượng, ngược lại là cùng Phạm Minh lúc trước giới thiệu không sai biệt lắm, đất man hoang này thành trì, chính là Hồng Trần dục vọng chi đô, lấy thế tục phú quý làm Vinh. Diêu Thành chủ thân là Nguyên Anh Trung kỳ tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Trong phủ thành chủ hầu hạ tỷ nữ đa số đều là phàm nhân nữ tử cũng không có cách nào lực mang theo, lại từng cái trẻ tuổi xinh xắn, xinh đẹp như hoa là khó gặp mỹ nữ. Chỉ bất quá lúc này tự nhiên không người có thưởng thức mỹ nữ tâm tình, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Tỷ nữ nhóm phụng dâng trà thơm linh quả về sau Diêu Thành chủ liền là phất phất tay đem người không liên hệ cùng đều đuổi ra ngoài. Phạm Minh lập tức hỏi. Diêu huynh, bất quá chỉ là mười mấy ngày, ngươi liền đem hộ thành đại trận đều mở ra, chẳng lẽ quỷ vật đã đánh tới dưới thành? Diêu thành chủ cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại, Phạm huynh nghĩ sao? Diêu mỗ lại không phải linh thạch nhiều đến không có chỗ dùng. Quỷ vật đẩy tiến vào tốc độ cực nhanh, Phạm huynh thủ thương rời đi về sau, chỉ trong mấy ngày, tất cả ngưng lại ở ngoài thành đồng đạo, cơ hồ toàn quân tận không có. Ngay tại ba ngày trước đó, ngoài thành mấy trăm bên trong chỗ, đã nhìn thấy quỷ vật tung tích Lăng Vân Tông Tông chủ lúc này hỏi, Diêu đạo hiếu, những này quỷ vật đến cùng có thứ gì năng lực, đến mức ra khỏi thành đồng đạo toàn quân tận không? Chẳng lẽ như vậy khó đối phó? Phạm Minh nói là không cẩn thận lâm vào quỷ vật trong vòng vây, bị đếm không hết quỷ vật vây công, lúc này mới đại bại thua thiệt. Diêu thành chủ trên mặt cười khổ chi ý càng sâu, nói, quỷ vật ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt, tu vi cũng không rất cao, chính là số lượng đông đảo, mà lại hung hãn không sợ chết, một đợt nối một đợt hướng đem lên đến, giết không thắng giết, mặc ngươi thần thông cái thế, cũng ngăn cản không nổi đã như vậy, Diêu Thành chủ dự định ứng đối ra sao? Quỷ vật nếu là quả thật quy mô công thành, coi như ngươi hộ thành đại trận lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng khó đảm bảo Chu toàn Diêu Thành chủ chậm rãi nói, đạo hữu nói cực phải, nhưng Diêu Mỗ đã thân là cửu hoa thành thành chủ, cũng không thể một trận không giao, cứ như vậy bỏ thành đào tẩu a. Thành nội còn có số lớn đệ tử cấp thấp cùng phàm nhân chưa từng rút lui đại đa số truyền tống trận sớm đã đóng, dù coi như biết rõ không địch lại, Diêu Mỗ Tổng cũng muốn đánh lên một trận lại nói Tiêu Phàm tán thán nói, Diêu thành chủ lời ấy, rất được thánh nhân nhân tha thứ chi đạo, Tiêu Mỗ hoàn toàn đồng ý. Vẫn là phải tận lực đem trong thành phàm nhân rút đi, đối mặt quỷ vật, bọn hắn không có chút nào sức chống cự, không cần thiết làm hy sinh vô vị bính lão tiên sinh trầm giọng nói, Diêu đạo hiếu, lão phu cùng này đến, liền là nghĩ phải hiểu rõ man hoang chi địa bỗng nhiên quỷ vật tràn lan nguyên do, không biết Diêu đạo hữu đối này có gì chỉ điểm. Bính Tiên Sinh nói quá lời, chỉ điểm đoạn không dám nhận. Chư vị nghĩ phải hiểu rõ nguyên do, chỉ sợ nhất định phải xâm nhập Man Hoang thế giới. Phạm huynh trước đó vài ngày chính là tại Vô Tình Xuyên gặp nạn, mấy vị đạo hữu chẳng lẽ dự định xâm nhập Vô Tình Xuyên a? Diêu Thành chủ sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, chính có ý này Diêu Thành chủ lắc đầu liên tục, chậm rãi nói, không thể. Kia Vô Tình Xuyên rất sớm trước kia, liền có quỷ vật ẩn hiện. Bây giờ càng là thành quỷ vật đại bản doanh. Mấy vị đạo hữu cố nhiên thần thông kinh người, nhưng quỷ vật thực tế quá nhiều, lại vô chi vô biết, tại hạ cho rằng hay là không nên mạo hiểm tốt. Mà lại, mấy vị đạo hữu một khi ra khỏi thành, diêu mỗ là tuyệt sẽ không mở ra hộ thành đại trận tiếp nhận chư vị về thành. Quỷ vật liền ở ngoài thành, vì hợp thành an nguy, đây là không làm sao được sự tình, còn xin các vị đạo hữu nghĩ lại. Một phen nói đến đoàn người hai mặt nhìn nhau, không ít người trên mặt lộ ra trần chờ vẻ do dự bọn hắn này đến vốn là vì bảo trụ cùng man hoang thế giới giao dịch bây giờ toàn bộ man hoang thế giới đều tràn ngập hung quỷ lệ phách cùng bọn hắn ban đầu tưởng tượng một trời một vực phải chăng còn muốn xâm nhập vô tình xuyên điều tra coi như thật phải nghĩ lại mà làm sao ta trước đi xem một chút chốc lát tiêu phàm chậm rãi nói người đi một mình phô vi chân nhân lập tức hỏi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc tiêu phàm nhẹ gật đầu nói chư vị yên tâm tốt ta chỉ là trước đi dò xét một chút nếu thật là quỷ vật quá mạnh tại hạ sẽ lập tức rút về trong thành nếu như thế, vậy liền hay là mọi người cùng nhau đi không đợi những người khác mở miệng, bính lão tiên sinh trực tiếp làm quyết định. Hôm sau trời vừa sáng, chín đạo nhân ảnh xuyên ra cửu hoa thành hộ thành đại trận cấm chế, đi tới ngoài thành. Cửu hoa thành trên đầu, diêu thành chủ mắt đưa bọn hắn rời đi. Tử lâm thành hạ thành chủ cũng cùng bọn hắn đi ra thành, mặc dù nói hạ thành chủ không cần cùng Kim Châu thành các tu sĩ cùng tiến cùng lui, nhưng nghĩ đến chín tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ liên thủ nhất trí, coi như quỷ vật lại cao minh, toàn thân mà trả lại là có thể làm được đến. Lấy sức chiến đấu của bọn họ, dù coi như là hai ba tên hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ, cũng chưa chắc có thể từ bọn hắn lòng bàn tay chiếm được xong đi. Theo Phạm Minh nói, cửu hoa thành yêu thú thợ săn tuy nhiều, nhưng lại chưa bao giờ có chín tên trung kỳ tu sĩ liên thủ đi săn tình hình. Đây tính được là bao năm qua lý do cửu hoa thành ra ngoài man hoang chi địa cường đại nhất đoàn đội. Có dạng này lực lượng, tăng thêm hạ thành chủ vốn là đối với mình có chút tự tin, quỷ vật cũng liền không có gì đáng sợ. Phạm Minh chủ động xin đi, một ngựa đi đầu sung phong. Tiêu Phạm âm thầm theo sát phía sau, hắn mặc dù không thể tự xưng là một nhóm trong 9 người chiến lược thứ nhất, nhưng luận đến đối phó quỷ vật, cũng tuyệt đối không người có thể đưa ra phải. Dù coi như khỏi phải oán linh xuất mã, hạo nhiên chính khí cùng thần thông sấm xét thậm chí tinh viêm chi lực, đều đối quỷ vật có rõ ràng khắc chế hiệu quả. Cứ việc Phạm Minh tận lực chậm dần tốc độ bay, trong khoảnh khắc, mọi người đã thoát ra ngoài mấy trăm dặm theo Diêu Thành chủ nói, cử hoa thành bên ngoài mấy trăm bên trong chỗ, liền có quỷ vật ẩn hiện. Cách đó không xa, một dãy núi vắt ngang ở trước mặt mọi người, từ xa nhìn lại, sương mù trùng điệp, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Phạm Minh nhấn một cái độn quang, hai mắt hít mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nói, kỳ quái, nơi này vậy mà lại lên hắc vụ. Hắn là cửu hoa thành nổi danh nhất yêu thú thợ săn, đối man hoang thế giới địa hình, rõ như lòng bàn tay đạo này sơn mạch liền vắt ngang tại cửu hoa thành ngoài mấy trăm dặm, chẳng khác gì là một cái dưới núi. Là cái tình hình gì, phạm minh nhất quá là rõ ràng. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông nháy mắt vận chuyển tới cực hạt, lập tức nhẹ gật đầu, nói, hắc vụ bên trong xác thực có gì đó quái lạ, bất quá đều là chút thấp cùng quỷ vật. Chúng ta có thể không cần để ý, trực tiếp từ bên trên ngọn núi bay qua dạng này đê dai quỷ vật, vô chi vô biết, không có nửa phân giá trị, vô luận diệt sát hay là bắt tới thu hoạch tình báo, đều không hề có tác dụng. Tiêu phàm đề nghị này thu hoạch được mọi người nhất trí đồng ý. Lập tức mọi người đột nhiên tăng nhanh tốc độ bay, trong nháy mắt. Liền từ phía trên không dãy núi bay vút qua, những cái kia đê dai quỷ vật cơ hồ hoàn toàn không có phát giác. Hai canh giờ về sau, một nhóm chín người bắt đầu dần dần tiến vào man hoang thế giới thọc sâu khu vực. Dưới chân đại địa, dần dần thể hiện ra tranh vanh. Các vị đạo hiếu, Phía trước không xa chính là Hưng Không Phải Xuyên. Xuyên thượng phong lực cực mạnh, nhưng Xuyên Ngọn nguồn lại rất bình tĩnh, chúng ta dĩ vãng xâm nhập man hoang chi địa, bình thường đều là từ Xuyên Ngọn nguồn đi tiến vào. Lấy tiết kiệm pháp lực mọi người nghe vậy, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy xa xa chân trời, loạn mây lăn lộn, nổi lên từng đạo vòng xoáy, chính là gió lốc điển hình đặc thù. Người liên can ai không phải kiến thức rộng rãi, ngày bình thường gió lốc thấy nhiều, nhưng quy mô khổng lồ như thế gió lốc chiều thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Lấy đoàn người cảnh giới, muốn mạnh mẽ xuyên qua cái này gió lốc chiều, nguyên bản không khó, nhưng tiêu hao đại lượng pháp lực lại là tất nhiên. Đã xuyên ngọn nguồn bình tĩnh, như vậy từ xuyên ngọn nguồn đi tiến vào, tất nhiên là lựa chọn tốt hơn. Lại nhìn xuống, lại chỉ thấy một nói khe nước to lớn, dần dần ở trên mặt đất hiển hiện ra, lúc đầu chỉ vài trượng rộng, hơn 10 trượng sâu, càng đi về trước khe hở càng rộng, xuyên ngọn nguồn cũng càng sâu, hơn trăm dặm về sau, liền đã sâu không thấy đáy, dù coi như tiêu phàm vận khởi thiên nhãn thần thông, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm trượng chi sâu. Trên địa cầu, tuyệt không có khả năng nhìn thấy như thế hùng vĩ khe nứt lớn. Hưng không phải xuyên ngọn nguồn yên tĩnh, tựa hồ cũng không có quỷ vật ẩn hiện. Lại phi hành về phía trước một lát, gió lốc đã cực mạnh, phá mặt như đao. Liền từ nơi này đi xuống đi, lại hướng phía trước, liền tiến vào gió lốc khu phạm minh nói, dưới chân độn quang đẻ ép, hướng khe nứt lớn bên trong bay đi tiêu phàm lòng bàn chân tăng lực, nhoáng một cái liền càng đến trước, dẫn đầu tiến vào khe nứt bên trong. Phạm Minh thoảng qua khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một vòng cảm động chi ý. Lúc này làm mở đường tiên phong, nhưng chưa chắc có chỗ tốt gì, lại cái thứ nhất gặp được nguy hiểm. Vị này tiêu y thánh, chẳng những y thuật cao minh, mà lại làm người chính trực vô tư, khó trách đối mặt hảo thiên tông uy áp thời điểm, toàn bộ Kim Châu thành đồng đạo có thể đồng lòng nhất trí, lực kháng hảo thiên tông. Mặc dù tại đáy cốc mấy trăm trượng chỗ sâu phi hành, phía trước đen kịt một màu chín người tốc độ bay hay là rất nhanh dần dần tiến vào hưng không phải xuyên chỗ sâu bỗng nhiên ở giữa một cỗ âm phong tự mãn dưới bay vút lên nguyên bản liền âm lãnh khe nứt lớn chỗ sâu nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống phảng phất lập tức đặt mình vào cùng băng xuyên bên trong là quỷ vật lúc này có người lên tiếng kinh hô tiêu phàm hừ lạnh một tiếng cổ tay khẽ đảo màu đỏ sậm đao mang lóe lên viêm linh chi nhận đã nắm ở trong tay một tay một dương pháp lực mãnh liệt mà vào màu đỏ sậm đao phong đảo mắt biến thành màu lam nhạt. Chảm, màu lam nhạt đao phong vung lên, chỉ thấy một đạo đồng dạng màu lam nhạt đao mang cuồn cuộn hướng phía dưới bổ tới. Bốn phía nguyên bản bỗng nhiên hạ xuống nhiệt độ không khí, lại đột nhiên tăng vọt, phảng phất đặt mình vào sấy khô trong lò. Tiện tay một đao, uy lực quả là tại tư, từ khi tiến giai trung kỳ về sau, tiêu phàm đối tinh viêm chi lực vận dụng, sớm đã nâng cao một bước, có thể tiến một bước phát huy viêm linh chi nhận uy lực. Chi chi, trong tiếng thét chói tai, chính hướng mọi người bổ nhào mà đến quỷ vật lập tức một trận vặn vẹo, đảo mắt hóa thành một cỗ khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợt thứ nhất từ xuyên ngọn nguồn sông lên quỷ vật, vậy mà liền này bị diệt giết không còn một mống, cái gì đều không có còn lại. Tất cả mọi người không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, những này sông lên quỷ vật, đồng giá đồng dạng không cao, nhiều nhất cũng liền tương đương với một chút chút cơ kỳ đệ tử cấp thấp, trong bọn họ bất luận một vị nào xuất thủ đều có thể đem diệt sát nhưng mà tiện tay một đao liền diệt phải sạch sẽ không ít người tự hỏi lại là khó mà làm được trước kia còn đối tiêu phàm nhanh như vậy liền tiến giai nguyên anh trung kìa ôm không ít nghi vấn người bỗng nhiên ý thức được mình có lẽ phạm cái sai lầm một cái không nhỏ sai lầm bất quá những này quỷ vật cấp bậc cố nhiên so lúc trước nhìn thấy những cái kia yếu lược cao một chút nhưng như cũng là vô tri vô biết chỉ có thể theo vốn có thể hành động cũng liền hung hãn không sợ chết khe nước bên trong, chỉ thoảng qua yên tĩnh một chút, ngay sau đó chi chi âm thanh đại tác. Vô số quỷ ảnh từ xuyên ngọn nguồn gấp nhào mà lên. Những này quỷ vật không có tác dụng gì, đều diệt sát đi. Đoàn đội bên trong, có người kêu lên, bọn hắn sở dĩ mạo hiểm tiến vào man hoang chi địa, vì chính là muốn bắt được cao dai quỷ vật, lại từ quỷ vật trong thần thức thu hoạch được tình báo. Người đồng hành bên trong, chỉ ít có 3 người đều tinh thông siêu hồn chi thuật. Những này không có thần thức quỷ vật, không có chút giá trị, chỉ có thể diệt sát, mọi người lập tức cùng thi triển thần thông, đại sát quỷ vật. Chỉ tiếc quỷ vật cấp bậc quá thấp, mấy vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ căn bản liền không cần thi triển chân chính thần thông, đến cùng ai mạnh ai yếu, lại là khó mà phân biệt. Lúc này, Tiêu Phàm lại không vội mà diệt sát những này quỷ vật. Cổ tay khẽ đảo, một con màu ngà sữa dài hơn một trượng đại thủ nổi lên, vào đầu đem một con quỷ vật nắm trong tay, kéo đến phụ cận. Ở đây cái khác tám tên nguyên anh tu sĩ, đều đều so năm nào dài nhưng luận đến đối phó quỷ vật kinh nghiệm chi phong phú lại không người có thể đưa ra phải ở địa cầu thời điểm tiêu phàm liền đã diệt sát vô số quỷ vật cái này quỷ vật tại đại thủ giam cầm phía dưới chi chi gọi bậy dốc hết toàn lực muốn tránh thoát đại thủ trường khống tự nhiên chỉ là phí công mà thôi tiêu phàm giơ tay phải lên năm ngón tay hướng ở giữa nắm chặt hạo nhiên chính khí một chút xíu xâm nhập vào quỷ vật trong thân thể tiêu phàm xong mi cao lại tinh tế phân rõ cảm giác bên trên quỷ vật này xác thực mang theo thương khung núi thế giới ngầm khí tức, nhưng tựa hồ lại không hoàn toàn nhất trí, còn mang theo một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ma khí. Cũng không phải là thuần túy quỷ vật, cũng là tu luyện ma công thời điểm, bạn sinh ra đê dai quỷ vật. Tiêu tiên sinh, như thế nào? Khả năng tra ra những này quỷ vật lai lịch, thấy tiêu phàm bộ dáng như vậy, phạm minh một bên xuất thủ diệt sát quỷ vật, vừa nói. Tiêu phàm lắc đầu, thấp giọng nói, tạm thời còn không thể xác định, bất quá hơi có chút quen thuộc, cùng bắt đến cấp bậc cao hơn quỷ vật rồi nói sau. Tốt, kia liền trực tiếp hướng vô tình xuyên đi phá minh không hổ là liệp vương, rõ ràng tại vô tình xuyên kém chút nháo cái toàn quân bị diệt, nhưng như cũng dũng khí rất hào, không có chút nào vẻ sợ hãi. Đại trưởng phu chết thì chết tai, há có thể từ đọa uy danh. Cái này hưng không phải xuyên dưới đáy quỷ vật cố nhiên không ít, mấy vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ, không bao lâu thời gian, nhưng cũng bị diệt sát chống không. Nguyên bản loạn cả một đoàn xuyên ngọn nguồn bỗng nhiên an yên tĩnh, chỉ có đỉnh đầu gió lốc gào thét. Xem ra, cửu hoa thành phải nhanh một chút chuyển di. Nhìn qua đen xì xuyên ngọn nguồn, tiêu phàm song nghi cao lại, thấp giọng nói một câu. Mặc dù bọn hắn tùy tiện diệt sát những này quỷ vật, nhưng hưng không phải xuyên cách cửu hoa thành đã rất gần, mà lại bọn hắn là chín tên nguyên anh trung kỳ cao thủ, cửu hoa thành toàn thành hợp lại cùng nhau, cũng không có có nhiều như vậy nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Một khi số lớn quỷ vật mãnh liệt mà tới, tu vi cao thâm nguyên anh tu sĩ, có lẽ còn có cơ hội trốn được tính mệnh, những cái kia đệ tử cấp thấp cùng người bình thường, coi là thật chỉ có một con đường chết. Ừm, chờ chúng ta trở lại cửu hoa thành, liền đốc xúc diêu thành chủ chuyển di bính lão tiên sinh nhẹ gật đầu, rất là tán thành. Đi thôi, phô vi chân nhân nói, đoàn người liền là đồng loạt phi độn về phía trước mà đi, lần này, phạm minh lại một cách tự nhiên đem tiên phong vị trí tặng cho tiêu phàm, cùng hắn sóng vai mà đi, thoảng qua lạc hậu nửa người. Vừa rồi quỷ vật đột kích, tiêu phàm nhưng là cái thứ nhất làm ra phản ứng, những người khác còn không có động tính, hắn một đao liền đem đợt thứ nhất quỷ vật diệt giết sạch sành xanh. Bởi vậy có thể thấy được, tiêu phàm chẳng những phản ứng nhạy cảm, mà lại tu luyện công pháp, chính là quỷ đạo khắc tinh. Hưng không phải xuyên cùng nó phía trên gió lốc khu, tại man hoang thế giới đại đại hữu danh, nó dài không biết mấy chục nghìn bên trong. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, chín đạo nhân ảnh mới từ đen xì xuyên ngọn nguồn bắn ra, bên trên không chung, đã đem gió lốc khu lắc tại phía sau. Từ nơi này tiến về vô tình xuyên, nếu như hết thảy thuận lợi, lại có 3-4 ngày thời gian, cũng liền đủ Phạm Minh nói. Tại man hoang thế giới không có truyền tống trận có thể dùng, chỉ có thể dựa vào mình phi đột, 3-4 ngày thời gian, đã coi như là rất ngắn. Tiêu Phạm ống tay áo lắc một cái, phòng vô tàu cao tốc nổi lên, đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy triệu lớn tiểu. Đã còn muốn phi độn lâu như vậy, liền phải chú ý tiết kiệm pháp lực. Còn không biết có bao nhiêu lợi hại quỷ vật chờ lấy đi ứng đối thoạt đầu đoàn người đối phong vô tàu cao tốc còn không có cảm thấy có chỗ đặc biệt nào một đám trung kỳ tu sĩ phi hành pháp bảo ai không có một hai kiện chỉ bất quá khi phong vô tàu cao tốc ngay từ đầu phi đột mọi người liền đều sửng sốt nhanh như vậy mấy có lẽ đã cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tốc độ bay tương xứng tốc độ bay cực nhanh cỡ nhỏ phi hành pháp bảo ngược lại là chẳng có gì lạ không ít người đều tùy thân mang theo có thể cung cấp một hai người cưỡi nhưng chiếc này tàu cao tốc rõ ràng là cỡ lớn phi hành pháp bảo, đủ để chứa nổi mấy chục hơn trăm người. Vậy mà cũng có thể lấy dạng này tốc độ cực hạn phi đột, quả thực là chưa từng nghe thấy. Vị này trẻ tuổi tiêu y thánh, thật đúng là cất giấu không ít bí mật a. À. Phòng vũ tàu cao tốc tốc độ bay dù nhanh, dù sao so nguyên anh tu sĩ tốc độ bay vẫn là phải chậm hơn mấy phân. Nguyên bản 3-4 ngày có thể đuổi tới vô tình xuyên, tàu cao tốc dùng 6 ngày. Nhưng mà một đường thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào dây dưa, ngẫu nhiên nhìn thấy chút vô tri vô biết đê dai quỷ vật, tiêu phàm đều là điều khiển tàu cao tốc bỏ xa, lười nhắc cùng bọn chúng tranh đấu, thuần túy lãng phí pháp lực, còn trì hoãn thời gian. Đến ngày thứ sáu buổi chiều, xa xa, một đạo cự đại dưới mặt đất khe nứt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc trước cái kia đạo hưng không phải xuyên, cùng đạo này dưới mặt đất khe nứt tương đối mà nói, quả thực cùng tiểu hài từ tiện tay dưới đất phủi đi ra tiểu câu tương tự, trên địa cầu nổi tiếng nhất đông phi khe nứt lớn thì ngay cả con lạch nhỏ cũng không tính là nhiều nhất là móng tay bóp ra một đạo bạch sắc dấu vết man hoang thế giới địa hình địa vật quả thật kỳ lạ nơi này đã coi như là man hoang thế giới thọc sâu chỗ đương nhiên cách chân chính khu vực trung tâm còn rất xa ngay cả bên cạnh đều chẳng liên quan nhưng kia hay là bởi vì man hoang thế giới đủ rất rộng lớn lại không có nghĩa là vô tình xuyên còn tại khu vực biên giới dựa theo phạm minh lời nói dĩ vãng chạy tới nơi này vận khí tốt đã có thể đụng phải không ít cấp 9 cấp 8 yêu thú. Đối bọn hắn những này nguyên anh trung kỳ tu sĩ đến nói, cấp 9 cấp 8 yêu thú tự nhiên không có chút nào lực hấp dẫn, nhưng cầm tới trong phường thị, lại là đại bút đại bút linh thạch, vô số tu sĩ kim đan sẽ vì thế tranh bể đầu. Nhưng bây giờ, dõi mắt chỗ đến, rộng lớn vùng quê bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, đừng bảo là cao giai yêu thú, ngay cả bình thường thú loại cũng không thấy một con. Man hoang thế giới kỳ thật cũng cùng thế giới loài người đồng dạng, phổ thông thú loại số lượng vượt xa yêu thú, muốn hàng ngàn hàng vạn con phổ thông thú loại bên trong mới có có một đầu dị biến thành yêu thú. Tỷ lệ so thế giới loài người tu sĩ còn muốn tiểu. Bởi vì yêu thú là có thể đời đời truyền lại, yêu thú đời đời con cháu đều là yêu thú. Khác nhau chỉ là huyết mạch thuần không thuần khiết, nhưng nhân loại tu sĩ đời đời con cháu, nhưng không thấy phải đều là tu sĩ. Rất nhiều thành danh tu sĩ, thường thường chỉ có con trai độc nhất độc nữ, kỳ thật đó là một loại hiểu lầm con cái của bọn hắn cũng không ít khả năng có mấy cái nhưng trong đó người mang linh căn chân chính thích hợp tu luyện cũng chỉ có như vậy một cái thôi tu sĩ thọ nguyên vượt xa người bình thường qua mấy thập niên những cái kia không có linh căn con cái đều hóa thành cát vàng chỉ có thích hợp tu luyện một cái kia còn sống sót trong mắt người ngoài đây chính là con trai độc nhất độc nữ thậm chí không ít tu sĩ con cái đều không thích hợp tu luyện ngược lại là tôn tử tôn nữ bên trong có thể tìm tới người mang linh căn người như là loại này, nhiều không kể xiết, bất quá, vợ chồng song phương đều là tu sĩ cấp cao. Sinh ra tới con cái, người mang linh căn khả năng liền phải lớn hơn nhiều. Người bình thường bên trong xuất hiện người tu chân tỷ lệ 10.000 có một, tu sĩ cấp cao con cái thích hợp tu luyện tỷ lệ, có đôi khi thậm chí cao tới 2 sau so 1, thậm chí từng cái đều thích hợp, chỉ là linh căn tinh to đến đừng. Như thế 10 điểm bình thường, cùng yêu sinh học nguyên lý không bàn mà hợp. Rộng lớn vô ngần vùng quê bên trên, thậm chí ngay cả bình thường thú loại đều không gặp được một con hoàn toàn không hợp với lẽ thường phạm minh từ tàu cao tốc bên trong đi ra đến đứng tại tiêu phàm bên người trầm giọng nói tiêu tiên sinh chúng ta lần trước chính là tại vô tình xuyên dưới đáy gặp được quỷ vật tập kích cần dưới đi điều tra sao tiêu phàm chậm rãi nói như là đã đến kia liền không có không công mà lui đạo lý quỷ vật một khi có linh trí liền rất giảo hoạt phạm minh nhắc nhở một câu có thể phục kích đường đường liệp vương quỷ vật linh trí quả thực không thấp Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, nói, cho nên chúng ta muốn biện pháp dự phòng bất luận cái gì một tên cao minh chỉ huy viên, chỉ huy tác chiến thời điểm, đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách lưu lại đội dự bị. Không có đội dự bị chiến đấu, là vô cùng nguy hiểm. Điểm này, tiêu phàm hết sức rõ ràng. Đơn giản thương nghị qua đi, tiêu phàm, Phạm minh, bính lão tiên sinh cùng vô vi chân nhân một tổ, dưới vô tình xuyên dưới đáy đi điều tra, cái khác năm vị lưu ở trên trời, làm hậu viện. Vạn nhất gặp được quỷ vật mai phục tập kích, cũng không đến nỗi bị bao sủi cảo. Bóng người lóe lên, tiêu phàm bọn bốn người rời đi tàu cao tốc, hướng vô tình xuyên xuyên ngọn nguồn chậm rãi hạ xuống. Một chuyến này bốn người, tiêu phàm cùng bính lão tiên sinh đều tu luyện có trí dương tinh viêm chi lực, đối phó quỷ vật có phần có hiệu quả, vô vi chân nhân tu luyện cũng là dương cương công pháp, phạm minh thì là dẫn đường. Tiêu phàm cùng vừa rời đi tàu cao tốc, những người khác cũng nhao nhao từ tàu cao tốc bên trong lách mình mà ra, mặt đối phương hướng khác nhau, thần niệm chi lực thả ra toàn bộ tinh thần đề phòng nơi này mặc dù còn không phải man hoang thế giới khu vực trung tâm lại là sớm nhất xuất hiện quỷ vật chỗ chỉ sợ bây giờ man hoang thế giới chỗ có gì đó quái lạ nơi đây chính là đầu nguồn quả thật như thế dựa theo lẽ thường đến nói nơi đây sẽ có quỷ vật trọng binh đóng quân tiêu phạm ống tay áo lắc một cái thu phòng vô tàu cao tốc bốn người vừa mới xuống đến bốn năm mươi trượng sâu chỗ bốn phía liền đã một mảnh băng hàn trên vách đá tràn đầy xương trắng từng đợt cực hàn âm phong, từ xuyên ngọn nguồn xoay tròn mà lên. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thần thức mở rộng, thần niệm chi lực xa xa nhô ra số bên ngoài trăm trượng. Nhưng mặc kệ là thiên nhãn thần thông hay là thần niệm chi lực, đều chưa từng phát giác khác thường, dõi mắt chỗ đến, chỉ thấy từng mảnh từng mảnh đen nhánh mê vụ không ngừng cuồn cuộn. Ngay cả linh thú điểm oán linh đều còn tại ngủ say, không có nửa phân động tính. Đối quỷ vật, oán linh là mẫn cảm nhất, gia hỏa này là cái ăn hàng cứ việc tiêu phàm đám người đã tận lực áp chế tốc độ bay, hay là rất nhanh liền xuống đến mấy ngàn trượng chỗ sâu. Đi đầu dẫn đường Phạm Minh bỗng nhiên đè lại độn quang, song nghi bỗng nhiên dương lên. Tình hình không đúng, Phạm Minh trầm giọng kêu lên. Sao? Phô Vi chân nhân hỏi. Nơi này địa hình thay đổi, trước kia không có đạo này rãnh sâu. Chỉ thấy một đạo đen nhánh rãnh sâu xuất hiện ở trước mắt mọi người, mê vụ âm phong, chính là từ cái này trong rãnh sâu không ngừng cuồn cuộn mà ra. Cái này cũng không có gì, mấu chốt là đạo này rãnh sâu tựa hồ có thôn vệ thần niệm chi lực tà dị lấy tiêu phàm viễn siêu cùng giai tu sĩ cường đại thần thức thần niệm chi lực thăm dò vào rãnh sâu cũng là có đi không về phảng phất thật là vực sâu không đáy vô vi chân nhân kinh ngạc nói nơi này vốn là vực sâu có đạo rãnh sâu gì đủ là lạ phạm minh lắc đầu liên tục sắc mặt càng thêm nghiêm trọng nói không đúng ta lần trước chính là đến nơi này có thể khẳng định không có đạo này rãnh sâu vô vi đạo huynh tại hạ thế nhưng là cái thợ săn. Tại man hoang thế giới săn bắt yêu thú, quen thuộc địa hình chính là cực kỳ quan trọng khâu, một cái ngay cả địa hình đều sẽ nhớ lầm thợ săn, cũng sớm đã trở thành yêu thú trong bụng thức ăn ngon, nơi nào còn có thể trở thành một đời liệp vương. Như thế nói đến, nơi đây chính là cổ quái đầu nguồn. Phô Vi chân Nhân nói, quay đầu nhìn về phía bính lão tiên sinh, nhìn hắn như thế nào quyết định. Bính lão tiên sinh ánh mắt nhấp nháy, tiếp cận kia đen nhánh rãnh sâu, nhất thời cũng không tốt quyết đoán chưa tiến vào cái này trong rãnh sâu truyền tới khí tức liền đã tại áp chế công pháp của bọn hắn trí dương chi lực cùng tinh viêm chi lực cố nhiên đều có thể khắc chế quỷ đạo công pháp nhưng trái lại quỷ đạo công pháp trí dương cùng tinh viêm chi lực trời sinh khắc tinh bính lão tiên sinh còn không có làm ra quyết định ngay tại linh thú điểm bên trong ngủ say oán linh bỗng nhiên tỉnh lại rất hưng phấn hướng tiêu phàm truyền lại tin tức muốn lập tức ra Nguyên bản tiêu phàm vẫn chưa tại oán linh ở linh thú điểm thiết trí cấm chế, oán linh chỉ cần nghĩ ra được tùy thời đều có thể ra. Bất quá lần này là tập thể hành động, tiêu phàm liền tại linh thú điểm bên trên thiết trí cấm chế, không có đạt được hắn cho phép, oán linh không có thể tùy ý ngoi đầu lên. Mọi người coi chừng, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, thanh quang lóa mắt, phải rồng giáp nổi lên, nháy mắt đem toàn thân hắn đều bao vây lại. Bính lão tiên sinh, phô vi chân nhân, phá minh đều là trải qua sát trận lão thủ, gặp một lần tiêu phàm bộ dáng như vậy, thấy không đúng, lập tức thân thể khẽ động, hướng bốn phía tản mát, riêng phần mình lộ ra bảo vật. Chỉ thấy trong rãnh sâu, từng đợt tiếng quỷ khóc truyền đến, vô số đen nhánh quỷ ảnh, cấp tốc từ câu ngọn nguồn sông ra, hai mắt vị trí, xanh minh mang quỷ hỏa lấp lánh, xem xét liền cùng lúc trước gặp phải những cái kia vô tri vô biết đê dai quỷ vật khác nhau rất lớn, chỉ ít cũng có chút cơ trung hậu kỳ trở lên tu vi, trong đó không ít, thậm chí có kim đan kỳ linh áp. Vô luận trúc cơ kỳ hay là kim đan kỳ, đối tiêu phàm bọn người tới nói, tự nhiên là hào không đáng nói đến. Nhưng mà nhóm này quỷ vật số lượng thực tế nhiều lắm. Có một câu tục ngữ, gọi con kiến gặm voi, tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, đen nhánh tụ hồn bát ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Món pháp bảo này, trước đây một mực giao cho oán linh tại đảm bảo, trước đó không lâu tiêu phàm mới một lần nữa từ oán linh trong tay mượn đến. Bất quá tiêu phàm rõ ràng cảm giác được, bị oán linh bồi dưỡng mười mấy năm về sau, tụ hồn bát huy năng hơn xa lúc trước, uy linh lão ma mặc dù là nguyên anh kỳ quỷ đạo tu sĩ, lại nơi nào có thể so ra mà vượt trời sinh quỷ linh tại quỷ đạo công pháp bên trên lĩnh ngộ. Tiêu phàm tay trái bấm quyết, miệng bên trong niệm chú, tụ hồn bắt miệng hắc quang đại phóng, một cơn lốc xoáy nổi lên. Xông vào trên cùng quỷ vật lập tức hoảng sợ chi chi kêu loạn, thân bất do kỳ bị vòng xoáy hút vào, hắc vụ tạo thành thân thể lập tức co lại nhỏ, vô luận như thế nào dẫy dụa, cũng là uổng công, tụ hồn bát huy lực, không phải bọn chúng có thể kháng cự được. Quỷ đạo pháp bảo, Phạm Minh bọn người lấy làm kinh hãi, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt trở nên có chút quái dị. Mỗi người bọn họ đều có thể cảm ứng được, tiêu phàm tu luyện công pháp đường hoàng chính đại, không mang mảy may tà khí. Mặc dù Kim Châu thành bảy đại tông môn thủ lĩnh, chưa hẳn từng cái đều tính chính đạo nhân vật, nhưng đối với dạng này tu luyện thuần chính nhất chính đạo công pháp tu sĩ, hay là sẽ âm thầm trong lòng còn có kinh ý. Đây cũng là tiêu phàm tại Kim Châu Thành uy vọng tiếp tục tăng cao nguyên nhân một trong lại không nghĩ rằng tiêu phàm sẽ tế ra quỷ đạo pháp bảo tới. Bất quá nhìn qua, pháp bảo này uy năng cực mạnh, đại lượng quỷ vật, đều nhao nhao bị tụ hồn bát hút tới. Thật to gan, theo cái này âm thanh quát lớn, một đạo to lớn cự lực, bỗng nhiên từ trong rãnh sâu bay vụt mà tới. Tiêu phàm mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là một chi bạch cốt ma tiến, kéo lấy thật dài màu đen cái đuôi, phía trên bám vào lực đạo cực mạnh. Chưa bắn tới phụ cận, tụ hồn bát thả ra vòng xoáy liền đã lớn thụ ảnh hưởng, bắt đầu bắt đầu vặn vẹo tiêu phàm tay trái vừa nhấc ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ hướng trước điểm ra phích lịch một tiếng một đạo ngân sắc hồ quang điện tật bổ mà ra chính giữa bạch cốt ma tiến ma tiến một tiếng gào thét ở giữa không trung vỡ thành ba đoạn a à, trong hắc vụ vang lên kinh ngạc thanh âm lập tức hắc vụ hướng hai bên tách ra một bộ màu trắng loáng khô lâu nổi lên là ngươi ngay sau đó tiêu phàm cùng trắng muốt khô lâu đồng thời lên tiếng kinh hô vậy mà là người quen biết cũ cỗ này trắng muốt khô lâu, chính là thương khung núi thế giới ngầm cửu âm thành ba vị thành chủ một trong, có vẻ như xếp hạng thứ ba, gọi là khổ thành chủ. Mà vị này khổ thành chủ, đối tiêu phàm càng là khắc sâu ấn tượng. Huynh đệ bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ luyện chế ra đến cửu âm bạch cốt điểm, chính là bị gia hỏa này nuôi dưỡng quỷ linh cướp đi, dẫn đến 10.000 năm tâm huyết, trôi theo nước chảy. Lại không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp lại lần nữa. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn trắng muốt khô lâu lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả tiếng cười bén nhọn vô so ha ha tốt ha 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 tiêu đạo hiếu thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a à. rất tốt rất tốt trắng muốt khô lâu vừa hiện thân những cái kia chen chúc mà tới quỷ vật liền là đình chỉ tiến công tụ tập tại bốn phía tựa hồ đang đợi trắng muốt khô lâu mệnh lệnh bỗng nhiên ở đây nhìn thấy trắng muốt khô lâu tiêu phàm cũng giật nảy cả mình suy đoán của hắn được chứng minh thương khung núi thế giới dưới lòng đất quỷ vật. Thật chạy đến, nhưng đến cùng là bởi vì loại nguyên nhân nào chạy đến, lại vẫn chưa biết được. Bất quá cái này trắng muốt khô lâu, chính là quỷ vật thủ lĩnh, nếu là bắt giữ hắn, nhất định có thể biết nội tình. Lão tiên sinh, muốn đem người này cầm xuống, tiêu phàm lập tức chấn định lại, lập tức hướng bính lão tiên sinh truyền âm nói. Trắng muốt khô lâu trên thân lộ ra khí thức không tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ phía dưới, lấy tiêu phàm dưới mắt thần thông, đánh bại hắn có lẽ có thể làm được, nhưng muốn bắt sống lời nói, độ khó liền không tiểu. Cũng may hắn không phải một người đến. Được, đợi chút nữa mời Phạm Đạo Hiếu cùng vô vi đạo bản ngăn trở cái khác quỷ vật. Hai người chúng ta xuất thủ cầm nã kẻ này đừng nhìn bính lão tiên sinh ngày bình thường tựa hồ không để ý tới tục vụ, quan trọng trước mắt. Lại là hào nghiêm túc, tiêu đạo hiếu, oán linh đâu, cửu âm bạch cốt điểm đâu, người giao ra, ta liền thả mấy người các ngươi một con đường sống. Trắng muốt khô lâu đáy mắt quỷ hỏa lấp lánh, đối cái khác ba tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mắt cũng không nhìn thẳng một chút, chỉ một mực tiếp cận tiêu phàm. Tràn đầy vẻ tham lam, khẩu khí chi lớn, càng là không cùng luân so. Tựa hồ mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong mắt hắn, bất quá là một bữa ăn sáng thôi, giờ tay ở giữa liền có thể diệt sát. Tiêu phàm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ống tay áo lắc một cái, lôi quang tháp lượn vòng mà ra. Đón gió căng phồng lên, khoảnh khắc hóa thành lớn gần trượng nhỏ, toàn thân hồ quang điện sen lẫn, lóa mắt sinh huy thủ đoạn lại lật một cái, tụ hồn bát thu vào, viêm linh chi nhận cầm ở trong tay. Bính lão tiên sinh trong tay, thì cầm một thanh hai thước lớn nhỏ kim hoàng sắc quạt lá cỏ. Hắc hắc, xem ra mấy người các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền giết các ngươi lại nói, không tin tìm không thấy. Thấy như vậy tư thế, trắng muốt khô lâu cũng là cười lạnh một tiếng, hai cái hãm sâu trong hốc mắt, quỷ hỏa nhảy loạn. Giết, trắng muốt khô lâu một tiếng quát trói tai, bốn phía tụ tập quỷ ảnh nghiêm nghị gào thét, nhao nhao hướng bốn người đánh tới. Trên làm một đoàn lúc tựa hồ cũng không có bao nhiêu, nhưng quỷ vật thân thể hữu hình vô thể, cái này tản ra ra, lập tức liền cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, xuyên ngọn nguồn nhiệt độ không khí lần nữa chợt hạ xuống, phảng phất đặt mình vào cùng trong hầm băng. Bính lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay quạt lá có đón gió phồng lớn, trong khoảnh khắc hóa thành lớn gần trượng nhỏ, kim quang lóng lánh, hai tay nắm ở cán quạt, hết sức một cái, một cỗ nóng bỏng vô so sóng lửa mãnh liệt mà ra, những nơi đi qua, băng tuyết tan rã, vô số quỷ vật ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, liền bị sóng lửa cuốn vào, đảo mắt biến thành cho tàn. Bính lão tiên sinh thân thể lóe lên, liền từ nguyên địa mất đi bóng dáng. Cùng lúc đó, tiêu phàm trong tay viêm linh chi nhận hóa thành màu lam nhạt, một đao bổ ra, màu lam nhạt đao mang lướt qua, sóng mở dâng lên, không có quỷ vật có thể ngăn cản được, khoảnh khắc xuất hiện một cái thông đạo tinh viêm chi lực, trắng muốt khô lâu hiển nhiên không nghĩ tới bính lão tiên sinh cùng tiêu phàm tinh viêm chi lực sắc bén như thế, thầm kinh hãi, dưới chân mây đen cùng một chỗ, lúc này hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Đúng lúc này, trong hư không không khí một trận vặn vẹo, 24 chuôi thanh quang lấp lóe vảy rồng đoàn kiếm nổi lên, cuồn cuộn hướng về phía trước đánh tới. Phát giác tình hình không đúng, tiêu phàm đã sớm đem vảy rồng kiếm trận vung ra ngoài, dự làm chuẩn bị. Kiếm trận, còn có những người khác trắng muốt khô lâu kinh hãi, vội vàng hướng về hai bên phải trái nhìn lại. Bóng người lóe lên, bính lão tiên sinh ra hiện tại phía bên phải của hắn, tiêu phàm lại ở bên trái cách đó không xa vô thanh vô tức hiện thân mà ra, đỉnh đầu lôi lóng lánh, như ý lôi quang tháp bay đến kiếm trận trên không, phong kín trắng muốt khô lâu tất cả đường lui. Hảo hảo, ngược lại là ta chủ quan, tiêu đạo hiếu, không nghĩ tới mười mấy năm không gặp, người lại nhưng đã tiến dài đến nguyên anh trung kỳ, cái này ảo thuật làm sao biến, Cổ nào đó thật đúng là làm không rõ ràng, hẳn là phục cái gì nghịch thiên linh đan diệu dược. Trong lời nói tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng cũng đã rất nhanh khôi phục chấn định. Dù sao cũng là hai đời chuyển sinh, sống không biết bao nhiêu 10.000 năm lão yêu quái, trải qua mấy vạn năm trước giao diện đại chiến, sóng gió gì chưa thấy qua. Dù là như thế, trắng muốt khô lâu hay là đối tiêu phàm loại này tiến giai tốc độ biểu thị hoàn toàn không thể nào hiểu được, tại trong trí nhớ của hắn, cho tới bây giờ không người có thể tại ngắn ngủi mười mấy năm thời gian bên trong, từ kim đan hậu kỳ nhảy lên đến nguyên anh trung kỳ chút điểm thời gian này dù coi như tại kim đan kỳ cũng không có khả năng ngay cả vượt hai giai chỉ có tại trúc cơ kỳ mới miễn cưỡng khả năng nguyên anh kỳ thực tế quá nghịch thiên tiêu mỗ gặp gỡ như thế nào cũng không nhọc đến các hạ hao tâm tổn trí ngược lại là các hạ không tại thương khung dưới núi đợi chạy đến đất man hoang này đến đến cùng là mục đích gì chẳng lẽ coi là thời thế hiện nay liền không người có thể thu thập được các người những này thất dạ giới cặn bã còn lại a à? Tiêu phàm lãnh đạm nói, thất dạ giới, tiêu đạo hiếu, chỉ giáo cho. Không đợi trắng muốt khô lâu mở miệng, bính lão tiên sinh đã kinh hãi, khẩn cấp hỏi. Lão tiên sinh, tại hạ nhiều năm trước đã từng đi qua lệ thú sơn mạch thế giới ngầm, nơi đó là một cái viễn cổ giao diện đại chiến thời điểm lưu lại siêu cấp phong ấn pháp trận, pháp trận phía dưới, liền là năm đó thất giả giới tu sĩ mộ địa, không ít thất giả giới ma tu cùng quỷ tu, đều hóa thành hung quỷ lệ phách tiêu phàm lợi ít mà ý nhiều hướng bính lão tiên sinh làm giải thích. Bính lão tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, nói như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đã lần nữa cùng thất giả giới lấy được liên hệ. Bằng không, chỗ này dám lung tung ngoi đầu lên, trắng muốt khô lâu cười lạnh một tiếng, nói, cái này các ngươi liền không cần quan tâm. Biết rõ đất man hoang này đã bị chúng ta chiếm cứ, còn dám xâm nhập đến đây đi tìm cái chết, lá gan coi là thật không tiểu. Cái này kêu là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tiêu đạo hữu lúc trước trộm đi chúng ta bảo vật, Hiện tại cũng không phải còn nguyên đưa trở về rồi sao? Đối tình cảnh của mình, đúng là không chút nào lo lắng, tựa hồ có hoàn toàn chắc chắn ứng đối hai tên cùng giai tu sĩ cùng kiếm trận vây công. Bên kia toa, Phạm Minh cùng Vô Vi Chân Nhân cũng là cùng thi triển thần thông, đem đại lượng quỷ vật đều hấp dẫn tới. Cũng có tiểu bộ phân quỷ vật hướng bên này vào tới, lại bị Tiêu Phàm cùng Bính Lão Tiên Sinh thân bên trên tán phát tinh viêm khí hơi thở ngăn ở ngoài vòng tròn, nhất thời không cách nào tới gần. Tiêu Phàm thần niệm thúc dục, 24 chuôi vảy rồng đoàn kiếm lập tức hướng trắng muốt khô lâu cắt mà đi. Bính lão tiên sinh tay cầm kim sắc quạt lá cọ ở một bên lược trận. Hắn cũng nhìn ra được, tiêu phàm bày ra kiếm trận này cực kỳ thần diệu, tạm thời không cần hắn viện thủ. Hư, kiếm trận này ngược lại cũng có chút ý tứ, đáng tiếc là thủy thuộc tính pháp bảo. Trắng muốt khô lâu cười lạnh, một cỗ hắc vụ từ hắn không xương ở giữa phun ra ngoài, xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, trong nháy mắt, 24 chuôi vảy rồng đoàn kiếm bỗng nhiên biến thành màu sắc đen nhánh, bị đông cứng thành 24 chuôi màu đen băng kiếm, định tại trong giữa không chung. Cái này trắng muốt khô lâu tu luyện, thế mà cũng là cực kỳ tinh thuần băng hàn thuộc tính công pháp, vừa vặn khắc chế vảy rồng kiếm thần thông. Thủy thuộc tính pháp bảo không đả thương được ngươi, kia lôi thuộc tính đâu. Tiêu phàm liền cười, cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng hỏi một câu. Cái gì, trắng muốt khô lâu lúc này mới cảm ứng được đến từ đỉnh đầu khí tức nguy hiểm. Chỉ tiếc, lúc này còn muốn né tránh, lại là vô luận như thế nào cũng không kịp, phích lịch một tiếng, lôi quang tháp ngọn nguồn một đạo thô to hồ quang điện, vào đầu mãnh bổ xuống. Trắng muốt khô lâu đáy mắt quỷ hỏa lóe lên, đột nhiên một tiếng bén nhọn gào thét chấn vang lên, cái này âm thanh gào thét đến mức như thế đột nhiên, lại quỷ dị vô so, dù là Tiêu Phàm cùng Bính lão tiên sinh đều đều thần niệm cường đại, bất ngờ không đề phòng, cũng cảm thấy đầu não một trận mê muội, nháy mắt cùng lôi quang tháp mất đi liên hệ. Quỷ khiếu, Tiêu Phàm giật nảy cả mình, hạo nhiên chính khí cấp tốc vận chuyển, khoảnh khắc liền đem đầu não ở giữa cảm giác hôn mê loại trừ sạch sẽ. Thừa dịp cái này sát na trì hoán, trắng muốt khô lâu thân thể uốn éo, hiểm mà lại hiểm tránh đi thiên lôi oanh bình, lôi điện chi lực sượt qua người, cùng tiêu phàm tỉnh táo lại thời điểm, trắng muốt khô lâu đã đến kiếm trận biên giới, liền muốn lách mình mà đi. Lại chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng sóng lửa gào thét mà tới. Lưu lại đi, bính lão tiên sinh thanh âm lạnh lùng tại vang lên bên tai. Tất cả mọi người nói, Bính lão tiên sinh mới là Kim Châu thành đệ nhất cao thủ, sớm đã đạt đến tại Nguyên Anh Trung kỳ đại thành cảnh giới, lúc nào cũng có thể đưa thân hậu kỳ đại tu sĩ hàng ngũ, công lực chi sâu, còn tại phương phi dương phía trên. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá trong khoảnh khắc, liền từ quỷ khiếu bên trong lấy lại tinh thần, phiến phiến ra. Trắng muốt khô lâu cố nhiên tu vi cũng không dưới Trung kỳ tu sĩ, lại là tuyệt đối không dám ngạnh giang cái này một cái chịu uy, dưới sự kinh hãi, phi thân lui về sau đi hư giữa không chung, lại là 24 chuôi vảy rồng đoàn kiếm nổi lên, thanh lóng lánh, lóa mắt sinh huy. Chuyện gì xảy ra, trắng muốt khô lâu không khỏi rít lên một tiếng, kia 24 chuôi vảy rồng kiếm minh minh còn bị phong tại hắc băng bên trong, sao nơi này lại xuất hiện một đống đoàn kiếm. Lần này, là thật không thể né tránh, ngay cả âm hàn thần thông cũng không kịp thi triển. Một trận chói tai đến cực điểm tiếng tạch tạch vang lên. Khổ thành chủ bộ khô lâu này không biết là loại nào chất liệu luyện chế mà thành, cứng rắn dị thường, ngay từ đầu vậy mà ngạnh sinh sinh đứng vững vảy rồng kiếm cắt, bất quá cũng chỉ là hơi ngăn cản một chút, rất nhanh khung xương bên trên liền bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, lập tức hướng bốn phía lan tràn mà đi. Lẽ nào lại như vậy? Một tiếng gầm thét, trắng muốt khô lâu phía trên, khắc vụ cuồn cuộn mà ra, khoảnh khắc liền đem toàn thân bao phủ, tính cả 24 chuôi vảy rồng kiếm đều chìm không ở bên trong. Cắt âm thanh im bặt mà dừng, Tiêu Phàm đưa tay một chỉ, tiếng ầm vang bên trong, lôi quang tháp dưới đáy hồ quang điện lóe lên mà xuống, trùng điệp đánh vào hắc vụ phía trên. Một tiếng sắc nhọn kêu thảm bỗng nhiên vang lên, qua trong dây lát hắc vụ tán đi, 24 chuôi vảy rồng kiếm tứ tán bay ra, trong hắc vụ, trắng muốt khô lâu nổi lên, vô số vết dạn trải rộng tại khô lâu đồng hồ mặt chi thượng, hạ một khắc, liền hóa thành từng khúc mảnh vỡ, lại hóa thành điểm điểm cho bụi, một trận âm phong thổi qua, như vậy tiêu tán thành vô hình. Trốn chỗ nào, Bính lão tiên sinh bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trong tay quạt lá cọ vung lên, lại là một cỗ nóng bỏng sóng lửa hướng về phía trước lăn lăn đi. Chỉ thấy một đạo cực kỳ nhạt bóng đen tại mảnh vụn bên trong lóe lên, liền hướng dưới chân không đáy rãnh sâu kích bắn đi, ẩn ẩn có cực mạnh linh lực ba động, từ trong bóng đen lộ ra. Vậy mà là quỷ vật này tiếp lấy khô lâu bạo liệt nháy mắt, lấy thay mận đổi đào kế sách, trốn qua một kiếp, nghĩ muốn thừa cơ bỏ chạy. Bính lão tiên sinh một mực tải bên cạnh lược trận, phát giác khác thường, lập tức xuất thủ. Chỉ tiếc, hay là hơi trễ chút, nguyên anh trung kỳ quỷ vật vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy diệt sát cuồn cuộn sóng lửa đập vào mặt vô tận hắc vụ bỗng nhiên từ trong rãnh sâu toát ra đảo mắt hóa thành một đạo màu đen tường băng gắt gao đem sóng lửa ngăn tại bên ngoài bóng đen một cái xoay tròn ẩn vào trong hắc vụ lập tức ngưng tụ thành hình biến thành một đạo mơ mơ hồ hồ quỷ ảnh tiêu phàm người hủy ta pháp thể ta muốn người đền mạng cái kia quỷ ảnh không ngừng lăn lộn nổi giận đùng đùng quát tiêu phàm không nói hai lời nâng tay khẽ vẫy, thu hồi vảy rồng đoàn kiếm, viêm linh chi nhận nổi lên. Song tay nắm chặt, một đao bổ ra, tại sóng lửa công kích phía dưới, đã biến mỏng không ít màu đen tường băng, lại bị màu lam nhạt đao mang một chạm, lập tức sụp đổ, nứt làm vô số mảnh vỡ. Đao mang không chút do dự, trực tiếp hướng quỷ ảnh chém tới, quỷ ảnh không tránh không né, màu lam nhạt đao mang một chạm mà qua, như là nung đỏ đao cắt ngưng kết mỡ bò, xương mù màu đen vì theo tan rã. Hừ, ở đây, mặc ngươi bản sự thông thiên, cũng là đường chết một đầu. Khổ thành chủ thanh âm, lập tức tại bốn phương tám hướng vang lên, uy mãnh viêm linh chảm vẫn chưa tổn thương đến hắn. Ngay sau đó, một đoàn hắc vụ bao vây lấy hai đoàn quỷ hỏa, hướng đen nhánh rãnh sâu kích bắn đi. Lão tiên sinh, tình hình không đúng, nơi đây không nên ở lâu tiêu phàm sắc mặt nghiêm túc, đối bính lão tiên sinh nói. Đi, bính lão tiên sinh cũng là trải qua chiến trận, kinh nghiệm lão đạo, lập tức vung lên quạt lá cọ, sóng lửa cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng chống phun ra tiêu phàm cũng vùng vẩy viêm linh chi nhận chém ra một đao hai người liên thủ nháy mắt ngay tại giày đặc quỷ vật bầy bên trong mở ra một cái thông đạo cùng phạm minh cùng vô vi chân nhân kết hợp một chỗ bính lão tiên sinh dẫn đầu tiêu phàm đoạn hậu hướng vô tình xuyên phía trên bay đi đã biết là thương khung núi thế giới ngầm quỷ vật quấy phá cũng không cần phải ở đây tử chiến đến cùng nhanh chóng chạy về cửa hoa thành đi thương nghị đối sách vi diệu chưa bay ra vực sâu liền đã nghe đến đỉnh đầu giết tiếng biếc tai nhức óc. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, chỉ thấy vô tình xuyên trên không, vô số quỷ vật chi chi kêu to, cùng hạ thành chủ bọn người giết làm một đoàn. Thần niệm chi lực quét qua, thậm chí cảm ứng được mấy đạo không dưới nguyên anh kỳ tu sĩ linh lực ba động. Những này quỷ vật, lúc trước không biết mai phục tại nơi nào, vậy mà tránh thoát Tiêu Phàm đám người thần niệm điều tra. Đã thất dạ giới quỷ vật đã đến nơi này, nó giảo hoạt đa trí, không cần phải nhiều lời. Những này quỷ vật cũng thật sự là tà môn, vậy mà không sợ mặt trời. Vô vi chân nhân kinh ngạc nói, ngẩng đầu nhìn lại, trên trời cao, mặt trời chó trang, cũng không phải là vẻ lo lắng khắp thiên. Địa trên mặt quỷ vật lại là mãnh liệt mà đến, cuồn cuộn không dứt. Tiêu phàm còn từ đó ngẫu nhiên nhìn thấy ma thú thân ảnh. Chỉ là quỷ vật thực tế quá nhiều, chút ít ma thú trộn lẫn trong đó, không có chút nào dễ thấy. Quỷ vật cùng ma thú cùng tồn tại, đây cũng là thương khung núi thế giới ngầm đặc sắc. Những này không là thuần túy quỷ vật, mà là thất giả giới tinh thông quỷ đạo công pháp ma tu triệu hoán đi ra quỷ vật, cùng thuần túy quỷ vật có chỗ khác biệt, nhưng càng thêm khó chơi. Đất man hoang này rất nhiều yêu thú, cũng có thể bị thất giả giới ma tu ma hóa, thành vì bọn họ đồng lõa vô vi chân nhân nói, nếu như thế, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi đây, chạy về Kim Châu Thành đi, dự làm chuẩn bị. Làm không tốt, lại là một trận mới giao diện đại chiến đến cùng không hổ là một phái chi tôn, suy nghĩ 10 điểm chu đáo, cùng tiêu phàm lo âu trong lòng, có chút nhất trí. Suy một tiếng thê lương bi thảm im bặt mà dừng, tựa hồ là nào đó đầu ma thú bị một đao chém giết. Ngay sau đó, chính là một chút cực kỳ nổi giận quát mắng thanh âm. Vậy mà là lăng vân tông tông chủ, nghe được, hắn thụ thương, cẩn thận, những ma thú này thú huyết, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, mọi người tuyệt đối không được để thú huyết nhiễm đến. Tiêu phàm trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền nhớ tới cái này gốc dạ, không khỏi lớn tiếng kêu lên, lôi quang tháp ẩm vang một tiếng, một đạo thô to phích lịch mãnh bổ đi ra, tại vô tận quỷ vật bên trong, ngạnh sinh sinh bổ ra một cái thông đạo, thân thể lóe lên, liền đến Lăng Vân Tông tông chủ bên người. Chỉ thấy vị này ngày bình thường tiên phong đạo cốt, cực có phong độ nguyên anh trung kỳ tông chủ, giờ phút này lại chật vật không chịu nổi, bên trái thân thể nát giữa một mảnh, một cỗ khó người hôi chua vị sông vào mũi, đã thụ thương không nhẹ, khí tức cũng biến thành chợt mạnh chợt yếu, có phần không ổn định. Quý đạo hiếu, thanh viên đan dược kia nuốt vào, tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, một viên lớn bằng ngón cái tươi hồng dược hoàn nắm ở trong tay, hướng lăng vân tông tông chủ thả tới. Lăng vân tông tông chủ bản thân cũng là tinh thông trung y chi kỹ lang trung xuất thân, bất quá tại tiêu phàm trước mặt, tự nhiên hay là tin phục y thánh y thuật, lập tức vội vã tiếp nhận dược hoàn, không chút do dự liền nuốt xuống, trong chốc lát, bên trái thân thể kia nóng bỏng bỏng cảm giác liền nhanh chóng tiêu trừ không khỏi đại hỉ, hai tay ôm quyền hướng tiêu phàm chắp tay, nói, nhiều tạ tiêu y thánh. Tiêu phàm khoát tay áo, trở tay một đao bổ ra, đem một đầu lấn đến gần ma thú chém thành hai mảnh. Viêm linh chảm nhiệt độ cao phía dưới, ma thú này ma huyết chưa tràn ra, vết thương liền bị đốt thành một đoàn cháy đen, hai mảnh xác chết cháy rơi rơi xuống đất. Những này là quái vật gì, vậy mà như thế âm độc. Lăng vân tông tông chủ oán hận kêu lên, những ma thú này đều bị thất dạ giới ma công ma hóa, hung tàn vô so, hung hãn không sợ chết không thể địch lại ta đến đoạn hậu đoàn người về trước cửa hoa thành lại thương nghị tốt mắt thấy quỷ vật cùng ma thú vô cùng vô tận vào tới đoàn người trong đầu đã sớm e sợ cũng may đám người đều trải qua chiến trận kinh nghiệm phong phú đến cực điểm chỉ hơi một thương nghị liền tạo thành phá vòng vây trận hình vô vi chân nhân phạm minh bọn người ở tại trước tiêu phàm cùng bính lão tiên sinh đoạn hậu bính lão tiên sinh tu vi cao nhất tiêu phàm người mang trọng bảo chính là đối phó quỷ vật lợi khí chính là đoạn hậu nhân tuyển tốt nhất. Hắc hắc hắc, đến nơi này, còn muốn đi, quả nhiên là nằm mơ, một trận bén nhọn quỷ tiếng khóc, chưa từng tình xuyên bên trong gào thét mà ra, hắc vụ lăn lộn, hai đoàn quỷ hỏa không ngừng nhảy vọt, thanh âm oán độc vô so. Kia trắng muốt khô lâu, là hắn hao phí vô số tâm huyết, mới tại phong ấn chi địa một chút xíu thu tập được vật liệu luyện chế mà thành, có rất nhiều diệu dụng, còn đến không kịp thi triển, liền hủy ở tiêu phàm thủ hạ, sao không làm hắn giận phát như cuồng nhất là tiêu phàm mười mấy năm trước còn vẻn vẹn chỉ là một tên chỉ là kim đan kỳ tiểu tu sĩ trong nháy mắt liền cùng mình cùng các loại cảnh giới gọi hắn như thế nào tâm phục huống chi tiêu phàm còn người mang oán linh cửu âm bạch cốt điểm loại này trọng bảo cũng nhất định phải thu hồi lại đi tiêu phàm không thèm để ý hắn quát khẽ một tiếng phạm minh cùng vô vi chân nhân đi đầu mở đường một nhóm chín người tương hỗ chiếu ứng hướng cửu hoa thành phương hướng tật sông mà đi truy đuổi theo đem bọn hắn đều giết sạch một tên cũng không để lại. Quỷ tiếng khóc, chói tai vô so, quỷ vật cùng ma thú chi chi kêu loạn, sóng sau cao hơn sóng trước, hung dữ hướng mọi người mãnh nhào tới. Chín người lại chiến lại đi, loại này phá vây chiến, muốn đối mặt chủ lực tại sau lưng, tiêu phàm cùng bính lão tiên sinh tiếp nhận áp lực rõ ràng so phía trước mấy người muốn nặng hơn nhiều. Bính lão tiên sinh sắc mặt chấn định, trong tay quạt lá cọ một cái tiếp một cái phiến ra ngoài, chó trang sóng lửa từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thỉnh thoảng. Mặc kệ là quỷ vật còn là ma thú, người chúng chết ngay lập tức. Tiêu phàm hoàn toàn cảm ứng được, cái này quạt lá cọ chính là một kiện dị bảo, uy năng chi lớn, không tại pháp bảo cực phẩm phía dưới. Bính lão tiên sinh uy chấn Kim Châu thành rủ xuống 300 năm, có được dạng này sắc bén pháp bảo, chính hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá pháp bảo uy lực càng lớn, cần pháp lực hao phí thì càng nhiều. Dạng này một cái một cái không ngừng nghỉ chút nào xuất thủ, vậy mà mảy may cũng không thấy vẻ mệt mỏi, tựa hồ thể nội pháp lực cuồn cuộn không kiệt. Tiêu phàm không khỏi ám thầm bội phục, không hổ danh Sương Kim Châu thành chân chính đệ nhất cao thủ, coi là thật danh bất hư truyền. Tiêu phàm trong lòng đối bính lão tiên sinh tán thưởng có thừa, lại không biết những người khác đối với hắn lại là lại kinh lại đeo. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn lôi lóng lánh, lôi quang tháp đem chín người đều bao phủ tại hạ, ngẫu nhiên có cá lọt lưới chạm đến lưới điện, lập tức liền hóa thành một cỗ khói xanh, trong tay viêm linh chi nhận một đao tiếp một đao tật bổ mà ra, không có chút nào ngừng mỗi một chảm đều muốn đem bám đuôi mau chóng đuổi quỷ vật cùng ma thú thanh không ra một mảng lớn đến, uy lực to lớn, không tại bính lão tiên sinh quạt lá cọ phía dưới. Người này hơn 10 năm trước lần đầu tại Kim Châu Thành lộ diện, bị Bách Hùng bang phá lệ mời làm khách khanh trưởng lão, bất quá là Kim Đan Hậu Kỳ Tu Vi, ra ngoài bị người đuổi giết một chuyến, chẳng những nhảy nhót tưng bừng chạy trở về, mang về hai tên nguyên anh tu sĩ cùng mấy trăm tên tiên diệu cung nữ đệ tử, Bách Hùng bang thực lực tăng nhiều, chính hắn còn bỗng nhiên tiến dai đến trung kỳ cảnh giới theo lý loại này không hiểu thấu tiến giai hẳn là cực kỳ may mắn chân thực cảnh giới tối đa cũng chỉ là cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tương đương đồng thời còn tại vững chắc giai đoạn ai ngờ pháp lực cư nhiên như thế hùng hồn dường như không kém gì bính lão tiên sinh quả nhiên là khó có thể tin chiến tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ ôm thành đoàn uy lực cực lớn quỷ vật căn bản liền ngăn không được mà lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hai người tiên phong hai người đoạn hậu hai người phụ trách cảnh giới tả hữu cánh an toàn còn có 3 người là đội dự bị. Sau một khoảng thời gian, thay đổi 3 người tới làm đội dự bị, không ngừng hấp thu linh thạch bên trong linh lực đến tiến hành bổ sung. Mặc dù chưa từng tình xuyên đến cửu hoa thành, coi như tốc độ bay toàn bộ triển khai, cũng cần 5-6 ngày lâu, chỉ cần trên đường đi không gặp lại mạnh hơn đối thủ, riêng là dưới mắt những này quỷ vật cùng ma thú, nhưng ngăn không được bọn hắn. Lấy nguyên anh trung kỳ tu sĩ hùng hậu pháp lực, chỉ cần có đầy đủ linh thạch bổ sung linh lực, coi như một hơi tác chiến nguyệt dư, cũng hoàn toàn có thể kiên trì. Bất quá mỗi người thần sắc đều không thoải mái, cái này rộng lớn man hoang thế giới, chỉ sợ đều đều đã bị quỷ vật cùng ma thú chiếm cứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có địch nhân mới gia nhập chiến đoàn. Chỉ cần không có trở lại cửu hoa thành, từ đầu đến cuối cũng không thể an tâm. Sự thật chứng minh, bọn hắn cái lo lắng này không có chút nào nhiều dư. Hai ngày sau, đầy trời hắc vụ từ bên trái đằng trước cuốn tới, trong hắc vụ là đếm không hết quỷ vật, từng cái hai mắt đỏ bừng, tàn nhẫn thị sát chi ý, biểu lộ không bỏ sót, xa không phải bọn hắn lúc trước gặp phải những cái kia vô chi vô biết đê dai quỷ vật có thể so sánh, thần niệm chi lực đảo qua, những này quỷ vật tu vi cũng không tính là quá thấp, trong đó không ít có kim đan kỳ tiêu chuẩn. Bính lão tiên sinh, làm sao bây giờ? Chính tại đi đầu mở đường vô vi chân nhân khẩn cấp hỏi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Những này quỷ vật, chính ngăn tại bọn hắn trở về cửu hoa thành trên đường. Tiến lên, Bính lão tiên sinh không chút do dự nói, trong lúc này, tứ phía đều là địch nhân, trừ tử chiến đến cùng. Không còn lối của hắn, lập tức liền có mấy người trên mặt biến sắc, cái này hắc vụ đầy trời, hoàn toàn trông không đến đầu. Trong hắc vụ quỷ vật, quả thực vô cùng vô tận. Cứ như vậy cứng rắn xông đi vào, một khi bị quỷ vật vây quanh, lại nghĩ phá vây, coi như khó càng thêm khó. Lão tiên sinh, các vị đạo hiếu về trước cửu hoa thành, ta đến dẫn ra những này quỷ vật nhưng vào lúc này, tiêu phàm bỗng nhiên nói. Cái gì, trong lúc nhất thời, đoàn người có chút chưa tỉnh hồn lại. Chín người liên thủ, đều chưa hẳn có thể từ quỷ vật trong vòng vây lao ra. Tiêu phàm lời nói dẫn ra những này quỷ vật, là cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là nghĩ một người đối phó cái này vô cùng vô tận quỷ vật cùng ma thú? Không thể, mọi người chưa làm ra phản ứng, chỉ nghe một tiếng thanh thúy huyết dài, thẳng trên chín tầng trời, một đầu ngân dược đại bằng hư ảnh phóng lên tận trời sắt mỏ như câu uy phong lẫm liệt ở giữa không chung một cái xoay quanh đáp xuống chui vào tiêu phàm thể nội không thấy bóng dáng siêu tiêu phàm bỗng nhiên ra tốc đón bên trái đằng trước đầy trời hắc vụ kích bắn đi toàn thân lôi lóng lánh tốt không kinh người những nơi đi qua hắc vụ cuồn cuộn quỷ vật kêu thảm không ngừng trong khoảnh khắc tiêu phàm thân hình liền bị vô tận hắc vụ bao phủ nhìn không thấy bính lão tiên sinh mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều hướng bính lão tiên sinh nhìn qua, bính lão tiên sinh sắc mặt âm trầm, quát, đi. Về cửu hoa thành, đã tiêu phàm đã trước một bước khai thác hành động, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng thoát hiểm. Lấy bính lão tiên sinh đối tiêu phàm hiểu rõ, người này cố nhiên hiệp liệt chính trực, nhưng tuyệt không phải hạng người lỗ máng, tác phong làm việc, cực kỳ ổn trọng. Lập tức tám người phía bên phải bay trốn đi, tránh đi đầy trời hắc phụ những cái kia quỷ vật tựa hồ đối với bọn hắn không thèm để ý chút nào vẫn chưa tiếp tục đuổi giết mà là chen chúc lấy hướng tiêu phàm vị trí càn quét mà đi bính lão tiên sinh bọn người tốc độ bay toàn bộ triển khai trong chốc lát liền đi phải xa đầy trời trong hắc phụ tiêu phàm lâm vào trùng vây hắc hắc tiêu đạo hiếu đây chính là chính ngươi muốn chết thật không nghĩ tới ngươi như thế ngu hắc phụ bên trong hai đoàn màu đỏ quỷ hỏa lấp lánh không thôi vang lên khổ thành chủ lại là kinh ngạc lại là thanh âm hưng phấn thật sao, tiêu phàm nhếch miệng lên, hiện lên vẻ tươi cười, ống tay áo lắc một cái, một đoàn cho vân phi múa mà ra, trong nháy mắt hóa vì một cái mập mạp tiểu niếp, hưng phấn đến be be gọi bầy. Tại linh thú điểm bên trong ngạnh sinh sinh bị giam hai ngày, oán linh đã sớm nín hỏng. Oán linh, khổ thành chủ một tiếng kinh hô, tràn đầy tham lam chi ý. Tiêu đạo hiếu, người rốt cuộc chịu đem oán linh giao ra, rất tốt rất tốt. Tiêu phàm mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ oán linh tròn chia cái đầu nhỏ đi thôi, be be, oán linh thân thể nhoáng một cái, ngay tại chỗ hóa thành một đoàn lớn gần trượng tiểu nhân mây xám, hướng về phía trước cuồn cuộn mà đi. Sớm tại oán linh vừa mới hiện thân thời điểm, bốn phía quỷ vật liền đình chỉ tiến công, không ngừng cuồn cuộn lấy lui về sau, rất rõ ràng đối oán linh tràn đầy vẻ sợ hãi. Loại này trời sinh quỷ linh, trời sinh chính là các loại quỷ vật khắc tinh. Năm đó ngay cả thiên minh tử đều không muốn chính diện anh kỳ phong mang. Mây xám những nơi đi qua, quỷ vật nhao nhao bị hút vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bày trận, khổ thành chủ quát khẽ một tiếng, trong hắc phụ, lại có mấy cỗ khí tức cường đại lộ ra, vậy mà đều có nguyên anh kỳ tiêu chuẩn. Hẳn là những này quỷ vật thống lĩnh, khổ thành chủ một mực bí mà không phát, chỉ sợ sẽ là đang đợi oán linh hiện thân. Chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, có lẽ có thể chiến thắng oán linh, cũng tuyệt đối không cách nào bắt sống cái này thiên sinh quỷ linh. Trong lúc nhất thời, hắc phụ lăn lộn, đấu làm một đoàn. Mấy ngày sau, bính lão tiên sinh một đoàn người lông tóc không thương đến cửu hoa thành bên ngoài diêu thành chủ vốn không nguyện mở ra phòng hộ đại trận cuối cùng vẫn là quyết định không đắc tội cái này tám vị cùng giai tu sĩ dù sao nhìn qua bính lão tiên sinh bọn người rất bình thường cũng không có bị quỷ vật phụ thể muốn đồng thời phụ thể tám vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhưng cũng không dễ dàng bính đạo hữu các ngươi nhưng trở về những ngày này diêu mỗ vẫn luôn tại vì các vị đạo hữu lo lắng diêu thành chủ tự mình nên đón tiếp lấy Ông quyền nói lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. A, à, tiêu đạo hữu đâu? Tại sao không có cùng các người đồng thời trở về? Bính lão tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Phạm Minh trầm giọng nói: Chúng ta tại vô tình xuyên tao ngộ đại lượng quỷ vật. Tiêu đạo hữu vì dẫn ra những cái kia quỷ vật, một thân một mình hành động. A, à, cái này như thế nào được? Quỷ vật vô cùng vô tận, rời đơn, dù coi như người công lực thông huyền, cũng là giữ nhiều lành ít siêu thành chủ giật này cả mình. Phạm Minh thở dài nói, đây là tiêu đạo hữu quyết định của mình. Chúng ta ai đều không ngăn trở kịp nữa, hắn liền đã hướng tiến vào quỷ vật trùng vây bên trong diêu thành chủ chố mắt nửa ngày. Thì thao nói, không nghĩ tới tiêu đạo hữu tuổi còn trẻ, lại dạng này lòng hiệp nghĩa. Một người hướng tiến vào quỷ vật trùng vây bên trong, hạ chàng có thể nghĩ, căn bản là một con đường chết. Đúng lúc này, một tiếng cao vút chim hót chấn động thiên địa, xa xa chân trời, xuất hiện một đạo hắc ảnh, lập tức hướng cửu hoa thành kích xạ mà tới đó là cái gì, mọi người không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tựa như là một đầu đại điểu, phút chốc, bóng đen càng ngày càng là rõ ràng, quả nhiên là một đầu chiều cao mấy trượng cự điểu, chỉ bất quá đầu này cự điểu, nhìn qua có chút quái dị, cũng chỉ là một đầu cự điểu khung xương, đã không máu thịt, cũng không lông chim, toàn thân trên dưới trụi lùi, muốn bao nhiêu quái dị liền có bao nhiêu quái dị. Đây là cái gì, quỷ vật sao, khôi lỗi, lập tức người người giật mình riêng phần mình ngưng thần đề phòng. Dù là cái này người liên can từng cái kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không thấy vật như vậy. Mau nhìn, vật kia bên trên còn có người, là tiêu đạo hiểu, làm sao có thể, thật sự là tiêu đạo hiểu. Thứ này, là tiêu đạo hiểu khôi lỗi. Ta tại thần Long Uyên trên không gặp qua, tiêu đạo hiểu chính là đáp lấy cái này xương chim tránh né huệ thiên hào truy sát vô vi chân nhân rất khẳng định nói. Mọi người tại chỗ, hắn là duy nhất thấy tiêu phàm ngồi cưỡi xương chim. Cũng không quá kinh ngạc, chỉ bất quá khi đó hắn coi là cái này xương chim là thiên diệu tiên tử luyện hóa khôi lỗi, cũng không cho rằng tiêu phàm chỉ là một tên sơ kỳ tu sĩ. Liền có thể có được nghịch thiên như vậy đồ vật, lúc này, mọi người cũng đã thấy rõ ràng, xương trên lưng chim đứng, quả nhiên là tiêu phàm, vô vi đạo huynh, người thật gặp qua thứ này, ta thế nào cảm giác, thứ này đã không giống như là khôi lỗi, cũng không giống là vật sống. Siêu thành chủ nói, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, thấy thế nào cái này xương chim đều giống như cái quỷ vật, thân là cửu hoa thành thành chủ, hắn đương nhiên phải so mọi người càng thêm thận trọng mấy phân. Vạn nhất tiêu phàm đã bị quỷ vật phụ thể, tùy tiện thả hắn vào thành, có thể thật lớn không xong. Vô cùng vô tận quỷ vật chen chúc mà tới, đoàn người ngay cả chạy chối chết cơ hội đều không có. Lúc này, tiêu phàm đã đến cửu hoa thành trên không, ống tay áo lắc một cái, đem xương chim thu nhập trong không gian giới chỉ, chậm rãi lơ lửng tại giữa không trung, ôm quyền nói, các vị đạo hiếu, ta trở về, mời diêu thành chủ mở ra cấm chế diêu thành chủ nhìn trời vừa chắp tay nói tiêu đạo hiếu không phải là diêu mỗ không tin được ngươi thực tế là quan hệ đến hợp thành an nguy diêu mỗ không thể không cẩn thận chút tiêu phàm cười cười bỗng nhiên nâng tay phải lên hư không hướng xuống nhấn một cái lập tức một cỗ to lớn cự lực chậm rãi đè xuống cả tòa hộ thành đại trận đều nhẹ nhàng nhoáng một cái quang mang chấp loạn là tiêu đạo hữu bính lão tiên sinh trầm giọng nói ngữ khí 10 điểm kiên định ở đây không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, từ cũng có thể từ cái này có cự lực bên trong cảm nhận được cực kỳ thuần chính hạo nhiên chính khí, đường hoàng chính đại, không mang mảy may tà khí. Nếu rơi vào tay quỷ vật phụ thể, quả quyết khó mà thi triển dạng này thuần túy chính đạo công pháp. Siêu thành chủ nhẹ nhàng thở vào một cái, tay cầm lệnh bài, đem hộ thành đại trận mở ra một mảnh nhỏ khu vực, tiêu phàm chậm rãi hạ xuống. Phô vi chân nhân lập tức nhao nhao tiến lên chào hỏi, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt lại từ khác biệt. Lúc trước chỉ là Minh Hữu ở giữa khách khí, kinh lịch kề vai chiến đấu về sau, nhất là tiêu phàm lấy không biết sợ tinh thần, chủ động dẫn ra quỷ vật, để bọn hắn bình yên trở về cửu hoa thành, phần tình nghĩa này lập tức không giống bình thường, lẫn nhau đều cảm thấy thân cận mấy phân. Bất quá đối với tiêu phàm có thể bình yên thoát hiểm, đoàn người hay là đầy cõi lòng ý tò mò. Tiêu phàm mỉm cười nói, nói đến, cũng nhờ có tại hạ cốt kia trời chim hài cốt, luyện hóa về sau, tốc độ bay không chậm, quỷ vật tuy nhiều, tùy tiện nhưng cũng không đuổi theo kịp lời nói này phải có chút mập mờ, cũng không có giải thích ngày đó chim hài cốt luyện hóa về sau rốt cuộc là thứ gì, không qua mọi người một cách tự nhiên đem xem như khôi lỗi. Hài cốt trùng sinh dạng này sự tình, bình thường còn là rất khó khiến người tiếp nhận. Không qua mọi người tận mắt chứng kiến xương chim tốc độ bay về sau, ngược lại là đối này tin tưởng không nghi ngờ. Vật kia tốc độ cao nhất phi đột, thế nhưng là ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều không đuổi theo kịp. Lập tức mọi người hướng phủ thành chủ mà đi. Nửa tháng sau, tiêu phàm một thân một mình xuất hiện tại Hồng Vụ Thành. Hồng Vụ Thành là quý minh quốc đô thành, cũng là lệ thú sơn mạch phía Tây, nhạc Tây địa khu số ít mấy cái có siêu cấp truyền tống trận thông hướng Nam Châu Đại Lục Thành Thị. Từ khi ngàn năm trước đó phát sinh đại quy mô không gian đổ sụp về sau, thông hướng Nam Châu Đại Lục truyền tống trận cũng chỉ còn lại có hai cái. Một cái tại Hồng Vũ Thành, một cái khác thì tại cực Tây Chi Địa, khoảng cách Hồng Vụ Thành còn có hơn ngàn nghìn dặm xa. Bởi vì là siêu cấp truyền tống đại trận giữ gìn không dễ, truyền tống phí tổn càng là một cái kinh người số lượng, không phải đại thương gia, chả không nổi dạng này đại giới. Vì vậy từ ngàn năm nay, nhạc Tây địa khu cùng Nam Châu đại lục giao lưu, càng ngày càng ít, không sai biệt lắm bị Nam Châu đại lục tu chân đồng đạo triệt để quên đi. Cho nên, khi tiêu phàm một thân một mình muốn khởi động truyền tống trước đại trận hướng nhạc Tây địa khu thời điểm, phụ trách truyền tống đại trận quản lý tên kia Nguyên Anh tu sĩ cho là mình nghe lầm, nếu không phải xem ở Tiêu Phàm chính là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, liền muốn trực tiếp đem Tiêu Phàm oanh ra ngoài. Ai kiên nhẫn cùng đầu óc không thanh tỉnh người vô ích. Liền xem như những cái kia tài hùng thế lớn siêu cấp thương gia, đa số thời điểm cũng là hợp lại cùng nhau sử dụng truyền tống trận, lấy chia sẻ truyền tống khổng lồ phí tổn. Vị này truyền tống trận người quản lý cũng là một mảnh hào tâm, nói cho Tiêu Phàm, dựa theo lệ cũ, ước chừng 2 tháng sau sẽ có mấy cái đại thương gia sử dụng truyền tống trận, tiến về nhà Tây địa khu buôn bán. Tiêu Phàm không ngại chờ một chút, đến lúc đó cùng mọi người cùng nhau đi, chỉ cần tốn hao vô cùng một linh thạch. Nếu như sử dụng truyền tống trận nhiều người, thậm chí còn có thể càng tiết kiệm chút. Đối với người tu chân đến nói, hai tháng quả nhiên là lóe lên liền biến mất, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Tiêu Phàm lại không chút do dự cử tuyệt hảo ý của hắn, lập tức giao nhận truyền tống phí tổn để hắn lập tức khởi động truyền tống trận. Hắn muốn ngay lập tức chạy tới nhạc tây địa khu lớn như vậy bút linh thạch giao ra ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, quả nhiên là tài đại khí thô cực kỳ. Từ trước tới nay, thông hướng nhạc Tây địa khu siêu cấp truyền tống trận lần thứ nhất vì một cái người mở ra. Không lâu sau đó, tiêu phàm thân ảnh, ngay tại hồng vụ thành truyền tống đại trận bên trong hiển hiện ra. Mặc dù truyền tống khoảng cách rất xa, nhưng thể nội có càn khôn đỉnh hộ thân, tiêu phàm thậm chí ngay cả truyền tống lệnh bài đều không cần sử dụng, đi ra truyền tống trận thời điểm một mặt nhẹ nhóm, không có nửa phân mê muội cảm giác không khỏe khi tiến vào truyền tống trận thời điểm, tiêu phàm liền đã đeo lên thiên huyễn diện. Huyễn hóa thành một người trung niên văn sĩ, đi ra truyền tống trận thời điểm, càng đem tu vi của mình áp chế ở kim đan hậu kỳ. Hắn biết rõ, nhạc tây địa khu không so Nam Châu Đại Lục, một tên nguyên anh tu sĩ đã là không tầm thường tổ sư, vô luận đi ở nơi nào. Đều diễu võ dương oai, không ai bị nổi, mà nguyên anh trung kỳ tu sĩ càng là phượng mau lân giác, thậm chí đã có thể xưng một nước chi tôn. Tỷ như toàn bộ nhạc Tây Quốc, nguyên anh trung kỳ tu sĩ bất quá chỉ là hai người mà thôi danh sưng nhạc tây quốc thứ nhất tu sĩ hắc ma giáo chủ hắc ma vương cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi nếu như hắn tại hồng vụ thành hiền lộ ra nguyên anh trung kỳ tu vi chỉ sợ lập tức liền sẽ huyên náo sôi trào dương dương dư luận xôn xao một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ tại nhạc tây địa khu địa vị cũng đã đủ cao bất quá khi nhìn thấy truyền thống trận đi ra vẻn vẹn chỉ có tiêu phàm một nhân chi lúc vẫn là để phương thành không hiểu thấu đây là có chuyện gì Chẳng lẽ không phải là một đống người truyền đưa tới A? À? Dĩ vãng mỗi lần đều như vậy, chưa bao giờ thấy qua một người sử dụng truyền tống trận. Không phải là truyền tống quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Thế nhưng là truyền tống trận hết thảy bình thường, cũng không có có bất kỳ không ổn nào A. À? Thẳng đến tiêu phàm đi đến trước mặt, Phương Thành mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hai tay liền ôm quyền, nói, ngỗi võ cửa Phương Thành, thấy qua đạo hiếu. Thỉnh giáo bạn cao tính đại danh, từ nơi nào đến đến Hồng Vũ Thành có gì muốn làm. Người này có trong kim đan kỳ tu vi, nhìn qua, làm việc cũng còn ổn trọng. Tại Hạ Phạm Lâm, từ Nam Châu Đại Lục Hoác Sơn Quốc Kim Châu Thành mà tới. Đến Hồng Vũ Thành chính là mượn đường, muốn đi trước nhạc Tây Quốc. Mong rằng phương đạo hữu tạo thuận lợi tiêu phàm mỉm cười đáp. Câu trả lời này trung quy trung củ, tự nhiên là đã sớm nghĩ tốt lắm. Phương Thành lập tức hỏi, lần này chỉ có phạm đạo hữu một người truyền tống mà đến A. Những người khác đâu, Tiêu Phàm vẫn như cũng mỉm cười nói, lần này truyền tống cũng chỉ có Phạm Mỗ một người phương thành không khỏi giật nảy cả mình, không chịu được lần nữa cẩn thận đại lượng lên Tiêu Phàm tới. Khởi động truyền tống trận một lần, cần bao nhiêu linh thạch, hắn nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Loại này siêu viễn cự ly truyền tống, phổ thông tu sĩ Kim Đan coi như cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể góp đủ truyền tống một lần linh thạch. Không ít nguyên anh lão quái, cũng muốn kết bạn đồng hành, lấy tiết kiệm linh thạch chi tiêu. Cái này họ Phạm Tu sĩ Kim Đan, vậy mà nói hắn một thân một mình bắt đầu dùng truyền tống trận, quả thực chính là lẽ nào lại như vậy. Tiêu Phạm Nguyên cũng biết, một người truyền đưa tới khẳng định sẽ khiến phiền toái như vậy, nhưng hai tháng hắn thực tế là đợi không được. Toàn bộ man hoang thế giới đã thối nát, nhạc Tây quốc gần sát Lệ Thú Sơn mạch, càng không biết biến thành gì cùng bộ dáng. Nhất là Thiên Thai Thành liền Lệ Thú Sơn mạch một bên, khoảng cách bất quá mấy chục ngàn bên trong, càng là đứng mũi chịu sào. Lại cùng hai tháng thật không biết Trần Dương sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thậm chí, hiện tại Trần Dương có phải là bình yên vô sự, đều rất khó nói. Phạm Đạo Hiếu có không phải đại sự gì, như vậy vội vã đi nhạc Tây Quốc. Ta nhìn Đạo Hiếu tu luyện công pháp đường hoàng chính đại, không giống như là ma đạo tu sĩ. Chốc lát, Phương Thành hỏi, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Tiêu Phạm lúc này mới nhớ tới, nhạc Tây Quốc cùng Quý Minh Quốc cũng không hiểu hảo, năm đó nhạc tây quốc chín đại ma tông liên thủ đem mặt khác chính đạo tông môn đều đuổi ra nhạc tây quốc mà quý minh quốc thì là chính đạo tông môn chiếm thượng phong ngỗi võ cửa càng là quý minh quốc chính đạo tông môn minh chủ nhạc tây quốc đã bị ma đạo tông môn chiếm cứ vì vậy phương thành vừa nghe nói tiêu phàm muốn đuổi hướng nhạc tây quốc lập tức liền đề phòng lập tức tiêu phàm ôm quyền nói phương huynh hiểu lầm tại hạ tuyệt không phải ma đạo tu sĩ chỉ là có chút tư nhân sự vụ tất phải lập tức chạy tới nhạc tây quốc mời phương huynh tạo thuận lợi Nói, ống tay áo lắc một cái, một cái bình ngọc nổi lên, mỉm cười đưa tới Phương Thành trong tay. Phương Thành hơi nghi hoặc một chút tiếp tới, trong mắt cảnh giác chi ý không chút nào giảm, bất quá cũng tịnh không lo lắng tiêu phàm đùa nghịch hoa dạng gì. Cần biết đây là đang hồng vụ thành, mỗi võ cửa tổng đàn sở tại địa, hắn một cái nam châu đại lục đến nơi khác tu sĩ, một thân một người, còn sợ hắn có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đến. Phương Thành mở ra nắp bình ngọc, một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi, mang theo một chút cay độc kích thích hương vị, Phương Thành nghi ngờ hai mắt bỗng nhiên chừng phải tròn căng, lộ ra không dám tin thần sắc, kêu lên, đây là Tiểu Vu Linh Đan, mặc dù hắn là ngỗi võ cửa đệ tử, cùng nhạc Tây Quốc Vu Linh Cốc không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng Tiểu Vu Linh Đan đại danh lại là như sấm bên tai. Tại Hồng Vũ Thành dưới mặt đất trong phường thị, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Tiểu Vu Linh Đan bán ra, mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Phương Thành đã từng hoa gần một nửa tích xúc, mua xuống một bình tiểu vu linh đan, sau khi ăn vào, quả nhiên lớn có hiệu quả, công lực lớn tiến vào, liền đột phá này sơ kỳ bình cảnh, bước vào trung kỳ cảnh giới. Chỉ tiếc hắn tài lực có hạn, tiểu vu linh đan lại cực kỳ hiếm có, từ đó về sau, liền không còn có mua qua loại này dược tính cực kỳ mãnh liệt linh đan. Bằng không mà nói, tu vi khẳng định sẽ còn càng thượng tầng lâu. Vì vậy, Phương Thành đối tiểu vu linh đan tính được hết sức quen thuộc, vừa nghe phía dưới, liền nhận ra được. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, chỉ cần người này nhận biết tiểu vu linh đan, vậy liền rất tốt, bớt hắn không ít miệng lưỡi. Không có bất kỳ cái gì một vị kim đan kỳ tu sĩ có thể ngăn cản được tiểu vu linh đan. Nhất là kim đan hậu kỳ trở xuống, tiểu vu linh đan tăng tiến vào công lực hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cái này tiểu vu linh đan, vẫn là hắn năm đó còn dư lại, hắn tiến dài quá nhanh, tiểu vu linh đan thậm chí không kịp ăn hoàn tất, còn có không ít còn lại. Về phần cơ khinh xa, tiêu phàm chuyên môn vì nàng luyện chế càng thêm thích hợp đan dược, tiểu vu linh đan cơ khinh xa ngược lại là không dùng được, vừa vặn lấy ra hối lộ một chút cái này họ phương. Đã hắn là quản truyền tống trận, tương lai trở về Nam Châu đại lục thời điểm, cái tầng quan hệ này cũng cần dùng đến. Bây giờ tiêu phàm, sớm đã giàu đến chảy mỡ, cũng không thèm để ý chỉ là một bình kim đan kỳ tu sĩ phục dụng đan dược. Phạm Huynh, người cái này là ý gì? Phương Thành miệng bên trong hỏi thăm, trong tay lại gắt gao bắt lấy kia bình ngọc, cũng không tiếp tục chịu buông ra. Cái này một bình tiểu vu linh đan, Trọn vẹn bù đắp được hắn một nửa thân ra. Tiêu Phàm mỉm cười nói, "Phương huynh vất vả, chỉ là một bình đan dược, không thành kinh ý." Ngày sau Phạm Mỗ muốn trở về Nam Châu đại lục, còn có muốn phiền phức Phương huynh thời điểm Phương Thành cũng là khéo léo người, nghe vậy không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, linh đan liền thu tiến vào chữ vật vòng tay bên trong, vừa rồi đề phòng cùng cảnh giác sớm đã ném đến lên chín tầng mây, cười rạng rỡ, tựa hồ cùng Tiêu Phàm quan hệ lập tức liền thân cận, một tràng tiếng nói, "Dễ nói, dễ nói." Đây là Phạm Huynh lệnh bài, mời Phạm Huynh cất kỹ. Có mặt này khách quý bài, cái này hồng vụ thành bên trong đại đa số địa phương, tận có thể đi được nói, đem một mặt tinh xảo bạch ngọc lệnh bài, hai tay đưa cho tiêu phàm. Đa tạ phương huynh Phạm Huynh không cần phải khách khí. Phạm Huynh vừa rồi lời nói, từ Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành mà đến. Chẳng lẽ chính là danh xưng thuật kỳ hoàng có một không hai thiên hạ Kim Châu Thành? Phương Thành hỏi, tiêu phàm cảm thấy kinh ngạc, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy phương huynh cũng đã được nghe nói kim châu thành a à, làm sao chưa nghe nói qua kim châu thành tại chúng ta quý minh quốc thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tất cả mọi người nghe nói qua nguyên lai like phạm huynh là kim châu thành tu sĩ trách không được như thế đại thủ bút phương thành liên tục gật đầu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tại kim châu thành cái gì linh đan rượu dược không có khó trách vừa ra tay chính là một bình tiểu vu linh đan thật không hổ là tu chân thánh địa a nơi nào là nhạc tây địa khu cái này vắng vẻ chi địa tu sĩ nghèo sĩ nhưng nhìn theo bóng lưng. Tiêu phàm liền cười, tại tu sĩ nghèo sĩ trong mắt, tất cả địa phương khác đều là giàu đến chảy mỡ, đầy đất linh thạch. Duy chỉ có hắn đợi địa phương là nghèo nhất, nhất không có tiền đồ. Phương Thành lập tức nói, lại không biết Phạm Huynh muốn đi nhạc Tây Quốc làm cái gì. Nơi đó bây giờ cũng không quá hòa, tiêu phàm song mi có chút một dương, đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy một bóng người kích xạ mà đến, truyền tiến vào truyền tống đại điện, chưa đứng vững thân thể, liền giật ra giọng kêu lớn, phương sư đệ, thế nhưng là còn sư thúc từ Kim Châu thành về đã đến rồi sao? Audio điện tử võ tấn bền. Chỉ thấy người này dáng người cao gầy, như cùng một cái cây gậy trúc cũng như, mảnh cổ khiêng cái đầu to, ngoại hình muốn bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười, nhưng lại có Kim Đan hậu kỳ tu vi, đồng thời đã đạt đến tại Kim Đan hậu kỳ cảnh giới đại thành, công lực ở xa phương thành phía trên. Đối cái này đại đầu nhân Phương Thành không dám chút nào lãnh đạm, bước nhanh tiến ra đón, ôm quyền thở dài, cung kính thanh âm, nhị sư huynh. Đại đầu nhân đối Phương Thành thái độ liền rất tùy ý, cũng không đáp lễ, chỉ là hơi khoát tay chặn lại, ánh mắt nhanh chóng tại tiêu phàm trên mặt đảo qua, lập tức lộ ra cực kỳ thần sắc thất vọng. Phương Thành bận biểu tức hạ thấp giọng hỏi, nhị sư huynh, có phải là sư phụ bệnh? Đại đầu nhân hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Phương Thành cũng ý thức được mình không nên ở trước mặt người ngoài nói đến sư phụ bệnh tình, chỉ là đã mở miệng, liền nhịn không được nói, nhị sư huynh, vị này phạm đạo hiếu, cũng là từ Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành đến, có lẽ là vị lang Trung cũng khó nói. Đại đầu nhân vốn đã dự định quay người rời đi, nghe xong lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, ánh mắt rất là hùng hổ dọa người. Tiêu phàm mặt mang mỉm cười, không chút phật lòng, phạm đạo hiếu là từ Nam Châu Đại Lục Kim Châu Thành đến cũng là lang trung, tiêu phàm khẽ vuốt cầm, nói, tại hạ đúng là từ Kim Châu Thành đến, hiểu sơ thuật kỳ hoàng quá tốt, đi, lập tức theo ta đi thấy sư phụ. Đại đầu nhân lập tức mừng rỡ, kêu lên, cánh tay duỗi ra, liền đi bắt tiêu phàm thủ đoạn. Tiêu phàm dưới chân nhẹ nhàng trượt đi, liền đến vài thước bên ngoài, khó khăn lắm tránh đi một chảo này, trên mặt vẫn như cũng mang theo ý cười. Bất động thanh sắc nói, vị đạo hữu này không khỏi quá gấp gáp, có chuyện gì. Mời nói trước rõ ràng đại đầu nhân lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, không chịu được gãi gãi đầu ra. Vừa cười vừa nói, thật xin lỗi a, à, Phạm Đạo Hiếu, là ta quá gấp gáp, xin ngươi đừng trách móc, ta đủ hưng tử chính là như thế cái tính nết. Tại hạ cũng là ngỗi võ cửa đệ tử, gia sư chính là ngỗi võ cửa đương đại môn chủ triệu thiên khuê, vô ý nhiễm việc gì, ngay tại rộng mời danh y. Phạm Đạo Hiếu nếu là Kim Châu Thành đến Lang Trung, khẳng định y thuật cao minh. Mời Phạm Đạo Hiếu đi cho gia sư nhìn một cái, như thế nào, tiêu phàm nhíu mày nói, xin thứ cho tại hạ khó mà tòng mệnh, tại hạ có việc gấp, tất phải lập tức chạy tới nhạc tây quốc, nhạc tây quốc, tiêu phàm lời còn chưa nói hết, đủ hưng tử liền kêu to đánh gãy hắn. phạm đạo Hữu tại sao phải vội vã đi nhạc tây quốc, chẳng lẽ người cùng nhạc tây tông môn có quan hệ gì a? À? bất quá ta nhìn phạm đạo hiếu tu luyện chính là rất đường hoàng chính đại chính đạo công pháp, phải cùng nhạc tây quốc tông môn không có gì liên quan a. À? người này quả nhiên ở xa phương thành phía trên có thể rất nhẹ nhàng cảm ứng được tiêu phàm trên thân chính đạo khí tức không dối gạt tề đạo Hữu nói tại hạ có một vị bằng hiễu ở tại thiên thai thành ta muốn đi tìm nàng thiên thai thành lần này lại là đủ hưng tử cùng phương thành cùng kêu lên kinh hô tiêu phàm cảm thấy kỳ quái hỏi ngược lại đúng vậy a à, có gì không ổn a à? phương thành không khỏi nở nụ cười khổ nói phạm đạo Hữu đường xa mà đến sợ là còn không rõ ràng lắm đi hiện nay đã không có thiên thai thành tiêu phàm sắc mặt lập tức biến, thân sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô so. Trên thân càng là bỗng nhiên lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ, trầm giọng nói, đây là ý gì? Đối mặt bất thình lình áp lực thật lớn, đủ hưng tử cùng phương thành không chịu được đồng loạt lui về sau một bước, cái này thân hình vừa đứng vững, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt trở nên lại kinh lại đeo, phương thành vội vã liên tục khoát tay, nói, phạm đạo hữu không nên hiểu lầm, trước đó không lâu, lệ thú sơn mạch bỗng nhiên bộc phát ma thú thú chiều, đếm không hết ma thú, bỗng nhiên từ sơn mạch bên trong sông ra, vượt qua lệ thú hoang nguyên, công kích thiên thai thành. Mặc dù thiên thai tông tiến hành chống cự, bất đắc dĩ ma thú số lượng thực tế quá nhiều, trong đó còn có không ít hóa hình kỳ cao dai ma thú, thiên thai tông ngăn cản không nổi, liền bỏ thành mà đi, bây giờ thiên thai thành đã biến thành ma thú xảo huyệt bỏ thành mà đi. Kia thiên thai tông người đâu, thế nào rồi? Tiêu phạm ánh mắt sáng ngời, nhìn chầm chầm hỏi, ma thú công thành thời điểm, chiến tử một bộ phân, nhưng là về sau nhạc Tây Quốc cái khác ma tông đuổi đi cứu viện, đại bộ phận phân thiên thai tông đệ tử hay là an toàn rút đến ma diễm thành, chỉ bất quá, nghe nói thiên thai tông tông chủ mang trọng thương. Cũng không biết là thật là giả, Phương Thành vội vàng đáp, lại có chút hiếu kỳ hỏi một câu, phạm đạo hiếu bằng hiếu, là thiên thai tông đệ tử A. Nghe nói ninh khinh ngữ mang trọng thương, tiêu phàm một trái tim liền chìm xuống dưới, lúc này liền ôm quyền, nói, hai vị, cáo từ. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, Liên muốn rời khỏi truyền tống đại điện. Phạm Đạo Hiếu, đủ hưng tử kêu lên, tiêu phàm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một chút. Phạm Đạo Hiếu, người bộ dáng này đi ma diễm thành, nhưng là không được. Ngươi là Nam Châu Đại Lục Tu Sĩ, có lẽ không hiểu nhiều nhạc Tây Quốc tình huống, giống như người Tu Sĩ chính đạo, tại nhạc Tây Quốc thế nhưng là không thế nào được hoan nghênh. Nơi đó, là ma đạo địa bàn, lại nói, bằng hữu của ngươi tại thiên thai thành, nếu như lúc trước ma thú công thành lúc hắn không có việc gì, vậy bây giờ đợi tại ma diễm thành, tạm thời cũng là an toàn, phạm đạo hữu không cần gấp tại nhất thời. Nếu như vạn vừa đã xảy ra chuyện, phạm đạo hữu hiện tại chạy tới, kia cũng không kịp. Mời phạm đạo hữu đi trước cho gia sư nhìn một cái, cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Nếu thật là chữa khỏi gia sư bệnh, ta ngối võ cửa có thể cam đoan phạm đạo hữu tại ma diễm thành an toàn. Liền xem như hắc ma giáo, cũng cần mua chúng ta ngối võ cửa mấy phần mặt mũi cái này đại đầu nhân bề ngoài xấu xí vô so, tâm tư lại 10 điểm kín đáo, phân tích phải đạo lý rõ ràng. Tiêu phàm xong mi nhân lại, đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy bên kia truyền tống trận, đột nhiên lại ông ông chấn vang lên, hiện lên bạch sắc quang mang, vậy mà lại có người truyền đưa tới. Theo tiêu phàm biết, truyền tống trận truyền tống khoảng cách càng xa, khoảng cách thời gian lại càng dài. Một chút tương đối thô giáp siêu cấp truyền tống trận, khởi động một lần về sau, lại muốn hơn mấy tháng mới có thể khởi động lần thứ hai. Tỷ như Thiên Nhai thành truyền tống đến đô lương thành siêu cấp truyền tống trận, chính là như thế. Nhưng truyền tống khoảng cách hơi ngắn lời nói, khoảng cách thời gian liền ngắn, nếu như pháp trận bố trí được 10 điểm tinh xảo, sử dụng cao cấp hơn linh thạch, như vậy trong khoảng thời gian ngắn liên tục khởi động mấy lần, cũng có thể. Tiếp thu là không có hạn chế, chỉ bất quá, bên kia không phải rõ ràng nói, muốn hai tháng về sau mới có người muốn truyền tống đến hùng vụ thành tới sao, làm sao nửa canh giờ không đến, lại khởi động lần thứ hai truyền tống chẳng lẽ những cái kia đại thương nhân sớm đến rồi. Sau một lát, kia trong truyền tống trận bóng người rõ ràng, vậy mà cũng chỉ có một người, cùng tiêu phàm đồng dạng, là một mình truyền đưa tới. Là còn tiền bối, đủ hưng tử cùng phương thành đều thất kinh, vội vàng hướng na bên cạnh ninh đón. Rất nhanh, một cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên tại trong truyền tống trận hiện thân mà ra, một thân gừng trường bào màu vàng, mặt vuông tai lớn, mặt mũi tràn đầy phúc tướng, bụng cũng là tròn cổ cổ hướng ngoại lồi ra, thấy thế nào đều là tên phàm tục thế giới đại trưởng quỹ, thực tế không giống như là một tên tu chân cao thủ. Bất quá trên người người này lại lộ ra nguyên anh sơ kỳ tu sĩ linh áp. Tại nhạc tây địa khu, đây chính là tổ tông cấp đại nhân vật. Còn tiền bối trở về rồi, còn tiền bối, 10.000 năm định gió quả tới tay rồi sao? Đủ hưng tử vội vã tiến lên không người tới đất, ngay cả nửa câu hàn huyên khách khí đều không có, liền đi thẳng vào vấn đề. Còn tiền bối mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói, 10.000 năm định gió quả dạng này khó gặp linh dược, nơi nào là dễ dàng như vậy đoạt tới tay. Đủ hưng từ lúc đầu đầy cõi lòng kỳ vọng, nghe còn tiền bối kiểu nói này, lập tức như là rơi vào trong hầm băng, toàn thân đều lạnh lão một nửa, vội vã nói, thế nhưng là còn tiền bối, không có 10.000 năm định gió quả, kia định thần đan liền phối trí không ra, sư phụ ta bệnh tình, chẳng phải là muốn trì hoãn rồi sao? Mắt thấy ma thú liền muốn giết tới, cái này lại như thế nào cho phải? Phương Thành cũng lo lắng nói đúng vậy a, à, còn tiền bối, chẳng lẽ tại Kim Châu Thành, cũng tìm không thấy 10.000 năm định gió quả a? À? Hừ, ngươi cho rằng Kim Châu Thành thuốc gì đều có, ta thế nhưng là đem Kim Châu Thành bảy đại y quán đều chạy đến, bọn hắn mỗi một nhà tổ chức giao dịch hội ta cũng tham gia, ai cũng không có 10.000 năm định gió quả bán ra. Dạng này linh dược, dù coi như tại Kim Châu Thành, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu còn tiền bối trầm mặt, tâm tình cũng thật không tốt. Đủ hưng tử cùng phương thành liếc nhau, thần sắc thất vọng đến cực điểm. Mười nghìn năm định gió quả mặc dù có thể ngộ nhưng không thể cầu, năm ngàn năm hơi thở gió cây, ngược lại là tìm được một đoạn, cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Chúng ta về trước đi, nhìn thấy triệu sư huynh lại nói. Tốt tốt, hai người tất nhiên là liên tục gật đầu, luôn miệng đáp. Chậm đã, lúc đầu cũng định muốn đi tiêu phàm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ba người đồng loạt nhìn sang, tiêu phàm nhíu lại lông mày, trầm giọng nói, định gió quả cùng hơi thở gió cây, mặc dù dược hiệu có chỗ giống nhau, nhưng chỗ rất nhỏ có phần có sự khác biệt. Mà lại 5.000 năm hơi thở gió cây cùng 10.000 năm định gió quả, hiệu quả nhất là không giống. Nhất định không thể trồng sen nói chuyện, lung tung làm thuốc. Không cẩn thận, chẳng những chị không được bệnh, ngược lại sẽ lầm đại sự tiêu phàm trong lòng quải niệm Trần Dương An Nguy, chỉ muốn cấp tốc chạy tới ma diễm thành, vốn không đợi nhiều chuyện, nhưng mà những người này không hiểu y đạo, lỗ mãng liền muốn lấy hơi thở gió cây thay thế định gió quả làm thuốc, làm không tốt liền sẽ chết người, thầy thuốc nhân tâm, tiêu phàm lại là không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi là ai, còn tiền bối tâm tình cực kém, không khách khí chút nào hỏi. Tại hạ phạm lâm, cũng là từ Kim Châu Thành đến, gặp qua còn đạo hiếu. Nói, ôm quyền chắp tay, lập tức nói, còn đạo hiếu, thuốc không thể loạn phối, nhất là đã ngoài ngàn năm linh dược, dược tính cực mạnh, càng không thể tùy tiện dùng linh tinh. Huống hồ, triệu môn chủ đến cùng bị bệnh gì, thế mà muốn dùng đến 10.000 năm định gió quả. Loại này dược, dược hiệu cố nhiên cực dai, nhưng độc tính cũng là cực liệt, hơi một vô ý, bệnh nhân liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Bình thường lang chung, cũng không dám mở dạng này đơn thuốc 10.000 năm định gió quả, tính được là cường liệt nhất chấn tĩnh thuốc. Chỉ có tại cực phẩm ngưng thần định tính đan trong dược, mới có thể dùng được một viên nhỏ. Ngay cả tiêu phàm luyện đan thời điểm, đối với mấy cái này thuốc vận dụng đều cực độ cẩn thận. Không nghĩ tới tại cái này vực ngoại man hoang chi địa, thế mà cũng đụng phải có can đảm lấy 10.000 năm định gió quả làm thuốc lang chung, hơn nữa còn định dùng 5.000 năm hơi thở gió cây đi thay thế. Quả thực để tiêu phàm trợn mắt hốc mồm. Ngươi là Kim Châu Thành đến, ngươi là cái nào y quán lang chung. Nghe xong tiêu phàm lời ấy, còn sư thúc lập tức đổi nhan tương hướng, vội vã hỏi. Tiêu phàm mỉm cười, nói, tại hạ tại Kim Châu Thành chỉ là vô danh tiểu bối, lại là không nhọc còn đạo hữu xin hỏi. Bất quá, mặc kệ triệu môn chủ bị bệnh gì, 10.000 năm định gió quả cùng 5.000 năm hơi thở gió cây, cũng không thể hốn dùng, đây là không hề nghi ngờ. Nếu không, sẽ nguy hiểm đến tính mạng còn sư thúc trên mặt lộ ra vẻ trần chờ nói, thật sao? Ta làm sao nghe lang trung nói, hơi thở gió cây cùng định gió quả đồng dạng hữu hiệu, là có thể tương hỗ thay thế. Không nói những ngày Phạm Đạo Hiếu đã là Kim Châu thành lang trung, khẳng định là cực có bản lĩnh, mời cùng còn nào đó đi một chuyến đi. Chỉ cần Phạm Đạo Hiếu y tốt triệu sư huynh, ta ngỗi võ cửa tuyệt không bạc đãi Phạm Đạo Hiếu tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, còn sư thúc lập tức vui mừng quá đỗi, luôn miệng mời. Mặc dù hắn cũng không từng chứng kiến tiêu phàm bản sự, nhưng bệnh lâu người, tựa như người chết chìm, phàm là có một cọng rơm cũng muốn tóm chặt lấy không thả. Huống chi người này có kim đan hậu kỳ tu vi, lại tự xưng hiểu được y thuật, nói không chừng tại Kim Châu thành cũng là cực có danh vọng lang trung. Còn sư thúc mặc dù mới vừa từ Kim Châu thành trở về, nhưng Kim Châu thành lớn như vậy, y quán san sát, nguyên anh kỳ lang trung đều có không ít còn sư thúc cũng không có khả năng mỗi vị lang chung đều nhận biết. Lập tức một nhóm ba người rời đi truyền tống đại điện, tiến về ngỗi võ cửa tổng đàn. Hồng vụ thành cố nhiên là quý minh quốc đô thành, nhưng toàn bộ nhạc tây địa khu đều cực kỳ vắng vẻ, tính được là vực ngoại man di chi địa, so sánh với nam châu đại lục phồn hoa hưng thịnh, kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hồng vụ thành quy mô, xa xa không đuổi kịp kim châu thành. Chẳng qua nếu như thả ở trung thổ giới, đó cũng là hiếm thấy thành phố lớn mỗi võ cửa có thể chiếm cứ lấy quý minh quốc đô thành, ở đây khai tông lập phái, không hề nghi ngờ. Là quý minh quốc lớn nhất tông môn, tiêu phàm tại vu linh cốc thời điểm, đã từng tìm đọc qua tương quan điển tịch, biết ngỗi võ cửa danh xưng là Nam Châu Đại Lục Chính Đạo 10 Đại Tông Môn Một Trong Chân Vũ Môn Chi Nhánh, về phần là thật hay không, kia liền không nói được. Ngỗi võ cửa tổng đàn tại Hồng Vụ Thành Đông Bắc Chỗ, liên tiếp phiến rậm rạp sơn lâm. Xanh um tươi tốt, cảnh sắc không tồi, chỉ bất quá để phòng xâm nghiêm, một mảnh túc sát chi khí. Đoán chừng là bởi vì lệ thú sơn mạch dẫn phát ma thú thú chiều nguyên nhân. Thật không biết thế giới dưới lòng đất đến cùng chuyện gì xảy ra, đến mức quỷ vật cùng ma thú bốn phía tán loạn, mà lại rõ ràng thực lực tăng nhiều dáng vẻ. Loại tình hình này, khả năng không lớn là bởi vì thế giới dưới lòng đất tự thân biến cố tạo thành, hẳn là đạt được một loại nào đó mạnh hữu lực chi viện. Mới dám lần nữa thoát ra mặt đất đến, công nhiên hướng toa ma giới tu chân đồng đạo tuyên chiến. Liên tưởng đến Bắc Minh biển cả chỗ sâu cấm địa dị thường không gian ba động, chẳng lẽ thế giới dưới lòng đất lại một lần nữa cùng thất dạ giới tương thông rồi? Quả thật như thế, kia giao diện đại chiến liền thật sự có khả năng khởi động lại. Chỉ bất quá những chuyện này, tạm thời còn chưa tới phiên Tiêu Phàm đi quan tâm. Hắn cố nhưng đã tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, tại toa ma giới cũng coi là tu sĩ cấp cao. Lại cơ bản tính được là một người cô đơn, bách hùng bang thực lực cùng những cái kia chân chính đại tông môn tương đối mà nói, không đáng giá nhắc tới. Giao diện đại chiến, đầu tiên muốn nhọc lòng chính là Thái Thượng Tông Hạo Thiên Tông Thái Cực môn những này siêu cấp đại tông môn đại nhân vật. Tại còn sư thúc dẫn dắt phía dưới, một nhóm ba người không trở ngại chút nào. Tiến vào mỗi võ cửa tổng đàn, thẳng đến môn chủ ở cung điện mà đi, những nơi đi qua, mọi người nhao nhao hướng còn sư thúc hành lễ. Kính cẩn vô so, mãi cho đến một cái vườn hoa trước đó, mới rốt cuộc gặp ngăn cản, Bất quá hai tên phòng thủ đệ tử vẫn còn cung kính hướng còn sư thúc hành lễ, thấp giọng nói, sư thúc, ngài trở về rồi. Còn sư thúc nhẹ gật đầu, cũng không có cưỡng ép muốn tiến vào vườn hoa, trầm giọng hỏi, môn chủ đâu? Khởi bẩm sư thúc, môn chủ tại khóa vàng trong trận tại khóa vàng trong trận. Hiện ở thời điểm này, không sẽ không có chuyện gì sao? Còn sư thúc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phòng thủ đệ tử liếc nhau, lắp bắp nói, sư thúc, ngài đi Nam Châu Đại Lục về sau, sư phụ bệnh tình càng ngày càng lợi hại, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều đợi tại khóa vàng trong trận, bằng không mà nói, căn bản là không chấn áp được. Tại sao có thể như vậy? Còn sư thúc sắc mặt âm trầm phải như là muốn nhỏ xuống nước tới. Tiêu phàm song mi nhíu chặt, trầm giọng hỏi, còn đạo hiếu, đây là có chuyện gì? Còn sư thúc liếc hắn một cái, lắc đầu, không nói gì. Tiêu phàm có chút không vui nói, còn đạo hiếu, ngươi mời ta tới cấp cho quý môn chủ xem bệnh, lại cái gì cũng không chịu nói cho ta bệnh này làm sao chữa phạm đạo hiếu người thật có thể trị hết ta sư huynh bệnh tiêu phạm liền cười cười lắc đầu nói còn đạo hiếu lời nói không phải nói như vậy có phải là có thể trị hết bệnh không có cái nào lang trung dám đánh cược nhưng bệnh nhân đến cùng là thế nào cái tình hình cũng nên nói cho lang trung nghe một chút a à. không phải làm sao chữa bệnh nhìn qua lão thượng ngươi không nghĩ là loại kia không thông đạo lý người a à. còn sư thuốc cắn răng tựa hồ là hạ quyết tâm, nói, là như vậy, Phạm Đạo Hiếu, ta sư huynh trước đó vài ngày luyện công ra chút ngoài ý muốn. Luyện cái gì công, xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tiêu Phạm không khách khí chút nào đánh gãy hắn, hỏi. Cụ thể luyện cái gì công, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá là cường hóa thần thức công pháp. Cũng không biết là công pháp này có vấn đề gì, hay là đang luyện công lúc gây ra rủi ro, tóm lại ta sư huynh khoảng thời gian này luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, tính tình cũng biến thành cực kỳ táo bạo, vì vậy chúng ta chuyên môn xây một cái bát môn khóa vàng trận trận pháp này là tổ sư nhóm còn sót lại một khi sư huynh phát giác khó mà tự chế thời điểm liền tự hành tiến vào khóa vàng trong trận mượn lực trận pháp trợ hắn ngưng thần tĩnh khí mặc dù còn sư thúc nói đến hàm hàm hồ hồ tiêu phàm lại cơ bản rõ ràng cái này ngỗi võ từng môn chủ triệu thiên khuê là luyện công tẩu hỏa nhập ma cường hóa thần thức công pháp và đan dược nguyên bản liền cực kỳ nguy hiểm tiêu phàm vẫn luôn tại phục dụng thái thanh hoa linh đan liền đối tăng tiến vào thần niệm chi lực có hiệu quả. Bất quá tiêu phàm tại luyện chế thời điểm đặc biệt cẩn thận, từ đầu đến cuối khống chế hai lá tham gia mấy vị chủ dược dùng lược, tại điều phối đan phương lúc, đặc biệt giảng cứu văn võ trung sức, tuyệt không chịu tham công bốc lên tiến vào. Cái này thái thanh hoa linh đan không hổ là thượng cổ lúc sau lưu lại kỳ phương, mặc dù hắn dưới mắt đã tiến giai nguyên anh trung kỳ, đan dược tăng tiến vào thần niệm chi lực công hiệu không giảm chút nào. Riêng lấy lực lượng thần thức mà nói, hắn đã không tại bình thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới. Triệu Thiên Khuê lấy bát môn khóa vàng trận bản thân chấn áp, cũng coi là không còn cách nào. Trước đó vài ngày, ta đi các người Kim Châu Thành tìm thuốc thời điểm. Sư huynh mỗi ngày sử dụng khóa vàng trận thời gian cũng không cao hơn hai canh giờ, bình thường đều là tại giờ tí cùng buổi trưa, không nghĩ tới bây giờ bệnh tình đã chuyển biến xấu đến tình trạng như thế, cần cả ngày đợi tại khóa vàng trong trận còn sư thúc vừa nói vừa lắc đầu, có chút buồn nản mỗi võ cửa sở dĩ uy chấn quý minh quốc, lãnh tụ quần tu. Dựa vào chính là vị này Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi Triệu Môn Chủ, một khi Triệu Thiên Khuê xảy ra ngoài ý muốn, mỗi võ cửa tại quý minh quốc tu chân dưới địa vị, lập tức liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, mặc dù không đến mức tử lớn trong tông môn xóa tên, lại tối thiểu sẽ không còn có lúc trước uy phong. Tiêu Phàm nói, chúng ta vào xem một chút đi, thật, phòng thủ đệ tử vừa mới mở ra vườn hoa đại môn, liền chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang tựa hồ toàn bộ đại địa đều tại ầm ầm không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra, còn sư thúc không khỏi quá sợ hãi. Sư thúc, giống như, tựa như là khóa vàng trận bên kia, xảy ra phiền toái. Đại đầu nhân đủ hưng tử càng là sắc mặt đại biến, kêu lên. Hỏng bét, còn sư thúc trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một khi bát môn khóa vàng trận không chấn áp được, triệu thiên khuê thoát khốn mà ra, toàn bộ hồng vụ thành, ai có thể kềm chế được hắn. Làm không tốt chính là một trận đại sát lục, sư thúc, làm sao bây giờ? Rất hiển nhiên, đủ hưng tử cũng nghĩ đến cái này kinh khủng hậu quả. Triệu thiên khuê thế nhưng là toàn bộ quý minh quốc tu chân giới đệ nhất cao thủ, nếu là hắn bị hóa điên. Toàn bộ hồng vụ thành lập tức liền sẽ máu chảy thành sông. Mà đứng mũi chịu sao, thì là ngũi võ cửa những đệ tử này. Nhanh, lập tức đi tới, tăng cường khóa vàng trận trấn áp chi lực. Đã tới không kịp tiêu phàm nhẹ nói, cái gì, lời còn chưa dứt, âm âm nổ vang, phía trước một cái thiền điện đỉnh chóp bị đồng loạt nhấc lên, một đạo hạnh bóng người màu vàng phóng lên tận trời, mang theo cuồng bạo vô so khí tức, hướng bên này bổ nhào mà tới. Sư phụ, đủ hưng tử kêu to, tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, sớm đã thấy rõ ràng, cái này hạnh bóng người màu vàng là một tên hơn 40 tuổi nam tử trung niên, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, tướng mạo uy nghiêm, chỉ bất quá giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi ý, trong hai mắt, sát cơ tất hiện, điên cuồng vô so thân bên trên tán phát linh lực ba động, cực kỳ cường đại, nhiễm nhưng đã tiến giai nguyên anh trung kỳ nhiều năm. Không thể nghi ngờ, người này chính là ngỗi võ từng môn chủ triệu thiên khuê. Trong nháy mắt, triệu thiên khuê liền đến phụ cận, một trường hướng đủ hưng tử đánh tới. Trong chốc lát cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, khiến người rất cảm thấy áp bách, hô hấp không thông suốt. Đủ hưng tử lập tức ngay cả khí đều không kịp thở, muốn đợi né tránh, cả người giống như tiếp nhận vạn cân trọng áp, hai chân một mực dính trên mặt đất, ngay cả nửa phân đều khó mà di động, nháy mắt mặt như màu đất, khàn cả giọng kêu lên, sư phụ, là ta a, à, là ta. Sư thúc cứu mạng, tiếng kêu thê lương vô so, sư huynh, còn sư thúc quát khẽ một tiếng, đâm nghiêng bên trong một trường đánh ra, nghênh đón tiếp lấy. Triệu thiên khuê tay trái vung lên, lại là một cỗ đại lực tuôn ra. Còn sư thúc bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi, cảnh giới thấp hơn nhiều triệu thiên khuê, mà lại triệu thiên khuê lại đang đứng ở trong điên cuồng, mỗi một cái xuất thủ đều là dốc hết toàn lực, cuồng bạo vạn phân. Hai cỗ đại lực một phát, còn sư thúc kêu lên một tiếng đau đớn, đang 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 liền lùi mấy bước, kém chút một phát ngã ngồi, một gương mặt đỏ bừng lên, như muốn nhỏ máu đi xuống. Sư phụ, đừng có giết ta, đủ hưng tử dọa đến âm thanh kêu to, liền mảy may chống đỡ chi lực đều không có, mắt thấy triệu thiên khuê một trưởng đã đánh tới trước mặt, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Triệu môn chủ, hạ thủ lưu tình, đúng lúc này, chỉ nghe tiêu phàm thấp giọng quát nói, một cỗ to lớn cự lực từ bên cạnh vào tới. Oanh, hai cỗ cự lực tương giao, triệu thiên khuê rên lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên lui về sau ra mấy trượng bên ngoài, miệng hơi mở, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu phàm lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi đưa bàn tay thu hồi, lông tóc không thương. Vừa mới trở về từ cõi chết đủ hưng tử lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Cái này sao có thể? Giao thủ chỉ một chiêu, sư phụ liền thụ thương thổ huyết, nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, chẳng lẽ không phải là kim đan hậu kỳ tu sĩ đứt gân gãy xương, chết không toàn thây a? làm sao ngược lại là sư phụ thổ huyết? bất quá chậm đã, lúc này phạm đạo hiếu bỗng nhiên ở giữa khí thức tăng vọt, vượt xa kim đan hậu kỳ, trực tiếp bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới, mà lại là nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, trên thân lộ ra linh áp cường đại, không chút nào tại triệu thiên khuê phía dưới. phạm đạo hiếu ngươi chẳng những đủ hưng tử ngay cả còn sư thúc cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này họ phạm, nguyên lai vậy mà là nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, đang giả heo ăn thịt hổ. Chẳng lẽ hắn là chuyên đến nơi đây ám toán bản môn môn chủ? Đang lúc hai người đầu óc choáng váng thời điểm, bên kia tòa triệu thiên khuê đã lau miệng một cái bên cạnh vết máu, hai tay chấn động, lại chuẩn bị lần nữa động thủ, trong mắt điên cuồng chỉ ý càng sâu. Phích lịch một tiếng, một cái hoàng kim như ý tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, ở giữa không trung biến thành cao mấy trượng thấp, hồ quang điện lập lòe ầm ầm chút xuống trong khoảnh khắc hình thành một cái cự đại lôi vóng đem triệu thiên khuê bao phủ nó hạ ngay sau đó bóng người lóe lên tiêu phàm liền từ nguyên địa mất đi bóng dáng triệu thiên khuê mặc dù đã ở vào điên cuồng trạng thái nhưng cũng biết không ổn cổ tay khẽ đảo liền muốn tế ra pháp bảo sau một khắc hắn không khí bên người bỗng nhiên lên một trận như nước gợn vặn vẹo tiêu phàm thân hình bỗng nhiên nổi lên triệu thiên khuê kinh hãi không cần suy nghĩ không kịp tế ra pháp bảo ống tay áo lắc một cái, liền hướng tiêu phàm một trường đánh ra. Tiêu phàm khẽ vươn tay, năm ngón tay như câu, một thanh liền lấy ở hắn mạch môn. Phần cân thác cốt thủ, tiêu phàm miệng bên trong quát khẽ một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người nghe tới gân cốt sai chỗ răng rắc âm thanh, cùng triệu thiên khuê thống khổ tiếng rên rỉ, toàn bộ cánh tay phải. Cứ như vậy mềm nhún rủ xuống, thế giới phàm tục võ thuật, cái này sao có thể? Còn sư thúc tựa hồ đối với thế giới phàm tục võ thuật có hiểu biết, thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin. Thế giới phàm tục võ thuật, vậy mà làm tại nguyên anh trung kỳ đại cao thủ trên thân, có vẻ như còn có hiệu quả. Nhưng cái này sao có thể? Triệu sư huynh chỉ cần duỗi ra một cây ngón tay nhỏ, dù coi như là thế giới phàm tục đứng đầu nhất võ lâm cao thủ. Đó cũng là phấn thân toái cốt hạ tràng. Lý do duy nhất chính là, thi triển cái này phân cân thác quốc thủ, cũng là một tên nguyên anh trung kỳ đại cao thủ. Dù là triệu thiên khuê công lực thông huyền, Lúc này bị phế toàn bộ cánh tay phải, chẳng những đau đến toàn tâm, sức chiến đấu cũng lập tức đại giảm. Nhất là quan trọng chính là đau đớn kịch liệt, làm cho trong mắt của hắn có một nháy mắt hiện lên một vòng ánh mắt trong suốt. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng này nháy mắt trì hoãn, đối với Tiêu Phàm mà nói, đã đầy đủ. Khi Triệu Thiên khuê ánh mắt lại lần nữa trở nên điên cuồng thời điểm, 36 mai chiếu lấp lánh liễu diệp phi đao bắn ra. Nháy mắt đính tại Triệu Thiên khuê các nơi lớn trên huyệt song phương cách xa nhau gần như vậy, cơ hồ là gần trong gang tắc, đừng bảo là Triệu Thiên Khuê đang đứng ở điên trạng thái, liền xem như hoàn toàn thanh tỉnh. Đó cũng là tuyệt đối không tránh khỏi, chém giết gần người, cho tới nay, tiêu phàm còn chưa hề bại bởi bất kể đối thủ nào. Mặc kệ là người hay là thú, 36 mai liếu diệp phi đao cắm xuống nhập Triệu Thiên Khuê 36 ra đại huyệt, cả thân thể lập tức liền cứng tại nơi đó, động một cái cũng không thể động. Tiêu phàm thân thể lóe lên, liền đến triệu thiên khuê sau lưng một chỉ bắn ra, một đạo hùng hậu hạo nhiên chính khí, từ triệu thiên khuê huyệt ngọc trầm bắn thẳng đến mà vào, nháy mắt thẳng tới trong biển thần thức. Triệu đạo hiếu, tỉnh lại, cùng lúc đó, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, thanh âm tuy thấp, lại như là cuồn cuộn kinh lôi, ầm ầm tại đám người đỉnh đầu ép qua. Triệu thiên khuê toàn thân chấn động, điên cuồng ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Bị điện giật lưới ngăn trở bên ngoài còn sư thúc, vốn đã lấy ra pháp bảo, đang chuẩn bị cưỡng ép công phá lưới điện xông vào, thấy thế bận biểu tức ngừng tay đến, thần tình trên mặt vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc. Bất quá thoáng qua ở giữa, môn chủ liền bị người này chế trụ rồi. Chẳng lẽ trước mắt vị này phạm đạo hiếu, vẫn như cũ giấu giếm mình tu vi thật sự, không phải nguyên anh trung kỳ, mà là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bằng không mà nói, lại há có thể có to lớn bản lĩnh, vừa ra tay liền chế trụ cùng giai tu sĩ, đừng bảo là sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ đều không có. Kỳ thật, còn sư thúc cũng vẫn là đánh giá cao tiêu phàm bản sự. Nếu như ngang tay đối đầu, Triệu Thiên Khuê dù coi như cuối cùng không địch lại, cũng sẽ không giao thủ một cái liền thua trận, tất nhiên là một cuộc ác chiến. Chỉ bất quá dưới mắt, tình hình lại cực không bình thường. Triệu Thiên Khuê luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã ở vào điên trạng thái, phản ứng kém xa bình thường nhanh nhẹn, đối pháp bảo điều khiển càng là khó mà thu phát tùy ý. Mà tiêu phàm chọn lựa lại là tất cả người tu chân đều khinh thường tại luyện tập phàm tục ở giữa chém giết gần người võ kỹ, mạnh mẽ đánh Triệu Thiên Khuê trở tay không kịp. Trừ phi Triệu Thiên Khuê tinh thông luyện thể thuật, nếu không đối với đã lấn đến thiết cận chi bên cạnh Tiêu Phàm, cơ hồ không có chút nào kháng cự chi năng. Tiêu Phàm tay vừa nhấc, đem đỉnh đầu xoay tròn lôi quang tháp thu hồi lại. Phạm Đạo Hiếu, người đây là ý gì? Còn sư thúc gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, toàn bộ tinh thần đề phòng, bất quá vẫn là không che giấu được mình trong mắt kinh hoàng chi ý. Người này có thể dễ như trở bàn tay chế trụ mỗi võ cửa nhất môn chi chủ, chỉ sợ toàn bộ mỗi võ cửa hợp lại cùng nhau, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu là hắn thật đối mỗi võ cửa có ác ý, đó chính là tai họa ngập đầu. Tiêu phàm cười cười, nói, không có gì, muốn cho triệu đạo hữu chữa bệnh, cũng nên để hắn trước an yên tĩnh mới được thế nhưng là, các hạ cải trang giả dạng, cố ý giấu giếm tu vi của mình, lẫn vào chúng ta mỗi võ cửa tổng đàn, còn nào đó thế nào biết các hạ trong lòng đến cùng làm chỗ nào nghĩ. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, còn đạo hiếu, tại hạ nếu là muốn đối quý môn bất lợi, chẳng lẽ còn sẽ ở đây cùng các ngươi nói nhảm sao? Vừa rồi đạo hữu lực chú ý đều đặt ở triệu môn chủ trên thân, tại hạ như muốn giết ngươi, chắc hẳn sẽ không quá khó. Còn sư thúc lập tức nghẹn lời, sư đệ, không được đối cao nhân vô lễ. Lúc này, triệu thiên khuê rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng khẽ quát một tiếng. Sư huynh, ngươi tỉnh rồi, triệu thiên khuê khẽ vuốt cằm lập tức chuyển hướng tiêu phàm, kính cần nói, tại hạ triệu thiên khuê, mỗi võ từng môn chủ, nhiều cảm ơn đạo hữu cứu giúp. Chưa dám thỉnh giáo bạn cao tính đại danh, hắn toàn thân yếu huyệt bị chế, duy chỉ có đầu,